Đoán, có lẽ hắn cũng biết rõ đội ngũ của chúng ta không thể thất bại được, một khi thất bại sẽ lập tức phải đối mặt với nguy cơ bị giải tán. Chúng ta mà bị giải tán thì bọn hắn sẽ trở thành đội ngũ tìm kiếm bạc Ba La thần miếu có thực lực nhất còn lại, cơ hội là người đầu tiên phát hiện ra bạc Ba La thần miếu của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Cậu nghĩ thử xem, nói như vậy có lý không? Trác Mộc Cường ba đần mặt ra một lúc, không ngờ bên trong chuyện này lại có lý lẽ phức tạp đến thế. Nghe giáo sư nói xong, gã liền như người bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhưng vẫn cứ cảm thấy bên trong hãy còn điểm gì đó chưa được ổn lắm, nhưng rốt cuộc là điểm nào thì gã lại không sao nói ra được. Trong lúc đó, giáo sư Phương Tân cũng thoáng ngẩn ngơ, ngấm ngầm tự nhủ, vậy thì, hắn theo dõi chúng ta lên núi tuyết phỏng có ý nghĩa gì? Lẽ nào, hắn phải thấy chúng ta tất cả đều chôn thây nơi núi tuyết ấy mới cam tâm hay sao? Cần gì phải thế chứ? Giáo sư Phương Tân nghĩ ngợi dây lát, rồi nói tiếp, còn nữa, từ tấm bản đồ ấy, ta có thể suy đoán được nguyên nhân đội của chúng ta bị giải tán. Hả, chắc Mộc Cường ba lại thần người ra. Giáo sư Phương Tân liền mỉm cười giải thích, "Còn nhớ chuyện ngải lực khác rời khỏi đội không? Lúc đó tôi đã nói với cậu như thế nào nhỉ, đó là một tín hiệu, từ lúc đó lãnh đạo cấp trên đã chuẩn bị giải tán nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta rồi. Bởi vì việc thành lập nhóm của chúng ta, bản thân đã chỉ là một hành động mang tính thử nghiệm, một nơi đã tìm kiếm cả hơn 100 năm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu." một nơi mà vô số các tổ chức chuyên nghiệp cũng không thể nào tìm được. Đâu dễ dàng gì bị một nhóm toàn dân không chuyên như chúng ta tìm thấy chứ. Chỉ vì lúc đó đột nhiên xuất hiện quyển trục từ nước ngoài trở về Trung Quốc, tất cả ai cũng mang tâm thái muốn thử một phen xem sao nên mới thành lập ra nhóm này mà thôi. Họ đã cho chúng ta thời gian hơn một năm mà vẫn chẳng có bất cứ tiến triển gì. Vậy thì, đội ngũ này cũng phải bị thủ tiêu thôi, mà tấm bản đồ trong tay chúng ta chính là được phát hiện trong thời gian ấy giáo sư Phương Tân gỡ cặp kính lão xuống lau lau cho sạch, tiếp lời, còn nhớ chuyện đội trưởng Hồ Dương kể không? Người chiến hữu đó của anh ta từ mười mấy năm trước đã tới núi tuyết tư tất kiệt mạc, cũng có nghĩa là nhà nước sớm đã tổ chức đội khảo sát khoa học thám hiểm con đường này rồi, chỉ có điều lần đó đã thất bại. Mà trong cả quá trình, chắc chắn là không chỉ có một lần đến khảo sát, bởi vậy, khi các chuyên gia đối chiếu ra được vị trí cụ thể của tấm bản đồ này, họ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Thì ra lăn lộn hai năm trời, Rốt cuộc vẫn phải đến cái nơi đó hay sao?" Trác Mộc Cường ba nhìn gương mặt giáo sư Phương Tân trong màn hình máy tính một hồi thật lâu. Những chuyện này từ trước đến nay gã đều chưa từng nghĩ đến, giờ nhớ lại mới thấy đúng là có lý thật. Đội của bọn họ đã thành lập được hơn 2 năm, đầu mối duy nhất điều tra ra được, không ngờ lại là thứ đã bị phát hiện từ mười mấy hoặc thậm chí là mấy mươi năm trước, coi như là chẳng có bất cứ cống hiến gì mà chỉ lãng phí tài nguyên con người của quốc gia. Vậy tại sao cấp trên cứ trần trừ mãi không giải tán chứ? Đó chắc chắn là kết quả tranh đấu không ngừng của Lữ Cánh Nam. Vừa nghĩ tới Lữ Cánh Nam, chắc Mộc Cường ba vội gạt hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhìn ống kính webcam lẩm bẩm nói, tôi không ngờ lại là như thế. Giáo sư Phương Tân nói, tôi biết, đây chính là khuyết điểm của cậu, lúc nào cũng thích nghĩ sự việc theo chiều hướng đơn giản, chỉ nhìn vào bề mặt, là một người làm việc theo cảm tính. Nếu muốn trở thành đại trí giả giống như cha cậu, Cậu cần phải nhìn thấu qua bề mặt của sự việc, phát hiện huyền cơ ẩn tàng bên trong. Rất nhiều sự việc nhìn bề ngoài tưởng chừng như không hề liên quan, kỳ thực lại có trăm mối ngàn mối liên hệ với nhau. Một con bướm ở châu Mỹ đập cánh, có thể dẫn đến hình thành một trận cuồng phong trên Thái Bình Dương. Cậu có biết không, từ trước khi nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta được thành lập, Đức nhân lão gia sớm đã dự đoán được lần thất bại này. Ông ấy từng nói với tôi, không phải việc do mình đích thân làm thì không thể nào thành công được cho đến ngày hôm nay, tôi mới thực sự hiểu được hàm nghĩa của câu nói ấy. Lời của giáo sư Phương Tân tựa một tia sét giữa đêm đen, chắc một cường ba như người sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hai năm nay cứ theo đội ngũ này bôn ba khắp bốn phương, gã cơ hồ đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh mà quên mất chuyện tự mình suy xét, giờ đây nhớ lại các chi tiết nhỏ nhặt, mới thấy không ngờ trước đây bọn gã đã trồng xuống bao nhiêu mầm thất bại để dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Đồng thời, gã cũng giật bắn mình, vội nói, nếu tấm bản đồ này là giả, Vậy thì tấm bản đồ thầy tìm được trong mật thất cổ cách lúc cuối cùng chẳng phải là Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, "Ừm, um, trước mắt vẫn còn đang nghiên cứu, tôi đã xin ý kiến của rất nhiều chuyên gia về hình tượng học, chuyên gia phá giải mật mã, chuyên gia thám hiểm, chuyên gia tôn giáo. Vân vân, nhưng không một người nào hiểu, tất cả đều chung một ý kiến, rằng ngoài bản đồ giao thông ở các đô thị lớn và hiện đại ra, không thể có tấm bản đồ nào vẽ kiểu như thế cả, đặc biệt là bản đồ chỉ đường đến một nơi nào đó." hôm nay cậu bị thương nặng như vậy tốt nhất hãy nghỉ ngơi cho sớm một chút còn nhiều thông tin khác tôi sẽ trao đổi với cậu sau bên trong chuyện này còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta chưa thể giải đáp nhưng giờ đã nắm được quyền chủ động trở lại thì phải phát huy trí tuệ của bản thân cho hết mức hết nhẽ mà giải đáp câu đố của người xưa để lại muộn quá rồi cứ thế này đêm hôm đó trác mộc cường ba trằn trọc không yên cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về những lời giáo sư phương tân đã nói phải nhìn thấy những thứ ẩn sau bề mặt của sự việc Dường như gã dự cảm được tất cả những chuyện này có điều gì đó không ổn cho lắm, cảm giác này gã đã có từ rất lâu rồi, từ lúc nào vậy nhỉ? À, đúng rồi, là từ lúc Babato kể về những kẻ địch vô hình, nhưng mà, rốt cuộc là có điều gì không ổn chứ? Kẻ địch vô hình, Merkin, lúc này tên đó đang ở đâu? Đang làm gì? sc Atsy, Merkin liên tiếp nhảy mũi mấy cái liền. Sauce đứng bên cạnh cười nhạt hỏi, sức khỏe như anh mà cũng có lúc bị cảm à Merkin nói. Làm gì có chuyện đó, chỉ tại thời tiết khô hanh quá, trong mũi cứ ngứa ngáy thôi. À, phải đấy, nghiên cứu của anh ra sao rồi? Sauce bực bội lắc đầu, đừng nhắc nữa, không phải là thứ sinh vật trong tưởng tượng của tôi, lại tốn công vô ích cắm đầu cắm cổ hơn nửa năm trời, còn anh? Anh vẫn đợi tình hình từ phía đám người kia à? Merkin đáp, đúng vậy, cũng chẳng còn chuyện gì khác để làm. Sauce hờ hững nói, nghe đồn, anh đang chuẩn bị giao bán hai khu đất ở Mỹ hả? chuyện là thế nào vậy? Merkin nói, không có gì, gần đây nhìn lầm mất hai lần, thành ra tổn thất hơi lớn, cần tiền mặt gấp để bồi thường. Sos nói, ừm, dự tính phải đền bao nhiêu? Merkin nói, khoảng 300 triệu gì đấy. Sos bật cười, không ngờ chuyên gia dám thưởng như anh mà cũng có lúc nhìn lầm cơ à. Merkin cười khổ nói, trong cái ngành châu báu cổ vật này, dù người lợi hại đến mấy cũng không dám tự xưng là trăm phần trăm chuẩn xác, đây vốn đã là ngành có nhiều hàng giả nhất từ khi nhân loại có lịch sử đến nay mà. Có điều cũng chẳng can hệ gì, chỉ cần có thể tìm được bạc ba la thần miếu thì dẫu phải táng ra bại sản tôi cũng không sợ. Sos cười cười, đột nhiên nói, đúng rồi, Ben, tấm bản đồ đó. Đúng là anh nhặt được dưới đất hả? Merkin gật đầu khẳng định, đúng thế, tôi đã gạt anh lúc nào đâu, hơn nữa, cơ quan cảm bẫy ở đó phức tạp như vậy, sau khi cảm bẫy khởi động, người lợi hại thế nào trang nữa cũng không thể nào vượt qua được, chỗ như thế lẽ nào lại là nơi có thể tùy tiện ra vào được chứ? Theo lý mà nói, tấm bản đồ đó không thể là đồ giả được, vậy mà chúng mãi vẫn không tìm được nơi ấy, hơn nửa năm nay cũng chẳng đi đâu hết. Cái tên chắc Mộc Cường ba đó lại còn đột nhiên biến mất, chính mấy tên đồng bọn cũng không tìm được hắn, tôi đây cũng lấy làm kỳ lạ. Sos nở một nụ cười hờ hứng, chẳng bộc lộ cảm xúc gì, Nhiều người đứng lên, bước tới bên cạnh ô cửa sổ kiểu Pháp, cứ tiếp tục thế này mãi thì ích lợi gì tìm trăm phương ngàn kế để chúng có được tấm bản đồ đó, kết quả là chúng vẫn không tìm được gì. Lẽ nào thật sự không có chút đầu mối gì hay sao? Không, Merkin nói, tôi không chỉ lần theo các đầu mối, mà cả người nữa. Anh biết đấy, thứ tôi thực sự muốn tìm. Lúc này, Mark bỗng hớn hở chạy sồng sộc vào, reo lên mừng rỡ, ông chủ, tìm được rồi, hắn đang ở trong một bệnh viện ở Thượng Hải. Merkin liền hỏi, sao lại ở đó? Mark nói, theo tin mới nhất từ Trung Quốc chuyển về, công ty của hắn đã phá sản, đội ngũ được huấn luyện đặc biệt của bọn chúng cũng bị giải tán. Hơn nữa, dường như tên Trác Mộc Cường ba ấy đã mắc phải một loại bệnh hết sức kỳ dị, giống như là trong cơ thể có gắn một quả bom hẹn giờ vậy, một năm sau sẽ nổ. Với trình độ y học hiện nay vẫn chưa có cách nào chữa trị được, vậy nên hắn đã bị chấn động rất nặng, ý chí sa sút, tinh thần chán nản, suốt một thời gian dài chỉ ngày ngủ đêm đi, ra vào các quán rượu sàn nhảy như cơm bữa, do đó chúng ta mới không tìm được hắn. Còn nữa, nghe đồn hắn đánh nhau với một đám lưu manh du đãng mà bị thương phải nhập viện. Tôi thấy gã này không có hy vọng gì nữa ôi. Merkin cũng không khỏi biến đổi sắc mặt, thầm nhủ, sao lại thành ra như vậy chứ? Lẽ nào hắn thật sự chỉ ngã một lần là không bao giờ gượng dậy nổi hay sao? Sos nói, anh thấy chưa, cuối cùng lời tôi nói đã ứng nghiệm rồi, nếu bọn chúng mà tìm được bạc ba la thần miếu, tôi sẽ đi hôn đít lửa ngay tắp lự. Merkin lại hỏi, vậy là cho đến lúc này, hắn cũng chưa hồi phục à? Mark lắc đầu, cũng không phải, hình như sau khi những tên khác trong đội tìm được hắn, tình hình đã có chút biến chuyển theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng tôi cảm thấy khả năng bọn chúng tiếp tục đi tìm bạc ba la thần miếu không lớn lắm. Đã ra đến nông nỗi này rồi, nếu còn tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh cùng đường mặt lộ, muôn đời cũng không thể chờ mình. Nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối không tiếp tục tìm kiếm nữa đâu hai hàng lông mày nhíu chặt của Merkin đã hơi giãn ra phần nào tủm tỉm cười nói đáng tiếc mày không phải là trác mộc cường ba tao hiểu con người hắn hắn không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu nếu hắn mà bỏ cuộc thì đã không phải là trác mộc cường ba rồi hơn nữa những chiến hữu cũ của trác mộc cường ba tìm hắn làm gì chứ nhất định là để cổ vũ hắn tiếp tục tìm kiếm bạc ba la thần miếu rồi cả đám người ấy đều không bỏ cuộc đâu tên nào tên nấy đều có mục đích riêng cả kha kha, đúng là càng lúc càng thú vị. Nhớ kỹ, lần liên hệ sau, phải nói với người của chúng ta, trước khi tìm được bạc ba la thần miếu thì đừng có liên lạc lại nữa, giờ đã không còn là hành động được chính phủ Trung Quốc ủng hộ nữa, mà là hành động tự phát, chắc chắn chúng sẽ cẩn thận hơn nhiều, chỉ cần hơi bất cần một chút là có khả năng bị vạch trần thân phận ngay. Mắc cung kính nói, vâng, ông chủ, hắn do dự dây lát, rồi lại nói, ông chủ, hình như đã có gì sai sót, hình như có mấy tổ chức tương đối lớn đã nhận được một số thông tin, biết được rằng bọn Trác Mộc Cường Ba đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu, hơn nữa còn từng được chính phủ Trung Quốc ra mặt ủng hộ nữa. Cái gì, Kim giật mình chấn động thốt lên, rốt cuộc là chuyện gì? Tin tức để lộ ra ở chỗ nào vậy? Chuyện này, vẫn chưa được rõ. Mắc cúi gằm mặt liếc trộm ông chủ một cái, dè dặt nói. Điều tra, dứt khoát phải điều tra cho tao. Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên đến bệnh viện không ngờ lại là Pháp Sư Á La. Ông không hề nhắc nửa lời đến chuyện hô hấp hít thở, tỏ ý hoàn toàn không hay biết gì chuyện này. Chắc Mộc Cường Ba cũng không tiện phơi trần ra, nhưng gã nhủ thầm trong bụng, vẫn phải nói với Pháp Sư về vấn đề tín ngưỡng trong tôn giáo của họ, tư tưởng hạt nhân tả ác ấy, tốt hơn hết là không nên đi tìm nữa thì hơn. Pháp Sư Á La nghe Chắc Mộc Cường Ba thuật lại những suy đoán của đức nhân lão gia về giáo nghĩa của tôn giáo đó xong, bèn mỉm cười bảo, Tuy rằng Đức nhân lão gia luôn là bậc đại trí giả mà tôi vô cùng kính phục, nhưng về vấn đề này, tôi lại không tán đồng quan điểm của ông ấy. Phật và chúng sinh bình đẳng không chỉ là tín ngưỡng trong tôn giáo của chúng tôi, mà cũng là tín ngưỡng của một số tôn giáo bí mật khác nữa. Ý nghĩa của nó vốn cũng tương đồng như quan niệm chúng sinh bình đẳng mà thôi, chỉ có điều, thứ mà chúng tôi tin tưởng vào đó là một xã hội đại đồng hơn nữa. Trong xã hội ấy, thần Phật và chúng sinh đều bình đẳng, thông qua nỗ lực tu luyện của bản thân, hết thảy chúng sinh từ sao cao tại thượng như quân vương, thừa tướng, hay thấp hèn như loài sâu loài kiến, ai ai cũng đều có thể tu luyện thành Phật. Cường ba thiếu gia không thể nào nói, tín ngưỡng như vậy là tà ác phải không? Trác Mộc Cường ba đưa tay gãi gãi lên má qua lần băng vải. Pháp Sư Á La lại tiếp lời, quan điểm ta vốn là Phật lại càng dễ giải thích hơn, ý chỉ rằng, người người đều có một trái tim từ bi hỷ xả, phổ độ chúng sinh, cứu người cứu mình, còn khát vọng muốn được trường sinh bất lão, sở hữu sức mạnh phá hoại tất thảy mà chắc một cường ba nghĩ tới kia không thể nào xem ta vốn là Phật được, mà phải gọi là ta vốn là ma mới đúng. Chắc một cường ba ngẩn người ra, hình như giải thích như vậy cũng rất thông, bởi thế mà xưa nay gã đều cảm thấy những chuyện trong tôn giáo rất phiền phức, bảo tốt thì là tốt, bảo xấu thì tức là xấu, giải thích thế nào cũng xong, đành phải chờ xem năng lực lý giải của mỗi người như thế nào thôi vậy. Những điều Pháp Sư Á là nói cũng không phải không có lý lẽ, nhưng nghĩ đến huyết trì, cùng những thứ được thấy, được nghe ở cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không tự chắc mộc cường ba vẫn cảm thấy thật tà ác ít nhất thì cũng không thể gọi là từ bi được pháp sư á la lại nói tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì huyết trì và các tượng phật tướng mạo hung hãn đó dường như chắc đến mười mươi là vật sở hữu của tà giáo nhưng thực ra lại không phải như vậy huyết trì lấy máu người làm nhiên liệu lại phải đặt các cơ quan nội tạng ở các vị trí khác nhau mới có thể khởi động điều này điều này chắc là cường ba thiếu gia có thể lý giải được ở Tây Tạng thời xưa, địa vị xã hội của con người được phân biệt hết sức rõ rệt, những người nông nô ở tầng lớp thấp kém nhất, gần như là không có địa vị gì để mà nói cả, từ khoảnh khắc được sinh ra trên đời này, sinh mạng của họ, và cả của cha mẹ và tổ tiên nhà họ, đều thuộc về chủ nhân cả. Thân thể của họ cũng thường được dùng làm cống phẩm để hiến sinh cho các loại lễ tế khác nhau. Chắc là Cường Ba Thiếu Gia cũng biết điều này chứ nhỉ? Chắc một Cường Ba im như thóc, không nói một lời. Từ nhỏ, gã đã nghe chú La Ba kể chuyện, hồi trước giải phóng, nông nô Tây tạng đúng là chẳng hề có chút địa vị nào cả. Pháp sư Á La lại nói, nghi thức này thực ra chỉ là một tập tục xấu còn sót lại từ xã hội nguyên thủy nhất của loài người. Trong thời cổ đại từ ngàn vạn năm về trước, con người thảy đều sùng bái sức mạnh hủy diệt đất trời của đại tự nhiên, và lại cũng không thể có những nhận thức khoa học về chu kỳ sinh lý của bản thân mình, bọn họ thường hay lựa chọn tế lễ bằng máu tanh để khẩn cầu được ban cho sức mạnh lớn lao. Đồng thời trong tiềm thức của họ, một số xúc cảm tiêu cực dồn nén đã lâu cũng được phát tiết trong những dịp tế lễ này. Không chỉ ở khu vực Tây Tạng chúng ta, mà người cổ đại trên toàn thế giới đều có những nghi thức tương tự như vậy, bao gồm cả Maya ở châu Mỹ mà cậu đã từng đến, Trung Nguyên cổ đại, châu Âu cổ đại, châu Phi cổ đại, mức độ tanh máu và tàn bạo đều không thua kém huyết trì, chỉ. chỉ có điều, cùng với sự phát triển của nền văn minh, chúng đã dần dần biến mất, mỗi vùng lại có một kiểu truyền thừa khác nhau mà thôi. Còn Tây Tạng chúng ta Nằm trong môi trường tương đối khép kín trong một thời gian dài, tập tục xấu này mới được truyền thừa khá lâu đời như thế. Tuy vậy, điều này cũng không thể nói lên rằng nó tà ác, mà đơn giản chỉ là một vết sẹo để lại trong lịch sử nhân loại mà thôi. Còn những tượng Phật tạo hình hung ác kia ư, Cường Ba thiếu gia có thể tới bất cứ ngôi chùa ngôi miếu nào để quan sát, làm gì có chùa nào là không có tượng hung thần ác Phật, dùng để trấn yêu phục ma, cách gọi chính xác của những tượng Phật ấy phải là phẫn nộ tướng của Bồ Tát và Kim Cương ngoài ra trong cả mật pháp lẫn hiển pháp cũng không thiếu gì tượng kim cương lấy các bộ phận trên cơ thể người làm vật cầm trên tay trong đó nhiều nhất chính là xương sọ kế đó là tim người da người tại sao lại khắc tạc ra những tượng phật có hình dạng như thế chứ đó không phải để nói rằng phật ăn thịt người mà là biểu đạt sự gian đe và trừng phạt đối với kẻ ác làm chuyện ác nhiều chưa cần xuống tới địa ngục khi còn đang sống cũng sẽ bị phẫn nộ kim cương hoặc bồ tát mổ bụng lấy tim lột da cắt đầu còn tôn giáo trước đây của chúng tôi có lẽ đã lấy việc chấn thủ ngọn nguồn cái ác làm nhiệm vụ, vì vậy nên tạo hình các tượng Bồ Tát đều có đặc biệt hung dữ hơn một chút, bằng không thì khó mà trấn áp được ác ma. Pháp Sư Á La Hạ thấp giọng xuống nói, tôi tin rằng, giáo lý của tôn giáo chúng tôi tin theo, tuyệt đối không phải là những điều tà ác đâu. Trác Mộc Cường Ba Vội nói, tôi cảm thấy, cha mình nói rất có lý, nhưng mà hôm nay nghe Pháp Sư nói, lại cũng thấy rất có lý, chúng ta không nên tùy tiện phán xét tư tưởng của cổ nhân một cách bậy bạ, Tư tưởng của người xưa có lẽ là trung tính, những người khác nhau sau khi xem xong lại có những cảm ngộ khác nhau, dẫu là giáo lý dẫn dắt con người ta hướng thiện tới đâu, đến tay những kẻ tà ác thì cũng bị lý giải thành tư tưởng tà ác mà thôi. Pháp Sư Á La nở một nụ cười, nói, cường ba thiếu gia quả là người nhìn xa trông rộng, tôi biết là vậy mà. Không lâu sau, Trương Lập cũng đến, vừa vào phòng đã đưa tay chào theo lối nhà binh, rồi cười cợt hỏi, đội trưởng, hôm nay có sắp xếp gì không? Trác Mộc Cường ba cũng gượng gạo cười, đáp, cậu nhìn bộ dạng của tôi như vậy, nhúc nhích còn chẳng nổi, lại còn chẳng hiểu chuyện gì, cứ đợi đấy đã, xem thầy giáo có phân công gì không. Sao mọi người không đến cùng một lượt vậy? Trương Lập đáp, thói quen mỗi người mỗi khác, giống như đại sư Á là đây, dậy còn sớm hơn cả tôi nữa, còn thằng nhóc nhạc dương kia thì chỉ ngủ suốt cả ngày, thật không hiểu làm sao mà cậu ta lại được huấn luyện thành lính trinh sát nữa. Hừm, là hôm nay giáo sư Phương Tân sẽ bảo chúng tôi đi thu thập các tài liệu về đấy." Trác Mộc Cường Ba nói, "Thầy giáo sẽ là đầu não chỉ huy của chúng ta, theo tôi, chắc mọi người đều không có ý kiến gì với sự phân công của thầy ấy đâu." "Có điều, nói thật lòng, tôi không hy vọng mọi người bắt đầu hành động nhanh như vậy chút nào, mong rằng trong lúc dưỡng thương, mọi người có thể ở đây với tôi thêm vài ngày." "Cậu biết đấy, ở chỗ này, tôi vẫn còn bị thương nặng lắm." Nói đoạn, gã đưa bàn tay băng bó gõ gõ lên bộ ngực cũng băng bó chẳng chịt. Trương Lập vỗ vỗ lên ngực Trác Mộc Cường ba, nói, chuyện này thì đơn giản thôi, một hai năm nữa, anh và cô Mẫn Mẫn sinh thêm ba bốn đứa thì chỗ này có bị thương gì cũng lành hết cả thôi. Vừa đúng lúc đó, đường Mẫn bước vào, nghe thấy câu cuối cùng, lập tức giận giữ trách móc, anh nói cái gì đấy, Trương Lập. Anh coi tôi là cái thứ gì chứ hả? Nói xong, liền vung nắm đấm lên. Trương Lập cười ha hả, Vội lách người sang một bên né tránh cú đánh của cô. Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La mỉm cười nhìn hai người đuổi bắt nhau. Trác Mộc Cường Ba bỗng cảm thấy tim mình đau thắt lại. Cảm xúc này, tại sao cảnh tượng trước mắt lại khiến gã cảm thấy đau lòng như vậy chứ? Đúng rồi, gã cũng từng có một thời trẻ dại, lúc ấy có một cô bé con ngày nào cũng bám lẳng nhẵng sau lưng gã, không bao giờ chịu rời xa, lại cũng rất hay giận dỗi nũng nịu, em gái. Đường Mẫn không bắt được Trương Lập liền quay sang mách với trác mộc cường ba cường ba à anh xem đội viên của anh kìa bây giờ anh ta bắt nạt em mà anh còn chẳng binh nếu mà nếu mà sau sau này thì làm sao trương lập nói ủa cô mẫn mẫn không nói hết lời rồi có phải muốn nói sau này kết hôn thì làm sao đúng không anh đường mẫn lại nhảy dựng lên đuổi theo trương lập trác mộc cường ba khẽ đằng hắng trong cổ học nói được rồi trương lập xét tình hình này với tư cách đội trưởng Tôi phạt cậu đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Đồ ăn trong căng tin bệnh viện thực là khó nuốt quá đi mất. Đường Mẫn nói, bên kia đường có tiệm Vĩnh Hòa Đại Vương một, sữa đậu nành bánh quẩy ở đó cũng khá ngon, hôm qua tôi vừa ăn ở đấy rồi. Đợi mọi người lần lượt đến đủ, phòng bệnh lại ồn ào thêm một phen nữa. Giáo sư Phương Tân nói với Trác Mộc Cường Ba, đã đến lúc mọi người phải bắt tay hành động rồi. Vậy là theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, tất cả lại phân tán một lần nữa. Có điều lần này đã không còn cảm giác âu sầu buồn bã khi biệt ly mấy tháng trước, mà người nào người nấy cũng đều hừng hực lòng tin cả. Mấy ngày tiếp sau đó, Trác Mộc Cường Ba nhận được một lượng thông tin rất lớn từ chỗ giáo sư Phương Tân chuyển qua, bao gồm cả quá trình tỉ mỉ của việc phá giải mật mã trên bao thuốc lá, bản phân tích cuốn nhật ký của đường thọ, những tiến triển mới nhất trong quá trình phân tích tư liệu mang ở May A về, bản dịch mới nhất của cổ cách kim thư, còn tối tối gã lại phải học thuộc khẩu quyết mật tu, thử dùng ý thức cảm nhận hướng đi của mạch và chuyển động của luân xa. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy, đây cũng là một sự khiêu chiến với khả năng ghi nhớ của gã. Trước khi vết thương của Trác Mộc Cường Ba lành hẳn, Đường Mẫn là người phụ trách chăm sóc việc ăn uống tắm giặt của gã. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi bên nhau mà tình cảm của hai người đã càng thêm thân thiết, như keo như sơn. Trong rất nhiều đầu mối, đầu mối có quan hệ mật thiết nhất với họ, và cũng là điều Trác Mộc Cường Ba quan tâm nhất, không là gì khác ngoài bản dịch mới nhất của cổ cách kim thư. Vì các chuyên gia giải dịch theo từng đoạn một, hơn nữa Lữ Cánh Nam cũng phải thông qua nhiều kênh phức tạp dối rắm mới có được những bản dịch này, nên bản dịch trong tay gã bây giờ cũng chỉ là một số đoạn tản mát không liền mạch. Có điều, thông qua những đoạn văn tản mát này, bọn họ đã lờ mờ phán đoán ra được, vị sứ giả ấy tổng cộng xuất hiện 3 lần trong lịch sử cổ cách đoạn nhắc đến chuyện sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà họ biết được từ trước, đã là lần xuất hiện thứ hai của vị sứ giả này rồi. Trong những gì sứ giả nói, lộ ra rằng ông ta đã từng đến cổ cách trước đó. Còn nữa, khi sứ giả mang theo tín vật vượt đường xa vạn dặm đến miền đất khác, từng có ước định với quốc phương, nếu như vẫn còn sống, nhất định sẽ trở về hội kiến với quốc vương thêm lần nữa. Chỉ tiếc một điều là phần nửa sau giải đáp câu hỏi rốt cuộc sứ giả có trở lại hay không của cổ cách kim thư cho đến giờ vẫn không ai biết đang lưu lạc nơi nào. Cả giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba đều không tùy tiện đem Tây Thánh Sứ được nhắc đến trong cổ cách kim thư và hai vị Thánh Sứ được các vị trưởng lão ở thôn công bố thừa nhận, cũng chính là Mơ Kinh và Trác Mộc Cường Ba, đánh đồng với nhau. Bởi vì, dựa theo những gì dịch từ cổ ngữ, vị Thánh Sứ này được chọn trong những bậc đại trí, hoặc giả có huyết thống cao quý thuần trùng. Chẳng những thế, vị thánh sứ bị ương bất nhượng này không hề được ghi chép trong cổ cách kim thư, căn bản không thể tìm thấy truyền thừa lịch sử của ông ta, nên chỉ có thể coi là một phỏng đoán mà thôi. Nếu trực tiếp liên hệ so sánh ông ta với hai người bọn Trác Mộc Cường Ba và Mức Kinh, thì thật là thiếu chứng cứ lịch sử. Một điều nữa khiến Trác Mộc Cường Ba càng thêm chấn động và kinh ngạc là khi đó, vị cổ cách phương Y Tây Úc Bá kia chẳng những là nhà tài trợ cho sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến nơi chân trời góc biển, mà còn có liên quan tới một món thánh vật khác nữa. Từ những đoạn văn dịch không liền mạch, có thể đưa ra một kết luận mơ hồ rằng, ước định của sứ giả và quốc vương khi ấy là, ông ta mang theo một trong ba món tín vật vượt đường xa đến đầu bên kia của góc biển chân trời, còn quốc vương cũng bí mật phái đi một vị sứ giả khác, mang theo một tín vật nữa, đến một nơi xa xăm góc biển chân trời khác. Còn chuyện quốc vương có hoàn thành ước định ấy hay không thì bản dịch không nhắc cụ thể tận tường, mà dường như đã ẩn giấu đầu mối vào sự kiện quốc vương phái đi 20 người con xuất sắc nhất của cổ cách đến phương Tây. Ở bên dưới đoạn văn dịch một cách hàm hồ khó hiểu này, giáo sư Phương Tân đã vạch một đường bằng bút đỏ, đồng thời chú thích ở bên cạnh, vào khoảng năm 975 đến năm 981 sau công nguyên, sự kiện cổ cách phương phái đi 21 thiếu niên thông huệ nhất đến thiên trúc học Phật, lịch sử và ẩn như ám thị dường như có một sự trùng khớp nào đó. Còn vấn đề hơn 20 thiếu niên cổ cách ấy có mang theo thứ gì hay không, thì trong cổ cách Kim Thư không hề nói rõ giáo sư Phương Tân đã cẩn thận tiến hành sắp xếp lại những tư liệu lịch sử có thể tra ra được liên quan đến hơn 20 thiếu niên sang thiên trúc học Phật kia. Căn cứ theo các tư liệu ấy, các thiếu niên đó đã xuất phát một cách rất bí mật, vì vậy thời gian cụ thể không sao xác định được, mà rốt cuộc họ đã đi đâu cũng không sao làm rõ được, chỉ biết rằng hơn 20 người ra đi, cuối cùng còn có hai người sống trở về. Hai người này bái A để hiệp hai đại sư làm thầy, về sau đều trở thành những dịch giả nổi tiếng nhất trong lịch sử cổ cách quãng thời gian bọn họ ra nước ngoài cầu Phật cũng khoảng chừng hơn 10 năm, không hề ngắn hơn quãng thời gian mà vị sứ giả vượt Thái Bình Dương tiến về phía đông kia là mấy đâu. Còn về món tín vật thứ ba, trong những đoạn dịch rời rạc họ đang có vẫn chưa thể phát hiện ra bất cứ đầu mối nào liên quan đến nó. Rốt cuộc là nó đã được giao cho người khác, hay bị hủy diệt, hay vẫn còn ở lại đất tạc, không một ai có thể đoán chắc được, chỉ biết rằng vị sứ giả kia đã từng nói có ba món tín vật mà thôi. Tuy nhiên từ bản dịch xuất hiện ba nghi vấn. Thứ nhất, thái độ của sứ giả đối với ba món tín vật, từ một vài đoạn có thể thấy rằng mục đích của sứ giả là muốn giao chúng cho ba người khác nhau, nhưng trong một số đoạn khác thì hoàn toàn khác hẳn, sứ giả muốn giấu hai món tín vật đi, tốt nhất là có thể chia ra hai nơi chân trời góc biển, vĩnh viễn không bao giờ để tái hợp. Sự thay đổi thái độ này vừa đột một vừa ly kỳ đồng thời trong toàn bộ các đoạn dịch vẫn chưa tìm được bất cứ nguyên nhân hay bối cảnh nào có thể khiến thái độ của sứ giả có chuyển biến, đây quả là một điều khiến người ta không sao nghĩ thông cho nổi. Giáo sư Phương Tân bảo Trác Mộc Cường Ba, nói theo kiểu đùa cợt của Nhạc Dương, thì là với những tư liệu họ hiện có trong tay, chỉ có thể đưa ra kết luận rằng vị sứ giả ấy đã mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt cực kỳ nghiêm trọng. Điểm thứ hai là thái độ của cổ cách vương đối với tín vật. Một số đoạn thì nói, quốc vương cực kỳ tôn kính sứ giả, đã chấp hành vô điều kiện tất cả các yêu cầu của sứ giả. Nhưng một số đoạn khác lại kể Quốc Vương ngấm ngầm sai người ngăn trở, phá rối sứ giả. Chẳng trách trước đây Lữ Cánh Nam nói với chúng ta rằng, sứ giả muốn giao tín vật cho người khác, còn Quốc Vương lại muốn giữ tín vật lại. Sự thực thì cả các chuyên gia cũng chưa hiểu được rốt cuộc chuyện này là như thế nào nữa. Điểm nghi vấn thứ ba cũng có liên quan đến tín vật. Tổng hợp tất cả những đoạn văn mà họ có lại, có thể thấy bản dịch ngầm ám chỉ rằng món tín vật thứ hai ngoài tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia đã được quốc vương sai người bí mật đưa đi nơi khác. Đồng thời, trong đó lại có hai ba đoạn đặc biệt chỉ ra rằng món tín vật ấy là một tấm bản đồ và đã bị quốc vương giữ lại. Đem gộp các đoạn này lại đối chiếu, so sánh, thực khiến người ta không thể hiểu thực hư thế nào, chỉ còn biết chờ đợi các chuyên gia dịch toàn bộ nội dung của cổ cách kim thư ra thôi vậy. Ngoài chuyện này ra, các tư liệu thời thế chiến thứ hai mà bọn giáo sư Phương Tân tra ra trong lúc phá giải mật mã của quân Đức Quốc xã cũng khơi gợi được sự tò mò và hứng thú của Trác Mộc Cường Ba. Gã vẫn còn lờ mờ nhớ được, từ rất lâu trước đó, Lưu Cánh Nam đã nhắc rằng nước Anh từng có được các tư liệu của Morton Stanley, nhưng sau thế chiến thứ nhất các tư liệu này đã bất ngờ biến mất, về sau không biết vì nguyên nhân gì mà chúng lại lọt vào tay người Đức. Có điều, hồi đó Lưu Cánh Nam chỉ nói thoáng qua một câu, không giải thích rõ. Về sau, trong tư liệu của bọn gã cũng không hề có những giải thích hay phân tích gì về phương diện này. Lần này, giáo sư Phương Tân đã bắt tay vào điều tra một cách kỹ lưỡng hồ sơ của Hitler và một số quan chức cấp cao của Đảng Nazi, đồng thời bổ sung vào đó các suy đoán của cá nhân ông, khiến Trác Mộc Cường ba lại có nhận thức mới về vấn đề này. Một một thương hiệu thức ăn nhanh kiểu Trung Quốc rất nổi tiếng. Hay hay còn gọi là Aetiza. Audio điện tử Võ Tấn Bền giáo sư Phương Tân viết trong tài liệu như thế này, không nghi ngờ gì nữa, Hitler là một kẻ cuồng tín sùng bái năng lực siêu tự nhiên, tư tưởng này đã thúc giục y cùng một số quan chức cấp cao cũng sùng bái năng lực siêu tự nhiên khác, tiến hành nhiều hoạt động bí mật, bao gồm cả việc thành lập lực lượng Waffen SS và Hiệp hội Di sản Tổ tiên, rồi những hành động tìm kiếm chén thánh, mũi giáo thần thánh, nghiên cứu văn tử cổ, đặc biệt là sự kiện Tây Tạng. Thở nhỏ, Adolf Hitler không hề có chí hướng cao xa gì, y một lòng chỉ muốn trở thành nhà nghệ thuật, Đồng thời vì vậy mà đã nảy sinh tư tưởng học lệch rất nặng nề. Thời trung học, y đã từng bị lưu ban vì không đủ điểm môn số học và tự nhiên, về sau lại vì không đủ điểm môn tiếng Pháp nên không thể tiếp tục theo học trường trung học hệ 6 năm, phải chuyển sang học ở trường trung học hệ 4 năm. Sau khi cha y qua đời, Hitler mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng không muốn tiếp tục học lên trung học phổ thông, mà quyết định bắt đầu cuộc sống của nhà nghệ thuật như vẫn hằng nung nấu. Y bỏ nhà đến Viên và được bầu không khí nghệ thuật ở đó hun đúc, bồi dưỡng. Hitler vốn định xin vào học trong học viện nghệ thuật viên, đáng tiếc là học lực của y kém, không được chấp nhận nhập học. Sau đó, mẹ y lại qua đời vì bệnh ung thư vú, Hitler sau khi đã tiêu sạch tiền thừa kế của cha mình để lại, không muốn phải sống bằng nghề khuân vác thuê, lại cũng chẳng có sở trường hay nghề ngống gì, cuối cùng trở thành một gã lang thang ở thành viên. Năm 1909, cuộc đời Hitler gặp phải bước ngoặt đầu tiên, một người bạn đề nghị y vẽ một số bức biêu thiếp và đồng ý mang đi bán hộ, Nghe nói việc tiêu thụ cũng không tệ chút nào, gã lang thang cuối cùng đã thuê được một căn hộ độc thân với giá rẻ, đồng thời bắt đầu không phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa. Khi đó, Hitler mới vừa tròn 20 tuổi, nói theo cách hiện nay, thì chính là một gã thanh niên phấn khích. Sau khi giải quyết được vấn đề ăn no mặc ấm, y bắt đầu có thời gian và cơ hội tiếp xúc với một lượng lớn các sách vở. Có lẽ được di truyền huyết thống của người cha làm công chức, từ nhỏ Hitler đã đặc biệt mẫn cảm với chính trị, trong các thư tịch y tìm đọc, có rất nhiều sách báo tài liệu về chủ đề chính trị và các chủ nghĩa khác nhau. Có một điều rất khó tin là Hitler đã từng nghiên cứu rất kỹ lưỡng về chủ nghĩa Marx. Tuy nhiên, trong tư liệu của giáo sư Phương Tân có nhấn mạnh đến một tập sách khác, gọi là tạp chí viên Ngọc Đông Phương. Đó thực ra là một tờ tạp chí do một vị giáo đồ thiên chúa giáo La Mã biên soạn, nội dung chủ đạo là những sự việc ly kỳ và huyền ảo, đầy dẫy màu sắc văn hóa tính dục và chủ nghĩa chủng tộc, và chỉ được phát hành hạn chế ở vài khu vực trong nước áo, nhưng lại khơi gợi được hứng thú mạnh mẽ từ rất nhiều thanh niên trẻ tuổi mà Hitler chính là một trong số đó. Y không thể nào rứt khỏi những cuốn tạp chí này, mỗi kỳ đều phải mua cho bằng được, có thể xếp vào hạng phen cuồng. Trong cuốn tạp chí này, có rất nhiều thông tin nhắc đến người Arian thuần chủng tóc vàng mắt xanh, cho họ là giống người cao quý nhất, đồng thời phản đối giao tạp với những dân tộc thấp kém, đặc biệt là người Do Thái, bởi đó là một dân tộc trụy lạc tột cùng. Ngoài ra, trong các kỳ tạp chí còn góp nhặt đủ kiểu sự kiện linh dị kỳ quái và sức mạnh thần bí trên khắp thế giới, cùng với đó là những câu chuyện mang tính chất truyền kỳ của các nhà thám hiểm và nhà khảo cổ, đối với các loại pháp thuật phù thủy và siêu năng lực cũng có những giải thích thoạt nhìn có vẻ khá là tương tận. Giáo sư Phương Tân đã bình luận rằng, đây vốn chỉ là trò bịp tạo ra để thu hút độc giả, nhưng Hitler lại cực kỳ tin tưởng đồng thời bắt đầu ảo tưởng rằng mình sở hữu huyết thống thuần chủng của người Orion và đủ các loại siêu năng lực mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Về sau, trong Thế chiến thứ nhất, hạ sĩ Hitler nhận nhiệm vụ sĩ quan truyền lệnh, đã có mấy lần hút chết mà vẫn thoát được, vậy là y lại càng tin vào thân phận của mình hơn. Y nhận định bản thân là người được Chúa trời trao cho nhiệm vụ lớn, bản thân chỉ đang chờ đợi một thời cơ đến mà thôi. Ảnh hưởng của tạp chí Viên Ngọc Đông Phương đối với tư tưởng của Hitler vượt xa bất cứ sách vở tài liệu nào khác. Trong mấy năm sau đó, dưới ảnh hưởng của cuốn tạp chí này, Hitler đã dần hình thành nên thế giới quan chính trị của mình, mà theo giáo sư Phương Tân thì cuốn tạp chí này chính là ngọn nguồn tư tưởng điên loạn của hitler về sau trác mộc cường ba lập tức băn khoăn không hiểu trong cuốn tạp chí đó có nhắc tới morton stanley hay chuyện gì liên quan tới bạc ba la thần miếu hay không giáo sư phương tân trả lời gã rằng họ từng cố kiếm lại những số tạp chí ấy nhưng quy mô phát hành tạp chí vào thời ấy cũng không lớn lắm nên cuối cùng chỉ tìm được một số duy nhất trong thư viện anh quốc trong số tạp chí ấy có nhắc đến lá cờ chữ vạn nhắc đến văn tự cổ và sức mạnh thần bí ẩn chứa trong nó nhưng cũng không loại trừ các số tạp chí khác đã từng góp nhặt những chuyện thâm cung bí sử của Morton Stanley. Bởi vì cuốn tạp chí tên gọi Viên Ngọc Phương Đông này, chủ yếu là thu thập các sự kiện thần bí và cổ xưa ở phương Đông, đặc biệt tập trung vào lịch sử Trung Quốc và Ấn Độ. Trong số tạp chí mà giáo sư Phương Tân tìm thấy, có đăng tải một đoạn trích trong du ký của Marco Polo nữa. Trong các tài liệu lịch sử còn đề cập đến bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời Hitler. Sau khi nước Đức thất bại trong Thế chiến thứ nhất, Làn sóng của cuộc cách mạng tháng 10 lan khắp nước Đức. Ở Munich đã thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Bavaria. Sang năm sau, một hội đồng điều tra được thành lập để tra xét chính quyền Xô ngắn ngủi xuất hiện ở Munich do kẻ nào cầm đầu. Chính vì chuyện này mà Hitler được chính phủ Đức coi trọng. Năm 1919, sau khi chính phủ Đức bị ép phải ký điều ước Versailles, bị yêu cầu chỉ được giữ lại 100.000 người trong quân đội. Để đảm bảo sự trung thành của cánh quân còn sót lại này, Chính phủ Đức đã không thể không thành lập một hội đồng giám sát, phụ trách điều tra những hoạt động chính trị lật đổ có thể xuất hiện trong quân đội và cộng đồng công nhân. Hitler trở thành thành viên của hội đồng này. Thành viên trong hội đồng giám sát được huấn luyện đặc biệt, sau đó bí mật phái đến trinh sát các đoàn thể xã hội khác nhau. Vậy là Hitler có cơ hội ngấm ngầm tiếp xúc bí mật với các thế lực và các nguồn tư tưởng khác nhau, trong đó có tổ chức cực đoan nổi tiếng nhất thời kỳ này tổ chức cực Bắc. Sau khi thế chiến thứ nhất kết thúc, nước Đức chìm vào khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng xã hội. Trong tình hình này, một bộ phận binh sĩ giải ngũ và thanh niên nước Đức vẫn nung nấu phẫn nộ và cảm thấy xấu hổ nhục nhã vì nước Đức đã thất bại, do đó mà có vô số các thế lực cực đoan nổi lên như nấm mọc sau mưa. Những kẻ này rêu rao khắp nơi về năng lực siêu tự nhiên, bày tỏ mong muốn phục hưng ý chí đế quốc của nước Đức và dân tộc Aryan. Cực Bắc nằm trong vài tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất thời bấy giờ. Các tín đồ của Cực Bắc tuyên bố Cực Bắc là một vùng đất băng tuyết bao phủ, ở đó có một quốc gia, ở đó vẫn còn người Urian thuần chủng sinh sống, bọn họ có sức mạnh siêu tự nhiên, nhưng vì một tai họa mà đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, bởi thế trong suốt một thời gian dài không được ai biết đến. Tương truyền, những người này ẩn náu ở một khu vực thần bí ngầm dưới lòng đất, chỉ có một con đường bí mật nối thông lên mặt đất. Muốn đi tới đó, phải vượt qua sông băng ngàn năm, đi vào một đường hầm tối tăm. Hitler cực kỳ tin vào quan điểm này, Y đã lợi dụng thân phận đặc biệt của mình để tham dự các hoạt động của tổ chức cực Bắc, đồng thời đã mấy lần lên diễn thuyết. Giáo sư Phương Tân đã phân tích bên lề như sau, luận thuyết người Aryan là chủng người siêu đẳng mà tổ chức cực Bắc đưa ra có ảnh hưởng rất lớn đối với Hitler và những thanh niên Đức cùng thời với y, và càng củng cố thêm niềm tin của Hitler đối với chủng người Aryan siêu việt. Vị trí địa lý được miêu tả trong luận thuyết của cực Bắc trùng khớp với Tây Tạng, có lẽ đã làm nền tảng để sau này Hitler mấy lần phái đội thám hiểm tới đất Tạng. Có lẽ đây chính là nguyên hình câu chuyện người Urian là hậu duệ của thần tộc Atlantis mà Hitler và Heinrich Himmler tạo ra. Phần cuối tư liệu có một đoạn miêu tả của Platon về truyền thuyết Atlantis. Năm 580 trước công nguyên, vĩ nhân A thần cổ đại Solon I, sau khi chế định cho thành A thần một bộ pháp điển vĩ đại, đã đến thủ đô Ai Cập cổ xây, giao lưu với các vị học giả và hiền triết. Ở đó, Solon đã hội kiến với Hippo. Hippo cho Solon xem các chứng cứ về thần tộc Atlantis, Vậy là Solon đã đem câu chuyện này truyền cho các đời sau và sau nữa, cuối cùng truyền đến Platon. Platon liền viết câu chuyện truyền kỳ liên quan tới Atlantis này ra, và được mọi người truyền tụng rộng rãi. Trong câu chuyện đó, Atlantis là một đảo quốc, tọa lạc trên cây trụ Hercules, bên ngoài là biển Tây Hải sóng lớn cuộn trời, cũng chính là phía tây eo biển Gibraltar hai ngày nay, nằm giữa đại Tây Dương Minh Mông, diện tích khoảng 207.2 vạn mét vuông. Nơi đó khí hậu ôn hòa, Sản vật phong phú, khoa học kỹ thuật rất phát triển. Cách đây khoảng 10.000 năm, cổ nhân đã xây dựng vương quốc Atlantis ở trên đảo, xã hội ở đó gần như không tưởng, thành trì hùng vĩ tráng lệ, cung điện hoa lệ cao lớn và các miếu đền đều dùng vàng, bạc, đồng và ngà voi để xây dựng. Trên đảo còn có hệ thống kênh dẫn nước đi khắp mọi nơi, những cây cầu hoàn mỹ, bến cảng ngày đêm nhộn nhịp, người ở đó ai ai cũng được an cư lạc nghiệp, sản vật phong phú đến độ dùng mãi không thể nào hết. Mặc dù trên đảo có 12 quốc gia, nhưng cả 12 quốc gia này đều dùng chung một bộ pháp điển, có 12 vị quốc vương, nhưng tất cả đều một lòng thờ hải thần công chính và thánh minh làm chúa tể trên đảo. Chỉ đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tài gan, cuộc sống của người dân trên đảo Atlantis mỗi lúc một hủ bại trụy lạc, cuối cùng đã làm hải thần nổi trận lôi đình, khiến cho toàn bộ đảo quốc xinh đẹp giàu có, và sở hữu nền văn minh phát triển cao độ thời tiền sử này chìm xuống đáy biển sâu chỉ trong một đêm. Atlantis có tồn tại thực hay không? Từ khi Platon viết ra truyền thuyết này, hậu thế vẫn không ngừng tranh luận suốt hơn 2.000 năm, cho đến nay vẫn còn một số ít các học giả đang tìm kiếm vị trí chính xác của đảo Atlantis và cũng đã tìm được rất nhiều chứng cứ thuyết phục. Đến khoảng giữa thế kỷ 19, người được xưng tụng là cha đẻ của ngành Atlantis học, nhà khảo cổ người Mỹ Ignatius Donnelly còn đề ra 13 nguyên tắc liên quan tới đại lục Atlantis. Trong đó có nói rằng vườn Eden được miêu tả trong sáng thế kỷ chính là chỉ đại lục Atlantis, trong thần thoại Ai Cập và Maya, có những vết tích sùng bái thần mặt trời của người Atlantis, các kỹ thuật khoa học cổ xưa nhất của châu Âu, chẳng hạn như thuật chế luyện đồng, cũng bắt nguồn từ Atlantis, nguyên hình của rất nhiều mẫu tự trong văn tự châu Âu cũng bắt nguồn từ Atlantis, người Atlantis là tổ tiên của người Ấn Độ, người Semai ba và các dân tộc ở châu Âu hơn 10.000 năm trước, vì một biến động lớn mà Atlantis chìm sâu xuống đáy biển. Nhưng vẫn có một số ít cư dân đã lên thuyền thoát đi được và để lại truyền thuyết về đại hồng thủy từ thời thượng cổ. Về sau Chính Himili Mettler, trợ thủ từng được Hitler tín nhiệm nhất, thủ lĩnh lực lượng SS, đã lựa ý hùa theo cấp trên của Y mà cải biên thành câu chuyện về người Arian. Trong câu chuyện này, vị trí và môi trường của Atlantis không thay đổi, có điều, người Atlantis mà Platon nhắc đến, đã bị Himili Mettler khẳng định chính là tổ tiên của người Arian, và Y gọi họ bằng cái tên thần tộc Arian. Những người thuộc bộ tộc thần thánh này đều cao trên 3 mét, tóc màu vàng kim, mắt xanh thấm màu nước biển, da trắng nón, Sống mũi cao, khuôn mặt thon dài, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, sức mạnh vô cùng, đao kiếm súng đạn đều không thể gây thương tổn, lại còn sở hữu những siêu năng lực kiểu như có thể dùng ý niệm điều khiển đồ vật. Trong câu chuyện của Himili Metler, vì đại lục Atlantis bị chìm xuống biển sâu, nên thần tộc Orion đã buộc phải rời bỏ đất tổ, đồng thời phân thành hai nhánh, một nhánh lên bờ ở vùng gần biển Ấn Độ, nhánh còn lại lên bờ ở cao cây số 4, trở thành tổ tiên của người Orion ngày nay. Himili Metler cho rằng vì số lượng người thuộc thần tộc Arian thoát khỏi thảm họa rất ít ỏi, để có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, họ không thể không tạp giao với các dân tộc tầm thường thấp kém khác, để rồi cuối cùng mất đi sức mạnh thần thánh. Vì vậy, y chỉ ra rằng, chỉ cần những người Arian thuần chủng giao phối với nhau, trải qua nhiều đời nỗ lực, ắt sẽ có thể khôi phục được sức mạnh xưa kia và tạo ra một đội quân Arian vô địch. Ngoài ra, trong câu chuyện của mình, Himili Metler còn nói rõ rằng, những người thuộc thần tộc Arian lên bờ ở gần vùng biển Ấn Độ cuối cùng đã dừng chân ở khu vực nằm giữa Tây Tạng và Ấn Độ ngày nay, cũng chính là dãy núi Himalaya và vùng phụ cận, đồng thời giải thích vì đã trải qua một lần bị nhấn chìm cả hòn đảo, nên để đề phòng sự kiện ấy tái diễn, họ lựa chọn cao nguyên cao nhất thế giới làm quê hương mới cho mình. Ngoài ra, Himili Metler còn nói, vùng đất cực Bắc từng náo động một thời, chính là dãy núi Himalaya ngày nay, y lại nói, vùng cực Bắc thực ra không phải chỉ vùng đất cực địa ở phương Bắc, mà là chỉ một nơi cực lạnh, bị băng che tuyết phủ. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói, dựa trên các luận điệu của tạp chí viên Ngọc Đông Phương và câu chuyện của Himili Medler, năm 1938, Hitler mới đồng ý để Himili Medler cử đội khảo sát đến Tây Tạng, tìm kiếm tổ tiên của người Aryan. Ngoài ra, giáo sư nêu rất nhiều nghi vấn, chẳng hạn như trình độ văn học của Himili Medler không hề cao, nhưng câu chuyện về người Aryan và Tây Tạng cùng với những luận điệu đang thịnh hành ở nước Đức thời bấy giờ lại nối tiếp trước sau, Logic cực kỳ rõ ràng, khiến những người không hiểu chân tướng sự việc rất dễ nảy sinh cảm giác thừa nhận đây là một luận điểm đúng. Nhưng thứ luận thuyết này là do ai sáng tác ra? Hoặc tài liệu về tính xác thực của các tư liệu ghi lại sự kiện quân Đức hai lần tiến vào Tây Tạng lại có chú thích bên lề như sau: Sau chiến tranh, tài liệu của quân Đức do hai nước Liên Xô và Mỹ chia nhau bảo quản, một số tài liệu bí mật phải chờ đến năm 2045 mới được giải mật, hoặc sẽ giữ bí mật mãi mãi. Theo thông tin chính thức thì hầu hết các tài liệu quân Đức vơ vét được trong lần đầu tiên đến Tây Tạng đều đã bị hủy hoại trong một trận hỏa hoạn lớn vào năm 1945. Về tính chân thực của sự việc này, cần phải đợi điều tra lại. Giới thiệu về Hitler xong, phần tài liệu tiếp theo lại nhắc đến các quan chức cấp cao khác của Đức Quốc xã, như Himmler và Hermann Göring. Đám này tất cả đều tin vào sức mạnh siêu tự nhiên. Himmler thì nhiệt thành say mê với các loại thực nghiệm ma pháp huyền bí còn Heman Goring thì là một kẻ si mê thuật chiêm tinh đến phát cuồng. Trác Mộc Cường ba đọc mà thấy tức cười, thật không ngờ cả cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai lại do những kẻ như vậy gây ra. Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã vậy. Ba ngày sau, Trác Mộc Cường ba vẫn chưa thể nhấc nổi người đứng dậy. Nhìn một đống tài liệu mà giáo sư Phương Tân gửi cho, gã thầm nghĩ đây là thành quả mấy tháng trời vất vả của ông, còn bản thân gã thì mấy tháng nay đã làm được những gì chứ. Nghĩ tới đây, gã không khỏi cảm thấy có chút áy náy không yên mẫn mẫn ngồi ở đầu giường quan sát lẽ nào lại không nhận ra được tâm trạng của trác mộc cường ba liền dịu dàng nồng nàn áp đầu gã vào ngực mình nhẹ nhàng nói sao vậy vẫn đang nghĩ đến những chuyện không vui kia à trác mộc cường ba cười khổ đáp nói ra thì thật hổ thẹn anh còn chẳng bằng em khi mọi người vẫn chưa bỏ cuộc anh lại đã nảy ý rứt áo ra đi anh đường mẫn đè ngón tay lên môi trác mộc cường ba khẽ thì thào không trong mắt em anh là người đàn ông kiên cường nhất, tất cả chỉ tại em quá bừa bãi, tùy tiện, khi anh cần giúp đỡ nhất em lại không ở bên cạnh. Em vẫn không sao tưởng tượng nổi, anh đã làm thế nào mà vượt qua được bao nhiêu nỗi khổ cực nhọc nhằn ấy. Đối với em, một người đàn ông bị thương chảy máu mà không kêu rên cũng chẳng đáng là gì, nhưng khi anh ta bị người khác đổ oan uổng, bị người già, đàn bà, trẻ em mắng nhiếc làm nhục, thậm chí là hiếp đáp, bắt nạt mà vẫn lặng lẽ chịu đựng, gánh vác trách nhiệm vốn không thuộc về mình đó mới thực sự là tinh thần kiên nhẫn bất khuất, đó mới thực sự là anh, mới thực sự là Trác Mộc Cường Ba. Cũng may, những chuyện ấy đều đã qua rồi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đã trải nhiều bể dâu của Trác Mộc Cường Ba, ôm chặt lấy cổ gá, khẽ nói, kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Ừm, Trác Mộc Cường Ba áp mặt vào bầu ngực mềm mại của đường mẫn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có, tựa như trở lại thuở ấu thơ vậy. Đường mẫn nói, anh có biết lũ ong bắp cây không? thể hình của chúng lớn hơn ong mật nhiều, nhưng đôi cánh của chúng lại rất nhỏ, hơn nữa tỷ lệ giữa ngực và bụng không được cân đối lắm. Dựa trên nghiên cứu phân tích của các nhà khoa học, dù đưa ra giả thuyết và thí nghiệm thế nào, những con ong bắp cày ấy cũng không thể nào bay lên được. Nhưng trên thực tế, ong bắp cày lại có thể bay lượn rất ổn định. Đối với hiện tượng không thể giải thích này, các nhà khoa học đều hết sức bất lực, cuối cùng chỉ có thể trả lời rằng đó là bởi chúng muốn bay, vì vậy chúng đã bay được giọng nói trong trẻo ngọt ngào của đường mẫn, tựa như người mẹ hàng đêm ngồi ở đầu giường kể chuyện cho con trẻ đi ngủ, chắc một cường ba bất giác nhuẩn cười, chút buồn bực còn lại trong lòng cuối cùng cũng tan biến như mây khói, tâm trạng tựa như vạt nắng ngoài cửa sổ, chiếu xuyên qua tầng mây xuống mặt đất. Câu chuyện của em rất giống với một câu ngạn ngữ ở quê anh. Chắc một cường ba nói, ở quê anh, người ta nói, con chim ưng bay cao nhất, không phải dựa vào đôi cánh, mà là nhờ vào ý chí của nó. Cảm ơn em, thế mà từ trước đến nay anh vẫn không biết, thì ra mẫn mẫn của anh còn biết kể chuyện nữa cơ đấy. Ánh mắt đường mẫn bỗng trở nên ảm đạm, lẩm bẩm nói, đây là câu chuyện hồi trước anh trai em kể. Trái tim chắc Mộc Cường ba cũng chịu xuống, đang định nói mấy câu an ủi cô, mẫn mẫn đã đột nhiên nói, ối. Em phải đi lấy thuốc cho anh, ngoan ngoãn ở đây đi nhé. Mẫn mẫn vừa ra cửa, phòng bệnh liền xuất hiện một vị khách không mời, dáng người lùn mập, bộ mặt tròn phê phê tâu tuyết cười, tay sách một giỏ hoa quả trác mộc cường ba tưởng hắn ta vào nhầm phòng chuyện tiên hiệp không ngờ tên béo đó lập tức nói trác mộc cường ba tiên sinh chào ông không biết ông còn nhớ tôi không một tháng trước chúng ta đã gặp mặt một lần lúc đó là tôi không đúng tôi không biết cảnh ngộ của ông lại khiến người ta thương cảm đến thế ôi cũng chỉ tại tôi làm việc lỗ mãng quá ai lại đi tìm ông vào thời điểm như thế kia chứ chẳng trách ông đối xử với tôi như thế trác mộc cường ba nghe người mới đến tự giới thiệu tên tuổi rồi lại lẩm bẩm như đang tự nói một mình, mãi vẫn không sao nhớ ra nổi gã béo ụp ịch này là ai. Y cứ thế đi thẳng đến bên giường bệnh, thái độ như thể một người bạn thân thiết của gã, rồi bắt đầu bày biện hoa quả lên bàn, lại nói, thực ra, chắc một cường ba tiên sinh cũng không cần chán nản, chỉ cần tìm được bạc ba la thần miếu, ông sợ gì không có vốn liếng. Y vừa nói tới bạc ba la thần miếu, chắc một cường ba lập tức nhớ ngay. Chính vào lúc gã đang đau khổ nhất, tên béo này đã đến đòi nói chuyện thần miếu thế nọ thế kia với gã, đã bị gã đuổi thẳng cửa ngay, không ngờ bây giờ lại tìm đến nữa. Trác Mộc Cường ba bực tức nói, tôi đã bảo rồi, tôi chẳng biết thần miếu thần miếc gì cả, anh Hà tất cứ phải bám lãng nhãng không chịu buông tha như thế chứ. Tên béo cười cười, Trác Mộc Cường ba tiên sinh là người hiểu chuyện, Hà tất cứ phải che giấu đám dân đen chúng tôi làm gì. Tôi biết, công ty của ông đã phá sản, vì vậy mới rơi vào tình trạng cùng quẫn. Một số đầu mối vốn đã tìm được cũng đứt đoạn, Trác Mộc Cường ba nhíu mày, đang định đuổi khách thì tên béo đã lại cười giả lả, nói: "Trác Mộc Cường ba tiên sinh, ông chớ vội khó chịu như vậy, để tôi cho ông xem một số thứ, xem xong, tôi sẽ cho ông biết thêm một số sự việc nữa, đến lúc ấy, nói không chừng Trác Mộc Cường ba tiên sinh sẽ thay đổi cách nhìn đối với chúng tôi cũng nên." Một salon, người đã tạo ra bộ luật salon, được coi là thành tố đầu tiên hình thành nên nền dân chủ trong lịch sử thế giới. Hai eo biển phân cách hai lục địa châu U và châu Phi, nối địa Trung Hải với Đại Tây Dương. Ba nhóm người được tương truyền là hậu duệ của người con trai cả của Noe, bao gồm người Do Thái, người Ả Rập, người Akkad, người Phoenicia. Bốn vùng giữa biển Đen và biển Caspi. Tên béo lấy trong giỏ hoa quả ra một cái máy to cỡ chiếc máy ảnh, kéo rèm cửa sổ xuống, hướng cái máy về phía tường và bật lên, hóa ra là một chiếc máy chiếu mini, trên tường nhanh chóng xuất hiện bức ảnh đầu tiên đó là một món trang sức đeo cổ, dùng sợi bạc tơ vàng dệt thành, khảm rất nhiều bảo thạch, ánh sáng lấp lánh, hoa lệ mà tôn quý. Từ hình thức và hoa văn trang trí, Trác Mộc Cường Ba vừa thoạt nhìn đã nhận ra ngay là một món trang sức đậm màu sắc dân tộc tạng, chỉ các phụ nữ quý tộc mới được đeo, tiếng tạng gọi là cách kim. Tên béo bắt đầu giới thiệu nội dung bức ảnh, thứ này tổng cộng nặng 1.646 gram, khảm tất cả 108 viên phỉ thúy hàng cực phẩm, 28 viên kim cương xanh, trung bình từ 8 carat trở lên. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, đây có lẽ là tác phẩm nghệ thuật thuộc về hoàng gia Tây Tạng vào khoảng những năm 800 sau Công nguyên. Năm 2000, món trang sức này đã được mua với giá 200 triệu đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm đi chơi. Bức ảnh thứ hai là một cây quyền trượng màu vàng kim, chạm khắc chi chít những hình tiểu quỷ. Đáng kinh ngạc nhất là đoạn trên cùng có gắn một viên bảo thạch đỏ như lửa, phải to bằng quả trứng gà. Cơ mặt tên béo hơi giật giật, hắn kích động nói, cây phục ma quyền trượng này tổng cộng có 7 đốt thân trượng được đúc bằng tử kim, bên trong có lỗ rỗng, khi có chùm ánh sáng chiếu vào phần dưới, viên hồng bảo thạch trên đầu trượng sẽ hiện lên các hình vẽ tả cảnh tận thế. Bảo thạch sáng rực đã thuộc hàng quý hiếm rồi, nhưng sự tinh xảo trong cấu tạo, sự tinh tế của người nghệ nhân mới khiến cho người ta phải thán phục không thôi. Năm 1993, đã có người mua nó với giá 130 triệu đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm Tokyo. Bức ảnh thứ ba là tượng kim thân của một vị nữ Phật, tên béo nói, đây là tượng Inder trong thất mẫu thiên một, ngồi xếp bằng trên đài sen, tay trái nắm lại, dựng ngón cái lên, tạo thành truy ấn, toàn bộ cao 56cm, trọng lượng 28kg, viên bảo thạch trên chán, được giám định là ruby máu bồ câu cực kỳ quý hiếm, trọng lượng lên đến 15 carat. Thần kỳ nhất là, cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra được một vết dạn trên đó, năm 1996, đã bán ra với giá 207.630.000 đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm California. Những bức ảnh các tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo và hoa lệ lần lượt xuất hiện trước mắt Trác Mộc Cường Ba, mỗi món đều khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Nhìn cấu tạo và hình dáng của những bảo vật ấy, Trác Mộc Cường Ba biết đây đều là vật báu của Tây Tạng, chỉ có điều gã vẫn chưa biết tên béo này cho mình xem những thứ ấy với ý đồ gì. Sau khi chiếu một lượt 21 bức ảnh, tên béo mới dừng lại, quan sát xem cặp mắt Trác Mộc Cường Ba có sáng lên hay không. Trác Mộc Cường Ba vẫn hờ hứng chẳng tỏ thái độ gì, hỏi, tôi thừa nhận, đây đều là những món báu vật thuộc hàng cực phẩm, nhưng, anh cho tôi xem mấy thứ này là có ý đồ gì vậy? Tên béo cười tâu tuét nói, tôi tin rằng chắc một cường ba tiên sinh đây hẳn phải có ấn tượng sâu sắc với cái tên Morton Stanley. Những món châu báu này, chính là do nhà thám hiểm vĩ đại nhất giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, Morton Stanley phát hiện ra ở Tây Tạng. Những thứ hôm nay tôi giới thiệu với ông, chỉ là một phần nhỏ có tính chất đại diện, còn một số lượng lớn các báu vật khác vẫn chưa xuất hiện, được rất nhiều nhà siêu tầm lớn trên thế giới coi là báu vật tuyệt thế mà cất giấu vô cùng cẩn thận. Phải biết rằng, số báu vật mà ngài Morton Stanley phát hiện được ở Tây Tạng hồi đó đã phải dùng đơn vị tấn để tính toán. Khi ấy, ông ta từng nói một câu hùng hồn rằng, số châu báu ông ta tìm thấy đó đủ để mua cả đế quốc Anh. Xin nhớ cho, tuy rằng hồi đó đã có rất nhiều thuộc địa giành được độc lập, nhưng đế quốc Anh mà ngài Morton Stanley đó nói là chỉ cả đế quốc Anh mà mặt trời không bao giờ lặn trên đó bao gồm cả các thuộc địa như Mỹ và Australia. Trác Mộc Cường Ba nhìn vẻ mặt sụp sôi của tên béo, lòng đau như có dao cắt. Những thứ này, vốn đều thuộc về Tây Tạng, thuộc về Trung Quốc, tên béo này là người Trung Quốc, vậy mà lại cảm thấy kích động sung sướng khi người ta lấy đi bảo vật của đất nước mình như thế này ư. Tên béo lại nhấn giọng nói, đồng thời, ngài Morton Stanley còn đầy tiếc nuối nói rằng, những thứ ông ta tìm ra được đó, chỉ là hạt cát trên bãi biển, còn viên ngọc thực sự thì ông ta vẫn chưa tìm ra được, ông ta vẫn còn thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút đầu mối nữa mà thôi. Tất cả những gì ông thấy ngày hôm nay đều chỉ là cỏ rác, còn thứ mà chúng tôi muốn tìm kiếm là viên ngọc thực sự kia. Là viên ngọc cơ, chắc một cường ba tiên sinh ạ. Trác Chắc một cường ba quyết định sẽ cực tuyệt bất cứ lời thỉnh cầu nào của tên béo này, chỉ vì gương mặt nhanh ác đã kích động quá độ mà biến dạng kia, và cả đôi mắt đỏ rực ngọn lửa tham lam ấy nữa. Chắc một cường ba cố ra vẻ kích động, kêu lên, thật sao? Các vị muốn tìm những báu vật còn quý giá hơn cả những món này hay sao? Tôi thật ngưỡng mộ quá. Vậy, chắc là các vị đã có đầu mối rồi, có thể cho tôi biết chút gì đó được không? Nếu không quá khó khăn, tôi cũng muốn đi theo các vị đó. Tên béo cười nhạt, như thể đang muốn nói, rằng kỹ thuật diễn xuất của Trác Mộc Cường ba quá vụng về kém cỏi. Y đảo trong mắt, đương nhiên, nếu Trác Mộc Cường ba tiên sinh đây chịu hợp tác, chúng tôi có thể cung cấp cho ông rất nhiều đầu mối trước tiên, mời ông xem thứ này đã. Nói đoạn, y ấn một nút trên cái máy. Trác Mộc Cường ba mặc dù đã cố gắng chấn tĩnh, nhưng cũng không sao ghim nổi, phải ngồi bật dậy, cánh tay khẽ run lên. Tấm ảnh đó, không phải gì khác, chính là bản đồ chỉ đường đến bạc ba la thần miếu mà bọn gã đã tốn không biết bao nhiêu sức lực, mồ hôi và cả máu mới tìm được trong đảo huyền không tự. Thoạt nhìn chất liệu có vẻ không giống nhau, nhưng nội dung tấm bản đồ thì gần như là hoàn toàn trùng khớp. Trác Mộc Cường ba lập tức hiểu ra, đó là một tấm bản đồ phục chế, cũng có nghĩa là bản đồ bọn gã phát hiện trong đảo Huyền Không tự, đích xác chính là tấm bản đồ năm xưa Morton Stanley đã mang đi khỏi mật thất cổ cách. Makin đã cố ý khiến bọn gã tự đạp chân vào bẫy. Bản đồ giả. Tên béo nở một nụ cười, tỏ ý tất cả đều nằm trong dự đoán của ta rồi, thân thiết nói, xem ra, chắc Mộc Cường ba có vẻ rất kinh ngạc khi thấy tấm bản đồ này thì phải. Tôi biết, khoảng thời gian trước, các vị vừa mới đến Đại Thuyết Sơn chính là lần theo đầu mối của tấm bản đồ này đúng không? Năm đó, ngài Morton Stanley cũng đi theo tấm bản đồ này, không may đã mất mạng trên núi tuyết. Về sau, có vô số đoàn thám hiểm bí mật lên ngọn núi đó, cũng đều đã không còn mạng mà trở về nữa. Có lẽ, đối với chính phủ Trung Quốc chúng ta, đây là lần đầu tiên tấm bản đồ này xuất hiện. Nhưng trên thực tế, trong một số tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, tấm bản đồ này đã không còn là bí mật trọng đại gì nữa rồi, ít nhất cho đến nay cũng phải có tới 7-8 tấm bản đồ phục chế lưu lạc trong tay các nhóm mạo hiểm khác nhau. Chỉ có điều, từ sau đại chiến thế giới thứ hai, chưa ai nhìn thấy bản đồ gốc cả, vì vậy cũng không ai có thể phán đoán được tính chân thực của nó. Chắc rằng chắc Mộc Cường Ba cũng bị tấm bản đồ này đánh lừa, nên mới dẫn đến lần thất bại lớn vừa qua phải không? Tên béo này nắm hành tung của bọn gã quá rõ, chắc Mộc Cường Ba không thể không cẩn thận thăm dò, rốt cuộc các người là ai vậy? Tên béo đó đắc ý cười cười nói, cuối cùng cũng hỏi vào chủ đề chính rồi. Thực không dám giấu, tôi chỉ là một tên chạy vặt đưa tin, tổ chức mà tôi làm đại diện đây, tuyệt đối có thực lực hợp tác với các vị. Chúng tôi nắm giữ một lượng lớn thông tin liên quan đến bạc ba la thần miếu, bao gồm cả một số thư tín của ngài Morton Stanley, bản ghi chép hồi ức của bạn bè ông ta, còn có cả hướng đi của một số món báu vật do ông ta mang về nước Anh, hướng đi của bản đồ và quá trình nó bị phục chế sau thế chiến thứ hai, những bí mật nội bộ đã được sửa chữa. Tất cả những điều đó, chúng tôi đều có những hiểu biết nhất định. Tôi có thể nói với ông như vậy, trong 73 tổ chức lớn đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu trên toàn thế giới, thực lực của chúng tôi có thể xếp vào hàng top 10 đó. Trác Mộc Cường ba lại một lần nữa bị lời nói của y làm chấn động, không khác nào một đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên phát hiện ra diện mạo thực sự của thế giới này. Toàn thế giới, không ngờ lại có đến 73 tổ chức lớn đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu vậy thì các tổ chức nhỏ há chẳng phải là không thể nào đếm hết hay sao? Chẳng những vậy, người ta lại còn đưa ra cả bảng xếp hạng nữa. Chắc một cường ba chỉ cảm thấy bọn gã thực ra không hề hiểu bạc ba la thần miếu như bọn gã đã lầm tưởng, thậm chí không thể được coi là lính mới trong hàng ngũ những kẻ tìm kiếm vùng đất thần bí này nữa. Về các tổ chức đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu trên toàn thế giới và thực lực của họ, gã tuyệt nhiên không hay biết một chút nào. Tên béo mân mê cầm, nói tiếp, thế nào hả, chắc một cường ba tiên sinh, từ những tài liệu hôm nay tôi mang đến giới thiệu với ông, chắc ông đã biết, tôi không hề gạt ông. Chúng tôi biết, ông đã đến một số nơi, đó là những nơi chúng tôi vẫn chưa tìm ra được, chỉ cần ông chịu giao ra tài liệu về những nơi ấy để chia sẻ với mọi người, nói không chừng, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được bạc ba la thần miếu, lúc đó thì... Gương mặt phì nộn của tên béo sáng bừng lên, dường như đã nhìn thấy một kho báu khổng lồ không đếm xuể. Bộ dạng ngây ngất say đắm như người đang vào trạng thái cao trào cực khoái ấy khiến Trác Mộc Cường ba muốn nôn mửa, nhưng gã cần phải biết nhiều hơn nữa, bèn ngắt lời tên béo, hỏi, tôi không hiểu, tại sao các vị lại tìm đến tôi? Các vị nghe được những thông tin sai sự thật đó ở đâu ra vậy? Tên béo nói, Trác Mộc Cường ba tiên sinh, ông không cần tự ngụy trang mình trước mặt tôi làm gì, nguồn thông tin của chúng tôi là cực kỳ đáng tin cậy. Còn về tại sao lại tìm ông ư, đó là bởi ông là người trung quốc đầu tiên không dùng thân phận cán bộ nhà nước đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu tổ chức mà tôi làm đại diện không có hy vọng hợp tác được với chính phủ trung quốc nhưng ông thì khác ông là người tự do hơn nữa trước đó ông từng tham gia vào tổ chức tìm kiếm của chính phủ trong một thời gian dài thông tin về nơi các vị đã tới ấy chắc hẳn là có thể giúp rất nhiều cho tất cả các tổ chức đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu hơn nữa tôi được biết những nơi ấy hình như đã không còn tồn tại nữa vậy không tìm ông thì chúng tôi biết tìm ai bây giờ. Hơn nữa, với điều kiện trước mắt của Trác Mộc Cường ba tiên sinh, ông cũng cần tìm người hợp tác. Ông không có tiền, cũng không có tài trợ, cả sức người sức của đều không, mà những thứ này, chúng tôi đều có thể cung cấp đầy đủ chu toàn, chỉ cần ông đổi lại bằng những điều ông nghe được, thấy được trong hành trình của mình mà thôi. Thậm chí, ông có thể không cần đi đến nơi đó cũng được, kho báu tìm được sẽ chia cho ông theo tỷ lệ 73. 3 phần 10 kho báu trong bạc ba la thần miếu đó đó là một tài sản tiêu cả 10 đời, hay thậm chí là trăm đời cũng không hết đó. Chắc một cường ba đã chẳng còn tâm tư đâu mà khó chịu với tên béo này nữa rồi, gã chỉ đang suy nghĩ, những thế lực nước ngoài này hình như đã vượt xa tầm tưởng tượng của gã, rốt cuộc là tin tức lộ ra từ đâu chứ. Còn cả tên mất nữa, trong bảng xếp hạng các thế lực nước ngoài ấy thì hắn ở vị trí nào? Tên béo vẫn tiếp tục khích tướng, cổ động, phải biết rằng, hiện nay mọi người đều cho rằng vị trí của bạc ba la thần miếu nằm ở khu vực giao giới vẫn chưa phân định rõ ràng là thuộc về lãnh thổ nước nào. Ở những chỗ như thế, chẳng có chính phủ nào can dự được cả, giống như vụ công ty thăm dò biển Odisha trục vớt được xác tàu đắm Tây Ban Nha ở vùng biển quốc tế vậy. Tất cả tài sản đó đều chỉ thuộc về người phát hiện, dư luận quốc tế cũng không thể phản đối gì. Lần đó, công ty Odisha mới phát hiện được bấy nhiêu báu vật, còn lần này, thứ mà chúng ta phát hiện đơn vị tính không nên dùng hàng trăm triệu đô la nữa, mà phải dùng trăm tỷ. Trăm tỷ đô la, phải tính bằng hàng trăm tỷ đô la Mỹ đấy. Trăm tỷ, trăm tỷ, tên béo nói mà nước bọt bắn tung tóe, kích động đến độ không sao kiềm chế nổi, tay chân đã hơi câu giật. Một hồi lâu sau, y thấy chắc Mộc Cường Ba vẫn không hề có phản ứng gì, cuối cùng cũng ngừng hoa chân múa tay khoe khoang phét lác, ra vẻ giàu giàu thông cảm nói, tôi biết. Sự việc thất bại lần này đã tác động rất lớn đến Trác Mộc Cường Ba Tiên Sinh, không cần nôn nóng, chúng tôi có thể cho ông thời gian để suy nghĩ. đây là số điện thoại của tôi, nếu ông nhớ ra hoặc nghĩ đến điều gì đó, xin hãy gọi số này. đương nhiên, tôi hy vọng nhận được câu trả lời của ông trong thời gian ngắn nhất. Trác Mộc Cường ba, lần này là cơ hội ngàn năm có một đó, thật hy vọng rằng ông có thể suy nghĩ cho kỹ càng. Trác Mộc Cường ba vẫn đang ngây người ra, tên béo đã sắp xếp lại giỏ hoa quả, cầm một quả táo lên cắn nhồm nhòm, vừa nhai vừa nói thật đúng là chuyện này mà phải tay tôi thì lúc này Đường Mẫn đã đi lấy thuốc trở lại, tên béo liền đứng lên nói nhất định phải nghĩ cho kỹ nhé. À, phải rồi, cũng chúc cho sức khỏe ông chóng ngày hồi phục. Đi ra tới cửa, y còn giơ tay lên làm hiệu ý bảo nhớ gọi điện thoại cho tôi. Đường Mẫn ngạc nhiên hỏi người đó là ai thế. Trác Mộc Cường ba tựa như người vừa bừng tỉnh cơn mộng, thở hắt ra một hơi dài, hừ. Sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp rồi. Gã lập tức liên lạc với giáo sư Phương Tân, thuật lại tóm tắt một lượt những gì vừa diễn ra, nhưng giáo sư Phương Tân lại không tỏ vẻ kinh ngạc cho lắm, chỉ nói: "Đúng rồi, theo tài liệu của Lữ Cánh Nam cung cấp và những gì tôi nghe ngóng được khi liên lạc với các chuyên gia nghiên cứu bạc Ba La thần miếu trên toàn thế giới, rốt cuộc là có bao nhiêu tổ chức đang tìm kiếm bạc Ba La thần miếu thì nước ta cũng không rõ cho lắm, nhưng không thể nghi ngờ một sự thật rằng, số lượng những tổ chức như thế rất nhiều." Đây cũng là điều mà Lữ Cánh Nam trước nay vẫn luôn nhấn mạnh Chính là nguyên nhân chủ yếu tại sao phải giữ bí mật việc tìm kiếm bạc Ba La thần miếu của chúng ta. Lần này, bọn họ tìm đến cậu, chứng tỏ hành động của chúng ta đã bị tiết lộ rồi. Bây giờ, trước mặt chúng ta đang đặt ra hai vấn đề, thứ nhất là phải phát hiện ra nguồn tiết lộ thông tin mật, bằng không, chúng ta sẽ không dám có hành động tiếp theo. Thứ hai, làm sao để ganh đua với các tổ chức khác cũng đang tìm kiếm bạc Ba La thần miếu. Đa số bọn họ đều là những thế lực nước ngoài, tôi thấy khả năng hợp tác là không lớn lắm. Vấn đề chính là, nếu đã có một tổ chức tìm đến cậu rồi, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa ùn ùn không ngớt kéo đến tận cửa nhà cậu, khi ấy cậu phải ứng phó ra sao. Bây giờ thì vẫn khách khí lễ độ hòng moi thông tin từ miệng cậu, tới lúc cần thiết, nói không chừng bọn họ sẽ bất chấp thủ đoạn, không tiếc trả bất cứ giá nào mà hành động. Đối với họ, bạc ba là thần miếu, thật không phải chỉ là một sự quyến rũ thông thường đâu. Chắc một cường ba đã bắt đầu thấy đau đầu, muốn giải quyết vấn đề thứ hai này quả thực rất hao tâm tổn trí đường mẫn liền thử phân tích liệu có phải là từ cấp trên tiết lộ ra không giáo sư phương tân lắc đầu không không thể nào công tác bảo mật của nước ta có thể nói là còn tốt hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu bọn họ có thể lấy được thông tin từ tầng lớp lãnh đạo thì đã không tìm đến chúng ta làm gì rồi trác mộc cường ba nói à mertzin liệu đây có phải là một âm mưu khác của hắn không giáo sư phương tân nói không giống cho lắm từ mấy lần đối đầu trước cho thấy hắn luôn náu mình trong bóng tối dường như còn sợ bị người khác biết mình đang tìm kiếm thần miếu hơn cả chúng ta nữa. Chẳng những vậy, chỉ cần là người hơi có đầu óc một chút đều biết rằng, chuyện có đầu mối để tìm kiếm bạc ba la thần miếu ấy, càng nên bí mật càng tốt. Merkin không ngu xuẩn đến nỗi tự mình tuồn thông tin ra ngoài đâu. Còn nữa, tên béo kia đã tự báo thân phận, chứng tỏ rằng bọn hắn và tên Ben không phải cùng một bọn. Chắc Mộc Cường Ba khẳng định, chắc không phải là người của chúng ta tiết lộ ra đâu. Giáo sư Phương Tân gật đầu, ừm, tôi cũng cho là vậy đối phương chỉ biết một số thông tin ngoài lề như chuyện công ty của cậu bị phá sản nhưng không biết về tình trạng sức khỏe dị thường của cậu thông tin có lẽ do người nào đó chúng ta từng tiếp xúc để lộ ra ngoài phải không lẽ nào trác mộc cường ba vội nói sao vậy thầy nghĩ ra được gì rồi thầy giáo giáo sư phương tân chép miệng nói thôi bỏ đi giờ cậu cần dưỡng thương cho tốt đã chuyện này tôi sẽ điều tra cho rõ ràng quan trọng nhất bây giờ là làm sao để những kẻ như tên béo kia không tìm đến nữa trác mộc cường ba nói tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện để họ không tìm được nữa không 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 giáo sư phương tân vội nói ngàn vạn lần không được làm vậy như thế chỉ khiến đám người ấy càng tin rằng cậu nắm giữ đầu mối gì quan trọng lắm không chỗ nào mà những thế lực ấy không len lỏi vào được cậu càng tránh càng không thoát khỏi bọn họ giờ việc cần làm chính là tiếp tục làm ra vẻ xa suốt tinh thần ở bệnh viện không cần làm gì cả, nếu tên béo đó lại tiếp tục tìm đến, cậu có thể giả bộ vẫn chưa hết kinh hoàng, tiết lộ một số điều chúng ta gặp phải ở núi tuyết tư tất kiệt mạc ở mức độ thích hợp, để bọn hắn cho rằng cậu đã không còn quyết tâm đứng lên lần nữa, hy vọng như vậy sẽ làm nhạt đi phần nào lòng hiếu kỳ của hắn. Chỉ có điều, sau này khi đội của chúng ta bắt tay hành động, cần phải cẩn thận hơn nữa. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu thêm một phần tài liệu nữa là nghiên cứu của một nhóm chuyên gia khác về văn tự khắc trên bia đá, đồ vật của người Maya. À, còn cả thứ này nữa, ở đây có tài liệu về nguyên mẫu và xuất xứ của nghệ thuật tạo hình tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh, cậu cũng nên đọc cho kỹ vào. Nhắc đến cánh cửa sinh mệnh, chắc một cường ba không khỏi nhớ tới Đa Cát. Gã lấy ra ba món đồ của Đa Cát để lại, một viên hồng bảo thạch, một khối thiên châu, và còn có một con tầm bằng ngọc nữa. Bao giờ thì trả những thứ này cho Kaka, ca ca, lúc đó phải nói gì với cô đây? hai ngày sau đó tên béo kia không thấy trở lại nữa nhưng trác mộc cường ba tin rằng hắn tuyệt đối không yên tâm mà chờ điện thoại của gã các vết thương trên người trác mộc cường ba dần dần khép miệng đã có thể xuống giường đi lại gã không thể chờ đợi được chỉ muốn ra ngoài hoạt động cho giãn gân giãn cốt gã cũng đồng thời suy nghĩ về phương pháp hô hấp lữ cánh nam chỉ dạy cho mình tuy vẫn chưa cảm nhận được trong cơ thể có bánh xe bánh xiết gì chuyển động nhưng tinh thần tự giác thì đặc biệt tốt chưa từng thấy Hôm đó đường mẫn vừa giúp gã thay thuốc xong, nói rằng vết thương đã bắt đầu lên da non, chắc một cường ba không sao nhịn nổi nữa. Nhân lúc đường mẫn ra ngoài, gã liền tung mình xuống giường, chạy lấy đà mấy bước, rồi liên tiếp đạp lên bức tường trắng của bệnh viện năm sáu bước. Người dần lên cao, đầu gần như đã chạm đến trần nhà mới đảo người lộn một vòng nhẹ nhàng hạ xuống đất. Sau đó, gã lại ra chính giữa phòng bệnh, rồi hơi nhún nhảy hai chân, bật phọt lên, vươn tay ra, đã dễ dàng chọc vào khe hở của lỗ thông khí điều hòa tổng, một tay treo mình lơ lửng trên không. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy hết sức hài lòng với tình trạng hồi phục của mình, nhìn khoảng cách giữa khe thông khí điều hòa với bức tường, ước chừng không hơn 3 mét, tính khí trẻ con lại chợt nổi lên, gã liền cong người ngược lên, dẫm vào trần nhà, ngắm chuẩn hướng bức tường rồi đạp mạnh một cái, thân thể liền bắn vút đi như mũi tên rời dây cung. Khi đầu ngón tay chạm đến bức tường, thân thể liền trở nên mềm nhũn, gã dùng bàn tay tản xung lực, dán người sát vào mặt tường, chầm chậm trượt xuống như con thằn lằn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy tấm thép chắn trên lỗ không khí điều hòa đã bị đạp cho biến dạng. Trác Mộc Cường ba hít sâu một hơi, nhưng người tạo thành một góc nghiêng 30 độ, đột nhiên tăng tốc, chạy dọc theo mặt tường lên đến cách mặt đất chừng 3 mét, ước chừng đã đi xa được khoảng 10 mét, khi hai chân không thể nào bám lên mặt tường được nữa, trọng tâm người gã liền hơi lệch đi. Hai tay và hai chân cùng lúc xòe rộng, thân thể cố định trên khung cửa giữa phòng bệnh và khoảng sân nhỏ có lan can chìa ra ngoài. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, cây cỏ xanh tươi bên ngoài, thi thoảng lại có tiếng chim hót véo von, hai tay chắc một cường ba hơi buông lỏng, hai chân đạp mạnh, cả người liền xoay một vòng trên không trung lộn ra bên ngoài lan can, rồi cứ ở nguyên vị trí bấp bênh muốn rơi xuống ấy, gã vươn tay phải ngược về phía sau bám lấy lan can của khoảng sân nhỏ đón nắng, cả người lơ lửng trên 12 tầng lầu. Ngắm phong cảnh trong tư thế này cũng thật là đặc sắc, chắc một cường ba hưng phấn thầm nhủ, bên dưới kia là người qua kẻ lại, khung cảnh bệnh viện này cũng rất u nhã, nếu thi thoảng có thể hoạt động một chút cho giãn gân giãn cốt thế này thì thật tốt biết mấy. Trác Mộc Cường ba đang nghĩ ngợi, đột nhiên tay lơi ra, cả người lập tức rơi tự do từ tầng 12 xuống. Ý niệm vừa động, gã đã sực nhớ ra, chết rồi, mẫn mẫn sắp quay lại. Đà rơi tự do mới hình thành, Trác Mộc Cường ba đã đột nhiên xoay người trên không chung, hai tay nhanh chóng bám chắc vào mép lan can của khoảng sân chìa ra đón nắng ở tầng dưới. Bên trong không có bệnh nhân nào, Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, cũng may là chưa làm người khác kinh hãi hai tay gã trông xuống, cả người liền trồng cây chuối bên mép lan can. Với chiều cao của gã, hai chân vừa hay có thể móc ngược lên lan can tầng trên. Trác Mộc Cường ba giang rộng hai chân ra, cố định thân thể vào lan can tầng trên, rồi buông tay ra, cả người liền cong lên như người đang nằm sấp ngồi dậy, bám lấy lan can phòng bệnh của mình, lộn một vòng, lăn trở vào bên trong, động tác nhanh nhẹn khéo léo như khỉ vượn. Một chỉ quyến thuộc của diện Ma Thiên hoặc Đại Hắc Thiên, còn gọi là thất nữ quỷ, hay thất ma đát lý thiên, Thất Mẫu Nữ Thiên, Thất Tỷ Muội, Thất Mẫu. Đại Nhật Kinh, quyển 16 có chép, Thất Mẫu là quyển thuộc của diện Ma Thiên, phần giải nghĩa trong Đại Nhật Kinh có chép tên của 7 vị như sau: Kamunda, Kovangri, Visnavi, Kaumari, Indri, Rodri, Rami. Trước mắt, các tài liệu văn thư chính thức đã được giải mật, thể hiện rõ rằng năm 1937, có một đội đặc công Nazi được Hitler và trợ lý hàng đầu của ông ta là Himmler đặc phái, bí mật xâm nhập Tây Tạng. Bọn họ ở Tây Tạng suốt một năm, vẽ được rất nhiều bản đồ, còn quay phim chụp ảnh nữa. Kế hoạch đó được gọi là cực Bắc. Hitler tin rằng tổ tiên của người Aryan bắt nguồn từ đó, nền văn minh Atlantis đã biến mất cũng ở đó, chỗ ấy là trục trung tâm của địa cầu, thay đổi trục trung tâm này, ắt sẽ có thể thay đổi chiều quay trái đất, cũng như vận mệnh của tất cả các quốc gia trên hành tinh này. Trác Mộc Cường Ba vừa trở lại giường bệnh thì đường mẫn đẩy cửa bước vào, vừa thấy tấm chắn lỗ thông khí điều hòa chính giữa trần nhà biến dạng, và dấu chân chi chít trên tường, cô lập tức hiểu ra Trác Mộc Cường ba vừa làm gì. Cô trách móc, anh xem anh kia, chẳng khác nào đứa trẻ cả, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, vết thương của anh vừa mới lành, có mấy chỗ còn chưa cắt chỉ nữa, cứ làm loạn lên như thế, vết thương có thể vỡ ra bất cứ lúc nào đấy. Trác Mộc Cường ba cười hì hì, bật người dậy kéo đường mẫn lại nói, em xem đi, anh nằm lì trên giường không cử động nhúc nhích gì mấy hôm liền rồi. Thực sự là khó chịu bức bối lắm mới vận động một chút cho giãn gân cốt thôi. Em nói xem, có phải anh thuộc loại thừa tinh lực hay không? Sớm biết thế này, anh đã cùng đi Moscow với mấy người nhóm Ba Tang rồi, đột nhiên anh lại rất muốn đi Moscow, đã lâu lắm không trở lại nơi ấy rồi. Đường Mẫn véo tai Trác Mộc Cường Ba nói, anh ấy à, chính vì không tự quản nổi mình nên mới cần có em để quản lý anh. Trác Mộc Cường Ba xoay mặt Đường Mẫn lại, thì thầm nói, giờ sức khỏe của anh cũng hồi phục kha khá rồi, hay là, đằng nào bây giờ cũng không có ai đến. Đường Mẫn ậm ừ mấy tiếng dường như muốn rút người ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường Ba, nhưng chỉ nhúc nhích mấy cái rồi không phản kháng gì nữa. Cộc cộc cộc, có ai không? Giọng tên béo vang lên thật không hợp lúc một chút nào. Đường Mẫn vội vàng chỉnh lại đầu tóc rối bù, Trác Mộc Cường Ba cố nuốt đầy một bụng tức, nằm lại xuống giường, theo như chỉ đạo của giáo sư Phương Tân. Giờ đây gã cần phải làm một kẻ thất bại cùng cực, vì bị thất bại liên tiếp mà trở nên xa sút tinh thần. Tên béo bước vào đã cười tâu tét nói, ô, ở đây hết cả à, xem ra trác mộc cường ba tiên sinh cũng đỡ nhiều rồi đấy nhỉ y cố làm bộ chấn định nhưng vẻ nôn nóng trong ánh mắt kia thì không thể giấu nổi Chắc mộc cường ba trác mộc cường ba uể oải nói sau khi anh đi tôi nghĩ rất nhiều tuy rằng những món châu báu ấy cũng có sức hấp dẫn rất lớn ừm nhưng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy tôi cũng đã hiểu ra rồi quý giá nhất vẫn là mạng sống của mình tôi không còn hứng thú gì với những thứ anh nói nữa giờ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống cho tốt thôi nếu anh cứ cố chấp muốn có được những báu vật ấy, tôi chỉ còn biết thành thật tặng anh một lời khuyên. Chớ nên vì kho báu trong tưởng tượng mà để mất tính mạng thật của mình. Tên béo thấy Trác Mộc Cường Ba nói năng có vẻ dịu đi, vội vàng thuận thế đưa đẩy, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, rõ ràng là ông vẫn chưa hiểu hết ý của tôi rồi. Chúng tôi chỉ cần một số thông tin và các tài liệu, nếu ông có thể cung cấp, chúng tôi sẽ tặng ông một món tiền lớn, đảm bảo nửa đời về sau ông không cần phải lo nghĩ gì nữa. Ngày ngày có thể nằm trên ghế dài mà thưởng thức các cô gái xinh đẹp trên bãi biển, thật tự do thoải mái biết bao. Ông không cần phải đích thân đi đến nơi đó, chỉ cần thông tin ông cung cấp cho chúng tôi chính xác, đáng tin cậy, chúng tôi sẽ đền đáp hậu hĩnh, thế nào hả? Nếu ông đồng ý, xin báo cho một con số để xem chúng tôi có thể khiến ông hài lòng hay không. Trác Mộc Cường ba muốn báo ra một con số để đối phương biết khó mà lui, bèn tiện mồm đáp, "5 tỷ", định nói xong thì quan sát sắc mặt của tên béo nếu thấy y có chút gì do dự, sẽ lập tức bồi thêm một câu, đây chính là tổng tài sản năm đó của công ty gã, kỳ thực, con số ấy đã gấp 50 lần giá trị thực của công ty gã rồi. Được, quyết định vậy đi, không ngờ, tên béo kia không nghĩ ngợi gì đã nhận lời luôn. Trác Mộc Cường ba liền nói, tôi nói là đô la Mỹ đó. Tên béo cười giả là nói, đương nhiên là đô la Mỹ rồi, nếu là nhân dân tệ thì chúng tôi cũng không có cách nào mà đổi được nhiều tiền như thế đâu. Nhưng có điều, y lại nói, tôi cần phải xác nhận xem thông tin mà Trác Mộc Cường ba tiên sinh cung cấp có đáng với cái giá ấy không trước đã, yêu cầu này không có gì là quá đáng chứ. Trác Mộc Cường ba tùy tiện chọn ra một phần những việc đã trải qua để kể lại, như ở châu Mỹ thì chủ yếu nói về rừng rậm, ở Tây Tạng hầu như chỉ nói về môi trường, hoàn cảnh địa lý ở mặt thoát, những chỗ quan trọng gã chỉ lướt qua một chút, về các tượng Phật thì hoàn toàn là ghép chỗ này một chút, ghép chỗ kia một chút, thậm chí bản thân gã cũng chưa từng thấy những tượng Phật ấy bao giờ nữa. Riêng về các cơ quan cảm bẫy, Trác Mộc Cường ba gắng sức lục lọi trong các tiểu thuyết thám hiểm và phim ảnh khoa học viễn tưởng mình từng xem qua, có chỗ nói nhanh quá, suýt chút nữa thì lỡ miệng kể ra cả pháo lết nữa. Có điều, những gì ở núi tuyết tư tất kiệt mạc thì gã nói ra đến năm phần sự thực, cứ nửa thật nửa giả như vậy, khiến người nghe thật khó tài nào mà phân biệt nổi. Tất cả chuyện xảy ra trong hơn 2 năm, Trác Mộc Cường ba tổng cộng chỉ nói mất có hơn 3 phút đồng hồ. Tên béo dùng bút ghi âm điện tử ghi lại toàn bộ. Kể xong, chắc một cường ba liền nói, có nhiều đó vậy thôi. Tên béo nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc, không đến nỗi vậy chứ. Nghe nói chắc một cường ba tiên sinh từng ở trong đội ngũ của nhà nước Trung Quốc hơn 2 năm, lẽ nào những việc trải qua chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Chắc một cường ba sực nhớ đến ba tang, gương mặt liền lộ ra nét đau khổ vật vã, dĩ nhiên, những điều tôi biết không chỉ có vậy, nhưng... Nhưng, đó, đó là những thứ tôi không muốn nhớ lại nữa, tôi không biết nên nói như thế nào, nhưng cứ hễ nghĩ đến những chuyện ấy tôi lại tôi lại a à, đau đầu quá đầu tôi đầu tôi đau quá đường mẫn vội phối hợp nắm chặt tay chắc một cường ba lo lắng nói sao vậy anh không sao chứ có cần em đi gọi bác sĩ không tên béo kia liền ân cần hỏi han chắc một cường ba tiên sinh ông phải nhẫn nại nhất định phải cố gắng nhớ lại những chuyện kia mới được đó mới là nội dung quan trọng nhất đấy chắc một cường ba lấy tay ôm chặt lấy đầu một lúc sau lại bấu chặt vào ga trải giường, lăn qua lăn lại một lúc lâu, miệng cứ kêu mãi không ngớt, không được, đau đầu quá. Á, à, tên béo dí sát chiếc bút thu âm vào miệng trác một cường ba, cố bước ép, cố nhớ một chút thôi, một chút thôi cũng được. Đường mẫn đột nhiên chộp lấy chiếc gối trên đầu giường, đập tới tấp vào đầu vào mặt tên béo, vừa vung chân múa tay, vừa khóc lóc kêu gào, anh ấy đã như vậy rồi, các người còn muốn ép nữa hay sao? Rốt cuộc ông có còn là con người nữa không? Cút đi, cút đi, cút ra ngoài cho tôi tên béo bấy giờ mới trần trừ đi ra nét mặt đầy vẻ không cam tâm chắc mộc cường ba tiên sinh ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe tôi hai ba ngày nữa sẽ qua tìm ông nhất định ông phải nhớ lại đấy cút đi một chiếc gối bay tới làm cửa phòng đóng sập lại chắc mộc cường ba thở phào một hơi nói em đi gọi bác sĩ tiện thể xem hắn đã đi hay chưa đường mẫn ngẩng đầu lên nước mắt đầm đìa bộ dạng trông thật đáng thương vô cùng Trác Mộc Cường ba cẩn thận lau vệt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của cô, kinh ngạc nói, không phải chứ, em khóc thật đấy à? Công chúa nhỏ, sao nhiều nước mắt thế không biết, lẽ nào em đã trở thành, mà bọn Trương Lập cứ nói ấy. Đường Mẫn cắn cắn môi, véo mũi Trác Mộc Cường ba một cái, anh còn nói nữa, đều tại anh cả thôi. Em còn tưởng anh, anh thực sự, anh còn trêu người ta nữa. Nói đoạn, sống mũi cô lại thấy cay cay, như thể muốn khóc hòa lên tới nơi. Trác Mộc Cường ba vội nói, được rồi, được rồi, thì ra là anh diễn xuất giống thật quá à. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, mẫn mẫn của anh đúng là có thiên tài biểu diễn đấy nhé. Nếu em mà tham gia vào giới nghệ thuật, nói không chừng lại trở thành nghệ sĩ nổi tiếng cũng nên. Đường mẫn nghe câu ấy xong mới đổi giận làm vui, đang khóc lại nhoẻn miệng cười. Sau khi xác định tên béo đã đi hẳn rồi, chắc Mộc Cường ba lại liên lạc với giáo sư Phương Tân. Nghe gã kể lại mọi chuyện, giáo sư nói, cậu nói xem, Tại sao tên béo ấy lại tỏ ra lo lắng bất an như vậy nhỉ? Trác Mộc Cường Ba vừa mở miệng định nói, giáo sư Phương Tân đã lại nhắc nhở, "Nhớ kỹ, nhìn sự việc phải nhìn thứ ẩn giấu đằng sau nó." Trác Mộc Cường Ba nói, "Tôi biết, thông tin đã lan truyền ra. Những kẻ biết được tin này chắc chắn là không chỉ có mình bọn hắn. Hắn cần phải lấy được thông tin từ tôi trước khi các tổ chức khác tìm thấy, vì vậy mới không thể nào ung dung cho được." Giáo sư Phương Tân gật đầu nói, "Đúng vậy, còn một khả năng nữa, đó là có tổ chức khác đã để ý đến cậu rồi, chỉ có điều bọn họ vẫn đang ngấm ngầm xung đột, nói không chừng, ở những chỗ chúng ta không thấy được, các thế lực này đã đi đến giai đoạn nước lửa xung khắc, đang chuẩn bị đánh nhau một trận tưng bừng rồi cũng nên. Trác Mộc Cường Ba nói, còn một điểm nữa, khi tôi đưa ra con số 5 tỷ đô la Mỹ với tên béo ấy, hắn không cần nghĩ ngợi gì đã nhận lời luôn. Chuyện này xét về tình, về lý đều không ổn lắm, rõ ràng là chúng đã lòi đuôi ra rồi. Giáo sư Phương Tân nói, Ừm, nói vậy nghĩa là sao? Trác Mộc Cường Ba nói, lúc đưa ra con số 5 tỷ, tôi cũng đã suy tính rồi. Thầy giáo, thầy nghĩ thử xem, có 5 tỷ đô la Mỹ rồi, muốn làm gì mà chẳng được, tại sao lại cứ phải đi tìm cái ngôi thần miếu xa xăm mờ mịt ấy làm gì chứ? Ngoại trừ thằng ngốc ra, họa may chỉ có thằng điên mới đi làm chuyện kiểu như thế. Hơn nữa, tên béo đó tự xưng mình cũng chỉ là một người đưa tin mà thôi, hắn có quyền quyết định gì mà dễ dàng chấp thuận trả một cái giá lớn như vậy cơ chứ? Vì vậy, tôi cho rằng, ý đồ của bọn chúng là, bất kể tôi đưa ra điều kiện hay yêu cầu gì, trước tiên cứ chấp nhận đã, mục đích chỉ là lấy được thông tin từ chỗ tôi, bất cứ thông tin nào cũng được. Có điều, tên béo ấy làm lộ liễu quá, ngược lại mới để lộ ra sơ hở. Giáo sư Phương Tân cười cười nói, xem ra những ngày này cậu cũng không nằm không trong bệnh viện, cuối cùng đã dần dần hồi phục được năng lực tự tư duy rồi. Nhưng vậy vẫn chưa đủ đâu, muốn trở thành người quyết sách, cậu cần phải nghĩ được nhiều hơn, xa hơn nữa. Mấy ngày tới, mấy người bọn Trương Lập sẽ qua Thượng Hải, rồi tới Hà Sa, lúc đó thương thế của cậu chắc cũng đỡ nhiều rồi, có thể cùng bọn họ trở về. Nhớ kỹ, lúc đi đừng có kéo theo mấy cái đuôi nữa đấy. Trác Mộc Cường Ba hiểu, giáo sư Phương Tân bảo gã đừng để các thế lực nước ngoài cũng đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu kia bám theo về Tây Tạng, bèn gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, giáo sư Phương Tân lại liên lạc với Trác Mộc Cường Ba nói đã sắp xếp được một phần tư liệu mới. Trác Mộc Cường ba vội bật mạng lên, liền được giáo sư gửi cho bản chụp của mấy quyển chụp. Vừa nhìn những văn tự ấy, gã lập tức hiểu ra, lại có một phần cổ cách kim thư nữa được dịch ra. Giáo sư Phương Tân nói, không sai, đến giờ tôi mới biết, thì ra lúc chúng ta xin gia nhập đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước, một phần nội dung của quyển trục này cũng vừa khéo trở về với Tổ quốc, chính là phần nhắc đến quốc vương và sứ giả đó. Còn trước khi chúng ta sang châu Mỹ, các chuyên gia lại phá giải thêm được đoạn sứ giả mang theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến nơi chân trời góc biển dựa vào những tài liệu chúng ta hiện đang nắm trong tay có thể đưa ra kết luận rằng quyển trục này rất có khả năng là vật đã bị morton stanley mang đi từ vương triều cổ cách hiện nay chúng ta chỉ có thể dựa vào hành trình hơn trăm năm trước của morton stanley để đưa ra một kết luận đại thể morton stanley đã tới cánh cửa sinh mệnh ở đó ông ta đã phát hiện ra đầu mối quan trọng để không ai biết được những đầu mối này ông ta đã vơ vét sạch những vàng bạc châu báu và phóng hỏa thiêu đốt sạch sẽ mọi dấu vết những dấu vết ấy có lẽ là chỉ đến đảo huyền không tự thế nhưng morton stanley vốn không hiểu biết về lịch sử mật giáo tây tạng nên đã tưởng lầm đó chính là vương triều cổ cách mà sự thực thì đảo huyền không tự cũng ở ngay bên dưới lòng đất di chỉ cổ cách vì vậy morton stanley đã lần theo đầu mối đến cổ cách mang đi toàn bộ châu báu của vương triều bao gồm cả những quyển trục đó và cả tấm bản đồ nữa chuyện sau này ra sao thì mọi người đều biết cả rồi trác mộc cường ba nghe giáo sư phương tân phân tích xong cảm thấy hết sức rộng mở thông suốt liền gật đầu nói thì ra là vậy bởi vì ở cánh cửa sinh mệnh và vương triều cổ cách đều có thể thấy sự sùng bái hết mực đối với đảo huyền không tự và bạc ba la thần miếu vì vậy morton stanley mới tin rằng những gì ông ta tìm thấy chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc còn viên ngọc thực sự vẫn đang ẩn giấu ở nơi đâu đó trên đất tây tạng này giáo sư phương tân nói bên trên có một đoạn ghi chép, viết rằng, trước khi Vương Triều cổ cách được thành lập, nơi đó vốn là lãnh địa của Vương Triều Tượng Hùng. Có lẽ cũng là dựa theo các ghi chép trong văn thư của Tượng Hùng, rằng, Tượng Hùng Vương đã từng phát hiện ra thần tích ở đây, vì vậy mới chọn đất này làm nơi dựng đô lập nước. Cái gọi là thần tích đó, theo tôi đoán có thể chính là tiền thân của đảo huyền không tự, ở đó có một đại hiệp cốc bên dưới lòng đất, có nham động và bích họa, những bức tranh trì than mà chúng ta phát hiện, có lẽ là do những người thượng cổ sống trong hang động ở hai bên vách núi này trong thời kỳ đầu tiên để lại. Đối với người tượng hùng mà nói, đây chắc chắn là thần tích mà vương triều tượng hùng thì lại tin theo bản giáo cổ đại, không khó để tưởng tượng rằng, tôn giáo thần bí của Pháp Sư Á La, có lẽ đã dựa trên cơ sở các hang động của người xưa, để xây dựng nên đảo huyền không tự từ thời vương triều tượng hùng. Chắc Mộc Cường Ba không kìm nổi phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Những điều ấy, quả là rất có khả năng xảy ra. Giáo sư Phương Tân tiếp lời, người cổ cách biết rằng người tượng hùng có một tòa cung điện thần kỳ, nhưng họ lại không sao tìm được lối vào đảo huyền không tự, có còn nhớ đường hầm chúng ta phát hiện được trong đàn tế mạn đà la cuối cùng không? Đó chính là nơi tiếp giáp giữa đảo huyền không tự và di chỉ cổ cách. Tôi tin rằng, các vị cổ cách vương cũng nghĩ, tòa thần miếu ấy có lẽ chính là ở dưới lòng đất, nên bao đời vẫn không ngừng bí mật đào bới bên trong căn mật thất cuối cùng đó. Thật đáng tiếc, họ chỉ còn cách đảo huyền không tự có nửa mét nữa thôi như vậy là tất cả các đầu mối lịch sử đã kết nối với nhau được rồi ôi lịch sử thời viễn cổ những trang sử thần bí đã bị lãng quên giáo sư phương tân không khỏi cảm thán thốt lên trác mộc cường ba nín thở nhất thời cũng không nói được lời nào cuối cùng giáo sư phương tân thở dài một hơi đoạn nói được rồi đại thể các đầu mối là vậy đấy ở đây đều là những nội dung tôi phân tích dựa trên cơ sở một nửa là suy đoán muốn nghiệm chứng thì vẫn còn thiếu rất nhiều căn cứ lịch sử có điều, chuyện này không quan trọng lắm, cậu chỉ cần hiểu được cũng đủ rồi. Tối nay, chủ yếu là tôi muốn cho cậu xem thứ này, cậu xem đi. Ông nói xong, liền cho phóng đại một đoạn văn tự trên màn hình lên, bên dưới còn gạch đỏ làm ký hiệu, chỗ này là câu chuyện về quốc vương và sứ giả mà Lữ Cánh Nam từng nói với chúng ta. Cậu xem ở đây đi, quốc vương cho vời thợ giỏi đến, hàng ngày từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, phục chế tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Còn ở đây nữa, sau khi hoàn thành Quốc vương rất không hài lòng, nói với đám thợ thuyền rằng đồ đá dễ mục nát, thành bảo phải trường tồn vĩnh cửu. Hai đoạn này có hàm nghĩa gì chứ? Trác Mộc Cường ba hỏi, tại sao lại là 6 giờ đến 7 giờ sáng hàng ngày? Giáo sư Phương Tân gật đầu, tốt lắm, tại sao lại là từ 6 giờ đến 7 giờ sáng? Vấn đề này rất đáng để chúng ta suy nghĩ tìm hiểu. Khoảng thời gian này, có lẽ là lúc mặt trời dâng lên khỏi đường chân trời. Còn nữa, tòa thành này được khắc tạc trên một tảng đá khổng lồ, cũng có nghĩa là, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này là một hình lập thể có thể nhìn thấy được. Kỳ thực, không chỉ có thể dịch ra là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, mà dịch thành cung điện phát ra ánh sáng, hay vùng đất thần thánh phản quang đều được cả. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán một cách sơ bộ rằng, cổ nhân đã vận dụng kỹ thuật phản xạ, chiết xạ ánh sáng, có lẽ là gần như kỹ thuật chúng ta đã nhìn thấy ở cự thạch trận cổ cách. Còn câu nói, đá núi dễ mục nát, thành bảo mãi trường tồn của quốc vương là chỉ ý gì nhỉ? Có phải muốn nói rằng, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy, có thể giữ được còn bền lâu hơn cả đá núi hay không? Trác Mộc Cường Ba nói, còn đầu mối nào khác không? Giáo sư Phương Tân nói, còn mấy chỗ nữa, cũng ẩn chứa hoặc ám thị nội dung gì đó, nhưng giờ chúng ta không thảo luận chuyện ấy vội. Cậu có biết lúc tôi vừa đọc được những miêu tả bước điêu khắc trên đá, đã nghĩ đến điều gì không? Điều gì? Cậu xem đoạn phim này đi, đó là những hình ảnh chúng ta ghi lại được trong mật thất dưới lòng đất của Vương Triều Cổ Cách đấy mật thất cổ cách lấp lòa ánh sáng mở nhạt phát ra từ đèn trên mũ, bên trong đã bị vơ vét sạch sẽ, chỉ còn lại hai món đồ vật, chính là chiếc bàn đá hình vuông gắn liền với nền đất, và một khối điêu khắc lớn bị sa hóa nghiêm trọng, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Bấy giờ chắc Mộc Cường ba cuống cuồng lo lắng cho đường mẫn, hoàn toàn không hề chú ý đến những thứ đó, về sau khi xem lại phim ghi hình, đa phần đều là tua lại những hình ảnh giáo sư Phương Tân quay được trong ba tầng cung điện, riêng đoạn phim trong mật thất cổ cách không khiến gã chú ý nhiều lắm, Bây giờ, nghe giáo sư Phương Tân giải đáp nghi vấn, rồi xem lại khối đá lớn đã bị sa hóa kia, gã bất giác ngạc nhiên thốt lên, lẽ nào, thầy giáo muốn nói, tảng đá này, chính là. Giáo sư Phương Tân nói, nếu nói tất cả châu báu vàng bạc, quyển trục và một tấm bản đồ đã bị Morton Stanley mang đi khỏi mật thất này, và cả một tấm bản đồ chúng ta phát hiện được nữa, hai tấm một thật một giả, đều liên quan đến bạc ba la thần miếu, thì khối đá đã bị sa hóa đến không còn hình dạng ban đầu này, rất có khả năng chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà cổ cách vương lưu giữ lại đó. Trác Mộc Cường ba nửa kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, nửa lại tiếp núi không thôi, nói, nếu đúng là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, thì nó đã mất đi hình dáng ban đầu rồi, chúng ta đâu có thu hoạch được gì chứ. Giáo sư Phương Tân nói, không phải vậy, tuy có một bộ phận đã bị sa hóa, nhưng hình thái đại thể vẫn còn, cậu nhìn bàn đá này đi, từ độ cao và độ nghiêng vẫn chưa bị sa hóa này có thể thấy, hiển nhiên nó không phải là hình gò đống, mà có lẽ là vùng núi, bằng không thì cũng là khe nứt hay địa hào. Màn hình dừng lại trên một hình ảnh liền sau đó được giáo sư Phương Tân cho phóng to lên, chỉ thấy bên trên bàn đá, hiện ra một đường rãnh nhỏ, tôi đã hỏi ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhìn những dấu vết vẫn chưa hoàn toàn bị sa hóa, chỗ cao gồ lên này, rõ ràng có những vết lõm, sau khi được các chuyên gia xác nhận kỹ càng, ít nhất là có ba đường rãnh như thế, nếu chúng vươn ra khỏi vách đá, có lẽ là địa mạo cao nguyên có thể hình thành nên địa hình ba bậc mà không xảy ra đứt gãy, ít nhất cũng phải là núi đá hoa cương kiên cố. Cũng không loại trừ khả năng là do nham thạch núi lửa chúng ta đã thấy ở Đại hiệp cốc dưới lòng đất tạo nên. Còn nguyên một nửa bên kia bàn đá đã được làm phẳng, nhìn không ra bất cứ dấu vết chạm trổ điêu khắc nào. Cấu trúc này làm chúng ta nghiêng về nhận định rằng đây là địa hình khe nứt, nhưng rất kỳ lạ. Tôi sẽ tiếp tục nhờ các chuyên gia và học giả ngành địa lý xem họ có đưa ra được kiến nghị gì hay không. Giờ thì cậu đã hiểu chưa? Tuy rằng nhìn bề ngoài thì không có đầu mối gì, nhưng chúng ta đang ở trong một thời đại bùng nổ thông tin, kể cả từ những thứ chúng ta không thể tìm được bất cứ đầu mối gì, các chuyên gia cũng có thể vận dụng kiến thức chuyên môn để cung cấp được những thông tin cực kỳ quý giá. Trác Mộc Cường Ba nói, tốt quá rồi, nếu trong tay chúng ta nắm được càng nhiều thông tin, đầu mối cũng sẽ mỗi lúc một nhiều thêm. Giáo sư Phương Tân nói, đúng vậy, còn một manh mối này nữa, theo các chuyên gia nghiên cứu nền văn minh Maya họ đã có những thành quả mang tính đột phá trong việc tìm hiểu về mấy hình vẽ mà chúng ta không thể nào hiểu nổi trong địa cung may ha. Mấy ngày tới, họ sẽ gửi bản kết luận mới đến, thật may là có mấy ông bạn cũ ấy. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, cậu nghiên cứu kỹ những hình chụp chụp quyển ấy xem, có phát hiện ra được đầu mối gì mới không. Đêm hôm đó, chắc một cường ba thức trắng để xem các bản dịch từ quyển chụp. Các nội dung về cổ cách phương và vị sứ giả kia không nhiều lắm, nhưng đều cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, có một điểm mà gã nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, tại sao vị sứ giả kia lại đột nhiên thay đổi thái độ, tách các tín vật kia, chia ra cất giấu, thậm chí còn có ý khiến chúng vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh mặt trời, mà lại không hủy hoại đi, có phải là cố ý trêu cợt người ta hay không? Cứ vậy lại hai ngày nữa trôi qua, sức khỏe chắc Mộc Cường ba gần như đã hoàn toàn hồi phục. Gã định xuất viện luôn, nhưng các bác sĩ rất kiên trì, nhất quyết đòi gã ở lại theo dõi thêm một ngày nữa. Mặt khác, bọn nhạc dương, Trương Lập cũng chưa thấy trở lại, thành thử chắc Mộc Cường Ba đành đồng ý nằm viện thêm một ngày nữa. Nhàn rỗi vô sự, gã bèn cùng Mẫn Mẫn tản bộ mấy vòng ngoài bãi cỏ, ý là định thực hiện mấy bài tập dạng hồi phục, nhưng Mẫn Mẫn lại cảnh cáo gã không được quá khoa trương, những bài tập kiểu như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta bu lại xem. Chắc Mộc Cường Ba đành vì tiện ưỡn ngực vươn tay vươn chân, rồi vung tay đấm về phía trước vài cái, toàn thân tràn trề một nguồn sinh lực vô hạn, chỉ muốn tìm nơi nào đó để phát tiết bớt. Đột nhiên, trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào, tất cả đều do hô hấp mà ra hay sao? Nhân lúc giữa trưa vắng người, Trác Mộc Cường ba liền một mình đến trung tâm điều dưỡng người già của bệnh viện. Ở đây, gã kinh ngạc phát hiện ra, trước đây gã chỉ kéo xà 1.000 cái đã hết hơi rồi, giờ không ngờ đã làm đến hơn 1.300 cái mà vẫn hoàn toàn không hề thấy mệt mỏi gì. Gã ngạc nhiên quan sát tay mình, cơ bắp không hề to hơn trước chút nào, không lẽ chỉ có thay đổi tần suất nhịp thở và mức độ nông sâu của hơi thở mà đã khiến cơ thể biến đổi nhiều đến như vậy hay sao? Trác Mộc Cường ba tự hiểu, thời gian gã minh tưởng thực ra rất ít, còn rất xa mới đạt được yêu cầu của Lữ Cánh Nam, hiện giờ, gã vẫn hoàn toàn chưa có cảm giác gì về luân xa mà cô nói đến cả. Theo cách nói của Lữ Cánh Nam, khi trong cơ thể có một luân xa bắt đầu chậm chậm chuyển động thì mới thực sự tiến vào một cảnh giới khác. Đó là một cảnh giới khác hẳn với những người chỉ rèn luyện thể lực thông thường, không thể nào dùng ngôn ngữ mà biểu đạt được. Trác Mộc Cường ba lại càng kiên định minh tưởng hơn, nếu muốn tìm thấy thứ mình hằng tìm kiếm Muốn bảo vệ những thứ mình không muốn mất đi thì phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Trở về bệnh viện, Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị đi bộ về phòng bệnh thì thấy trước cửa phòng CT cạnh cầu thang tầng 3 một bác sĩ đang cầm tấm phim CT nói gì đó với một người bệnh, trên cả dãy hành lang chỉ còn lại ba người bọn họ. Trác Mộc Cường Ba vốn định dễ ngoặt, lên cầu thang đi tiếp luôn, bỗng nhiên, tất cả dường như đều trở nên im ắng. Trác Mộc Cường Ba chưa từng có cảm giác này. Tựa như khoảng không gian xung quanh gã đã hoàn toàn bị tách lìa khỏi thế giới bên ngoài, thời không dừng lại không tiếp diễn nữa, một cảm giác nguy hiểm lạ thường bao bọc xung quanh gã. Cảm giác ấy thật mạnh mẽ, thậm chí còn khiến gã không thể nào tiến thêm dù chỉ một bước, cứ như tử thần đã bước đến sát sau lưng, hơi thở của cái chết đã phả vào sau gáy. Trác Mộc Cường ba không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái gì đã khiến tự sâu bên trong gã dâng trào lên cảm giác sợ hãi khủng khiếp đến vậy. Khi gã cho rằng mình đã đủ mạnh rồi, lại đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực để kháng cự chỉ còn nước để mặc người ta chém giết linh hồn vùng vẫy như thể muốn thoát ra khỏi thân thể mỗi tế bào cơ hồ đều không còn chịu sự khống chế của ý thức nữa gã tự ra lệnh cho chính mình cử động đi cử động đi nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng được nhưng toàn thân gã cứng đờ như thể đã bị chúng phải phép định thân cả trước mắt một cái cũng không thể được trong khoảnh khắc ấy chẳng khác nào linh hồn và thể xác đã hoàn toàn tách lìa nhau ra Trác Mộc Cường ba có thể nhìn thấy người bệnh kia quay lưng về phía mình, bác sĩ đeo khẩu trang, kính mắt và đội mũ. Hai người đang nói chuyện gì đó, gã vẫn nghe thấy tiếng họ, nhưng thân thể lại bị ghim cứng ở đây, tựa hồ như không còn thuộc về gã nữa. Không, tay bác sĩ kia đang nhìn gã, ánh mắt ấy, ánh mắt trong đôi mắt ấy sao lại như thế chứ? Diễu cợt, châm biếm, mỉa mai, thương hại, không, nhất định là ảo giác, rốt cuộc là sao vậy? Thân thể của gã làm sao vậy? Nhúc nhích đi, Cả quá trình này có lẽ chỉ kéo dài chừng 1 2 giây đồng hồ, nhưng 1 2 giây ấy lại khiến Trác Mộc Cường ba chấn động rất lớn, cả hơi thở cũng trở nên rối loạn, nhịp tim đập nhanh như ngựa phi nước đại, tới khi tay bác sĩ kia quay người đi vào phòng CT, cả người gã mới rũ xuống như bị hạ đường huyết, gã gượng dựa vào tay vịn cầu thang, rốt cuộc cũng không ngất đi. Lúc này, người bệnh kia cũng quay người lại, Trác Mộc Cường ba thấy quen quen, hình như đã gặp người đó rồi, gặp ở đâu nhỉ? Tên anh ta là gì? Nhưng lúc này tim gã vẫn đang đập loạn nhịp, máu dồn lên não không đủ, nghĩ vắt cả óc cũng không sao nhớ ra nổi. Người bệnh kia rõ ràng cũng từng gặp chắc một cường ba rồi, liền nở ra một nụ cười như thể muốn nói, khéo thật, rồi đi về phía gã. Cuối cùng, khi anh ta còn cách gã chưa đầy hai bước, chắc một cường ba mới sực nhớ ra, đồng thời gọi tên đối phương, Vương Hữu. Người đó chính là tay đi phượt Vương Hữu được bọn chắc một cường ba cứu ra trong địa cung may ha. Lúc đó bọn họ chỉ ở với nhau có một ngày rưỡi rồi vương hữu về nước luôn, từ đó đến giờ không có liên hệ gì, không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện thế này. Vương hữu cười khổ nói, cuối cùng anh cũng tìm đến rồi, chắc Mộc Cường ba tiên sinh. Chắc Mộc Cường ba thầm ngẩn ra, câu này nghĩa là gì vậy? Chỉ nghe vương hữu lại tiếp lời, tôi biết, sớm muộn gì các vị cũng sẽ tìm đến tôi thôi, chỉ không ngờ là lại lâu như thế cơ đấy. Nhịp tim của Trác Mộc Cường ba đã dần trở lại bình thường, liền hùa theo hai câu nói mập mờ của Vương Hữu đáp, thì ra anh cũng biết rồi. Vương Hữu vẫn để đầu cua như trước, nhưng hàng ria con kiến thì đã cạo sạch, nhìn trông hao gầy hơn trước nhiều. Anh ta nói, tôi đoán ra được, các vị không phải là du khách bình thường, lần đó đến tòa cung điện ấy, tuyệt đối không chỉ là để thám hiểm. Sau khi trở về, tôi nhớ lại mới thấy, thân thủ, kỹ thuật, tri thức và trang bị của các vị đều tuyệt đối không giống với người thường, vậy nên tôi mới đoán, các vị tới chỗ ấy, chắc là để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà, các vị cũng không rõ rốt cuộc là mình cần tìm thứ gì, có phải không? Vừa gặp phải một tên béo, chắc một cường ba bất giác trở nên cẩn trọng, thầm nhủ, kẻ tên vương hữu này rốt cuộc là ai? Sao anh ta biết được những chuyện này? Gã bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất khi gặp vương hữu lần đầu tiên, cuối cùng, gã bỗng sực nhớ ra, tấm gương bằng đồng. Tấm gương bằng đồng có khắc chi chít tạng ngữ, Vương Hữu nói là mua ở Bogota, lẽ nào là? Vương Hữu thấy chắc Mộc Cường ba cúi đầu không nói gì, tưởng gã bực bội trong lòng, liền giải thích, lúc đó không phải tôi cố ý gạt anh đâu, có điều, tôi thực sự rất tò mò với món đồ ấy. Tôi cũng không biết tại sao ở trong địa cung Maya lại xuất hiện một tấm gương đồng giống như là của Trung Quốc chúng ta. Gương mặt chắc Mộc Cường ba trơ ra như gỗ, nhưng tim thì đã bắt đầu đập mạnh dồn dập. Quả nhiên là tấm gương đồng ấy, hôm đó gã không hề nhìn lầm, chữ khắc trên tấm gương đó chính là chữ tạng. Nói như vậy, nghĩa là nó và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định có mối liên hệ gì đó. Vương Hữu vẫn đang lầm bầm như thể tự nói với chính mình, tôi biết, các vị cứu mạng tôi, nhưng tôi lại. Lại lừa gạt mọi người, nhưng tôi cũng không biết lúc đấy mình bị làm sao nữa, hình như, hình như có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu, bảo tôi nhất định phải mang tấm gương ấy trở về. Vừa về đến Trung Quốc, tôi lập tức đi tìm rất nhiều chuyên gia, nhưng kết quả giám định của họ đều nói rằng đó là một tấm gương đồng bình thường đời đường đồ làm thủ công tinh tế giữ được tương đối hoàn hảo chỉ hiềm nỗi mặt sau bằng trì giá thị trường không được cao lắm nếu là gương thời chiến quốc mà bảo tồn hoàn hảo như vậy giá sẽ cao hơn rất nhiều chỉ có một nhà siêu tập già nói rằng đây là món đồ tốt nói tới đây vương hữu cũng giống như trác mộc cường ba chìm sâu vào hồi ức và trầm tư chuyện hôm ấy dù thế nào vương hữu cũng không sao quên được nhà siêu tầm họ trần là chuyên gia giám thưởng gương đồng hàng đầu trong nước nghe nói cả những tấm gương đồng mà bảo tàng cố cung không thể giám định đều phải mời vị lão tiên sinh đó tới xem xét nghe xong câu chuyện của anh ta tiên sinh không tỏ ra hứng thú gì cho lắm nhưng khi vương hữu lấy tấm gương ra trần lão tiên sinh vội vàng đứng bật dậy đổi cặp mắt kính khác hai tay nâng tấm gương miệng cứ được 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 mãi không thôi rồi tắt thở mà chết nếu không phải các bác sĩ pháp y khẳng định ông ta chết vì tâm lực cạn kiệt e rằng vương hữu cũng khó thoát khỏi căn hệ. Thế nhưng, ngoài vị chuyên gia có uy tín nhất này nói tấm gương đồng ấy tốt, những người khác đều nói đây chỉ là một tấm gương đồng tầm thường, những thứ tương tự như vậy có cả ngàn chiếc trôi nổi, ước chừng giá thị trường cao nhất cũng không quá 5 vạn nhân dân tệ. Còn vị trần lão tiên sinh kia thì lại chỉ kêu được có 3 tiếng được, rồi duỗi tay rời khỏi nhân gian, chưa kịp nói là rốt cuộc nó được ở điểm nào. Từ đó trở đi, tấm gương đồng ấy trở thành thắc mắc lớn nhất trong lòng vương hữu. Nghĩ tới đây, Vương hữu bất giác cất tiếng hỏi, "Có thể nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là cái gì hay không?" Trác Mộc Cường Ba thì đang suy nghĩ, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Bản thân cái tên này có nghĩa gì chứ? Vương hữu cầm đi một tấm gương đồng, "Ánh sáng, gương." Lẽ nào sẽ có một tòa thành xuất hiện? Lẽ nào là kỹ thuật dựng hình lập thể trong không gian bằng tia lết? Giống như ở cực nam miếu vậy, không không không, người xưa không thể nào có kỹ thuật này được. Nhưng mà nếu nói khối đá lớn trong mật thất cổ cách là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phục chế lại, thì vật này cũng lớn quá, dựa vào sức một mình vị sứ giả kia làm sao mang tới tận châu Mỹ xa xôi được. Ngoài dùng kỹ thuật chiếu hình ra, còn có huyền cơ gì trong đó nữa đây? Vương Hữu nói, trác Mộc Cường ba tiên sinh, chắc Mộc Cường ba tiên sinh, chắc Mộc Cường ba thốt lên, hả, cái gì, đi, đưa tôi đi xem tấm gương đồng ấy ngay. Vương Hữu xua tay nói, e rằng không được, tấm gương ấy không ở đây, mà ở trong tủ bảo hiểm của một ngân hàng tại thâm quyến hay là anh cùng trở về thâm quyến với tôi đi trác mộc cường ba nói đợi tôi tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện lần này lại bị thương ở đâu thế có thể tiết lộ chút gì không ngoài phố đánh nhau với người ta còn anh đến thượng hải khám bệnh gì à không kiểm tra thân thể bình thường thôi con người tôi đây kỳ thực xưa nay đều rất coi trọng sức khỏe cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện này kiểm tra toàn thân hồi trước tổng công ty còn ở Thượng Hải đã làm cả thẻ khám sức khỏe ở bệnh viện này. Vừa nãy tôi thấy anh và tay bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó. À, tay bác sĩ ấy, cảm giác hình như rất giống một người bạn đi phượt trước đây, nên nói mấy câu thế thôi. Chắc Mộc Cường ba bảo đường mẫn lập tức đi làm thủ tục ra viện, còn mình thì ngầm liên lạc với giáo sư Phương Tân. Chuyện tiên hiệp, cái gì hả, tấm gương, phát hiện trong địa cung may à. Vâng, tôi sẽ lập tức đi thâm quyến, xem rốt cuộc là chuyện gì. Hiện giờ, hình như anh ta vẫn cứ ngỡ là chúng ta đã biết chuyện, ngược lại còn hỏi tôi đó là thứ gì. Phải rồi, thầy giáo, có thể điều tra thân thế tên vương lụ này được không? Tôi muốn tìm hiểu về anh ta một chút. Bảo Mẫn Mẫn đợi một chút, tạm thời không nên làm thủ tục vội, để cô ấy ở lại đây đợi, một mình cậu đi thâm quyến thôi, hiểu ý tôi không? Trác Mộc Cường ba sực tỉnh ngộ, gật đầu đồng ý, rồi lại nói với giáo sư phương tân về cảm giác như bị định thân trước lúc thấy vương hữu cuối cùng gã nói giờ hồi tưởng lại tôi vẫn thấy sợ hãi rụng rời cảm giác như thể tính mạng và linh hồn mình đều nằm trong tay người khác vậy giáo sư phương tân nói trước đây có cảm giác như vậy bao giờ chưa trác mộc cường ba nói chưa từng trước đây khi có cảm giác nguy hiểm giống như có con cá chạch luồn lách trên xương sống lần này cảm giác hoàn toàn khác đáng sợ hơn nhiều giáo sư phương tân liền nói Thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích cơ à, không ngờ lại có cảm giác như thế. Vậy đi, tạm thời không nghĩ đến nó nữa, cậu phải giữ tâm trạng thoải mái. Theo tôi, chắc là cậu cảm thấy áp lực đè nặng lên mình quá lớn, sức khỏe lại chưa hoàn toàn hồi phục nên mới có tình trạng ấy. Tuy tôi bảo cậu phải suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nên nghĩ ngợi nhiều quá, loạn quá, phải từng bước một và có tiết chế để có cái nhìn toàn cục. Tạm thời gác chuyện này lại, cậu cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi, còn gì nghi vấn Đợi khi nào cậu từ Thâm Quyến trở về chúng ta sẽ thảo luận. Trong kho ngầm dưới lòng đất của một ngân hàng ở Thâm Quyến, tấm gương đồng cổ phác ấy xuất hiện trong tay Trác Mộc Cường Ba, gã chợt thấy dâng lên một cảm giác quen thuộc. Những đường nét này, những hoa văn này, tạo hình điêu khắc phía sau tấm gương đồng, tựa như người thân lâu ngày không gặp, có cảm giác như máu chảy trong người, chỉ cần nhìn qua một lần cũng nhận ra được. Khi trong lòng dâng lên cảm giác này, bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng cảm thấy khó tin, lúc ở trong địa cung gã hoàn toàn không để ý, hôm nay xem lại tỉ mỉ, không ngờ cảm giác đó lại xuất hiện. Nhất định là gã đã từng thấy ở đâu đó rồi, cũng hoa văn này, cũng hình vẽ này, nhưng là đã thấy ở đâu chứ nhỉ? Lẽ nào trong mơ, gã không để ý tới sự ngăn cản của vương Hựu, tháo găng tay ra, dùng đầu ngón tay trực tiếp chạm vào những đường hoa văn lồi lõng gồ lên, khi đầu ngón tay cảm nhận đến mặt gương trơn láng như lụa, cảm giác quen thuộc đó lại càng mạnh mẽ bội phần. Đây là một tấm gương đồng hình tròn, mặt gương vẫn còn như mới, màu sắc trắng thuần, tay cầm có chạm hình rồng, bên ngoài là khối vuông khắc hoa văn chìm, viền ngoài có đinh nhũ, bốn góc có bốn miếng hình lá thị vươn ra bọc lấy viền gương, chia làm bốn phần, mỗi phần là một con thú lành, trong đó có một con giống chim, còn lại đều không nhìn ra là giống thứ gì, bên ngoài bốn con thú là một vòng hoa văn hình dây thừng, ngoài nữa lại có 12 con thú vây quanh, cũng đều rất trừu tượng, khó có thể nhận ra. Ở giữa viền thêm hoa văn hình bông sen, bên ngoài lại có một diềm hoa văn hình dây thừng nữa, còn phức tạp hơn cả bên trong, giữa biển lớn mênh mông cuộn sóng, tựa hồ như có vô số hình con thú đang ẩn hiện. Kế đó, viền bên ngoài lại là một vòng hoa văn hình dây thừng, rồi một vòng đầy những vạch và chấm nhìn như hà lạc đồ, tiếp đó lại viền thêm một vòng hoa văn dây thừng, càng ra phía ngoài hình khác lại càng phức tạp. Cuối cùng, ở vòng ngoài cùng mặt phía sau tấm gương, là những ký hiệu khá giống với chữ tạc, giờ cầm trong tay quan sát kỹ mới thấy không hoàn toàn giống cho lắm, sự khác biệt giữa những ký hiệu này và chữ tạng cũng khá giống với sự khác biệt giữa chữ tây hạ và chữ hán vậy đều là chữ vuông thiên bàng bộ thủ một và kết cấu nét bút đều như nhau nhưng ý nghĩa thì lại không ai hiểu được trác mộc cường ba cũng hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa của những ký hiệu vòng ngoài cùng này nhưng cả những ký hiệu đó gã cũng cảm thấy hết sức quen thuộc tựa như đã từng thấy ở đâu đó rồi chỉ là gã nghĩ vắt óc cũng không tài nào nhớ ra nổi vương hữu hỏi thế nào giờ đã có thể nói với tôi tấm gương này có gì đặc biệt hay chưa vậy? Trác Mộc Cường ba xoay chuyển, lật đi lật lại tấm gương. Gã đã xem kỹ đến không thể nào kỹ hơn được nữa rồi, nhưng muốn nói tấm gương này có điểm nào đặc biệt dị thường, thì gã cũng chẳng khác gì vương hữu, hoàn toàn không hề có bất cứ manh mối nào. Trác Mộc Cường ba ngước nhìn ánh đèn u ám của kho ngầm dưới lòng đất, nói, cầm ra chỗ có ánh mặt trời xem sao. Vương hữu nói, anh bảo, nó sẽ phản xạ ra hình ảnh gì dưới ánh nắng ư. Không thể nào, tôi đã thử đi thử lại rất nhiều lờ hồi. Trước sự khăng khăng cương quyết của Trác Mộc Cường Ba, Vương Hựu cuối cùng cũng mang tấm gương ra khỏi khao ngầm. Nhà Vương Hữu tương đối khá giả, một căn biệt thự nhỏ hai tầng có cả vườn, phía sau còn có một hồ bơi 200 mét vuông, trong gara xếp 3 chiếc xe hơi hiệu khác nhau, đều là loại mã lực lớn, khí thải nhiều. Trên sân thượng tầng 2, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu điều chỉnh tấm gương đồng, hưng ánh mặt trời. Tấm gương đồng hắt lên tường một đĩa ánh sáng bằng đúng kích thước của nó, nhìn hết sức rõ nét, đừng nói là có hình ảnh gì, mà ngay cả một chút quầng mờ mờ cũng không có. Trác Mộc Cường ba cố định chiếc gương trên mặt bàn, bước tới sát chân tường, cẩn thận quan sát đi ánh sáng đó, nhưng đi ánh sáng thì vẫn là đi ánh sáng, lấp lóa chói mắt, ngoài ra không có gì cả. Vương Hữu cầm hai hộp Red Bull đặt lên bàn uống nước bằng thủy tinh, lại nói, không có tác dụng gì đâu, tôi bảo rồi mà, tôi đã nghiên cứu tấm gương này rất kỹ lưỡng, thậm chí còn làm cả quét hình 3D của những hình khắc phía sau nó ước, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điểm gì đặc biệt cả. Tôi tưởng các vị ít nhiều cũng biết gì đó, thì ra là cũng không biết gì nốt. Trác Mộc Cường ba nói, tôi phải mang nó về cho các chuyên gia nghiên cứu. Không được, Vương Hữu đứng lên nói, tuy rằng các vị đã cứu tôi trong địa cung may ha, nhưng tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới mang được món đồ này trở về Trung Quốc, tôi đã nộp đơn xin bảo vệ tài sản tổ tiên rồi. Hiện tại, về mặt pháp luật mà nói, nó thuộc về tổ tiên của tôi truyền lại tôi không thể để người khác mang nó đi đâu được. Trác Mộc Cường Ba nói, điều kiện của anh là. Vương Hữu cười cười, giang rộng hai tay chỉ vào căn phòng khách rộng lớn, anh xem tôi đấy, chẳng thiếu gì cả nữa. Nhìn ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba, anh ta lại cười cười, nói tiếp, phải, tôi có một yêu cầu, chỉ có một thôi. Tôi muốn, các vị dẫn tôi đi cùng. Anh nói cái gì, Trác Mộc Cường Ba cả kinh, yêu cầu này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của gã, không thể được. Tại sao lại không thể được? anh được tôi lại không được sao vương hữu nói sau khi về nước tôi đã tìm kiếm thông tin về anh chắc mộc cường ba tiên sinh không ngờ anh cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn ha ha anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ như thế nào hay không một ông chủ có tài sản hơn trăm triệu như thế lại bỏ cả cuộc sống an nhàn không chịu hưởng thụ anh ta đến rừng rậm châu mỹ làm gì chứ nhỉ rốt cuộc là anh ta đang tìm kiếm thứ gì sau khi biết được thân phận của anh tôi liền hiểu ngay chúng ta là cùng một loại người Vương Hữu nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, nói: "Chúng ta đều sở hữu tài sản mà những người khác mong cầu, cuộc sống vật chất đã được thỏa mãn đầy đủ, nhưng đó hoàn toàn không phải là những thứ chúng ta muốn, những nhu cầu tầng thấp đã được thỏa mãn, thứ chúng ta cần là giá trị của chính con người mình." Khi thị trường nhà cao ốc bùng nổ, công ty bất động sản của tôi đã đưa tài sản cá nhân của tôi lần đầu tiên liệt vào hàng ngũ những người có trên 100 triệu, lúc đó tôi không cảm thấy hưng phấn và kích động gì cho lắm. Đó cũng chính là lúc tôi biết được rằng những thứ ấy đã không thể thỏa mãn được tôi nữa rồi. Khoái cảm khi những con số ấy tăng lên, còn xa mới bị kịp sự kích thích mạnh mẽ khi tôi đặt chân lên đỉnh núi tuyết, giang rộng cánh tay mà thỏa sức hết hò. Điều quan trọng nhất của sinh mệnh không phải là chinh phục, mà là phấn đấu, cái người ta hưởng thụ trong đời không phải kết quả, mà là quá trình. Mười mấy năm nay, trước sau tôi đã leo lên đỉnh Kilimanjaro, đỉnh Phú Sĩ, núi tuyết Ha Ba, đỉnh Cho Chomolungma, anh biết đấy, mục tiêu của người leo núi thường là ngọn sau cao hơn ngọn trước không ngừng vượt qua những ngọn núi cao hơn hiểm yếu hơn vì vậy khi thấy ảnh chân dung anh trên tạp chí tôi lập tức cảm thấy thân thiết lạ thường chúng ta đúng là cùng một loại người trác mộc cường ba lắc đầu không chúng ta không giống nhau vương hữu nói có gì mà không giống nhau để tôi nghĩ xem nào tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn nuôi luyện danh khuyển thiên sư không ngại khó khăn vất vả Vượt ngàn dặm đường xa xôi đến rừng rậm nguyên sinh châu Mỹ, còn chui vào cả địa cung đầy giấy cảm bẫy của người Maya. Ừm, theo tôi, thứ mà các vị đang tìm kiếm chắc chắn là không hề đơn giản. Phải biết là, tòa địa cung Maya ấy là nơi hiểm yếu nhất mà tôi từng đặt chân đến đấy. Kể từ khi đó, tôi đã luôn để ý dõi theo anh, nhưng hành tung của anh luôn là một câu đố, có điều, như vậy lại càng khiến tôi thêm hứng thú. Về sau, tôi xem được trên mạng, các vị xuất hiện ở vùng Chát Đạt, Tây Tạng tất cả đều bị thương cực nặng các phóng viên vốn định phỏng vấn điều tra sâu hơn nữa nhưng không hiểu sao lại đột nhiên ngừng lại tôi biết các vị vẫn đang tìm kiếm thứ đó nhưng đến giờ cũng chưa tìm thấy từ lúc đó tôi đã chuẩn bị liên lạc với anh rồi nhưng khi tôi đến bệnh viện Hasa thì tất cả các vị đều đã biến mất một cách thần bí mỗi lần đi lướt qua nhau như thế là mỗi lần tôi lại dậm chân tiếc nuối đó lần này nói gì thì tôi cũng kiên quyết đến cùng nếu không cho tôi đi cùng vậy thì công tác nghiên cứu của các vị với tấm gương này cũng kết thúc ở đây được rồi. Một đây là những thành phần ghép thành một chữ hán. Trác Mộc Cường ba giờ khóc giờ cười, không biết tay vương hữu này thật chỉ muốn đi theo bọn gã thám hiểm hay là còn mục đích gì khác. Gã thử tìm cách dập đi ý nghĩ hoang đường của anh ta, nghiêm túc nói, anh có biết, chúng tôi làm sao mới trở về được không? Thập tử nhất sinh thôi mà, vương hữu lộ ra vẻ mặt như thể muốn nói, tôi sớm đã biết là anh sẽ nói vậy rồi, đoạn nói, những nơi tôi đã đi, cũng đều là những chỗ cực kỳ hiểm yếu. Hơn nữa, tôi đã mấy lần tham gia đoàn phượt tự tổ chức rồi. Trước khi xuất phát, việc đầu tiên chúng tôi làm chính là viết di chúc và tuyên bố miễn trách nhiệm. Lần này cũng sẽ làm như vậy, nếu sau này tôi xảy ra chuyện gì bất chắc, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến các vị. Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt ấy chứ? Lẽ nào anh nghĩ tôi còn điên hơn cả anh hay sao? Trác Mộc Cường ba tiên sinh, không phải anh đã tìm kiếm hơn hai năm nay rồi sao? Trong thời gian ấy, những lần trải qua khảo nghiệm sinh tử chỉ sợ không phải chỉ có một thôi, đúng không? Tại sao anh vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm nữa chứ? Nhìn bộ dạng á khẩu không biết nói gì của Trác Mộc Cường ba, Vương Hữu lại cười cười tiếp tục hùng hồn diễn thuyết, "Không sai, ngoài kia có rất nhiều người không hiểu chúng ta, cho rằng chúng ta là những kẻ điên cuồng, có một đống tiền rồi không chịu sống xa hoa sung sướng, lại đi khắp nơi khiêu chiến cái gọi là cực hạn của sinh mệnh, lại còn có kẻ nói chúng ta là bọn tiêu tiền để tìm cái chết." Kỳ thực những người như thế không có cách nào cảm nhận được cuộc sống của chúng ta hàng ngày họ đã bận rộn tối mắt tối mũi vì những nhu cầu thiết yếu cuộc sống vì cái ăn cái mặc lấy đâu ra thời gian mà suy nghĩ về ý nghĩa của đời người nữa chứ còn chúng ta thì khác chúng ta đã nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn chạy quanh vì thức ăn vì quần áo đó rồi chúng ta có rất nhiều tinh lực và thời gian cũng có cả cơ sở vật chất tương đối để nghĩ về vấn đề của cuộc đời rốt cuộc là trong đời này chúng ta cần tìm kiếm điều gì chứ tôi đoán Thời gian nghĩ về vấn đề này của anh chắc còn nhiều hơn tôi nhiều, phải không? Nói thực lòng, thứ tôi theo đuổi không chỉ có cảm giác kích thích. Những gì trải qua trong vô số lần thám hiểm đã gợi cho tôi những suy tư về cuộc sống, giúp tôi lĩnh ngộ được rất nhiều vấn đề thuộc phạm chủ triết học nhân sinh. Khi trở về, tôi lại đem những gì mình lĩnh ngộ được vận dụng vào việc quản lý doanh nghiệp. Bây giờ doanh nghiệp của tôi đang phát triển với tốc độ chưa từng có đây này. Anh thấy đấy, tôi đã nói rồi mà, chúng ta là cùng một loại người anh có phương hướng tìm kiếm của anh, tôi cũng có mục đích của tôi, không phải chúng ta đang lãng phí sinh mệnh, mà chỉ là đang thực hiện điều mình muốn làm thôi. Tôi đã muốn làm, thì tôi sẽ làm bằng được, không cần biết hậu quả của thất bại như thế nào, cũng không tính toán được mất, chỉ cần tôi đã làm rồi, thì sẽ không hối hận nữa, đây chính là triết lý nhân sinh của tôi. Tôi nghĩ, chắc một cường ba tiên sinh chắc cũng như vậy, có phải không? Chắc một cường ba không thể không thừa nhận, mình cũng có nhiều điểm giống những gì anh ta nói, thế nhưng, về chuyện đi tìm bạc ba la thần miếu thì tay vương hữu này không khỏi có hơi quá cố chấp. Anh ta vốn chẳng biết chuyện gì, đã nhất định đòi tham gia vào một nhóm mạo hiểm, hoàn toàn coi mạo hiểm như một lạc thú của đời người, và hưởng thụ cả quá trình ấy, hành vi thuần túy vì mạo hiểm mà mạo hiểm như thế, chắc Mộc Cường ba tự nhận thấy mình vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó. Thế nhưng, những hành vi trước đây của gã, hình như cũng không khác gì với những điều vương hữu vừa nói, duy chỉ có một điểm khác, đó là không viết di chúc mà thôi, Trác Mộc Cường ba lắc đầu, nếu tôi kiên quyết nói không thì sao? Vương Hữu chán nản nhìn tấm gương đồng trong tay Trác Mộc Cường ba, vậy thì tôi cũng kiên quyết nói không. Trác Mộc Cường ba giơ tấm gương lên ve vẩy, cái này. Vương Hữu nở ra một nụ cười nơi khóe miệng, đột nhiên xông tới, bàn tay nắm chặt lại như lưỡi đao, dừng lại trên cổ họng Trác Mộc Cường ba, rồi rút về, chỉnh lại nếp áo, chớ nên coi thường, tôi từng học không thủ đạo rồi đấy. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, chậm quá, nếu không phải tôi nhận ra bàn tay anh sẽ dừng lại, chỉ e thân thể anh đã bay ra ngoài xa 10 mét rồi. Câu trả lời của Trác Mộc Cường ba dành cho Vương Hữu là, bàn tay gã chợt vươn ra, nhấc bổng cả người anh ta lên. Vương Hữu chỉ thấy trước mắt hoa lên, hai chân đã rời khỏi mặt đất. Trác Mộc Cường ba lại đặt gã xuống, buông tay trái ra, nói, câu không ấy của anh, không đủ nặng cho lắm. Vương Hữu sửa lại cổ áo, mỉm cười nói, tôi biết, thân thủ của các vị đều rất cao cường, từ lúc ở trong địa cung tôi đã biết rồi, nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả. Nếu anh nghĩ có thể dùng vũ lực cướp nó đi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, trừ phi anh giết tôi ngay tại đây." Dứt lời, anh ta ngồi xuống sofa, thái độ như thể mặc tình Trác Mộc Cường Ba muốn làm gì thì làm, anh cứ suy nghĩ cho kỹ càng đi. Trác Mộc Cường Ba không ngờ Vương Lựu sẽ uy hiếp mình theo cách ấy, nhất thời cũng thấy đau đầu. Gã nói, "Anh không hề biết chúng tôi đang làm gì đâu." Câu trả lời của Vương Hữu càng khiến gã kinh ngạc hơn. Tôi biết chứ, anh ta nhấn giọng nói từng chữ một, mảnh tịnh thổ cuối cùng còn lại trên thế gian này, một nơi còn thuần khiết hơn cả vườn địa đàng, còn cao quý hơn thế giới cực lạc ở Tây Thiên, một nơi mà vô số tín đổ dành cả đời mong mỏi tìm kiếm, hương ba la. Chắc một cường ba ngẩn đờ người ra, Vương Hữu làm sao mà biết được chuyện này? Gã vội hỏi, anh còn biết những gì nữa? Vương Hữu chỉ vào tấm gương đồng, nói, tôi đã bảo rồi mà, Tôi đã nghiên cứu nó rất nhiều. Ngay từ đầu tôi đã biết, đây là vật của Tây Tạng, hoa văn và hình chạm trên đó đều có nét đặc sắc rất riêng của dân tộc Tạng. Còn anh, chắc một Cường ba tiên sinh ạ, anh cũng là người Tạng, tập đoàn nuôi luyện danh khuyển của anh cũng nhờ vào chó ngao Tây Tạng mà phất lên. Vì vậy, tôi đã điều tra nghiên cứu, biết rằng anh đã từng bảy lần một mình đi sâu vào những nơi hiểm yếu không có dấu chân người để tìm kiếm các giống chó nổi tiếng thế giới. Ban đầu tôi cũng cho rằng, lần này anh cũng đang tìm một con chó cực phẩm mà thôi. Nhưng gần đây tôi mới biết, thì ra, các vị không chỉ đơn giản là đang tìm danh khuyển, thứ các vị tìm chính là Hương Ba La, thánh địa thần bí nhất, thiêng liêng nhất trong lịch sử Tây Tạng. Trác Mộc Cường ba cơ hồ như muốn nhấc Vương hữu lên lần nữa, nhưng cuối cùng cũng tự kìm được mình không ra tay, chỉ bình tĩnh nói, từ đâu mà anh biết được chuyện này. Vương hữu nửa cười nửa không nói, chuyện này ấy à, tôi tự có kênh thông tin của mình chứ. Tôi vẫn luôn băn khoăn, làm sao mà tấm gương đồng này lại từ tây tạng đến tận một nơi xa xôi hẻo lánh như may a vậy nó có phải là một đầu mối quan trọng trong cuộc tìm kiếm của các vị hay không hôm nay anh đã giải đáp vấn đề này cho tôi rồi nói tới đây vương hữu không nhìn trác mộc cường ba nữa mà lẩm bẩm như thể đang tự nói với mình trong đời tôi đã đi qua rất nhiều nơi leo núi tuyết vượt thảo nguyên nhưng thánh địa trong truyền thuyết rốt cuộc như thế nào thì tôi còn chưa được thấy tôi đã đến bố đạt la cung cảm giác nơi đó mang đến cho tôi gọi là chấn động, dung cảm gì cũng được. Về sau lại đến thành cổ Maya, tôi mới biết được đỉnh cao của kiến trúc nhân loại là gì, nhưng dựa vào hành vi của các vị mà suy đoán, tôi biết những nơi đó so với Hương Ba La đều chẳng là gì cả. Hương Ba La là một nơi mà tôi không thể tưởng tượng được rằng có tồn tại trên đời. Nếu đã biết rằng có một nơi như thế tồn tại, thì tôi nhất định phải tới đó thường ngoạn, không để cuộc đời mình có bất kỳ cảm giác tiếc nuối gì. Đây cũng là tín điều làm người của tôi. Trác Mộc Cường Ba không ngờ rằng Vương Hữu cũng có thể thông qua các kênh khác mà biết được nơi bọn gã muốn đi rất có thể là hương ba la trong truyền thuyết, nhưng gã vẫn kiên trì thuyết phục, lẽ nào anh đã quên cảnh mộ trong địa cung Maya rồi. Sau bận đó, anh vẫn không rút ra được bài học gì hay sao? Với điều kiện sức khỏe như của anh, sao có? Xin chớ có quên, lúc đó tôi đã ở một mình trong không gian tối đen như mực hơn 48 tiếng đồng hồ. Bất cứ người nào gặp phải tình cảnh đó cũng đều ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ cả về tinh thần lẫn thể lực thôi không thể được tuyệt đối không thể được đây là tôi nghĩ cho bản thân anh thôi đừng nói chắc thế chắc mộc cường ba tiên sinh ạ tôi không cần gì hết chỉ muốn xem xem thế nào thôi hơn nữa tôi biết công ty của anh đã phá sản nếu anh muốn tiếp tục tìm kiếm nơi ấy ắt cần phải có hỗ trợ về mặt kinh phí tôi có thể cung cấp chắc mộc cường ba cương quyết cự tuyệt không anh vẫn không hiểu anh hoàn toàn không hiểu chúng tôi sắp phải đối mặt với điều gì đâu. Anh tưởng chỉ đi du lịch, đi thám hiểm một chuyến, đơn giản vậy thôi sao? Tôi chỉ có thể nói với anh thế này, hành trình của chúng tôi không giống với bất cứ đoàn phượt nào mà anh từng tham gia. Bất kể ra sao, tôi cũng đều không chấp nhận đề nghị của anh. Trác Mộc Cường ba tiến sát lại gần Vương Lục, mặt đối mặt với anh ta, gần giọng nói, "Muốn chết thì đi tìm tòa nhà 60 tầng mà nhảy xuống, như vậy còn rứt khoát nhanh gọn hơn." vương hữu vẫn chỉ cười cười như không đang chuẩn bị nói tiếp thì điện thoại di động của trác mộc cường ba đổ chuông gã vừa bắt máy liền nghe đường mẫn nói bọn nhạc dương ở nga về rồi tình hình không được tốt lắm bao giờ anh trở lại đây thế trác mộc cường ba liếc nhìn vương hữu một cái đoạn nói chỗ anh cũng vậy anh về luôn đây chắc là vẫn còn chuyến bay đợi về rồi nói chuyện sau đường mẫn nói chú ý an toàn anh phải bay chuyến đêm đấy trác mộc cường ba gác máy lại đưa mắt nhìn vương hữu cặp mắt của tay thương nhân tinh danh này vẫn mở trừng trừng không chớp nhìn vào tấm gương đồng trên tay gã ánh mắt ấy tựa như đang nói muốn mang nó đi hả vậy thì mang theo cả tôi nữa trác mộc cường ba biết có nói nữa cũng chẳng có kết quả gì không hiểu vương hữu biết được tin tức ở đâu giờ đã dồn ép gã không còn nước nào nữa đành phải về thương lượng nghĩ cách với mọi người trước vậy gã giơ tấm gương lên chụp lại toàn bộ vào điện thoại vương hữu cũng không ngăn cản chỉ không để gã mang nó đi mà thôi Lúc chia tay, Trác Mộc Cường ba ném lại một câu quen dùng trong giới thương nghiệp, cho tôi thời gian ba ngày, tôi phải thương lượng với những người khác đã. Ra tới cửa, gã lại nói, anh đang đùa với lửa đó. Vương Hữu cười cười, từ nhỏ tôi đã thích nghịch lửa rồi. Anh ta biết, trong cuộc đàm phán này, mình đã giành được ưu thế tuyệt đối. Trong bệnh viện, Nhạc Dương bừng bừng phẫn nộ nói, thằng cha ấy thật đúng là, rõ ràng đã nói trước rồi, đột nhiên lại tăng giá, lại còn tăng lên tới những 30% thế chẳng phải là muốn chơi chúng ta còn gì. Cũng may là chúng ta còn chưa giao tiền cọc cho hắn đấy. Tình hình liên quan đến tấm bản đồ, chắc Mộc Cường Ba đã biết được chút ít từ chỗ giáo sư Phương Tân. Sau khi giải được mật mã văn tự trên bao thuốc lá, giáo sư Phương Tân và mấy người đã thông qua nhiều kênh khác nhau, thăm dò tìm kiếm thông tin về một loạt kế hoạch của Đức Quốc xã tiến hành ở Tây Tạng trong thời gian đó. Trước mắt, các tài liệu văn thư chính thức đã được giải mật, thể hiện rõ rằng, năm 1937, có một đội đặc công Nazi được Hitler và trợ lý hàng đầu của ông ta là himmler Mettler đặc phái, bí mật xâm nhập Tây Tạng. Bọn họ ở Tây Tạng suốt một năm, vẽ được rất nhiều bản đồ, còn quay phim chụp ảnh nữa. Kế hoạch đó được gọi là cực Bắc. Hitler tin rằng tổ tiên của người Aryan bắt nguồn từ đó, nền văn minh Atlantis đã biến mất cũng ở đó, chỗ ấy là trục trung tâm của địa cầu, thay đổi trục trung tâm này, ắt sẽ có thể thay đổi chiều quay trái đất, cũng như vận mệnh của tất cả các quốc gia trên hành tinh này. Nghe nói, đảng quốc xã vẫn không ngừng tìm kiếm lối vào một nơi gọi là Sambala, đồng thời còn dựa vào các tư liệu vẽ được năm 1938, tiếp tục tiến vào Tây Tạng lần nữa trong năm 1943. Nhưng về số lượng người, địa điểm của cả hai hành trình này họ đều không thể tìm được thông tin gì cụ thể. Theo các tư liệu chính thức, khi nước Đức chiến bại năm 1945, tất cả các tư liệu liên quan tới lối vào Sambala đều đã bị tiêu hủy. Bọn Trác Mộc Cường Ba đều thầm hiểu, cái gọi là hương Ba La, Sambala, chẳng qua chỉ là do phát âm khác nhau khi dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, còn địa điểm mà các tư liệu này chỉ đến, chắc chắn là cùng một nơi. Đó rốt cuộc là một nơi như thế nào mà khiến vô số người trở nên điên cuồng như thế? Các tư liệu mà giáo sư Phương Tân đã tìm kiếm và thu thập khắp nơi cho thấy rằng, sau chiến tranh, số tài liệu về hành động của Đức quốc xã ở Tây Tạng đã bị Liên Xô và Mỹ chia làm hai, nghe nói, đến năm 2045 mới tới hạn giải mật giáo sư phương tân vốn đã nhờ các mối quan hệ của mình xem xem có thể liên lạc với người làm trong kho hồ sơ nhờ giúp kiểm tra các tư liệu liên quan tới ba khu căn cứ địa đó xem sao không ngờ sau mấy ngày liên lạc với một tay quản lý người nga bên kia phúc đáp nói rằng một phần trong đó đã được giải mật trước mắt các chuyên gia trong nước đã nghiên cứu nếu giá cả hợp lý anh ta có thể sao chụp mang ra mấy người giáo sư phương tân tất nhiên là mừng rỡ vô cùng ban đầu giá cả đã thương lượng ổn thỏa nhưng khi bọn nhạc dương sang Nga, tay quản lý đó lại đột nhiên dở quẻ, nâng giá lên tới mức bọn họ không thể chấp nhận, rồi visa du lịch của nhạc dương, ba tang hết hạn, đành phải trở về công cốc. Chuyện tiên hiệp, nghe nhạc dương kể xong, trác Mộc Cường ba nói, giáo sư Phương Tân biết chưa? Nhạc dương đáp, biết rồi, nhưng ông ấy bảo chúng tôi nghe ý kiến anh. Chắc Mộc Cường ba gật đầu, ý kiến của tôi là, mặc sắc hắn, nếu hắn gọi điện tới nữa, thì ngấm ngầm tỏ ra rằng chúng ta đã không cần tấm bản đồ đó nữa cảm ơn ý tốt nếu hắn không chấp nhận thì giảm giá xuống còn một nửa nếu hắn vẫn không thỏa mãn lại tiếp tục hạ giá khi nào hắn đồng ý thì thôi nhạc dương ngạc nhiên hỏi ủa không phải vậy chứ giảm giá xuống còn một nửa như vậy hắn ta chịu được sao trác mộc cường ba tự tin vỗ vỗ vai nhạc dương nói cứ làm như tôi nói là được nghỉ ngơi đi đã trời sắp sáng rồi cả bọn nghỉ ngơi đến trưa mới liên lạc với giáo sư Phương Tân, thuật lại một lượt về tình hình chiếc gương đồng. Giáo sư xem qua hình ảnh chụp từ máy di động của Trác Mộc Cường ba, rồi trao mày nói, tuy chưa dám khẳng định có phải là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay không, nhưng nhất định có mối liên hệ rất lớn, thân phận Tây Tạng của nó đã chứng minh được điểm này rồi. Chỉ có điều những ký hiệu ở mặt sau tấm gương ấy, ưm, giống như một dạng văn tự lai tạp giữa tiếng tạng cổ và tiếng tạng hiện đại, nhưng mà, đúng là chúng ta chưa từng thấy bao giờ, có lẽ phải nhờ đến các chuyên gia mất. Ừm, anh ta nhất quyết không chịu nhả ra à. Trác Mộc Cường ba gật đầu đáp, đúng vậy, anh ta nằng nặc đòi chúng ta dẫn theo, thì mới chịu giao tấm gương đồng ấy ra. Giáo sư Phương Tân nói, bây giờ tôi sẽ gửi cho mọi người tài liệu về tên Vương Hữu ấy. Vương Hữu, sinh năm 1962, người Mai Châu, Quảng Đông, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xã hội học Đại học Phúc Đán, Trước năm 25 tuổi đã làm nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yếu là cán bộ cấp trung của các công ty lớn. Năm 87, hùn vốn với người khác lập ra công ty xây dựng nhà đất Kiến Hưng, giữ chức tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 89, đổi tên thành công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn khai thác và phát triển nhà vạn Hưng Thâm Quyến, sang năm tiếp theo thì có cổ phiếu lên sàn. Năm 97 đã thu mua các công ty nhà đất như Đông Quản, Thành Hưng, Sương Long, trở thành thủ lĩnh trong giới bất động sản Thâm Quyến. Năm 98, anh ta trở thành lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên chinh phục đỉnh cho Mơ Ma, từ đó trở đi cũng luôn được người ta để ý. Nhưng trước đó, anh ta đã từng lên đỉnh mấy ngọn núi nổi tiếng ở nước ngoài, trong giới leo núi cũng có chút danh tiếng nho nhỏ. Dựa vào hồ sơ này có thể thấy, tinh lực của anh ta chủ yếu đều tập trung vào việc quản lý công ty và leo núi, chắc là không có ham muốn hay mưu đồ gì với bạc ba la thần miếu. Vương hữu này chỉ là một doanh nhân và người yêu thích mạo hiểm bình thường mà thôi giờ cậu có dự định gì không? Trác Mộc Cường Ba nói, cũng khá hóc búa, sau khi mang tấm gương đồng đó trở về Trung Quốc, anh ta đã nộp đơn xin bảo hộ tài sản tổ tiên, hiện giờ pháp luật quy định việc bảo vệ tài sản của công dân rất tỉ mỉ nghiêm ngặt, vì vậy xét về khía cạnh pháp luật, tấm gương đồng đó là của anh ta, dù nhà nước muốn trưng dụng thì cũng phải được anh ta đồng ý trước đã. Hơn nữa, từ cách nói năng của tay vương hữu đó, không khó nhận ra, anh ta đã quyết tâm muốn đi theo chúng ta bằng được rồi. Đường Mẫn nói, tại sao không thể cho anh ta cùng đi chứ cặp mắt nhạc dương cũng sáng bừng lên gật đầu khen phải đúng đấy anh ta còn hứa sẽ giúp chúng ta về mặt tài chính nữa mà trác mộc cường ba nhíu mày nhìn hai người một cái lắc đầu nói không được anh ta chưa được huấn luyện chính quy cho đi theo chúng ta chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết sao có thể làm vậy được chứ nhạc dương lập tức nghĩ đi xa hơn thì có thể huấn luyện cho anh ta được mà dù sao thì chúng ta cũng không phải hừm giáo sư Phương Tân trong máy tính khẽ đằng hắng một tiếng, nhạc dương mới ngậm miệng lại. Chỉ nghe giáo sư nói, như vậy đi, chuyện này để chúng tôi xử lý, tạm thời cậu không cần phải lo lắng nữa. Chắc một cường ba nghi hoặc nhìn những người đứng cạnh mình. Từ những hành vi khác thường của đường mẫn và nhạc dương, gã nhận ra hình như họ còn điều gì đó đang giấu mình. Lúc này, ba tăng chợt lạnh lùng lên tiếng, nếu không được, thì trực tiếp làm thịt hắn ta là xong không được trác mộc cường ba vội chặn đứng suy nghĩ nguy hiểm ấy của ba tang lại tuy ở trong rừng nhiệt đới châu mỹ và đảo huyền không tự chúng ta đã sử dụng vũ khí cũng như giao chiến với kẻ địch nhưng đó là hành vi tự vệ trong lúc bất đắc dĩ mà thôi chúng ta đâu phải phần tử khủng bố sao có thể làm những chuyện phạm pháp được có phải đang đánh trận đâu ba tang anh không được lúc nào cũng có suy nghĩ là đang chiến tranh như thế ba tang xòe hai tay ra ý muốn nói không được thì thôi trác mộc cường ba lại nói giờ việc làm tôi lo lắng nhất không phải tấm gương đồng, mà là tin tức rốt cuộc dò dỉ ra từ đâu. Cả người như vương hữu mà cũng biết được chúng ta đang tìm bạc ba la thần miếu, cứ tiếp tục thế này, phiền phức của chúng ta sẽ mỗi lúc một nhiều thêm đấy. Nhạc Dương chợt nói, cường ba thiếu ra, anh nói xem người ở Nga kia có khi nào cũng biết chúng ta đang lần theo manh mối đi tìm bạc ba la thần miếu, nên mới nâng giá lên cao thế không. Đường mẫn thốt lên, không đến nỗi lan truyền đi xa thế chứ. Trác Mộc Cường ba lắc đầu nói, có phải đã biết gì hay không, đợi điện thoại của hắn ta là biết. Ngày hôm sau, phía Nga đã bắn tin sang, dò hỏi bọn họ dự tính thế nào. Nhạc Dương theo lời Trác Mộc Cường ba dặn dò, khéo léo từ chối đối phương. Ba Tang làm phiên dịch, còn ngấm ngầm ám thị rằng họ không cần đến tấm bản đồ ấy nữa, kết quả là bên kia vừa nghe vậy đã cuống lên, chất vấn bọn Nhạc Dương sao lại lật lọng. Nhạc Dương bèn lịch sự đáp lời, ấy là do ông lật lọng trước, mọi người chẳng qua chỉ là bánh ít đi thì bánh quy lại thôi. Bên kia vẫn không cam tâm, lại tiếp tục hỏi bọn họ có thể ra giá mua phần tài liệu ấy hay không. Nhạc Dương liền thừa cơ ép giá, trải qua một hồi thương lượng co kéo, cuối cùng cũng quyết định được, lần này giá chỉ còn 60% giá ban đầu tay kia đã từng thương lượng với giáo sư Phương Tân. Ba tang vừa gác điện thoại, Nhạc Dương đã không nén nổi mừng rỡ hỏi chắc một cường ba, cường ba thiếu ra, anh đúng là liệu sự như thần, làm sao anh biết được hắn sẽ bán hạ ra thế. Trác Mộc Cường Ba nói, động não một chút xem, anh lính trinh sát. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đó, trên xe lửa cậu đã vận dụng tư duy tinh tế và khả năng quan sát hơn người để bắt được tên trộm ấy như thế nào nhỉ? Kỳ thực chuyện này nói trắng ra thì rất đơn giản, khi sang Nga lần đầu tiên, các cậu tương đối gấp gáp, còn tay quản lý hồ sơ kia thì vẫn nghi ngờ mức độ thành tín của các cậu, hắn ta còn chưa có bản sao hồ sơ đó trong tay nữa tới lúc gặp mặt các cậu và nhìn thấy tiền hắn mới khẳng định được rằng các cậu thực sự cần những tài liệu đó sau lần gặp mặt đó hắn mới chính thức bắt đầu nghĩ cách lấy được bản sao các tài liệu ấy thế nhưng tuy nói rằng số tài liệu đó đã được giải mật một phần nhưng muốn có bản sao và mang được ra ngoài lại cũng không phải chuyện dễ dàng chút nào vậy là hắn liền nâng giá lên với các cậu làm như vậy là có hai mục đích thứ nhất là để kéo dài thời gian giao hàng trong khi các cậu suy nghĩ về giá cả hắn mới đủ thời gian để đi sao chép tài liệu thứ hai thử thăm dò tầm quan trọng của số tài liệu ấy với các cậu nếu các cậu rất cần đến chúng hắn sẽ còn điều chỉnh giá cả một cách thích hợp hôm nay hắn đã gọi sang đây chứng tỏ rằng hắn đã có được số tài liệu ấy rồi nhưng các cậu lại tỏ ra không quan tâm lắm khiến hắn vô cùng bối rối nếu các cậu không cần nữa thì số tài liệu đó nói trắng ra chỉ là một đống giấy vụn chẳng đáng một xu vì vậy dù là các cậu ra giá thế nào, chỉ cần cao hơn giá bán giấy phế loại là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Nhạc Dương bừng tỉnh ngộ nói, thì ra là thế, tôi không nghĩ được sâu xa đến thế. Trác Mộc Cường Ba nói, nhìn việc gì cũng không thể nhìn bề mặt, phải nhìn thấy thứ đằng sau bề mặt đó mới được, đã biết chưa? Trước ánh mắt sùng bái ngất ngây của Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba đưa mắt liếc nhìn chiếc máy tính sách tay vẫn đang mở đó, thổ lộ ra chân tướng, thầy giáo nói đấy. Nhạc Dương gãi gãi đầu, xem ra, chúng tôi lại phải đi một chuyến nữa rồi. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không, lần này cậu không cần đi, tôi sẽ đi với ba tang. Gã vung tay vung chân cho giãn gân cốt, cảm giác sức khỏe của mình tốt hơn khi nào hết, vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi, tôi muốn đích thân đi lấy tấm bản đồ và những tài liệu khác về đây. Nhạc Dương thắc mắc, vậy tôi làm gì? Trác Mộc Cường ba quay người đi nói, tôi đi làm thủ tục xuất cảnh, còn cậu nghĩ cách xử lý tay vương hữu đó đi. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên, cái gì mà xử lý chứ? Hắn ta là đàn ông mà, cường ba thiếu gia, tôi không xử lý được đâu. Đợi chút đi nào. Đường Mẫn thấy chắc Mộc cường ba rất quyết tâm, biết không thể ngăn gã lại được, đành thấp giọng nói, vậy em và Nhạc Dương quay lại Ha xa trước đợi mọi người. Anh phải cẩn thận, chú ý an toàn đấy. Trác Mộc cường ba nói, ừm, um, anh đi mấy ngày rồi về, nhớ tự chăm sóc cho mình, ở nhà phải ngoan ngoãn, không được chạy lung tung, biết chưa hả? audio điện tử võ tấn bền Mùa đông Moscow rất lạnh, nhưng hàng bạch dương thẳng đều tăm tắp bên ngoài sân bay quốc tế Sheremetyevo mang lại cho Trác một Cường ba cảm giác bất khuất quật cường. Thả bộ bước đi trên phố Baumanskaya, gã có cảm giác như lại trở về núi tuyết. Tuy gã đã không còn ho nữa, nhưng mỗi lần hít thở thứ không khí lạnh như băng này, cứ cảm giác như trong phổi có gì đó là lạ, kiểu như thiếu thứ gì đó, nhưng hô hấp vẫn hết sức bình thường. Trác một Cường ba bất giác thầm nhủ, Lẽ nào cổ độc đang phát tác theo một phương thức mà chúng ta không biết đến? Tính thời gian ra thì mảng gã chỉ còn lại khoảng chưa đầy 10 tháng nữa thôi. Gã và Ba Tang ở một khách sạn nhỏ, hẹn tay kia gặp mặt vào trưa ngày hôm sau. Vì cả hai đều không thông thuộc Moscow nên địa điểm gặp mặt do phía bên kia quy định. Trước yêu cầu của tay kia, họ phải tìm một cái sân thượng nhà cao tầng làm địa điểm giao dịch, nghe nói như vậy mới khó bị người ta theo dõi, cũng ít có khả năng bị mai phục. Tuy chắc Mộc Cường ba thầm diễu cợt đối phương quá mẫn cảm, nhưng cũng vẫn chấp nhận theo yêu cầu ấy. Theo như ba tang giới thiệu, người này tên là Aleksandrovich, nhân viên quản lý hồ sơ lịch sử quân sự quốc gia của nước Nga, rất thích chơi cá ngựa, trước đây từng bị người khác tố cáo đã bán văn kiện cơ mật của nhà nước để trả tiền thua cá ngựa, nhưng vì các cơ quan hữu quan của Nga không tìm được bằng chứng gì, nên chỉ coi như có người cố ý vu khống hãm hại, nên y vẫn tiếp tục làm công việc quản lý hồ sơ lịch sử quân sự ấy. Dọc đường, không hiểu sao Trác Mộc Cường ba lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lữ Cánh Nam, nên tương đối lưu ý đến cử chỉ của Ba Tang, nhưng tất cả đều không có gì khác thường, gã hoàn toàn không nhận ra bất cứ điều gì bất ổn. Đồng thời, trong tâm trí Trác Mộc Cường ba cũng có một âm thanh không ngừng nhắc nhở rằng, Ba Tang chẳng qua chỉ không thích nói chuyện mà thôi, không nên vô duyên vô cớ đi nghi ngờ người ta như thế. Sau một phen tìm kiếm, bọn họ chọn được một tòa nhà 20 tầng nằm trên con phố buôn bán đông đúc gần quảng trường đỏ, xây dựng theo kiểu kiến trúc dạng trang sách truyền thống. Sở dĩ chọn nơi đây, vì nó thuộc khu buôn bán, các tầng và thang máy đều có người qua lại, lên nóc nhà cũng không bị ai để ý. Mấy tầng dưới là cửa hàng, từ tầng 5 trở lên là văn phòng, ngoài cửa sổ gắn từng dãy điều hòa san sát, nhìn từ dưới lên, phần chính giữa trang sách là một cầu thang sắt màu xanh dùng làm lối thoát khẩn cấp. Trác Mộc Cường ba và ba tang dễ dàng lên đến sân thượng. Bốn góc sân thượng có buộc bốn quả khí cầu rất lớn, bên trên tấm băng rôn quảng cáo. Hai người đi quanh sân một lượt, chỉ thấy các công trình xung quanh đa phần đều cao ngang bằng hoặc thấp hơn một chút, không có chỗ nào cao hơn để có thể nhìn trộm xuống. Sân thượng này hình chữ nhật, chạy theo hướng từ đông sang tây, mặt phía đông hướng về phía con phố lớn tấp nập, mặt phía tây dựa lưng vào khu dân cư, còn hai mặt nam bắc là hai tòa nhà cao tầng cùng loại, cách nhau chừng hai chục mét. Ở giữa toàn là các ốt một tầng để buôn bán, thang cấp cứu khi có hỏa hoạn đều ở giữa hai mặt nam bắc này. Trác Mộc Cường Ba đứng bên mặt phía nam, quan sát tòa nhà cao tầng đằng xa, lấy làm hài lòng với địa điểm giao dịch này, tầm nhìn rộng, không khí trong lành. Gã cúi người, nhìn thấy bên ngoài các cửa sổ gắn đầy những cục điều hòa, bỗng chợt dâng lên cảm giác xung động dữ dội, chỉ muốn nhảy xuống dưới. Gã biết, ít nhất cũng có năm cách không cần dùng cầu thang mà có thể nhanh chóng xuống dưới tầng trệt, nhưng tại sao lại có cảm giác xung động ấy thì Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi. Đúng lúc đó, gã chợt cảm thấy hình như mình bị người khác nhìn trộm, nhưng trên sân thượng này, ngoài gã và ba tang ra, đâu có người thứ ba nào nữa. Trác Mộc Cường ba lấy lại bình tĩnh, liếc khóe mắt nhìn sang phía ba tang, chỉ thấy anh ta cũng đang ở bên mặt phía đông cuối người quan sát, không hề có cử động gì lạ thường. Cảm giác bị nhìn trộm của gã lúc này cũng đã tan biến, đành thầm nhủ, lẽ nào là ảo giác. Hai người quan sát hoàn cảnh xung quanh xong xuôi, bèn quyết định chọn nơi này làm địa điểm giao dịch, rồi hẹn với Alexandrovich, sau đó lại ra phố Kalinin, chọn mua vài món đồ dùng cần thiết. Ba Tang mua cho mình và Trác Mộc Cường ba mỗi người một con dao găm mô phỏng theo dao của quân đội Nga, nói là để đề phòng bất chắc. Trác Mộc Cường ba vốn định nhắc nhở Ba Tang, họ không thể mang thứ này về nước được, mua cũng vô dụng thôi, nhưng nhìn nét mặt của anh ta, gã đành nhận lấy cất đi. Gã có cảm giác, trong tâm trí người đàn ông này, đâu đâu cũng là chiến trường, bất cứ lúc nào cũng là thời chiến cả. Lúc ra khỏi phố Kalinin, Cả hai đã khoác lên mình một chiếc măng tô da màu đen, có thắt lưng, may phỏng theo kiểu áo quân dụng, đường nét lạnh lùng cũng như ánh mắt coi khinh tử thần trên gương mặt họ khiến người đi đường đều không khỏi liếc mắt nhìn trộm. Trên đường về khách sạn, họ trông thấy một đám thanh niên đang đứng vây quanh một cây cột đèn. Một người đang dùng cả hai tay ôm chặt cột đèn, thân thể song song với mặt đất, phất phơ trong không trung như lá cờ, đám còn lại đều đứng vây xung quanh, quanh quan sát. Người đi đường ai nấy đều mặc áo quần dày sụ nhưng đám thanh thiếu niên ấy lại chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao mỏng manh, đứa nào đứa nấy chỉ tầm 17-18 tuổi, sỏ lỗ tai lỗ mũi, đầu tóc nhuộm năm sáu màu sặc sỡ. Đang làm cái gì vậy? Biểu diễn đường phố à? Ba tang không cầm được bột miệng hỏi. Chắc một cường ba lắc đầu, không, có lẽ là một trào lưu thể thao mới gì đó, nghe nói bây giờ trong đám thanh niên đang thịnh nhất là môn chạy bắc cua một của Pháp. Đây có lẽ là một kiểu huấn luyện sức lực và khả năng thăng bằng cơ thể thôi, khá giống một số hạng mục huấn luyện cơ sở của chúng ta vậy, không phải sao? Trác Mộc Cường ba vô ý liếc nhìn gã thanh niên đang treo ngang người lơ lửng trên không trung, chợt phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, thấy gã nhìn qua, ánh mắt sáng lấp lóa đó liền nhìn ngay sang chỗ khác. Lại thấy một thanh niên khác đạp vào chiếc cửa sắt cuốn đã đóng chặt bên đường, chạy trên đó hai bước dài, kế đó lộn nhào một vòng, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Mấy gã trẻ tuổi khác đứng cạnh cười vang cổ vũ, đúng là giống thật, ba tang nói, ngoảnh đầu nhìn cánh cửa đó một cái, thầm đoán chắc mình có thể liên tiếp đạp 5 bước vượt qua tầng 2, thẳng lên đến tầng thứ 3. Trở về khách sạn, hai người bàn bạc, quyết định để đề phòng có biến, sau khi lấy được tài liệu sẽ quét luôn vào máy tính, rồi gửi thư điện tử về cho giáo sư Phương Tân, còn bản sao giấy thì sẽ hủy luôn tại chỗ. Sau đó, chắc Mộc Cường ba gọi điện cho giáo sư Phương Tân, biết được đường Mẫn và Nhạc Dương đã về đến Hà Sa. Pháp Sư Á là biết chuyện tấm gương đồng cũng đang trên đường tới Hà Sa, nhưng vì chỗ của bọn họ không tiện tàu xe nên sợ rằng sẽ tới chậm một chút trác mộc cường ba và giáo sư phương tân nói chuyện về sự thay đổi của nước nga rồi báo tin bình an bày tỏ nỗi nhớ với mẫn mẫn một hồi cuối cùng mới đi ngủ đến nửa đêm gã vẫn trần trọc mơ thấy ba tang tay cầm một thanh đao mặt mũi hung tợn chém thẳng về phía mình trác mộc cường ba giật bắn người sực tỉnh ngồi bật dậy liếc sang giường kia thì không thấy bóng ba tang đâu lại thêm một phen kinh hãi nữa Trác Mộc Cường ba tung mình xuống giường, chỉ thấy quần áo ba tang cũng đã biến đâu mất, đang đoán giả đoán non thì chợt thấy ngoài sân có một cái bóng đang đứng, không phải ba tang thì còn ai vào đây nữa. Trác Mộc Cường ba mặc quần áo vào, cũng bước ra ngoài. Chỉ thấy ba tang đang ngẩng đầu ngắm trăng, cái bóng lẻ loi như bị ánh trăng tạc thành một pho tượng, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng toát lên một vẻ quen thuộc lạ thường. Khoảnh khắc ấy, tựa như cái bóng của Lang Vương năm xưa bỗng hiển hiện trước mắt, ký ức của Trác Mộc Cường ba lại một lần nữa bị đánh thức cũng buồn bã thê lương như thế, nó cứ ngoảnh lại nhìn đàn sói mình đã từng thống lĩnh, cô độc bước đi, cái bóng loạn choạng lê bước trên con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, sườn núi dốc cao ngất, bốn chân lão lang vương hơi run rẩy, nhưng vẫn dựa vào nghị lực tuyệt đối của mình, bước một bước lại trượt một bước, rồi lại bước thêm một bước, khó nhọc lên đến đỉnh núi, bởi vì nơi đó là nơi nó thuộc về, mỗi đời sói đầu đàn đều cao ngạo chọn đỉnh núi ấy, đỉnh núi cao nhất, hiểm yếu nhất, gần với mặt trăng nhất ấy. Cuối cùng, nó cũng lên được đỉnh núi cao ngất, đúng lúc trăng tròn vành vạnh. Nhìn vầng nguyệt giữa bầu không tối tăm, lang vương hú lên một tràng dài hú hú hú. Em mờ thanh lập tức vọng khắp cả núi non trùng điệp, càng trở nên thê lương bi thống vạn phần. Lão lang vương dùng hết chút sức lực cuối cùng, bốn chân bám chặt vào vách đá cứng như sắt thép, thân hình sừng sững như một pho tượng, cả cái bóng oai hùng của con sói giả được bao bọc trọn vẹn trong ánh trăng vằng vặc. Lão lang vương đã trở thành một phần của ngọn núi, trở thành một phần của vầng trăng ngẩng đầu chu trăng, than khóc lúc lâm chung, đây chính là tập tục đã truyền thừa ngàn vạn năm nay của họ nhà sói, mỗi con sói đều chọn phương thức cao ngạo, cô độc này để ra đi, đứng ở nơi mình đã hoành hành khắp trốn núi rừng, đứng ở nơi mình đã từng thống lĩnh bầy đàn chiến đấu, khi vầng trăng kia lặn xuống, chúng sẽ chậm chậm nằm dạp xuống đất, ngách đầu về hướng của bầy đàn, chậm chậm nhắm nghiền đôi mắt lại. Ba tang làm hồi ức của Trác Mộc Cường ba bị đứt đoạn, giọng nói băng lạnh của anh ta nghe tựa như tuyết động nơi ngoài ô Moscow này vậy, sao vậy cũng không ngủ được à trác mộc cường ba gật đầu nửa đêm bị giật mình tỉnh luôn ba tang đột nhiên hỏi cường ba thiếu ra anh nói xem thế nào mới gọi là hạnh phúc trác mộc cường ba cười cười nói anh thật biết chọn đúng người với những gì tôi từng trải qua tôi chỉ có thể cho anh biết cái gì gọi là hạnh phúc thôi hạnh phúc ấy à trác mộc cường ba ngước nhìn vầng trăng còn chưa tròn trên không dưới ánh trăng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hàng bạch dương phía xa xa cảm thán thốt lên có lẽ buông bỏ tất cả những gì bất hạnh chính là hạnh phúc ừm buông bỏ tất cả những gì bất hạnh ba ta nhếch mép cười lại ngước đầu nhìn về phía vầng trăng sáng tựa hồ như ở nơi đó anh ta có thể cảm nhận thấy hạnh phúc trác mộc cường ba chống hai tay lên lan can cũng ngước nhìn trăng sáng một hồi thật lâu hai người đàn ông đứng sánh vai bên nhau trầm mặc không nói một lời chỉ nhìn trăng sáng chỉ nhìn màn đêm hồi lâu sau trác mộc cường ba mới đột nhiên hỏi ngày mai có tuyết rơi không nhỉ ba tang lắc đầu không ngày mai sẽ có mặt trời trác mộc cường ba khẽ nhắm hờ mắt lại tưởng tượng cảm giác ấm áp của mặt trời mùa đông thầm nhủ có lẽ đây cũng là một thứ hạnh phúc lại một lúc lâu sau trác mộc cường ba mới lên tiếng hỏi tiếp ba tang ừ anh anh thực sự vì báo đáp ân tình của gia đình tôi với anh trai anh nên mới đến giúp đỡ chứ có phải vì nguyên nhân nào khác nữa không khác nguyên nhân gì chẳng hạn như có người cho anh một món tiền lớn, để anh theo dõi chúng tôi, mang thông tin về chúng tôi gửi cho y. Nếu tôi nói là có, anh sẽ xử trí ra sao? Giọng ba tang tựa như cơn gió lạnh heo hút, anh ta ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào Trác mộc cường ba, ánh mắt tựa như ánh mắt của loài sói. Trác mộc cường ba chấn tĩnh nhìn thẳng vào ba tang, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như mắt sói ấy, bình tĩnh nói, tôi không biết. Gã ngẩng đầu lên ngắm trăng, thở dài một tiếng, nói thực lòng, nếu thực sự xảy ra chuyện như thế tôi cũng chưa nghĩ ra sẽ phải xử trí ra sao nữa chỉ có điều vấn đề này đã ở trong lòng tôi từ lâu lắm rồi tôi cần phải hỏi ra mới được tôi thực không hy vọng trong đội ngũ của chúng ta lại xuất hiện một kẻ bán đứng đồng đội mọi người đều được vận mệnh tập hợp lại bên nhau cần phải giúp đỡ lẫn nhau dựa dẫm vào nhau mới có thể sinh tồn được nếu người nào có tâm địa phản bội ắt sẽ đưa tất cả những người còn lại đi vào bóng tối Tôi cần phải tin tưởng 100% vào các thành viên trong đội của mình, đồng thời cũng hy vọng mọi người tin tưởng tôi 100%. Như vậy, đội của chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua gian khó, vượt mọi cản trở để đạt được mục đích của mình. Gã lại đưa mắt nhìn ba tang, nét mặt bình lặng như nước, kỳ thực, ngay từ khi giáo quan Lữ Cánh Nam hoài nghi trong chúng ta có người mật báo tin tức, tôi đã nghĩ ngay tới anh. Thân phận của anh tương đối đặc biệt, hơn nữa, khi chúng tôi tới tìm anh lần đầu tiên, anh cũng không chịu hợp tác. Bình thường anh lại trầm mặc ít nói, hay ở một mình một chỗ, người duy nhất nói chuyện được với anh, e rằng chỉ có mỗi đội trưởng Hồ Dương thôi. Tôi nghĩ, giáo quan chú trọng huấn luyện cho anh quan sát thiên tượng, mà không phải hạng mục nào khác là cũng có suy nghĩ của cô ấy. Thế nhưng, đội ngũ này lại không thể thiếu anh được, nghĩ lại lúc ở đảo huyền không tự, nếu không có anh kịp thời tỉnh ngộ, sự sống chết của thầy giáo và mẫn mẫn cũng khó mà biết được thế nào. Chúng tôi cực kỳ cần đến sự giúp đỡ của anh, vì vậy, tôi mong anh có thể thành thực trả lời câu hỏi này của tôi, rốt cuộc anh có làm chuyện gì không phải với mọi người không vậy? Nghe những lời Trác Mộc Cường ba nói, ba tan trước tiên lạnh lùng hờ hững, rồi sau đó là cười gần lạnh lẽo, khóe miệng giật giật như thể đã chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi khi nghe tiếp, anh ta lại trầm ngâm, cắn chặt răng, tựa như đang vùng vẫy đấu tranh gì đó. Cuối cùng, đôi mắt sáng rực hung quang của loài sói ấy dần dần tan chảy ra trước ánh mắt trong vắt như nước suối của Trác Mộc Cường Ba. Tôi không làm, Ba Tang đưa ra một câu trả lời như thế, cái đó lại nói kỳ thực lần đó tôi Trác Mộc Cường Ba ngăn anh ta lại, như vậy là đủ rồi. Gã đặt hai tay lên vai Ba Tang, kiên định mà mạnh mẽ khẳng định, tôi tin anh. Ba Tang nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đôi mắt đen lấy của Trác Mộc Cường Ba có một vầng trăng sáng. Anh ta kinh ngạc nhận ra, trong tâm tưởng mình bỗng dâng trào lên một tia sợ hãi. Ba Tang biết, khi Cường Ba thiếu gia đã nói ra ba chữ ấy, có nghĩa là. Cho dù trước đây mình từng làm gì, hoặc gã đã nghĩ những gì, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Sự tín nhiệm này, là sự tín nhiệm tuyệt đối có thể bao dung hết thảy, trước khi tìm thấy anh trai ruột của mình, sự tín nhiệm đó chỉ tồn tại ở trong nhóm người ấy, anh ta gọi bọn họ là chiến hữu, tất cả vì cùng chung cảnh ngộ mà tụ hợp lại với nhau, chỉ có ở trên chiến trường, trong vô số lần chiến đấu sinh tử đào luyện, mới có thể kết mối gắn bó, cùng tình nghĩa có thể vì nhau mà quên đi chính bản thân mình như thế. Trước giờ Ba Tang vẫn luôn nhận định rằng toàn bộ chiến hữu của mình đã mất mạng trong chiến đấu, nhưng giờ đây, một câu nói của Trác Mộc Cường Ba đã khiến anh ta lại một lần nữa cảm nhận được, mình đã tìm thấy một đội ngũ mới, một đám chiến hữu mới. Những người đó ở ngay bên cạnh anh ta, khi anh ta bị thương, sẽ có người bất chấp bản thân mà xông lên chặn lấy quả lựu đạn đang bay tới, khi anh ta mệt mỏi, sẽ có người canh giấc, giúp anh ta xua đuổi lũ dã thú, rắn giết độc trùng xung quanh, không cần phải lo lắng nguy hiểm bất thình lình ập xuống không cần phải lo lắng mà say ngủ trong đêm đen. Thì ra, khi được người khác tin tưởng, cũng là một thứ hạnh phúc. Trác Mộc Cường ba như chút được gánh nặng, ánh mắt ấy, và cả giọng nói ấy của gã, đã không còn một chút nghi vấn nào nữa, không cần giải thích gì hết cả, anh đã đưa ra câu trả lời, như vậy là đủ lắm rồi. Ha, biết được anh không phải là kẻ bí mật báo tin cho bọn chúng, tâm trạng tôi cũng dễ chịu hơn nhiều lắm. Ừm, còn một lúc lâu nữa trời mới sáng, nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi, Ngày mai lấy được số tài liệu đó xong chúng ta sẽ về nước luôn. Nhìn bộ dạng thoải mái của Trác Mộc Cường ba, Ba Tang không khỏi mỉm cười. Con bò yắc trên núi. Cái gì? Ý tôi là, anh cứ hỏi thẳng thừng như vậy, nếu tôi thật sự là kẻ bí mật bắn tin cho đối phương kia, làm sao lại thật thà trả lời anh chứ? Nói không chừng, còn vì câu nói đó mà sinh lòng muốn giết anh nữa thì sao? Kha kha, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người rất thông minh thậm chí có lúc còn làm việc rất kém cỏi nữa, nhưng tôi chính là tôi, tôi kiên trì và tin tưởng. Trác Mộc Cường Ba đã đi vào đến cửa, quay đầu ra nói, anh cũng nên tin vào mọi người, bất kể là lúc nào, chúng ta cũng đều là một nhóm. Anh có biết Bộc Tồn Hân không? Anh ta từng nói rằng, tâm hồn mỗi con người đều như một cánh cửa sổ, anh mở nó ra, ánh dương mới chiếu vào trong được. Nhìn bóng lưng cao lớn của Trác Mộc Cường Ba, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm của Ba Tang chậm chậm thả lỏng nhưng bàn tay kia lại nắm chặt lại, một giọng nói từ tận đáy lòng vẳng lên, dần dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh ta tôi tin anh. Tôi tin anh, tôi tin anh, ba tang lẩm bẩm nói, cường ba thiếu ra. Chiều hôm sau, hai người đến sân thượng tòa nhà cao tầng đợi Alexandrovich. Giáng hồng vừa dâng lên nơi cuối chân trời, Alexandrovich đến đúng hẹn. Tay người Nga này cao 1m9, mái tóc vàng nhạt ánh lên sắc bàng bạc, tuy nói là mắt diều mũi cú vọ, nhưng gương mặt lại như mặt đàn bà con gái được chăm chút cẩn thận, trắng hồng trơn mướt, còn tướng mạo rất giống với tiên nhân bạch phát đồng nhan trong thần thoại Trung Quốc. Alexandrovich kẹp dưới nách một sấp báo, tay sách cặp tài liệu, vừa lên sân thượng đã nhìn chằm chằm vào cái ba lô trong tay ba tang, y biết rõ, bên trong toàn là tiền mặt. Trác Mộc Cường ba nói, ông Alexandrovich thật đúng giờ, ba tang liền dịch lại cho bên kia. Alexandrovich đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đoán định không có mai phục, khi ấy mới nhìn kỹ hai đối tượng giao dịch mặc áo da đen, nửa đùa nửa thật nói, nếu không nhìn tướng mạo hai người, tôi còn tưởng mình giao dịch với mafia cơ đấy. Nhưng ba tang không tỏ vẻ gì, cũng không cười hùa theo, thái độ lạnh lùng ấy khiến Alexandrovic không khỏi giật thoát mình, thầm nhủ chắc không đến nỗi là mafia thật đấy chứ. Ba tang mở túi ra, bên trong xếp ngay ngắn từng cọc từng cọc tiền mặt, nói, tiền ở đây, đồ đâu. Alexandrovic giơ cặp tài liệu lên, đúng lúc đó, chắc một cường ba và ba tang cùng giật mình cảnh giác. Có người ở sau lưng họ đang nói bằng tiếng Nga, không được cử động. Alexandrovich biến sắc, hai tay chậm chậm dơ lên cao, kẻ kia lại lặp lại, không được cử động, tao bảo mày không được cử động cơ mà. Alexandrovich nhìn hai người bọn chắc mộc cường ba, kêu lên, các người bán đứng tôi hả? Ba tang nói, chó chết, chúng tôi vừa mới đến đây một ngày, rõ ràng là ông bị người ta để ý từ trước rồi. Đúng là cái thằng ngu. Chắc mộc cường ba thầm suy tính, trên sân thượng này vốn không có người nào, lúc tới đây bọn gã đã kiểm tra kỹ một lượt rồi, rõ ràng người này vừa leo tường lên đây. không ổn, hắn đang vòng qua chỗ bọn gã, hình như muốn cướp món đồ trong tay Alexandrovich. chuyện là thế nào vậy? ừm, tên tóc đỏ này hôm qua gã đã thấy trên phố, hắn ở trong đám thanh niên chơi môn parkour cua đó. Ba Tang thì vẫn để ý quan sát từng cử động của gã thanh niên tóc đỏ. hắn cầm trong tay một khẩu súng lục lớn, đang chậm chậm tiến lại gần chỗ Alexandrovich luôn miệng bảo Alexandrovich không được nhúc nhích, còn nói thêm một số lời lẽ đầy uy hiếp nữa. Ba tang thầm suy tính, nhìn hành động của tên này thì chắc là tay mới, có lẽ là lần đầu tiên cầm súng uy hiếp người ta. Hắn cầm súng gì vậy? Loại tự lắp ráp, nhìn còn lớn hơn cả súng Desert Eagle một cỡ nữa, chắc là phải nặng lắm, nhưng trông hắn. Súng đó là đồ giả, súng đồ chơi, ba tang dùng tiếng Nga nhắc nhở Alexandrovich, nhưng tay này đã bị thanh niên tóc đỏ kia áp sát, giơ tay giật lấy cặp tài liệu, rồi xoay người bỏ chạy, đồng thời ném khẩu súng đồ chơi ấy về phía Trác Mộc Cường ba. Hắn không chạy xuống cầu thang, mà xông thẳng ra rìa sân thượng. Ba tang thầm giật mình kinh ngạc, khốn kiếp, chẳng lẽ hắn muốn nhảy thẳng xuống. Đây là nhà cao 20 tầng cơ mà. Nhưng chắc một cường ba thì đã có chuẩn bị tâm lý, gã cũng hơi hiểu biết một chút về môn chạy parkour này. Nó bắt nguồn từ một phong trào thể thao ở Pháp giai đoạn những năm 80, không dựa vào bất cứ công cụ gì, chỉ sử dụng năng lực thân thể để vượt qua các loại chướng ngại vật khác nhau. Về sau nó đã phát triển thành một môn thể thao mạo hiểm rất được thanh thiếu niên ưa thích, hết sức giống với mấy môn khinh công dạng phi thiềm tàu bích của Trung Quốc. Người luyện môn này thông thường đều có thể chạy nhanh giữa các khu nhà, hành lang trong thành phố như trên đất bằng. Gã lớn tiếng hét lên, đuổi theo, hắn là dân chơi parkour, sở trường lớn nhất chính là leo tường và nhảy qua các nhà cao tầng đấy. Một đôi khi viết tắt là PK hoặc Lazo Deplacement, nghệ thuật di chuyển, môn thể thao vận động với mục đích chỉ dùng sức người, di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách hiệu quả và nhanh nhất. Điều này có nghĩa là, vận động viên có thể lợi dụng mọi hoàn cảnh xung quanh để vượt qua các chướng ngại vật và đến đích. Gã thanh niên tóc đỏ cướp xong cặp đựng tài liệu, trông như thể muốn dồn sức nhảy ra ngoài sân thượng, kỳ thực lại hết sức khéo léo xoay ngoắt người, một tay bám vào lan can, tay kia đưa cặp tài liệu lên miệng ngập, ngắm chuẩn phương hướng, buông tay ra, rồi trượt xuống tầng dưới, Lúc đó, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang mới bắt đầu cất bước. Hai người chạy tới sát lan can thì tên cướp đã xuống được 5 tầng lầu, hai tay hắn bám vào mép ngoài cửa sổ, hai chân tựa sát vào tường, thân thể đung đưa hai ba lượt như khỉ truyền cành, tay buông ra, kế đó lại chụp lấy, cả người đã rơi xuống mép cửa sổ tầng dưới nữa. Ba Tang nói, nhanh thật. Trác Mộc Cường Ba nói, mùa đông các cửa sổ đều đóng chặt, hắn không thể nào chui cửa sổ vào bên trong được, đuổi kịp không. Ba Tang cười gần, hừ, hừ, đoạn bỏ ba lô xuống, một tay chống lên lan can, cả người đã lao ra bên ngoài, lại nghe bình một tiếng, chỉ thấy anh ta đã rơi xuống cục điều hòa treo bên ngoài một cách chuẩn xác, cái đó lại hướng sang bên trái, nhắm về phía cục điều hòa tầng dưới nhảy xuống. Trác Mộc Cường ba quan sát, thấy tuy ba tăng nhanh hơn gã thanh niên nọ, nhưng so ra thì cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, như vậy ắt sẽ để tên tóc đỏ ấy chạy mất, gã ngẩng đầu lên, liền trông thấy quả khí cầu có treo băng rôn quảng cáo bên cạnh, lập tức không nghĩ ngợi gì, giật tấm băng rôn ấy quấn vào cổ tay, rút dao ra cắt đứt dây buộc, nhảy thẳng xuống. Ba người trước sau nhảy từ trên sân thượng xuống, Alexandrovich mới giật mình sực tỉnh khỏi cơn khiếp hồn bạt vía, thở hồn hển như trâu. Đột nhiên hai mắt y sáng bừng lên, ô, bọn họ bỏ tiền lại đây rồi. Y nhặt đống tiền rơi giải rác lên, lút ca lút cút đi xuống cầu thang. Trác Mộc Cường ba lợi dụng quả khí cầu làm giảm trọng lượng của mình, hai chân guồng chạy trên mặt tường dốc đứng, chẳng mấy chốc đã vượt qua ba tang đang nhảy qua nhảy lại trên các cục điều hòa nhiệt độ, vùn vụt sông thẳng xuống. Gã thanh niên tóc đỏ xuống đến tầng trệt, đang chạy băng băng trên nóc dãy kia ốt một tầng, mới guồng chân chưa được 10 mét, chắc một cường ba đã xuống tới mặt đường, lập tức nghiêng vai lăn một vòng, kế đó buông quả khí cầu quấn nơi cổ tay ra, dốc toàn lực truy kích. Nghe thấy tiếng chạm đất, gã thanh niên tóc đỏ không ngờ có người lại nhanh như vậy, bất giác kinh ngạc ngoảnh đầu lại, nhưng khi hắn nhìn thấy hai chân chắc mộc cường ba, liền lập tức cười gần lạnh lẽo, dày ra. Vì ở Moscow rất lạnh, chắc một cường ba và ba tang đều đi dày ra cao cổ có lót lông bên trong, dùng để đá người ta thì rất mạnh, nhưng chạy bộ thì thực không dễ chút nào. Trên nóc giấy kia ốt bằng phẳng, chắc một cường ba thân thể cao lớn, chẳng mấy đã kéo gần được khoảng cách với gã thanh niên tóc đỏ, nhưng đúng vào lúc sắp bắt được hắn, đối phương lại đã hất văng cặp tài liệu sang phía đông, còn mình thì xoay người chạy sang hướng bắc. Ở phía kia sớm đã có một thanh niên nhuộm tóc xanh đứng đợi tiếp ứng, dùng một cái túi bằng vải buồm hướng lấy cặp tài liệu, đeo lên lưng rồi chạy theo hướng khác. Trác Mộc Cường ba đành bỏ mặc cho gã tóc đỏ chạy mất, xoay người chuyển hướng đuổi theo tên nhuộm tóc xanh. Gã thanh niên tóc xanh kia còn gầy nhẳng hơn gã tóc đỏ, nhìn thoáng qua thì thấy quần áo cũng mỏng manh hơn, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã chạy vút qua khu kia ốt chỉ có một tầng lầu đối diện là một tòa nhà cao 20 tầng khác, ở giữa vắt ngang một con ngõ nhỏ cho người đi bộ, rộng chừng 5 mét. Gã thanh niên tóc xanh không dừng lại, chạy đến mép dãy kia ốt liền tung người nhảy vút lên, vượt qua con ngõ rộng 5 mét, rơi xuống dãy bồn hoa tầng 1 của tòa nhà cao tầng đối diện, rồi tiếp tục chạy dọc theo hành lang. Trác Mộc Cường ba vẫn bám chặt không rời, tung người nhảy vút qua con ngõ, ba tang theo sát phía sau. Phía trước hành lang ngoài rìa ấy có một bức tường cao 3 mét chia làm hai khu vực, gã thanh niên nhuộm tóc xanh đạp lên tường hai bước, kế đó vươn tay trái ra ấn lên bờ tường, tay phải cũng đồng thời vung lên bám vào, thân thể vừa trầm xuống, hai tay đã vận lực ấn mạnh, hai chân đồng thời đạp xuống, cả người liền bắn vọt sang phía bên kia tường, không hề dừng lại một khoảnh khắc nào. Trác Mộc Cường ba cũng đến trước bức tường, cái đó đạp chân chạy trên mặt tường hai bước, rồi bỗng soạt một tiếng, cả người trượt xuống, thân thể mất thăng bằng, đầu đập vào tường đánh bốp một cái, lúc này gã mới nhận ra, mình đang đi giải ra, không bám được vào mặt tường. Ba tang cũng đã chạy tới, không hề dừng lại, chạy lướt qua Trác Mộc Cường ba, chỉ buông lại một câu cẩn thận đấy, rồi chạy ra rìa ngoài hành lang, giơ tay về phía bức tường, vận sức ẩy mạnh, thân thể liền như con quay lướt dọc mặt tường xoay một vòng, chớp mắt cái đã sang phía bên kia. Trác Mộc Cường ba xoa xoa chỗ sưng trên chán, lau bao mắng một tiếng, ngu thật, rồi theo ba tang trượt ra phía rìa ngoài bức tường để sang phía bên kia. Xung quanh tầng 1 của tòa nhà này đều có một hành lang rìa rộng chừng 1 mét, đặt đèn chiếu sáng, biển quảng cáo, các vật trang trí. Gã thanh niên kia chạy lên chạy xuống giữa đủ các chướng ngại vật ấy, thân thể lướt đi vun vút như cá bơi trong nước. Trác Mộc Cường ba và ba tang đuổi theo muốn hụt cả hơi, chạy, nhảy, vọt lên cao, dịch người trong khoảnh khắc, phải vận dụng mọi biến hóa của thân thể mới tránh được các chướng ngại vật mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ đôi chân. Đoạn hành lang phía trước bóng xuất hiện khoảng trống lớn, bên trên là một hộp quảng cáo rất lớn, tựa như ban đầu để treo tấm biển quảng cáo này lên, người ta đã phải đập bỏ một khoảng hành lang, chỉ để lại một chút rìa ngoài rộng chưa đầy 10 cm khoảng trống này phải dài tới 7-8 mét, chạy nước rút nhảy vọt qua e khó mà qua nổi. Ba tang đang chạy phía sau lưng gã thanh niên, không khỏi có cảm giác muốn xem hắn sẽ băng qua thế nào. Chỉ thấy gã thanh niên đó xông tới chỗ hồng, đà lao vẫn tiếp tục, có điều trọng tâm bỗng nhiên hạ thấp, cả người bò sát nền hành lang. Dùng cả tay lẫn chân, thoạt trông cứ như con tinh tinh đang chạy vậy. Kế đó, hắn vươn tay trái chân phải lên trước, rồi chuyển qua tay phải chân trái, cứ thế chạy trên mép dìa hành lang rộng chưa đầy 10cm, linh hoạt không khác gì một con mèo. Miêu Bộ ba tan thoáng ngẩn người, cái đó cũng gồm chân chạy trên mép dìa rộng chưa đầy 10 cm ấy, nhưng anh ta không chạy theo kiểu miêu bộ giống gã thanh niên, mới được 7 8 bước, tới được giữa chỗ hụt, thân thể đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống, cũng may hai tay đã bám được vào mép, đành treo người lơ lửng như vậy rồi tiếp tục bỏ qua, tốc độ không khỏi chậm đi đáng kể. Trác Mộc Cường ba đuổi sát đằng sau, lúc gã thanh niên tóc xanh khom người chạy theo kiểu mèo Gã đã suy nghĩ xem mình làm sao để vượt qua khoảng trống ấy. Đôi giày da gã đang đi không có sức đàn hồi, chạy đà nhảy qua là không thể, còn chạy qua trên mép kiều kia thì gã không thành thạo bằng đối phương. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt gã đã hướng về phía tấm quảng cáo treo trên đỉnh đầu. Bên dưới tấm quảng cáo ấy là một giá đỡ bằng thép, nhảy từ mép bên này chắc có thể tới được chỗ đó. Trác Mộc Cường Ba vừa huồng chân chạy vừa thầm tính toán, cuối cùng, khi gã cũng chạy đến chỗ mép gãy đó, liền tung mình nhảy vút lên cao hai tay vươn ra tóm lấy giá sắt đỡ bên dưới tấm biển quảng cáo, đà lao về phía trước không hề chậm lại. Lúc ấy, phần eo hông và hai tay gã cùng lúc phát lực, đẩy thân người về phía trước như đang đu xà đơn, đồng thời buông tay ra, cả người liền vượt lên cao một khoảng, đồng thời lao về phía trước, lộn vòng 720 độ, nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách 7 mét. Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa nói với Ba Tang vẫn đang đu người ở rìa hành lang, Ba Tang, cố lên nào, chúng ta không thể để một thằng nhóc qua mặt như thế được gã thanh niên nhuộm tóc xanh cũng không thể ngờ hai người phía sau lại đuổi rát đến vậy, vừa bỏ rơi được một người, người khác lại đuổi theo sát sạt, không khỏi phát hoảng, thầm nhủ không hiểu hai gã áo đen này là loại người gì. Người cho bọn hắn tiền có nói đối phương cũng là cao thủ chạy parkour thế này đâu chứ. Lại vượt qua một con ngõ rộng chừng 5 mét, phía trước đã không còn chướng ngại vật gì nữa, mà chạy trên đường cái thị yêu thế tuyệt đối thuộc về bọn trác một cường ba, tuy nhiên gã thanh niên tóc xanh không hề hoảng loạn, vùng chiếc cặp lên ném vèo đi. Bên tòa nhà đối diện liền có người mở toang cửa sổ, đón lấy chiếc cặp, đoạn xoay người chạy lên lầu. Gã tóc xanh kêu lên, Kalin, còn cậu thôi đấy. Tới đây, hắn đã nghiêng người nhảy xuống mặt đường, co giò chạy thẳng một mạch. Hắn biết, thể lực của mình đã tiêu hao gần hết trong 10 phút truy đuổi rượt bắt vừa rồi, giờ chỉ còn dựa cả vào Kalin nữa thôi, cậu ta cũng là người giỏi nhất trong cả bọn. Chó chết, ba tang chửi đồng một câu, con phố rộng quá, không thể nào nhảy vọt qua được. Anh ta đang suy tính thì đã thấy chắc một Cường ba chạy phía trước chẳng nghĩ ngợi gì, dồn sức nhảy vọt lên, bám lấy thanh ngang của cột đèn đường, đu quanh một vòng, rồi cả người cuộn tròn lộn nhào liên tiếp 6 7 vòng trên không trung, vượt qua khoảng cách 6 7 m, đột nhiên duỗi thẳng ra, chụp lấy thanh ngang của cột đèn đường phía đối diện, lại đu quanh một vòng nữa, phá cửa sổ lao vút vào trong nhà. Hai mắt Ba Tang lập tức sáng rỡ, cũng làm theo y như vậy mà sang phía bên kia. Gã thanh niên tóc xanh đang kinh hoàng ngoảnh đầu lại xem mình có bị đuổi theo hay không, liền trông thấy chắc một cường ba đu người lộn nhào trên không trung, vượt qua con phố rộng mà mình không thể vượt qua nổi. Thầm giật mình chấn động, tự nhủ không hiểu đó là kỹ thuật kiểu gì. Kế đó ba tang cũng lộn nhào băng qua. Gã tóc xanh thấy vậy, trong lòng thậm chí còn dâng lên cảm giác sùng bái, trời đất, lẽ nào hai ông chú này chính là người sáng tạo ra môn chạy paco hay sao? Hắn ta nào có biết kỹ thuật lộn người qua khoảng không, tóm lấy vật đỡ rồi lại tiếp tục lộn nhào như thế cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi bất cần một chút là sẽ rơi xuống ngay, không luyện tập cả ngàn lần vạn lần thì tuyệt đối không thể vận dụng thành thục thoải mái như chắc một cường ba và ba tan được. Kỹ xảo này, chính là thứ lữ cánh nam bắt họ học của các vận động viên môn thể dục dụng cụ. Gã thanh niên bắt được chiếc cặp tài liệu vẫn chạy một mạch lên cầu thang, giữ khoảng cách một tầng rưỡi với Trác Mộc Cường Ba. Hắn đã tính toán, 10 tầng đầu tiên thì mình có ưu thế, có lẽ sẽ nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, 10 tầng tiếp theo, Tốc độ hai bên giữ ở trạng thái cân bằng, còn 10 tầng sau cùng, có lẽ mình sẽ bị hai người kia đuổi kịp, nhưng lúc ấy chỉ cần lên được sân thượng thì trời đất đã là của hắn, chẳng còn phải sợ gì nữa. Không ngờ, chỉ mới leo được 5 tầng, khoảng cách giữa hắn và Trác Mộc Cường Ba chỉ còn có một tầng lầu. Chưa đến tầng thứ 15, hắn đã thấy Trác Mộc Cường Ba ở phía sau, chiếc áo da đen phần phật, đôi mắt khiến người ta run rẩy tận tâm hồn. Chẳng những thế, phía sau còn có tiếng bước chân của một người khác đang dẫm thình thịch trên các bậc thang gã thanh niên đeo cặp ấy không khỏi hoàng hồn, thầm nhủ, thể lực hai ông chú này sao mà tốt thế không biết. Trong cái cặp này rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ? Sớm biết thế thì đã không nhận lời tay kia rồi, mỗi chút tiền còn mà mệt đứt cả hơi. Chắc Mộc Cường Ba cũng đã nhìn thấy gã thanh niên đeo cặp ở phía trước, một tên tóc nhuộm màu xanh lam. Gã nhớ lại, đó chính là tên đã giữ thăng bằng trên cột đèn ở đầu phố hôm qua, rồi cả cảm giác bị người ta nhìn trộm lúc gã ở trên sân thượng hôm trước lẽ nào bọn gã đã bị người ta theo dõi? Lại lên thêm hai tầng nữa, gã thanh niên tên Kalin thấy tình thế không ổn, liền không chạy lên cầu thang nữa mà rẽ vào hành lang. Chỗ này đã là khu dân cư, hắn ngắm chuẩn ô cửa sổ thông gió phía trên cửa ra vào của một nhà dân, đột nhiên đạp chân vào bức tường bên trái hành lang, mượn lực bật lên bức tường bên phải, rồi lại đạp chân vào tường bên trái, bắn sang phía tường bên phải, cứ liên tiếp như vậy ba lần, cộng với đà lao về phía trước, hai chân hắn đã thuận thế nhét qua cửa sổ thông gió ấy, tựa như rắn về hang, thoát cái chui tọt cả người vào trong. Toàn bộ các động tác hết sức liền mạch, cả Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi ngấm ngầm tán thưởng. Ô cửa thông gió đấy rất nhỏ, Trác Mộc Cường Ba không thể chui vào, nhưng gã cũng có cách riêng của mình, cánh cửa ghép bằng mấy tấm gỗ ván ấy đã cũ rích cũ mềm, sắp lìa ra đến nơi. Gã cứ nhằm thẳng vào cánh cửa xông thẳng tới, chỉ nghe ầm một tiếng, trên cửa liền để lại một lỗ hổng hơi giống hình người, Trác Mộc Cường Ba đã ở bên trong. Trong nhà không có người, Trác Mộc Cường Ba thò đầu vào trong quan sát, chỉ thấy gã thanh niên tên là Kalin đã chui ra ngoài cửa sổ, đang leo lên chỗ cao hơn. Trác Mộc Cường Ba cũng lao ra theo hắn. Ngoài tầng thứ 22, Kalin bám vào chấn song cửa sổ, tiếp tục leo lên trên, trong đầu thầm nhủ, giờ thì không đuổi được tôi nữa rồi hai ông chú ạ, à, tôi là cao thủ leo trèo được mệnh danh là chuyên gia leo vách đá đấy nhé. Nhưng khi hắn ngoảnh đầu xuống nhìn liền giật bắn mình kinh hãi suýt chút nữa thì rơi hai ông chú kia vẫn giữ khoảng cách bám theo phía sau tốc độ leo bám thậm chí còn nhanh hơn cả mình đặc biệt là ông chú thân hình cao lớn khôi vĩ hầu như không cần suy nghĩ gì đã có thể tìm thấy đường leo bám trên bức tường gần như không có chỗ bám tay ấy những chỗ hắn không thể vượt qua nổi ông chú đó cũng vươn tay ra một cái đã chộp được một chỗ gồ ra nhỏ xíu kế đó đu người một cái nhẹ nhàng băng qua như khỉ vượn vậy Lúc này những người đi đường bên dưới cũng đã bắt đầu chú ý đến ba kẻ đang leo bám phía bên ngoài tòa nhà cao tầng, chỉ thấy hai cái bóng đen một cái bóng trắng tựa như ba con nhện dịch chuyển cực nhanh trên mặt ngoài trơn nhẵn như gương của tòa nhà. Vô khối người đã kêu rú lên kinh ngạc, còn có người móc điện thoại di động ra báo cảnh sát, nhưng đa phần đều dừng chân ngước lên nhìn. Mẹ ơi, mẹ ơi, một chú bé tầm 6-7 tuổi chỉ lên tòa nhà, nói với mẹ nó, nhìn kìa mẹ, người nhện đấy, mẹ ơi. Mẹ thằng bé vội gắt con trai, không, chẳng có người nhện người nhiếc gì cả, đó là lũ trẻ con hư đốn không nghe lời. Con cấm không được học theo đấy nhé, không học hành đến nơi đến chốn sau này mới như thế, chẳng ai thích những đứa trẻ hư thế đâu. Kalin rõ ràng rất quen thuộc với tuyến đường bên ngoài tòa nhà này. Mấy lần chắc Mộc Cường Ba đã đuổi sát lắm rồi, nhưng hắn vẫn có thể linh hoạt tránh được, thoát lên thoát xuống nhảy nhót trên mép bờ tường dựng đứng, chẳng mấy chốc đã leo lên được sân thượng. Chắc Mộc Cường Ba cũng nhảy lên theo. Kalin guồng chân tăng tốc chạy như điên trên sân thượng, ra tốc trong khoảnh khắc không ngờ còn nhanh hơn cả chắc Mộc Cường ba, kế đó bắt đầu nhảy từ sân thượng tòa nhà này sang sân thượng tòa nhà khác. Ba cái bóng nhanh như ba ánh chớp, thoát ẩn thoát hiện. Các kiến trúc cao thấp nhấp nhô trong thành phố giờ đã thành sân chơi đuổi bắt của ba người. Từ sân thượng tòa nhà này nhảy sang sân thượng tòa nhà khác, rồi lại từ sân thượng tòa nhà khác nhảy qua cửa sổ, leo cầu thang chạy lên, hoặc bám tường leo lên, từ nóc nhà nhảy xuống hàng hiên, sau đó lại từ hành lang hoặc cửa sổ leo lên trên nóc nhà, bất cứ chướng ngại vật nào cũng không thể ngăn cản được bước chạy của cả ba. Những địa hình hiểm yếu mà người thường nghĩ rằng không thể vượt qua, trong mắt họ lại chẳng khác gì trên đất bằng. Xa nhà, ống khói, giá sắt, cầu thang treo, hành lang. Tất cả đều trở thành công cụ của họ, thành những điểm đặt chân hoàn hảo, để họ hết lần này đến lần khác nhảy những cú vượt quá cực hạn của con người. Gã thanh niên tên Kalin kia đúng là linh hoạt và nhảy nhót tốt hơn hai gã đầu tiên nhiều, đã mấy lần chắc Mộc Cường ba tưởng chừng như chỉ vươn tay ra là chộp được hắn, vậy mà lần nào hắn cũng né tránh được trong gang tắc. Chắc Mộc Cường ba càng lúc càng thêm bực bội. Chỉ thoát cái, ba người đã tới trước một khối nhà lớn hình chữ U, tòa nhà chính cao chừng 70 tầng, hai bên gắn với hai tòa nhà phụ tựa như hai cánh tay vươn ra, cánh bên phải cao chừng 40 tầng, cánh bên trái cao khoảng 30 tầng, giữa hai cánh tay cách nhau khoảng 30 mét có lẽ. Kalin và hai người bọn Trác Mộc Cường ba nhảy từ một tòa nhà cao gần 60 tầng ở bên phải sang sân thượng của cánh tay bên trái, nhưng hắn dường như không hề có ý định dừng lại, trông bộ dạng vẫn như thể đang chuẩn bị tiếp tục nhảy nữa. Lúc ở trên không Trác Mộc Cường ba đã nhìn thấy độ cao chênh lệch và khoảng cách giữa hai tòa nhà, trong lòng không khỏi lấy làm nghi hoặc. Chẳng lẽ gã thanh niên này định nhảy qua luôn sao? Chỉ tranh nhau chừng 10 mét chiều cao mà phải vượt qua khoảng không rộng tới 30 mét, dù là Pháp Sư Á là e rằng cũng khó mà nhảy qua được. Gã thanh niên tên Kalin ấy lao vút ra như cá nhảy, thân thể vọt ra ngoài khoảng không, chỉ bay ra xa được chừng 10 mét đã bắt đầu rơi xuống thấp hơn độ cao của tòa nhà đối diện. Đúng lúc đó, chỉ thấy hắn rút ở thắt lưng ra một cuộn dây ni lông, dùng sức quăng mạnh, tung ra một cái móc câu nhỏ. Móc câu mang theo sợi dây ni lông vẽ một đường cong trên không trung, móc một cách chuẩn xác vào mép tòa nhà phía trước. Kalin đu mình trên không một cái, cái đó bay vút qua. Còn chắc một cường ba lại chỉ đành phanh kít lại ở rìa sân thượng tòa nhà bên kia, thần người nhìn toàn bộ cảnh tượng đó. Ba tang cũng đã đuổi tới nơi, tức tối dậm chân nói, khốn kiếp, không ngờ thằng nhóc còn chiêu này, nếu chúng ta vẫn còn dây móc thì. Gã thanh niên kia hết sức thành thục lão luyện, nhanh chóng đeo bám leo lên nóc tòa nhà bên kia, hướng về phía chắc một cường ba và ba tang cười tuyết miệng, nói mấy câu tiếng Nga mà chắc một cường ba nghe chẳng hiểu gì. Kỹ thuật quăng dây móc vật trên không trung này chính là tuyệt kỹ thành danh của Kalin. Chiêu này là hắn học theo người nhện Ellen Robert mà luyện thành. Hai tòa nhà phụ hai bên cách biệt hẳn với tòa nhà chính, vì vậy, giờ chắc một Cường Ba và Ba Tang muốn đuổi theo, ắt phải nghĩ cách xuống đất trước, sau đó lại phải leo thêm ba chục tầng lầu nữa đi lên, tốc độ dù có nhanh đến mấy cũng phải mất 20 phút đồng hồ mới xong. Mà trong 20 phút đó, Kalin đã chạy mất ta millimeter tất tích từ lâu rồi. Nhìn gã thanh niên tóc xanh lam bên tòa nhà đối diện đang lè lưỡi làm mặt quỷ trêu mình, Ba Tang tức sôi cả lên. Trác Mộc Cường ba ngược lại tỏ ra khá bình tĩnh, không có giải đế công trợ lực đàn hồi, cũng không có dây móc, muốn nhảy thẳng qua khoảng cách xa như thế này là điều bất khả, chạy xuống theo đường cầu thang tuyệt đối là cách tệ nhất trong những cách có thể. Hai tòa nhà phụ ngăn cách với tòa nhà chính bằng tường thủy tinh, có thể đập vỡ mà xông qua, nhưng làm vậy sẽ phải chạy qua hành lang, còn phải xuống 10 tầng nhà nữa. Chỉ cần gã thanh niên kia hút khỏi tầm mắt hai người, giữa thành phố mênh mông này muốn tìm lại hắn thì thật chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chính giữa tòa nhà chính có hai tấm pano cỡ lớn buông từ nóc nhà xuống, cách hai tòa nhà ở hai bên chừng 6-7 mét gì đó. Ngoài ra chính giữa tòa nhà chính còn gắn một tấm huy hiệu bằng đồng rất lớn, hình như là logo của công ty thì phải. Cái logo đồng khổng lồ ấy được treo ở khoảng tầng 35, tuy nói là hình tròn, nhưng chỗ đặt chân được cũng phải đến gần 2 mét. Vấn đề duy nhất còn lại là, đôi giày gã đang đi vốn không thể chạy dọc trên bờ tường được. Hết cách này tới cách khác hiện ra trong óc trác mộc cường ba, nhưng rồi tất cả đều bị gã gạt đi. Tuy chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi thôi, nhưng ít nhất gã cũng đã nghĩ đến năm sáu phương án khác nhau, khốn nỗi không phương án nào có thể thực hiện được. Trác Mộc Cường ba bực bội đạp mạnh chân, đã vỡ cả ô cửa kính ngăn giữa tòa nhà chính với khu nhà phụ bên trái. Vừa khéo trùng hợp, khi ô cửa kính ấy vỡ tung ra, Trác Mộc Cường ba mới kinh ngạc phát hiện bên trong đó xếp ngay ngắn cả một chồng hộp giấy. Mặc dù không nhận ra được chữ trên hộp, nhưng hình vẽ bên ngoài đã thể hiện rõ thứ ở bên trong, Thêm nữa lúc đó ba tăng cũng vừa lên tiếng giày bóng rổ chuyên nghiệp của Azidas, không ngờ ở đây lại có cả một kho để giày. Trác Mộc Cường ba tiện tay giật bung một hộp ra vừa khéo đúng cỡ của gã. Lúc này Kalin đã với tay chào tạm biệt, xoay người chậm chậm bỏ đi. Dù sao thì hắn chạy nãy giờ cũng đã mệt lử ra rồi. Đợi đấy, Trác Mộc Cường ba nhanh chóng thay đôi giày bóng rổ chuyên nghiệp có độ đàn hồi rất tốt kia vào, hai chân giẫm giẫm xuống đất nhảy hai ba lượt. Ba tăng cũng thay một đôi giày khác miệng hỏi, có nhảy qua được không? Không nhảy qua được, Trác Mộc Cường ba liếc nhìn tòa nhà chính vắt ngang giữa hai tòa nhà phụ, rồi lại đưa mắt nhìn gã thanh niên nhuộm tóc xanh lam đang vừa quay người đi vài bước vừa ngoảnh lại nhìn, tự tin nói, nhưng tôi chạy qua đó được. Lùi lại chừng hai chục mét, chạy lấy đà rồi ra tốc trong chớp mắt, sau đó men theo bờ tường bốc dần người lên cao, chạy tà tà trên mặt tường, bịch 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 chỉ trong chớp mắt gã đã chạy ngang trên tường được 7 mét. Lúc này người chắc mộc cường ba bắt đầu rơi dần xuống, nhưng tay gã đã kịp vươn dài ra, chộp lấy tấm pano cỡ lớn treo lơ lửng từ trên nóc nhà xuống, chân vẫn không ngừng buồng quay, tiếp tục chạy trên mặt tường dựng đứng, thoát cái đã thêm được hơn chục mét nữa. Gã ngắm đúng vào vị trí của chiếc logo khổng lồ, rồi buông tay ra thả người rơi xuống đó, đồng thời vẫn không ngừng chạy, chỉ coi đó là điểm đặt chân, rồi lại tiếp tục nhún chân bật lên lần nữa, đoạn đạp chân lên tường chạy tiếp. Lúc người trầm xuống, gã lại chụp lấy tấm pano khổng lồ bên phải, mượn lực đó mà tăng dần độ cao trong khi đạp chân lên tường chạy, lao thẳng lên nóc tòa nhà đối diện. Một loạt động tác liên hoàn đó khiến ba tang cứ trố mắt đờ người ra nhìn. Mặc dù đó là những động tác cơ bản anh ta đều đã biết hết, nhưng chạy liền một mạch qua như vậy, trong địa hình và hoàn cảnh như thế. Ba tang hơi do dự trong khoảnh khắc, đành thở dài chạy vào tòa nhà chính theo lối lỗ hổng chắc một cường ba phá ra. Lúc Kalin ngoảnh đầu lại lần nữa, hắn thần người ra hai ông chú đang dẫm chân tức tối vì không có cách gì đối phó ở tòa nhà đối diện đã biến mất còn ở mép rìa sân thượng tòa nhà hắn đang đứng một ông chú đang thỏ đầu lên như bóng ma làm cách nào ông ta vượt qua được khoảng cách đó vậy kalin không sao tưởng tượng nổi cũng không thể lý giải nổi một cảm giác lành lạnh phát xuất ở sâu thẳm nội tâm từ gót chân chạy lan đi khắp cơ thể hắn không kịp nghĩ ngợi cho kỹ càng hơn lập tức xoay người tiếp tục chạy hai người lại tiếp tục một cuộc đuổi bắt trong thành phố đầy những cao ốc san sát chỉ có điều lần này hoàn cảnh đã tuyệt đối thay đổi. Chạy bộ một thời gian dài, chắc một Cường ba cảm thấy thân thể mình hơi nóng lên, lại nhảy qua một tòa nhà cao tầng khác, cả người đang ở giữa không chung, gã chợt giật thoát mình, thân thể cũng chỉ mới hơi nóng lên. Nhưng mà, rõ ràng là gã đã chạy được cả một quãng dài như vậy kia mà. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tan đã cởi áo ra, chẳng rõ quăng đi đâu mất rồi, bộ dạng hình như đã thấm mệt. Còn gã, tại sao không thấy mình thở dốc, cảm giác ấy, tựa như cá tự do thở trong nước, chim trao liệng theo gió trên bầu không, chạy như thế rồi mà lẽ nào vẫn chưa đến cực hạn của thể lực gỡ chứ. Trác Mộc Cường ba khống chế thân thể xoay chuyển trên không chung một vòng thân thể gã làm động tác đó một cách hết sức tự nhiên, chỉ hơi nóng thôi sao, chẳng lẽ nào, gã vẫn chưa dùng hết sức hay sao. Gã liếc nhìn cái đầu nhuộm xanh lam phía trước, tựa như ấy là ngọn lửa thiêu thân, không ngừng bập bùng, bập bùng. Muốn đổi kịp hắn, còn phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa lồng ngực phập phồng với biên độ lớn của trác mộc cường ba không ngờ đã làm bật tung hàng cúc của chiếc áo da đen áo da hứng gió xòe rộng ra như áo choàng nhìn gã chẳng khác nào một con hắc ưng đang sải cánh đó không phải là chạy nữa mà là gã bắt đầu bay lượn bay lượn giữa thành phố đông đúc băng qua các nhà cao tầng bên trong cơ thể trào dâng lên một cảm giác sướng khoái lạ thường xưa nay chưa từng có chính là thứ cảm giác này đây mới là cảm giác tự do thực thụ năm tòa nhà cao tầng liền nhau xếp thành hình bậc thang chiều cao chênh nhau từ khoảng 7m đến 15m. Kalin nhảy trên cao xuống, nghiêng vai lộn một vòng rồi lại huồng chân chạy, sau đó nhảy xuống bậc thang tiếp theo, gặp chỗ cao hơn 10m, hắn phải dùng dây thường móc trượt xuống một nửa rồi mới nhảy. Trác Mộc Cường ba thì không, gã xòe rộng chiếc áo da đen ra như cánh rơi, nâng cả người trượt về phía trước, dù là độ cao trên 10m gã cũng nhảy thẳng xuống, nhưng người lăn tròn dưới đất, đứng bật dậy lại tiếp tục truy đuổi. Giữa hai tòa nhà có một khe hở rộng chừng 2m. Kalin hít sâu một hơi, nằm ngang người ra, tay chân cùng chói thẳng thành hình chữ nhất gác lên giữa khe hở ấy, cánh tay và gót chân cùng lúc cẩn thận nhích dần xuống dưới. Trác Mộc Cường ba cao lớn hơn đối phương nhiều, hai cánh tay gã giang ra, hai chân đạp mạnh, đứng thẳng người giữa khe hở, thành hình một chữ đại, tay chân hơi lơi ra một chút, dùng tay giữ phương hướng, hai chân khống chế lực độ, cứ thế trượt xuống. Đến một chỗ sân trời giữa các tầng lầu, Kalin phi thân lao thẳng xuống, đến giữa chừng lại quăng dây móc lên bám ngược vào chỗ sân trời ấy, mượn lực dây kéo mà chưa thẳng xuống gần hai chục mét. Trác Mộc Cường ba đuổi tới mép sân trời, nhân lúc Kalin còn chưa kịp thu dây lại, nắm chuẩn độ cao của đối phương, liền vung dao cắt lìa cái móc ở đầu sợi dây đi, thầm nhủ, không còn cái móc này, để xem ngươi còn trò gì nữa. Kalin vừa chạm đất, ngẩng đầu nhìn lên thấy Trác Mộc Cường ba, cũng tự nhủ, không có dây móc nữa, để xem ông chú nhảy thế nào, chẳng lẽ cao hai ba chục mét thế này cũng định nhảy thẳng xuống luôn hay sao? Chỉ thấy chắc một cường ba liếc mắt qua hai bên một lượt, rồi chạy về phía tòa nhà bên trái, đảo người nhảy ra phía mặt bên ngoài, sao vẫn không rơi xuống thế nhỉ? Kalin tự hỏi và ngước mắt lên nhìn kỹ lại, liền thấy tay phải chắc một cường ba đã vươn thẳng ra, bám chặt lấy một tấm quảng cáo lớn bên ngoài, xé ra một vệt dài, rồi cứ thế thả mình xuống như kéo dây dòng dọc, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Cách mặt đất chừng khoảng 15 mét, tấm quảng cáo đã bị xé tới đoạn cuối cùng, thân thể chắc mộc cường ba liền đu đưa một cái, kéo cả tấm vải quảng cáo chạy nhanh sang bên trái, thân thể trên không chung sững lại, tay đã buông lơi, vừa khéo lại chụp lấy một tấm quảng cáo khác. Trong mắt Kalin, cái bóng màu đen ấy đã tựa như loài yêu ma trong cơn ác mộng không ngừng áp sát đến chỗ mình. Chắc một cường ba chạy như bay trên tường, sải chân được hơn chục bước, hết một tấm quảng cáo, tay buông ra, lại vươn lên, giật lấy tấm quảng cáo khác, đu qua khoảng cách giữa các tầng, tiếp tục xải chân chạy dọc tường, tay buông ra, lại vươn lên, cổ tay quấn một vòng, nghe soạt một tiếng đã trượt xuống 10 mét. Đáng sợ quá, chạy nhanh theo phương ngang trên mặt tường thẳng đứng, đây mà là chạy Paco ư, phải nói là đang bay mới đúng. Hai chân Kalin đã bắt đầu mềm nhũn ra, cố nhiên là do thân thể bị thoát lực gây nên, nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt cũng khiến gã bị chấn động không hề nhỏ chút nào. Chạy, Kalin vẫn chưa thoát hẳn khỏi cơn kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng nhúc nhích được đôi chân. Lúc này, hắn chỉ muốn bỏ chạy, thậm chí còn quên cả mình đang làm gì, quên mất tại sao những người kia lại đang đuổi theo mình, trong đầu chỉ không ngừng tự chất vấn, không ngừng suy nghĩ, mình là quán quân cuộc thi chạy parkour toàn châu U cơ mà, tại sao, tại sao lại không thể cắt đuôi được hai người đó, tại sao chứ? Nhà cửa bắt đầu thấp dần, khoảng cách kéo giãn ra, Kalin đạp hai bức tường hai bên trái phải, tót lên một sân trời cao chừng 5 mét, phóng mắt nhìn ra xa, không khỏi mừng thầm trong bụng, đúng là ở đây rồi, chỉ cần đến được đây. Lúc ấy, chắc một cường ba đã ở sau lưng hắn rồi, nhưng gã không dừng lại mà tung người nhảy vọt qua đỉnh đầu Kalin, chắn ngay trước mặt. Kalin vội xoay người nhìn lại, nhưng ba tang cũng đã từ một căn nhà khác nhảy sang, biết kín lối thoát. Hai người một trước một sau kẹp Kalin vào giữa, mà cũng chỉ có hai phía ấy là có nóc nhà để nhảy xuống được, hai bên trái phải đều là mặt phố rộng rãi, Chiều cao của tòa nhà cao tầng cô lập này chênh lệch những ba bốn chục mét so với các kiến trúc ở hai bên trái phải, mà kết cấu nhà kiểu có sân trời bên ngoài mặt tường này hắn cũng không quen thuộc lắm. Hắn đã bị dồn vào đường chết. Ba tang thở hồng hộc, không khí băng lạnh của Moscow ngấm vào tận phổi. Kalin phải chống hai tay vào đầu gối mới đứng vững nổi. Duy chỉ có chắc một cường ba là vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Tuy tim gã cũng bị loạn nhịp mất một lúc, nhưng cách thức hô hấp kỳ lạ kia đã khiến nhịp tim gã trở lại bình thường nhanh chóng ngay sau khi dừng chạy, không cần hít thở sâu mà cũng không cảm thấy tức thở. Ba tang nghi hoặc nhìn chắc mộc cường ba, không thể nào hiểu nổi, chạy như vậy mà không hề thở dốc, trong những người anh ta từng gặp, e rằng chỉ có Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam mới làm được mà thôi. Rốt cuộc bên trong cơ thể cường ba thiếu gia đã có biến đổi gì? Lẽ nào, trong khi ăn mòn sinh mệnh, cổ trùng cũng đồng thời mang đến cho anh ta thể năng xưa nay chưa từng có hay sao? chạy đi sao không chạy nữa biết rõ là đối phương không hiểu chắc Mộc Cường Ba vẫn lớn tiếng gầm lên như sấm động nhướng mày lạnh lùng tiến đến tuy nghe không hiểu gì nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi Kalin sợ hãi cởi chiếc túi sau lưng ném cho Trác Mộc Cường Ba đồng thời ôm đầu kêu lên không liên quan tới tôi tôi không biết gì cả có người trả tiền thuê chúng tôi làm thôi không liên quan gì đến tôi cả trước khí thế như hung thần ác sát của Trác Mộc Cường Ba hắn đã không còn dám phản kháng nữa Ba Tang cũng vội vàng dịch lại cho gã nghe. Trác Mộc Cường ba dường như không hề có ý định buông tha cho Kalin, một tay gã bắt lấy cái túi đeo lên vai, chân vẫn sải những bước rộng tiến sát lại gần đối phương, chộp lấy gã thanh niên đáng thương đang run như cầy sấy, đưa lên quá đầu, rồi bước ra ngoài rìa khoảng sân trời, lớn tiếng hỏi, kẻ nào sai mày làm? Kẻ nào hả? Ba Tang dịch câu hỏi của Trác Mộc Cường ba sang tiếng Nga, trong lòng đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc, chuyện này hoàn toàn phù hợp với phong cách hành sự của anh ta nhưng còn cường ba thiếu gia đây vẫn là cường ba thiếu gia đấy chứ thời gian họ không gặp nhau đâu có dài vậy mà cường ba thiếu gia trước mắt anh ta tựa hồ đã đột nhiên biến thành một con người khác thể lực dồi dào thân thủ mẫn tiệp tính tình nóng nảy dễ nổi giận hơn trước rất nhiều kalin kinh sợ kêu lên tôi không biết có người có người cho chúng tôi khoản tiền rồi bảo chúng tôi theo hai chú nói là có một món đồ chỉ cần cướp về là được còn đâu tôi không biết gì nữa cả không biết bên trong cái cặp ấy là thứ gì nữa thật sự là tôi không biết mà. Ba tang dịch lại sang tiếng Trung, Trác Mộc Cường ba vẫn không tin, gần giọng hỏi, người đó tên gì? Hắn hẹn với chúng mày như thế nào? Gặp mặt ở đâu? Chúng mày có bao nhiêu người? Đang ở đâu? Gã nhấc ca lin lên lắc mạnh như múa gậy, đến cả ba tang cũng không nhịn được mà lên tiếng khuyên giải, Cường ba thiếu ra, Cường ba thiếu ra. Hắn sắp ngất xỉu mất rồi, mau dừng tay lại, hắn có phải kẻ thù của chúng ta đâu, Trác Mộc Cường ba nghe vậy thì giật bắn người kinh hãi, vội đặt gã thanh niên đã trợn mắt trắng ra ấy xuống, trong lòng cũng lấy làm bất an, thầm nhủ, mình làm sao vậy nhỉ? Cơn giận vừa nãy, không ngờ lại khiến mình không thể kiềm chế nổi. Gã sừng sốt nhìn đôi bàn tay mình, cảm nhận được một cách rõ ràng, phương pháp hô hấp đặc biệt ấy không chỉ bổ sung thể lực cho mình, mà là một sự bổ sung về tinh lực, toàn thân gã đều tràn đầy tinh lực, nhưng đồng thời có một cảm giác thèm khát được phát tiết giấy lên mãnh liệt trong tâm thức gã. Từ sau lần ẩu đả trong quán rượu đó, gã tựa như con sói nếm được mùi máu tanh, lúc nào cũng muốn phát tiết cho chút hết bao bất mãn trong lòng ra, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường ba ngước mắt nhìn xung quanh, xa xa có dãy núi nhấp nhô, màu trắng phủ kín khắp mặt đất, thì ra bọn họ đã chạy một mạch từ trung tâm Moscow ra đến tận ngoại ô, bao nhiêu nhà cao lầu thấp chẳng chịt hỗn tạp như vậy. Có đúng là bọn gã đã vừa chạy vừa nhảy một mạch từ xa như thế ra đến tận đây hay không? Nhưng mà, tại sao, Tại sao vẫn cảm thấy không đủ, tinh lực vẫn rồi rào hừng hực, vẫn muốn chút hết ra như vậy nhỉ? Ba Tang đón lấy chiếc túi, mở ra kiểm tra, đoạn nói: đi thôi, lấy được thứ cần lấy rồi. Xem ra chúng ta đã bị người ta để ý rồi, tốt nhất nên về nước cho nhanh mới được. Lời còn chưa dứt, đã nghe vù một tiếng suốt qua tai. Trác Mộc Cường ba và Ba Tang đều hết sức quen thuộc với âm thanh này, chính là tiếng đầu đạn xé gió. Hai người vội cúi đầu, nhìn ra phía trước chỉ thấy phát súng đó đã bắn chết gã thanh niên tên Kalin đang nằm đờ ra không thể cử động kia. Trác Mộc Cường ba nói, mau rời khỏi chỗ này mau, xuống dưới, xuống dưới. Hai người rời khỏi khoảng sân trời, nhảy xuống mặt đường. Ngoại ô Moscow vắng lặng như những vùng nông thôn bình thường khác. Rừng Bạch Dương xa xa phát nên một đường cong màu đen mờ mịt, không thể thấy rõ kẻ địch mai phục ở chỗ nào, cũng không thể biết đạn sẽ bắn từ hướng nào ra, hai người chỉ còn cách cố gắng tìm vật chắn mà lén lút tiến lên. Lúc này họ mới nhận ra, trên đường phố khu ngoại ô này không hề có lấy một bóng người đi lại, cả không gian toát lên một vẻ trống trải đến kỳ dị. Ba Tăng nói, xem ra, bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, cố ý muốn dụ chúng ta tới đây. Lạ thật, sao chúng có thể chuẩn bị chu đáo thế được nhỉ? Chắc Mộc Cường Ba nói, chắc là từ lúc chúng ta rời khỏi Trung Quốc, không, ngay từ trước khi rời khỏi Trung Quốc, chúng ta đã bị theo dõi rồi. Xem ra bọn chúng vẫn chưa chịu buông, vẫn tin rằng tôi đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Chúng ta sợ ý rồi, đáng chết thật. Ba tàng ấn tay lên cán dao găm quân dụng, nói, giờ làm sao? Trác Mộc Cường ba đáp, cẩn thận rời khỏi đây, nếu đến được khu vực nội thành thì chúng không dám làm bừa nữa đâu. Theo lý mà nói, chắc chúng không dám tùy tiện giết chết chúng ta đâu. Có lẽ là sẽ dùng vũ lực để ép chúng ta nhập bọn đó. Dùng vũ lực, trên gương mặt ba tang nở ra một nụ cười lạnh lẽo, vậy thì tốt những kẻ ngăn cản nhanh chóng xuất hiện trên phố. Đó là mười mấy tên đô con giữ tướng người Nga, tên nào tên nấy đều cao hơn mét chín, khoác trên người quần áo mùa đông dày sụ trông lại càng khôi vĩ vạm vỡ, thoạt nhìn cứ như mười mấy ngọn núi nhỏ. Trong đám đô con lực lượng ấy, có một cái bóng trông hết sức bé nhỏ, chẳng phải ai khác, mà chính là tên béo người Trung Quốc đã năm lần bảy lượt đến tìm Trác mộc cường ba. Đứng giữa đám đô vật, trông y hệt như một chú lùn béo quay như quả bóng, gương mặt mũm mĩm cười tươi như hoa nở. Chỉ nghe y cất tiếng nói, không ngờ lại gặp nhau rồi, chắc Mộc Cường ba tiên sinh. Ông gà tôi khổ quá, tôi còn tưởng ông bỏ cuộc thật rồi cơ đấy, những câu chuyện ông kể đó, e rằng cũng chẳng có chuyện gì là thật phải không. Chắc Mộc Cường ba nói, tôi cũng không ngờ, một người đưa tin lại có quyền lực lớn như vậy, theo đến tận đây, thật là mệt cho ông quá rồi. Tên béo vẫn chưa bỏ cuộc, lại cất lời khuyên giải, tôi không hiểu nổi, tại sao ông không nghĩ đến chuyện hợp tác với chúng tôi chứ. Chắc Mộc Cường ba tiên sinh, hợp tác với chúng tôi đi đây đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp đó trác mộc cường ba nói nếu chúng tôi nói không ông sẽ không để chúng tôi rời khỏi đây đúng không tên béo lắc đầu nói nếu là như vậy thì thật đáng tiếc quá dứt lời liền vẫy tay làm hiệu cả đám đồ vật sau lưng liền khom người xuống tấn tư thế như thể không thể lay chuyển được vậy trác mộc cường ba mỉm cười ngoài mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng lại trào dâng lên một thứ khát vọng quái lạ gã luôn phải dồn nén bản thân, cảnh cáo bản thân, không được khát máu, không được chủ trương bạo lực, không được. Nhưng ba tang bên cạnh thì đã không kìm nén nổi nữa, xông thẳng lên trước, quát lớn, đánh thì đánh đi, còn lằng nhằng gì nữa. Cú đấm đầu tiên của anh ta nhằm vào tên béo hãy còn chưa kịp lùi lại kia, tương thẳng vào mặt hắn. Tên béo đáng thương, há miệng phun ra hai cái răng to tướng, mũi bẹp dí lệch sang một bên, không thể tâu tuét miệng cười làm bộ dạng hòa nhã dễ gần kia được nữa. Kế đó, ba tang lại đạp một chân lên đầu gối một gã đô vật vừa xuống tấn lộn người trên không tung ra một cú đá móc gót giày táng mạnh vào cầm tên đô vật có điều ưu thế về thể hình của tên đô vật quá rõ rệt cú đá cực mạnh ấy cũng không thể làm hắn ngã ra được ngược lại còn tống ra một nắm đấm sắt hất văng ba tang bay ngược trở lại ba tang rơi xuống đất lăn tròn một vòng rồi lại đứng bật lên cũng không khỏi đưa tay xoa xoa chỗ mạng sườn bị đấm trúng cú đâm ấy cũng thật mạnh nếu không có lớp quần áo mùa đông dày sụ bên ngoài chỉ sợ xương sườn đã bị đấm gãy mất rồi nhưng chỉ thoát cái anh ta đã lại xông lên đối mặt với tên đô vật cao hơn mình cả hai cái đầu mà chẳng hề sợ hãi một chút nào máu nóng sôi lên sùng sục bên trong trác mộc cường ba bàn tay gã đã không tự chủ được mà nắm chặt lại thành quả đấm gã đã cố ép mình phải buông lỏng tay ra nhưng rồi lại nhanh chóng nắm chặt lại bàn tay hơi run run vì kích động như thế này vẫn dễ chịu hơn đám đô vật trông thấy tay chắc mộc cường ba run lên tưởng gã đang sợ hãi liền có hai tên xông tới, một trái một phải làm thành thế gọng kìm, điệu bộ có vẻ rất khinh miệt. Chắc một cường ba lúc ấy đang suy nghĩ, phát súng trên sân trời vừa nãy, chắc là phải bắn từ khoảng ngoài xa 500 mét, ở đây chắc cũng không chỉ có mấy tên này, xem ra đối phương đã bố trí thiên la địa võng cả rồi. Thật là, có cần phải làm to chuyện ra thế này không chứ? Nắm đấm to bằng cái bình bát bên trái đã bay tới, chắc một cường ba đột nhiên khom lưng về phía trước, đầu cúi xuống, tránh khỏi nắm đấm ấy, kế đó chân trái quét ra một đường. Tên đồ vật bên phải đứng chưa vững, ngã bổ ngửa ra. Tên bên trái vẫn xem thường chắc một cường ba, chỉ nghĩ là đồng bọn bị trượt chân. Không ngờ, ngay sau đó cả người chắc một cường ba đã xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ, sức mạnh toàn thân dồn cả vào nắm đấm bàn tay phải, mạnh mẽ lút cả vào cơ thịt tên đồ vật ngã ngửa mà chưa chạm đất. Thân thể cao 1m9, nặng gần 200kg ấy lại bị một cú đấm của gã đánh cho nảy tung lên, nương theo đà, tay trái trác một cường ba nâng bổng cả tên đô vật thể trọng nặng hơn mình gấp bội ấy lên. Nhìn gã lúc này, thật chẳng khác nào một người bình thường, tướng mạo không có điểm gì đặc sắc mà lại nâng bổng được cả một con bò mộng vậy. Đừng nói là cả đám đô vật đều chố mắt ra, thậm chí cả ba tang cũng ngây ra trong khoảnh khắc. Anh ta chỉ biết cường ba thiếu ra rất khỏe, có lẽ là người có sức mạnh nhất trong đội, nhưng cũng không thể ngờ, gã lại mạnh đến mức ấy. Chắc một cường ba giờ gã đồ vật ấy lên quay một vòng, đẩy bật một tên khác xông lên tăng viện, kế đó liền vung tay ném mạnh, viên đạn thịt khổng lồ lập tức khiến bốn năm tên đô vật ngã nhào. Tên béo mới tỉnh táo lại sau cơn đau răng thấu lên tận óc, vừa hay lại trông thấy cảnh tượng ấy, cả người liền lạnh toát, thầm nhủ, xem ra mình vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương, không biết có nên quân tử phòng thân, tạm thời rút lui trước hay không đây. Trác Mộc Cường ba sừng sững như trái núi, chẳng buồn đưa mắt nhìn đám đô vật ngã rúi rụi, chỉ liếc xuống cổ tay mình một cái, chính là cảm giác này đây, thân thể gã đang phát ra tín hiệu nó cần được phát tiết cần được xả hết ra đã nhiều năm nay gã không dồn hết toàn lực đấm ra một cú như thế rồi cú đấm vừa nãy cảm giác cũng không tệ chút nào thân hình trác mộc cường ba chấn nhích động áp sát tên đô vật bên trái hơi nghiêng người đi tránh khỏi cú đấm thẳng eo gập xuống lại tránh một cú đấm móc lúc này trác mộc cường ba đã ở ngay trước mặt tên đô vật cao hơn gã một cái đầu kia một tay chụp lấy thắt lưng một tay tóm cổ áo hay lại một tên đô vật khác bị nhấc bổng lên không kế đó lại là một viên đạn pháo thịt người to tướng ném vút ra cả lũ đô vật đều vô cùng kinh hãi không ngờ gã đàn ông người trung quốc này có sức bật đáng sợ đến vậy hai tên đầu tiên vừa có phản ứng lao thẳng người tới định tông vào trác mộc cường ba hai ngọn núi di động hai con voi rừng đang chạy sầm sập như điên cuồng bước chạy sải rộng làm cả mặt đất cũng chấn động rung lên khe khẽ trác mộc cường ba không lùi bước mà ngược lại còn tiến lên lao thẳng về phía hai con thú khổng lồ ấy. Ba tang vừa lộn một vòng dưới đất, tránh khỏi cú đấm của một tên đô vật khác, ngoảnh mặt nhìn sang thấy chắc một cường ba đang lao vào hai tên đô vật thể hình lớn hơn gã gấp bội, bèn thầm nhủ, rốt cuộc cường ba thiếu ra muốn làm gì vậy. Kiểu va đập trực tiếp thế này anh ta chẳng có chút yêu thế hình thể gì cả, huống hồ chúng còn lấy hai trọi một. Khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn, chỉ thấy chắc một cường ba đột nhiên quỳ thụp xuống trượt đi trên mặt đất, xuyên qua khoảng trống giữa hai tên đô vật, đồng thời hai cánh tay vươn sang hai bên, chặn cứng hai đôi chân voi, vừa dồn sức vào tay, hai tên đô vật liền tức thì ngã bổ trưởng theo thế chó ăn phân. Trác Mộc Cường ba đứng lên, sách ngược hai cẳng chân lên, tay trái hất, tay phải vung, cả hai con thú khổng lồ liền lập tức lăn lông lốc, đến ở đâu thì quay về đấy. Trác Mộc Cường ba ngạo nghễ đứng trong làn gió đêm, chỉ ra một ngón tay lướt trên mặt cả đám đô vật, rồi lớn tiếng nói bằng tiếng Anh, tên tiếp theo. Em mờ thanh vang vang trong gió, đám đô vật chẳng còn tên nào dám tự nguyện xông lên trước nữa. Trác Mộc Cường ba hơi cúi đầu, hai mắt sáng rực lên, sắc bén như hai lưỡi đao lướt qua, nhìn xoáy vào cả bọn, nếu không ai qua đây, vậy thì. Thân hình gã đột nhiên tăng tốc, bắn vọt về phía đám đô vật. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Một cánh tay sắt như cốt thép chìa ra khỏi tảng bê tông. Trác Mộc Cường ba nghiêng người né tránh thế công của đối phương, dẫm chân nhảy vọt lên, bàn chân phải đạp vào đầu gối một tên đô vật, xoay người tung chân trái đá ngay một cước vào cánh tay vươn ra của hắn, liền sau đó gót chân phải gã lại giật mạnh về sau, trúng mặt một tên khác. Rồi gã lùi về một bước, dẫm lên vai tên đô vật, lộn một vòng trên không, thuận tay giật mạnh, bám vào cổ một tên xông tới cứu viện đồng bọn, lợi dụng thế rơi của mình khiến hắn ngã bổ ngửa trồng bốn vó lên trời, cái đó vung tay chặt xuống cổ họng tên đô vật một cái, khiến hắn ta phải đưa hai tay lên ôm cổ một hồi lâu cũng thở không ra hơi. Trác Mộc Cường ba chạm đất, tay phải chống xuống ấn mạnh, tránh khỏi một cước đạp tới, đồng thời dùng một cánh tay chống đỡ cả người, trồng cây chuối, hai chân liên tiếp đá vào cùng một vị trí bên phải gáy của một tên đô vật bảy phát liền, tuy không đá cho đối phương ngã lăn ra được, nhưng cũng khiến hắn xây sầm mặt mày, đầu váng mắt hoa. Kế đó gã đảo người đứng thẳng dậy, tức thì bồi thêm một đấm cực mạnh, khiến tên khổng lồ ấy loạn choạng lùi lại mấy bước liền. Chưa hết, Trác Mộc Cường ba lại phi thân lên tương cho hắn một cước nữa, khiến cả tấm thân cành càng ấy rơi thẳng vào trong hốc, đồng thời cũng giải vây luôn cho ba tang. Thân thể gã lúc này phản ứng nhanh hơn bất cứ lúc nào khác, sức mạnh cũng lớn hơn bất cứ lúc nào trước đây. Trác Mộc Cường ba tung hoành đảo lượn giữa một đám khổng lồ cao gần 2 mét, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Bọn đô vật kia, tên nào tên nấy đều chưa bao giờ gặp phải lối đánh quái dị như vậy, thoát bên này, thoát cái đã ở bên kia, vừa mới trông thấy đối phương, thân thể đã dính đòn của gã, nắm đấm của mình vừa vung lên, kẻ địch đã biến mất tăm mất tích, mà nắm đấm của gã người Trung Quốc ấy cũng hết sức quái dị, lúc thì cứng như bê tông cốt thép, chúng phải một đòn mà chẳng khác nào bị xe tông, có lúc nắm đấm ấy lại mềm nhũn vô lực, hoặc về sau mới phát lực, khi bọn hắn định phản kích thì kẻ địch đã mượn sức nắm đấm ấy bật ngược ra xa. Rốt cuộc là tên nào tên nấy đều khỏe như trâu mộng mà cứ liên tiếp đánh vào khoảng không. Chân trái chắc một cường ba đá chúng mạng sườn một tên đô vật, mượn lực bắn lên, chân phải lại dẫm vào ngực một tên khác. Trước khi nắm đấm của đối phương kịp vung tới, gã đã lại nhún mình nhảy bật ra, thân thể lao vút về phía trước, hai tay nắm chặt, đập mạnh xuống đầu một tên đang hùng hục xông đến, rồi lại nương đà đó lộn nhào trên không, tránh khỏi đòn đánh lén phía sau, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Bàn tay gã lơi ra, rồi lại nắm chặt lần nữa, vẫn chưa đủ, hai chân gã dẫm mạnh xuống đất một cái, cả người liền xông thẳng tới như mũi tên rời dây cung. Đảo người đá quét, xông lên xuống tấn đánh trực diện, xoay ngược người đá tạt, xoay tròn thúc cùi trỏ, nhào phía trước, lộn phía sau, xoay người 360 độ, 720 độ, 180 độ, vẫn chưa đủ. Hai bàn tay chắc một cường ba lúc nắm lúc xòe, xoay ngang xoay dọc, tả sung hữu đột, có những động tác bình thường thậm chí gã còn chẳng nghĩ đến bao giờ, vậy mà trong chiến đấu lại sử dụng hết sức thuần thục mà sảng khoái. Đối với gã, đây gần như đã là một thân thể mới, một cảm giác xưa nay chưa từng có trào dâng lên khắp tâm thức. Những kỹ thuật leo vách đá, treo tường, đeo trọng vật nhảy nhót, cầm nã thủ, đấu cận chiến, và cả mấy môn gã quen thuộc từ lâu như thái cực, xuất túc, kéo co. Tất cả đều dung hợp làm một, trở thành một phương pháp đánh ngã kẻ địch cực kỳ hiệu quả do gã tự sáng tạo ra. Trác Mộc Cường ba quan sát tấm bản đồ có ký hiệu của đảng quốc xã ấy. Tuy không hiểu những địa danh chú thích trên đó nhưng địa hình được vẽ lại khiến gã có cảm giác như đã từng gặp ở đâu. Hồi lâu, gã mơ á ngây ngừ nói, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải, đây là. Giáo sư Phương Tân cười cười nói, xem một tấm bản đồ khác này xem. Kế đó, ông liền điều khiển máy tính bật ra một tấm bản đồ khác đặt bên cạnh. Trác Mộc Cường ba lập tức hiểu ra, kêu lên, ô, bản đồ A Lý. Đặt hai tấm bản đồ cạnh nhau, đường nét giống đến kinh ngạc, Trác Mộc Cường ba vừa nhìn đã nhận ra ngay, tấm bản đồ của quân Đức Chính là bản đồ khu vực A Lý, mạch núi mạch sông đều chuyển xác đến kinh người. Ba tang chỉ phải cùng lúc né tránh hai ba tên đô vật, rõ ràng là nhàn nhã có thừa, thành ra vẫn luôn để mắt quan sát Trác Mộc Cường Ba, trong lòng mỗi lúc một thêm chấn động kinh hãi. Từ trước đến giờ, bà tang vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể đánh ngang tay với Cường Ba thiếu gia, nhưng xem tình hình hôm nay, mới biết anh ta quyết chẳng thể nào là đối thủ của gã. Lối đánh quái gì ấy lại càng khiến đám đồ vật kia cảm thấy lực bất tòng tâm, không biết nên ra tay thế nào, chẳng mấy chốc đã bị Trác Mộc Cường Ba đánh cho kêu lên oai oái. Cảnh tượng đó, chẳng khác nào cả một đám bò mộng đang vây lấy một con sói, nhìn bề ngoài mạnh mẽ dữ tợn nhưng lại chỉ biết ăn cỏ còn con sói kia lại chỉ chăm chăm ăn thịt bọn chúng trác mộc cường ba đứng sừng sướng giữa vòng vây của đám đô vật dù gã đã dừng lại nhưng cũng không tên nào dám áp sát thêm nữa hai bàn tay nắm chặt của gã vẫn đang run lên nhảy nhẹ chưa đủ vẫn chưa đủ gã vẫn không thể nào khống chế được nắm đấm ấy tự nó cứ muốn vung lên hết lần này đến lần khác đấm ra túi bụi vào thân thể kẻ khác gã lại nhao lên đám đồ vật đều không tự chủ được lách người giật lùi lại nhường ra một khoảng trống, tránh không đối đầu trực diện với gã nữa. Cuối cùng, khi tất cả bọn đồ vật đều đã ngã, tâm trạng chắc mộc cường ba mới hơi bình tĩnh trở lại. Cảm giác ấy tựa như người nông dân trồng trọt, sau một ngày lao động cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng lại hết sức hân hoan vui sướng. Tại sao gã lại có cảm giác thỏa mãn ấy nhỉ? Chắc một cường ba không sao hiểu nổi, còn tên béo kia thì đã chạy đi đâu mất từ lúc nào chẳng rõ trác mộc cường ba chẳng buồn nhìn đến những tên khổng lồ đang lăn lộn rên rỉ dưới đất bước đến trước mặt ba tang hỏi còn đi được không ba tang thở dốc hỏi ngược lại gã anh anh ăn cái gì vậy đánh đánh như vậy mà không thấy mệt sao trác mộc cường ba nhún vai nói không mệt gì tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa nào để tôi đỡ chúng ta mau rời khỏi đây trước đã gã đưa mắt nhìn lòng bàn tay mình đồng thời trong đầu lại vang lên giọng nói của lữ cánh nam thông qua hô hấp, thậm chí anh còn đạt được sức mạnh lớn hơn cả huấn luyện cơ bắp đơn thuần nữa, đồng thời cũng hoàn thiện môi trường nội thể, đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn và khả năng phản ứng mẫn tiệp hơn. Mới đi được có vài bước, hai người lại gặp phải kẻ địch chặn đường. Không ngờ tên béo kia đã lủi đi rồi lại quay trở về, bên cạnh còn có một người nước ngoài mặc quân phục bó sát. Đám người nước ngoài đằng sau tên nào tên nấy đều mặc đồ tây màu đen, tay cầm rùi cui, nhìn thể hình và tướng mạo thì không giống người bản địa cho lắm tên người nước ngoài cầm đầu nhìn đám đồ vật nằm lăn lộn dưới đất dùng tiếng anh nói với tên béo lưu anh thấy chưa hợp tác sớm thì cũng đâu đến nông nỗi này chứ tên béo họ lưu kia đã mất hai cái răng cửa miệng bị hở chỉ có thể nói được một thứ tiếng anh lúng ba lúng búng rất khó nghe andrea đừng có đắc ý vội chúng ta chỉ hợp tác tạm thời thôi sau này chia bôi thế nào thì để sau này tính anh ngầm phái người theo dõi tôi món nợ này chúng ta vẫn còn phải tính với nhau đấy andrea cười cười nói với Trác Mộc Cường Ba, "Hello, chào ông Trác Mộc Cường Ba, nghe tiếng đã lâu, ông chủ tôi hy vọng có thể mời ông ghé qua làm khách một chút, không biết ông có chịu nể mặt hay không vậy?" Trác Mộc Cường Ba đưa mắt liếc nhìn ba tang một cái, lắc đầu nói, "Không thấy chúng tôi đang bận à, sau này có rảnh rỗi sẽ đến tận nơi thăm ông chủ của anh." Andrea nói, người Trung Quốc có một câu tục ngữ rất hay rằng, "Đến sớm không bằng khéo lúc, chúng ta thật khéo lại gặp được nhau ở đây, xin mời ông" Ba tang nhìn Trác Mộc Cường ba, lắc đầu ủ rũ nói, tôi hết hơi rồi. Trác Mộc Cường ba nói, bọn họ mời là chúng ta phải đi theo à. Đám này thật quá khinh thường người ta rồi. Không ngờ Andrea nghe hiểu được tiếng Trung, chỉ thấy y nhoẻn miệng cười nói tiếp, ông Trác Mộc Cường ba, ông đánh rất giỏi, có điều. Tới đây, y liếc về phía đám thuộc hạ mặc đồ Tây phía sau, tiếp lời, xét cho cùng thì thể lực của một người cũng có hạn, ông chủ nhà chúng tôi tính khí rất nóng này, mong ông chớ chọc giận ông ấy. Trác Mộc Cường ba lừ mắt nhìn đám mặc đồ đen, đeo găng đen, tay cầm dùi cui cao su cũng màu đen, khẽ kêu lên, hử. Andrea nói, trong tay ông đang nắm giữ chìa khóa mở cửa kho vàng, tất cả mọi người ai ai cũng muốn tìm ông cả. Thực ra, ông chỉ có hai lựa chọn, một là hợp tác với các tổ chức lớn, vừa tuân thủ pháp luật lại vừa biết nói lý lẽ như chúng tôi, nhận một khoản tiền lớn mà hưởng thụ, hay là rơi vào tay những tổ chức nhỏ không biết tuân thủ pháp luật kia, khụ khụ, vậy thì thảm lắm đó, bọn chúng thì xưa nay vẫn bất chấp thủ đoạn thậm chí còn không ngại uy hiếp tính mạng của ông để moi bằng được từ miệng ông ra thứ chúng muốn ông nghĩ đi người thông minh như ông trác mộc cường ba đây nhất định sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt giữa hai con đường này phải vậy không andrea ra vẻ chính khí người người như thể sự thực đúng là vậy tên béo họ lưu kia liền lên tiếng châm chọc được rồi andrea đừng khoe tài hùng biện nữa thằng cha này cứng đầu lắm nói mềm nói cứng đều không xong nếu thuyết phục được hắn thì tôi thuyết phục từ lâu rồi trác mộc cường ba buông ba tan ra nói anh sai rồi tôi vẫn còn lựa chọn thứ ba nữa andrea cười khẩy đáp lại vậy hả trác mộc cường ba nói kho vàng kho viết gì cũng tự tôi đi tìm tổ chức lớn nhỏ gì cũng mặc xác dẹp hết sang một bên andrea nói vậy thì phải xem ông có bản lĩnh ấy hay không đã trác mộc cường ba cười lạnh lùng cứ thử xem cơn gió lạnh lắng xuống trong giây lát Trác Mộc Cường ba bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở, một luồng nhiệt lưu dần dần lan chảy đi khắp cơ thể, nụ cười giả tạo của Andrea cũng dần biến mất, đôi mắt xanh lam nhìn xoáy tròng chọc vào Trác Mộc Cường ba, cũng chưa thấy y có động tác hay ra hiệu gì, đám người áo đen phía sau đã đột nhiên nhận được tín hiệu, ào ào xông thẳng về phía gã. Tên áo đen đầu tiên xông tới trước mặt Trác Mộc Cường ba giơ cao cây rùi cui đang chuẩn bị quật xuống, không hiểu thế nào, cổ tay đã đột nhiên bị Trác Mộc Cường ba nắm chặt, kế đó một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể nào kháng cự nổi truyền tới, cây rùi cui đã tự đập thẳng vào giữa chán hắn. Tên áo đen trúng đòn, tức thì lăn ra ngất xỉu. Trác Mộc Cường ba thuận thế kéo mạnh một cái, vung cả người tên áo đen ấy ra xa, cây rùi cui đã rơi vào tay mình, liên tiếp vụt vào khoảng không ba bốn cái, phát ra những tiếng vù vù rợn cả người. Gương mặt Andrea bắt đầu trở nên khó coi hơn một chút, ra tay nhanh thật. Tên béo họ lưu nhướng mày lên, nói, thế này thì đáng gì, đợi lát nữa anh mới biết chắc Mộc Cường ba tiên sinh này lợi hại thế nào. Y đưa mắt nhìn đám người áo đen Andrea dẫn theo, lại nói, đám người anh dẫn theo này, chỉ sợ vẫn chưa đủ cho ông ta đánh đâu. Nói dứt lời, liền vỗ vỗ vào cặp đùi đã hơi tê tê vì chuột rút của mình, chuẩn bị co giò chạy biến. Thật sao, Andrea nở một nụ cười lạnh lẽo, liếc mắt nhìn sang một gã áo đen đứng bên cạnh mình. Tên này nhe răng cười khẩy, xải chân bước thẳng vào vòng hỗn chiến. Tên áo đen này thể hình chiều cao cũng tương đương với chắc mộc cường ba, vạt áo măng tô đen dài chấm đất, chiếc mũ phớt rộng vành đội lệch che mất hai mắt, chỉ lộ ra nửa gương mặt như nham thạch. Nhìn bóng lưng y, không hiểu sao, tên béo họ lưu bỗng thấy thời tiết như lạnh hơn thêm chút nữa. Trước sau, trái phải đều có kẻ địch, đầu đầu cũng là tiếng vù vù của rùi cui vụt vào không khí, chắc mộc cường ba lách tìm khoảng trống giữa đám người áo đen, lần nào cũng lướt qua được trong những khoảnh khắc xít sao chỉ thấy cả người gã bước lùi về phía sau một bước lớn, vừa khéo chặn cứng đường tiến của một tên áo đen đang từ phía sau lao tới, khuỷu tay thúc mạnh ra một cú, tên kia còn chưa kịp giống lên đau đớn, cánh tay gã đã thuận thế vung ra, một tên đen đuổi đứng cạnh liền bị cây rùi cui đập cho bẹp cả lỗ mũi. Tiếp ngay sau đó, gã lại cúi thấp người, tránh một rùi cui quật vào gáy, đồng thời chân phải tung ra một cước đá bay một tên khác, kế đó kéo giật tên bị đánh dập lỗ mũi ra phía sau lưng mình, làm khiên đỡ ba cây rùi cui khác quật đến, rồi lại tạt ngang một cú, ép hai tên phía trước phải lùi lại. Thân thể gã xoay một vòng, hướng về phía sau, dùng dùi cui đẩy bật một tên ra, nắm đấm đồng thời vung lên tiến thêm một tên nữa. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, đầu người nhấp nhô, chốc chốc lại có một kẻ bất hạnh bay vút ra cùng những tiếng kêu gào thảm thiết. Trác Mộc Cường ba tay cầm cây dùi cui, trông như tuyển thủ đánh kiếm, thoát tiến thoát lùi, có tấn công, cũng có phòng thủ, luồn lách giữa đám người như cá trong nước, linh động dị thường, dùng hết khả năng biến hóa của cơ thể, lấy sức một người mà chặn cả mấy chục người lại ở góc đường. Hiểm nỗi đối phương quả thực quá đông, song quyền nan địch tứ thủ, chắc một cường ba nghiêng người lộn vèo một vòng, vốn đã tránh được hai cây rùi cuối cùng lúc chặn trên chặn dưới, đột nhiên lại cảm thấy có người đặt tay lên vai mình. Chắc một cường ba không cần nghĩ gì, chân phải đã lẳng lặng đạp mạnh về phía sau, chỉ thấy bàn tay đặt trên vai đột nhiên lơi ra, rồi bất chợt ấn lên gót chân mình. Lần này thì gã cũng không khỏi giật thoát mình, tuy chưa thấy dung mạo đối phương thế nào, nhưng chắc Mộc Cường Ba cũng có thể cảm nhận được khí thế ung dung bình tĩnh của y. Gã đột nhiên bổ nhào về phía trước, tránh khỏi cây rùi cui trước mặt, hai tay vừa trống xuống đất, chân phải liền đá vung ra, cảm thấy bàn tay đặt trên gót chân phải đã buông, hai chân gã liền vắt vào nhau, đồng thời hai tay cũng chống xuống bật mạnh lên, lộn nhào 180 độ về phía trước, rồi thân thể lại xoay thêm 180 độ nữa. Chân vừa chạm đất, chắc Mộc cường ba liền tức thì rùn người xuống, chân đá quét một cú, hất ngã ngửa hai tên đứng bên mé, đồng thời cũng nhìn rõ tên mặc áo măng tô đen đang đứng trước mặt mình. Chỉ thấy bên dưới chiếc mũ rộng vành, khóe môi lạnh lẽo hơi nhếch lên, phát ra một nụ cười khiến người ta nhìn mà dởn cả gai ốc. Nụ cười cổ quái của người đàn ông khoác áo đen ấy khiến chắc một cường ba thầm giật thoát cả mình, bỗng dưng nhận ra bên dưới lớp áo bành tô dài thừa đó, một bàn chân đã thỏ ra đến sát trước mặt mình. Gã vội lan sang một bên né tránh, đồng thời cũng không quên vươn tay ra kê vào đầu gối đối phương ánh mắt người áo đen lộ vẻ tán thưởng, cẳng chân vươn ra thu giật về, rồi lại đá ra tiếp, lần này thì nhắm đúng vào cánh tay Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền sang, vội xoay người 360 độ, cuối cùng cũng chống tay được xuống mặt đất mà không bị đá lăn ra. Nhưng người gã lại va phải cây rùi cui của một tên mặc đồ tây màu đen khác, đúng lúc đó, tên kia còn chưa kịp đắc ý thì đã ngã bổ ngửa ra phía sau, va và vào hất văng đồng bọn phía sau ra, nhường cho Trác Mộc Cường Ba một con đường. Trác Mộc Cường ba bị kinh hãi một phen, chỉ thấy trên trán tên áo đen ngã ngửa ra kia rỉ ra một chút máu, vết đạn. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, lẽ nào còn có người giúp mình? Người khoác măng tô đen kia cũng trông thấy tên mặc đồ tây ngã xuống, hơi nhíu mày lên, đã lại thấy Trác Mộc Cường ba đứng lên, hai mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào mình. Y đưa tay chỉnh lại chiếc mũ, cặp mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt Trác Mộc Cường ba. Một cảm giác kỳ dị từ mắt đối phương truyền qua, Trác Mộc Cường Ba có cảm giác như toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể mình đều đang đóng chặt lại, cơ thịt khắp người căng hết lên như muốn vỡ tung ra vậy. Trong đầu gã chợt giấy lên một liên tưởng kỳ quái, dường như tên áo choàng đen này muốn dùng ánh mắt để khóa chặt gã lại, giống như hôm gặp Vương Hữu ở bệnh viện, khiến toàn thân gã không sao nhúc nhích nổi, còn cơ thể gã thì lại đang gắng hết sức phản kháng lại điều đó. Đúng lúc này, nắm đấm của đối phương cũng đã vung tới trước mặt. Nhìn nắm đấm đang nhỏ hóa ra to dần, cảm giác được hơi gió mạnh mẽ khiếp người ấy, trong chắc một cường ba bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lực bất tòng tâm, dường như cả bốn phía trước sau trái phải xung quanh mình, đều đã bị nắm đấm đó khóa chặt hết đường lui, còn những động tác phản xạ bản năng của cơ thể thì cũng không thể nào theo kịp được tốc độ của cú đấm đó. Gã vội dơ cả hai cánh tay lên, nắm đấm hai người đập mạnh vào nhau. Liên đó, tên khoác măng tô đen lại liên tiếp tấn công, đòn sau còn nhanh hơn đòn trước, khiến chắc một cường ba chống đỡ hết sức vất vả, cứ năm chiêu thì lại chúng phải một đòn chỉ thấy hai người đấm qua đấm lại xoay đỡ chọc bốn nắm đấm như mãnh hổ hùng slao vào nhau cắn xé đấm thẳng đấm móc đấm tạt chiều chiều thức thức liên tiếp không ngừng thoát cái đã xòe tay ra quấn xoay bẻ chặt thoát cái lại hóa thành rắn độc bọ cạp quấn chặt không thôi người bên ngoài đứng nhìn chỉ thấy hoa hết cả mắt thoạt trông như thể hai người đều mọc ra mười mấy cánh tay vậy đồng thời chân hai người cũng không ngừng nghỉ đá móc đá giật đá từ trên xuống lên gối cả hai đều vận dụng hết toàn bộ cơ thể mình, cố gắng áp chế được đối phương cả về tốc độ lẫn sức mạnh. Còn như ai hơn ai kém thì chỉ có chắc Mộc Cường ba tự hiểu rõ, đối phương mỗi lần biến chiêu, cản đỡ đều vẫn còn khoảng trống, còn gã thì đã tận hết sở năng, thân thể đã vận dụng đến mức cực hạn, nếu người áo đen này tăng tốc độ đường quyền lên thêm chút nữa thôi, chắc chắn gã sẽ không thể nào theo kịp. Bạn đang đọc chuyện được tải. Bất hạnh thay, mối lo của Trác Mộc Cường ba đã trở thành hiện thực, sau chừng chục chiêu nữa, người khoác áo măng tô đen kia càng lúc càng thêm hứng thú với Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên tăng tốc độ lên. Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy trước mắt nhòe đi, bốn phương tám hướng đều là nắm đấm, vội vàng giơ cả hai tay lên chặn trước mặt, một luồng sức mạnh ào ạt dồn vào chỗ hai cánh tay giao nhau, bộp bộp bộp, tức thì đẩy gã lùi lại mấy bước liền. Trong lúc giật lùi, trông thấy vạt áo măng tô đen đang lao thẳng về phía mình, gã tự biết khó mà tránh được cú đá này, đành gồng người lên mà chịu đựng vậy. Không ngờ, một tên mặc đồ tây trông thấy Trác Mộc Cường ba rơi vào thế yếu, nóng lòng lập công, đã vội vung rùi cui lên đập tới, vừa khéo lại xen vào giữa Trác Mộc Cường ba và người mặc áo măng tô đen kia. Đối thủ của Trác Mộc Cường ba nổi cơn thịnh nộ, quát lên bằng tiếng Nga, cút đi. Một cước tung ra, tên láo táo tranh công kia liền như con diều đứt dây, bay qua trên đầu sáu bảy tên đồng bọn, không biết là rơi xuống chỗ nào nữa. Trác Mộc Cường ba tranh thủ được một thoáng đó thở hổn hển, đồng thời cũng ngấm ngầm kinh hãi, nếu cú đá vừa rồi mà nhầm vào gã thì. Tên lưu béo thấy cục thế đã có chút biến hóa, không khỏi kinh ngạc thốt lên, người, người đó là ai thế? Andrea cười cười nói, Valery, vua chiến đấu tay không của nước Nga chúng tôi. Luận về công phu quyền cước, không ai có thể thắng được anh ta cả. Cận vệ của ông chủ nhà chúng tôi đó. Đúng lúc chắc Mộc Cường ba tránh được Valery, một tia lửa lóe lên, gã chỉ thấy một bên má bỏng rát nhức nhối, hóa ra là một viên đạn bay sát sạt qua mặt trác mộc cường ba vội lăn tròn một vòng nấp vào giữa đám người trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ chuyện gì vậy không phải muốn giúp mình mà muốn giết mình hay sao có lẽ là chúng muốn lấy thông tin ở chỗ mình thế nhưng phát súng vừa rồi rõ ràng là nhắm vào mình hơn nữa ở đây bao nhiêu người như vậy chúng không để ý đến người của mình sao lẽ nào còn một nhóm khác nữa những kẻ khác lại ào xông lên trác mộc cường ba không kịp nghĩ ngợi gì nữa lại rơi vào vòng khổ chiến khi viên đạn thứ ba bắn trúng một tên áo đen, Andrea mới phát hiện ra có sự bất thường, nghi hoặc hỏi, sao lại có súng? Ai nổ súng vậy, có phải người của anh không? Lưu béo lắc đầu, nói lăng nhăng, người của tôi nằm dưới đất hết kia kìa. Xem ra, không chỉ có anh theo dõi tôi đâu, chính anh cũng bị người ta đeo bám rồi. Andrea vội ra lệnh, mày, mày, mấy thằng chúng mày lên nóc nhà kia xem thử, rốt cuộc là người của bọn nào. Khốn thật, cả người của bọn ta mà cũng dám bắn hả, đúng là chán sống rồi. Một số tên áo đen đã chạy đi, xung quanh chắc một cường ba lại luôn có một tay bắn tỉa rình rập, những tên áo đen cũng không dám áp sát quá gần, áp lực bên cạnh chắc một cường ba giảm xuống rõ rệt, gã vừa luồn lách giữa đám áo đen ấy, vừa cảnh giác quan sát hướng di động của Valerie, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ địch. Lúc này, cả bọn áo đen kia ngược lại đã trở thành tấm bình phong chắn giữa gã và Valerie. Đột nhiên, phía đông con phố vang lên tiếng huyên náo, lại ào ra một đám người nữa. Andrea cuống lên, vội dặn dò, nhanh lên, bọn mày đi chặn chúng lại. Đồng thời, cả y lẫn lưu béo đều lấy điện thoại di động ra lý la lý lô báo cáo với cấp trên. Lại một nửa số tên áo đen bị điều đi, chắc một cường ba và ba tang cũng đã trông thấy đám người ở phía đông con phố, nhưng vừa ngoảnh đầu, phía tây lại loang loáng ánh đèn, không biết lại có thêm bao nhiêu tên khác. Andrea càng thêm khốn đốn, kêu lên, sao lại đến nữa à? Mấy thằng chúng mày, sang bên kia, vâng vâng, vâng vâng. Tôi, tôi sẽ cố hết sức. Không, nhất định sẽ ổn, nhất định sẽ ổn, nhưng mà... Ba tang chặn một cây rùi cui quật tới, tung cước đá văng kẻ tấn công đi, nói, bao nhiêu người thế này, xem ra nhất thời chúng ta khó mà đi nổi rồi. Trác Mộc Cường ba dựa lưng vào lưng ba tang, đẩy bật ba tên khác ra, nói, nhưng cứ quẩn chân ở đây đánh nhau mãi thế này cũng không phải cách, chúng ta chỉ có hai người. Phải nghĩ cách rời khỏi đây mới được. Ba tang lắc đầu, đối phương đông quá, lại vẫn còn ùn ùn đổ về đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cứ như thể chúng mai phục sẵn chờ chúng ta đến vậy. Lúc này ở phía nam lại thêm một đám người nữa nhảy sổ ra, lời qua tiếng lại không hợp với đám cầm rùi cui điện ở phía tây, hình như bắt đầu lao vào chẳng nhau. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên quan sát, cùng ba tang vừa đánh vừa giật lùi đến sát tường, đoạn nói, xem ra chỗ này là nơi bọn chúng hẹn gặp mặt với đám thanh niên chơi pa cua kia, tôi nghĩ, có lẽ chúng lợi dụng đám thanh niên ấy để dụ chúng ta tới đây, nhưng đồng thời chúng cũng lại bị những thế lực khác để ý, bọn này nối đuôi bọn kia. Tóm lại là, bình thường đám người này đều ẩn nấp xung quanh chúng ta, chẳng qua chúng ta không phát hiện ra mà thôi, giờ thì cả đám đều lộ mặt hết cả rồi. Trên thế giới có bảy mươi mấy tổ chức mua tìm bạc ba la thần miếu cơ mà, tôi đã bảo rồi, không thể nào chỉ có một mình tên béo đó tới kiếm tôi được. Gã cũng tự biết, các thế lực khác e rằng đều có ý đồ tọa sơn quan hổ đấu, rồi làm ngư ông đắc lợi, chỉ hiềm nỗi sự xuất hiện của tên mặc áo măng tô đen kia đã làm rối loạn kế hoạch của chúng. Ba Tam nói, vấn đề bây giờ là, chúng ta làm sao thoát thân được đây? Cường ba thiếu ra. Ha, các người không thoát nổi đâu. Một câu tiếng Nga vang lên tiếp lời ba Tang. Anh ta ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dài chấm đất, đội mũ phớt đứng chắn trước mặt mình. Lúc này, đám áo đen còn lại đều đã lao vào hỗn chiến với những nhóm người khác, vừa khéo lại để cho ba người bọn họ một khoảng trống. Ai vậy? Ba Tang vừa nhìn, thấy tên này chỉ có một mình mà dám chặn hai người bọn họ lại, liền nắm chặt tay xông thẳng lên. Trác Mộc Cường ba ở phía sau vội kêu lên, "Cẩn thận đó, Ba Tang, hắn lợi hại lắm." Lời còn chưa dứt, Ba Tang đã lao tới trước mặt Valerie, tay phải giữ dứ, dứ, rồi tung một cú đấm móc tay trái. Chỉ thấy Valerie vươn tay trái ra chặn bên trái, rồi gạt sang bên phải, nhẹ nhàng hóa giải thế công của Ba Tang, kế đó, cánh tay trái lại vươn thẳng ra, chúng ngay lồng ngực Ba Tang. Ba tang loạn choạng ngã ngửa, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tay phải chống xuống, hai chân cùng lúc phi lên đá vào bụng dưới Valerie. Chỉ thấy tên người Nga ấy mỉm cười, hai chân đứng yên bất động, nửa thân trên khẽ ngả về phía sau, tránh hai bàn chân đạp tới của ba tang, kế đó dùng tay trái vượt từ dưới lên, chộp lấy gót chân ba tang, sơ lên cao, nhấc bổng cả người ba tang lộn phộc lên, rồi ngay tức thì xoay người, tung chân lên. Mắt thấy cú đá đó sắp trúng cột sống ba tang, chắc một cường ba đã kịp thời xông tới, đá thẳng vào đùi non Valerie một cú trời dáng. Cẳng chân Valerie thu về vươn ra hết sức tự nhiên, thế công xoay chuyển, đùi non móc lại, khiến Trác Mộc Cường ba bị lỡ đà loạn trọng mất mấy bước. Lúc này ba tang đã lộn một vòng rơi xuống đất, hai chân tức thì dẫm mạnh, cả người lao bổ về phía đối thủ. Cho đến lúc này, thực lực chân chính của vua chiến đấu tay không nước Nga mới thực sự bộc lộ, y ứng phó với thế công của cả Trác Mộc Cường ba và ba tang mà không hề kém thế. Ba tang người lùn, cánh tay cũng ngắn, không gây được nhiều uy hiếp với y, nên Valerie chỉ nhằm vào Trác Mộc Cường ba mà tấn công. Gã phải chống đỡ hết sức vất vả, hai chân đối phương đều ẩn bên dưới chiếc áo mang tô dài thường thượt, căn bản không thể thấy y xuất cước như thế nào, hơn nữa tốc độ và sức mạnh nắm đấm của y cũng hơn hẳn gã một bậc, phe này đã toàn lực tấn công, lập tức khiến Trác Mộc Cường ba cuống cả tay chân lên. Được mấy chục chiêu, cả Trác Mộc Cường ba và ba tang đều cùng lúc trúng đòn, tuy đã hóa giải được sức mạnh cú đấm ấy, nhưng cả hai vẫn nhất loạt liên tiếp lùi về sau, đến khi lưng áp vào chân tường mới trụ vững được thân hình. Hai người thở hổn hển, kinh hãi nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi ý kiến. Người này là cao thủ. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Tầng 2 của bức tường này có lan can, tôi lên được, anh giúp tôi. Được, đi, Trác Mộc Cường ba đột nhiên hét lớn. Cùng với tiếng hét của gã, ba tàng đã xuống tấn mã bộ, 10 ngón tay giao nhau trước ngực, Trác Mộc Cường ba sải chân bước tới, dẫm mạnh lên đùi anh ta, kế đó lại đạp vào chỗ hai bàn tay giao nhau ấy. Ba tang dùng hết sức lực toàn thân, hất mạnh một cái, cả người chắc mộc cường ba liền như đại bàng xòe cánh, bắn vọt lên trên, lập tức chụp được lan can tầng 2, rồi bật người gác hai chân móc lấy lan can, ngả người buông xuống, chụp lấy hai tay ba tang kéo giật lên trên. Valerie lúc này mới nhận ra bọn họ định bỏ chạy, xông vút tới nhầm đúng chỗ mạng sườn ba tang tung ra một đấm. Cũng may chắc một cường ba kéo lên nhanh, cú đấm của y đã hụt vào khoảng không, chỉ khoan trên bức tường xi măng một cái lỗ to bằng miệng bát. Hai người cùng leo lên, chui vào trong nhà. Valerie nhìn bóng hai người khuất dần phía trước, không khỏi buột miệng khen ngợi, chật, chiêu này đẹp đấy. Lũ người áo đen tranh nhau tràn vào trong tòa nhà, nhưng khi thở hồng hộc chạy lên được tới sân thượng, chúng chỉ còn biết nhìn theo hai cái bóng đã biến mất trên nóc một tòa nhà khác mà thở dài bất lực. Valerie trở lại bên cạnh Andrea, tên này đang thở hồng hộc, nhớ nhác chỉ huy đám vận đồ đen đuổi theo bọn Trác Mộc Cường Ba, thấy y liền vội hỏi, sao lại để chúng chạy mất thế? Valerie lắc đầu đáp, thân thủ này, bộ đội đặc trùng bình thường không thể so bì được. Tôi có thể khẳng định, bọn chúng đã được huấn luyện theo một chương trình lấy khả năng ứng biến của thân thể làm chủ đạo. Lưu Béo không hiểu hỏi, nghĩa là thế nào? Valerie nói, tôi chuyên luyện các kỹ năng chiến đấu tay không, nếu chỉ dùng quyền cước, dù là lính đặc trùng trong quân đội, có đông thêm vài tên nữa cũng đã bị đánh ngã rồi, nhưng hai kẻ này thì khác, bọn chúng vẫn có thể an toàn rút lui trong khi bị tôi tấn công. Lưu Béo lập tức há hốc miệng, vậy có nghĩa là, hai tên này còn lợi hại hơn cả lính đặc trùng nữa. Valerie lắc đầu, nói, trong động tác của chúng, không có nhiều kỹ xảo bắt tóm hay hạ sát đối phương, mà đa phần đều là những động tác né tránh hết sức khéo léo linh hoạt. Hừ, có điều, kẻ có thể huấn luyện được chúng trở nên như vậy nhất định là cao thủ. Tôi thật muốn được đấu một trận với tay cao thủ thực sự đứng đằng sau đó quá đi mất. Andrea nói, giờ không phải lúc nói những chuyện này, phải mau nghĩ cách chặn hai người đó lại. Y hiểu rõ, ông chủ đã giao cả tay vệ sĩ thân tín nhất xưa nay chưa bao giờ rời xa nửa bước cho mình, vậy thì nhất định phải giữ chắc một cường ba lại cho bằng được. Lần này mà không hoàn thành nhiệm vụ, thật không biết lúc trở về sẽ có kết cục gì chờ đợi y nữa. Valerie nhìn chắc một cường ba và ba tang đang nhảy lao vun vút giữa các tòa nhà, lúc thì leo tường, lúc lại lao vút qua cửa sổ, xòe hai tay ra, lắc đầu nói, cái môn này thì tôi không biết. Cuối cùng thì chắc Mộc Cường Ba và Ba tang cũng mỗi lúc một rời xa chiến trường. Trong lúc băng qua con phố, nhìn bên dưới thấy ánh đèn lấp loáng, tiếng hò hét vang trời, Ba tang không khỏi thốt lên, đúng là lớn chuyện thật. Chợt điện thoại di động của Trác Mộc Cường Ba đổ chuông. Gã móc máy ra nhận cuộc gọi, chỉ nghe giáo sư Phương Tân lo lắng hỏi, Cường Ba à, tình hình cậu ở Nga thế nào? Lấy được đồ chưa? Lấy được rồi thì mau mau về ngay, hoàn cảnh của cậu giờ đang rất nguy hiểm đó." Trác Mộc Cường Ba cười khổ nói, "Thầy giáo, sao giờ thầy mới nói?" Giáo sư Phương Tân lại hỏi, "Alo, alo. Cường Ba à, chỗ cậu sao ổn thế?" Trác Mộc Cường Ba chống một tay vào bệ cửa sổ, nhìn đầu người nhấp nhô bên dưới, đáp, "Ừm, um, chỗ này hơi nhiều người một chút." Giáo sư Phương Tân lớn tiếng nói, "Cậu nghe đây, Lữ Cánh Nam vừa trở về." cô ấy cũng không ngờ cậu lại ra nước ngoài cô ấy bảo với tôi theo sau cậu bây giờ chỉ e không chỉ có những kẻ muốn moi thông tin về bạc ba la thần miếu từ miệng cậu đâu mà còn có cả những kẻ muốn giết chết hai người nữa đấy thầy nói gì cơ trác mộc cường ba giật thoát mình suýt chút nữa thì rơi xuống giáo sư phương tân nói giờ nhất thời cũng khó mà nói cho rõ được tóm lại là lấy được đồ thì lập tức trở về ngay đừng nán lại đó thêm ngày nào nữa ba tang theo sát phía sau gã hỏi, sao thế? Trác Mộc Cường Ba nói, giáo sư bảo chúng ta lấy được đồ thì mau trở về ngay, còn nói hoàn cảnh của chúng ta bây giờ đang rất nguy hiểm. Ba Tang hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, cười gượng gạo. Trở về khách sạn, hai người không dám dùng rằng lâu, trực tiếp quét tài liệu vào máy tính, gửi qua mạng Internet về cho giáo sư Phương Tân, rồi thu dọn các đồ dùng tùy thân lập tức ra sân bay, bay về Trung Quốc ngay trong đêm. Nhớ lại một ngày bôn ba vất vả, tuy suýt chút nữa bị bắt cóc, nhưng cuối cùng cũng mang được tài liệu về, hai người đều vừa kinh hãi vừa mừng vui. Lúc máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay phố Đông, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn cảm thấy hân hoan vui sướng vì những gì cách thức hô hấp mới mang lại cho cơ thể, bỗng phát hiện ra có điều bất ổn. Toàn thân gã cứng đờ, mỏi như rũ rượi, chỉ hơi động đậy một chút thôi cũng đã đau đớn lạ thường, chỉ hơi khẽ nhúc nhích ngón tay thôi, cả cánh tay cũng đau đến run lên lẩy bẩy. Gã len lén nói với ba tang, lát nữa xuống máy bay, anh đỡ tôi một chút, hình như tôi không nhúc nhích nổi nữa rồi ba tang vội hỏi chuyện gì vậy trác mộc cường ba lắc đầu không biết hình như là vận động quá sức giờ cơ bắp toàn thân đều rão hết cả tựa như sắp đứt lìa ra rồi vậy sắc mặt ba tang trầm xuống không hiểu đang nghĩ gì trong đầu trác mộc cường ba thực sự không thể nào hiểu nổi cứ dần vặt mãi trong lòng thầm nhủ trở về ha Sa nhất định phải đi tìm lữ cánh nam hỏi cho rõ ràng rốt cuộc chuyện này là thế nào lúc xuống máy bay Trác Mộc Cường ba không thể nào đi lại được, ba tang lo lắng sức khỏe gã lại gặp phải vấn đề khác, vậy là bèn đưa tới bệnh viện kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì đặc biệt. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm nghe gã thuật lại sự biến đổi bất ngờ trong cơ thể, kết hợp với các triệu chứng lâm sàng, đưa ra chẩn đoán những gì mà quá nhiều axit lactic, cái gì mà thoát osamino cyclopropen, làm Trác Mộc Cường ba nghe mà như người giữa lớp mây mù, mãi sau cùng mới hiểu được, đại khái chính là dùng sức quá độ, thân thể thoát lực mà thôi. Lúc ở bệnh viện Thượng Hải, gã liên lạc với giáo sư Phương Tân, ông mới cho biết một tin tức khác. Thì ra, Lưu Cánh Nam nhận được thông tin, đám du kích vũ trang bọn họ từng gặp trong rừng già châu Mỹ và địa cung Maya gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sự kiện lần đó khiến quân du kích hết sức mất mặt, vì vậy một trong ba đại đầu lĩnh dưới trướng vua ma túy, đồng thời cũng là một tướng lĩnh cấp cao của quân du kích, tướng quân Guillermo đã đích thân hạ lệnh bằng mọi giá phải đưa kẻ gây chuyện đó xuống địa ngục hình như bọn chúng đã kiếm đâu ra được một phần tài liệu về các thành viên trong nhóm của trác mộc cường ba lần đó lại còn phái người đến trung quốc điều tra nữa trong biên giới trung quốc bọn chúng không dám làm bừa nhưng khi đã ra đến nước ngoài thì rất khó nói các thế lực khủng bố ấy gần như là có chân rết ở khắp mọi nơi không đâu là không vươn tới vậy giáo sư phương tân cũng đã gọi trương lập trở về chắc là khoảng một hai ngày nữa anh cũng đến thượng hải trác mộc cường ba bất giác nhớ lại những lời son từng nhắc nhở mình vì tìm kiếm cánh cửa dẫn đến thành phố vàng, dẫu cho có chạy đến chân trời góc biển, quân du kích cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Thật không ngờ, sự việc xảy ra ở rừng rậm châu Mỹ đến nay vẫn còn chưa kết thúc. Trác Mộc Cường Ba cũng kể lại một ngày kinh hồn bạt vía của họ, giáo sư Phương Tân cứ suýt xoa may mắn mãi không thôi, có điều tình thế đã dần trở nên khó khống chế, giáo sư cũng không khỏi có thêm mấy phần lo lắng. Ở những nơi bọn họ không nhìn thấy được, vẫn còn không biết bao nhiêu cặp mắt hao háu đang ngấp nghé rình mò cánh cửa thần bí xa xăm kia. Còn về tài liệu bọn họ mang về, giáo sư Phương Tân nói, ông đã đọc lướt qua toàn bộ một lượt, đa phần đều là tiếng Đức, chỉ có một phần nhỏ đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga, xem ra vẫn cần tìm đến các chuyên gia nhờ giúp đỡ. Giáo sư đã chuẩn bị một bản sao, đồng thời tìm Lữ Cánh Nam liên hệ với các chuyên gia đầu ngành. Về mặt này chắc Mộc Cường Ba không cần lo lắng, chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi tính dưỡng cho khỏe, đợi trương lập về thượng hải tập trung rồi cả bọn sẽ cùng trở về tây tạng trác mộc cường ba lại thuật lại tỉ mỉ những vấn đề bất ổn xuất hiện trong cơ thể mình với lữ cánh nam một lần ở bệnh viện lần thứ hai là trên máy bay về nước tuy tình hình không giống nhau lắm nhưng thân thể đều không sao nhúc nhích nổi trong lời kể của gã ý chừng như đang ngầm hỏi cô kiểu hô hấp đặc biệt kia có liên quan gì hay không vậy lữ cánh nam ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi rất lâu mà cũng không nói được nguyên nhân chỉ bảo Trác Mộc Cường Ba đợi cô suy nghĩ cho kỹ càng trước, có lẽ phải một thời gian nữa mới cho gã câu trả lời được. Trác Mộc Cường Ba biết, chắc là cô còn phải đi hỏi pháp sư Á La rồi mới trả lời gã được. Kế đó, gã liền kể những chuyện gặp phải bên Nga cho mẫn mẫn, bày tỏ nỗi nhớ nhung một hồi lâu. Sau khi gác máy, Lư Cánh Nam không sao bình tĩnh được nữa. Trong hai tình huống mà Trác Mộc Cường Ba kể với cô, chuyện toàn thân thoát lực do ổ đả thì còn hiểu được, nhưng bị người khác nước một cái đã không thể nhúc nhích thì thật không khỏi khiến người ta giật mình kinh hãi. Theo như những gì cô được biết, thân thể chỉ gặp phải tình trạng như vậy trong một trường hợp duy nhất, giống các loài động vật yếu thế như thỏ hay gà, bị chim ưng hoặc sói xám dồn vào góc chết, không còn đường nào mà chạy nữa, ý thức đã hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể dứt khoát từ bỏ luôn phản kháng, toàn thân liền không thể nhúc nhích được nữa. Nếu kẻ săn mồi áp sát thêm một bước nữa, con mồi ắt sẽ ngất xỉu đi. Thế nhưng nếu muốn làm một người có thể cách và năng lực cao như Trác Mộc Cường ba này sinh cảm giác sợ hãi tột bực nhường ấy, thử hỏi có kẻ nào làm được cơ chứ? Dù là bậc mật tu đại sư có tu vi cao hơn Pháp Sư Á La một hai cấp e rằng, cũng khó lắm, lẽ nào, những thế lực ẩn nấp sâu nhất trong bóng tối, cũng đã để ý đến đội của bọn họ rồi. Chắc không thể nào đâu, một nhóm nhỏ như bọn họ, lẽ ra không thể khiến bọn họ để ý đến mới đúng. So ra với lối suy nghĩ nguy hiểm mà không thiết thực ấy, tiềm thức của Lữ Cánh Nam nghiêng về hướng muốn tin vào cách giải thích thứ hai hơn. Dẫu sao thì lúc giao cho cô bộ phương pháp hô hấp này, Pháp Sư Á La đã từng nói, tuy ông đã mang nó đi trưng cầu ý kiến rất nhiều bậc đại sư, nhưng cũng mới chỉ có thể thực hiện được về mặt lý thuyết, thực tế vận dụng như thế nào, rốt cuộc sẽ xuất hiện tình trạng gì thì không ai có thể nói rõ được. Bỏ đi, chuyện này cứ đợi Pháp Sư Á La trở lại rồi bàn sau, Lữ Cánh Nam thầm tự nhủ, trong lòng như thể đã có thêm một tảng đá nặng đè xuống. Hai ngày sau, sức khỏe trác mộc cường ba dần bình phục cảm giác đau đớn đã giảm bớt có thể tự mình xuống đất đi lại được lúc này trường lập cũng về tới thượng hải anh chàng hỏi thăm tìm tới được bệnh viện vừa gõ cửa phòng bệnh đã kêu toáng lên ha ha tôi trở về rồi đây trác mộc cường ba vịn tay vào thành giường ngồi dậy mừng rỡ nói nhìn bộ dạng hưng phấn hí hửng của cậu lần này chắc là tìm được thứ gì hay ho rồi phải không trương lập nói thu hoạch lớn tuyệt đối là thu hoạch lớn cường ba thiếu ra nhất định anh không thể ngờ đâu. Tới đây, anh chàng ngừng lại dây lát, rồi lại nói, nhưng tạm thời chúng ta không nói chuyện này vội, tôi còn mang về cho anh một vị trợ thủ đắc lực nữa đây này, thử đoán xem tôi đưa ai về nào. Trác Mộc Cường ba ngẩn người, trong tâm trí đã lờ mờ nghĩ đến một người, nhưng vẫn chưa dám khẳng định, bỗng nghe ngoài cửa có người gọi, Johnson. Trác Mộc Cường ba bật người xuống đất, kêu lên, son. Mái đầu bài kim xuất hiện trước cửa, son chào ba tang, rồi bước đến ôm chặt lấy trác mộc cường ba nói ha ha không ngờ tôi lại đến phải không trác mộc cường ba bấu chặt hai vai son nói hay lúc đi chẳng chào tôi lấy một tiếng anh cũng vô tình quá đấy son nói không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại đúng không nói thật đấy lúc trong rừng sâu tôi không dám tin vào mắt mình nữa làm sao mà anh thoát ra được thế trác mộc cường ba nói để sau này từ từ nói chuyện dài lắm gã lại quay sang hỏi trương lập phải rồi sao mà hai người gặp nhau vậy trương lập cười cười kỳ ngộ chúng tôi gặp nhau ở babila đấy son tiếp lời tôi vốn chuẩn bị tới khu vực không người ở sông ruaha một thám hiểm nên đến babila mua sắm một ít trang thiết bị cần dùng không ngờ trương lập cũng ở đó anh ta nhận ra tôi ngay mới đầu tôi còn không dám chắc nữa chỗ ấy heo hút như thế sao lại có người gọi tôi chứ ha ha trương lập lại nói sau khi gặp mặt tôi mới sực nghĩ ra đấy chứ Chúng ta đang thiếu một nhà thám hiểm kinh nghiệm phong phú như Son, anh ấy là ân nhân của tôi và Nhạc Dương, lại từng chung hoạn nạn với chúng ta, có anh ấy giúp sức, chúng ta không chỉ là có thêm một người giúp sức đắc lực thôi đâu." Ban đầu Son cũng không chịu, nói cái gì mà kế hoạch đã chuẩn bị hết cả rồi, giờ sao có thể đột nhiên thay đổi được? Tôi phải đeo bám ghê gớm lắm mới kéo được anh ấy về đây đấy." Son nói, "Tôi đã bảo rồi mà, đời này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đến Tây Tạng thăm những người bạn cùng chung hoạn nạn." chỉ có điều lúc đó đúng là đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, hơn nữa còn cả một đám bạn phượt đang chờ tôi nữa. Nhưng rốt cuộc thì lại vẫn bị anh chàng này thuyết phục rồi. Trác Mộc Cường ba hỏi, anh biết hết rồi à? Son nói, không rõ lắm, chỉ biết mọi người muốn tìm một nơi cực kỳ nguy hiểm mà cũng vô cùng kích thích ở khu vực không người trên đất Tây Tạng. Trương Lập bảo để đích thân anh nói ra sẽ đặc sắc hơn. Trác Mộc Cường ba nói, son này, tôi không thể không nói cho anh biết, nơi chúng ta sẽ đi không chỉ là nguy hiểm và kích thích thôi đâu mà phải nói là cực kỳ nguy hiểm có thể mất mạng nữa đấy hay là để tôi kể cho anh nghe một số chuyện chúng tôi từng trải qua rồi anh hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định không son nổi cáu đứng bật dậy nói tôi đã đến trung quốc như vậy có nghĩa là tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi tuy vẫn chưa rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi đã quyết tâm giúp mọi người một tay rồi giống như ở trong rừng rậm nhiệt đới mọi người giúp tôi vậy thôi vấn đề nguy hiểm đến mạng sống ấy cũng phải lôi ra làm chủ đề câu chuyện của chúng ta hay sao? Mấy người chúng ta ở đây, có kẻ nào là không mấp mé trên lần danh sinh tử rồi chứ? Lẽ nào anh cho rằng ra sức vì bạn bè mà cũng phải nghĩ đến chuyện sinh tử của mình sao? Hay là muốn nói tôi đây không đủ tư cách trở thành bằng hữu của anh? Trác Mộc Cường Ba nói, anh nghĩ đi đâu vậy? Đương nhiên tôi coi anh là bạn rồi. Hiện giờ, đúng là chúng tôi rất cần sự giúp đỡ. Tôi cũng rất vui nếu anh gia nhập, nhưng người trung quốc chúng tôi có tập tục bao giờ cũng đặt bạn bè lên hàng đầu chính vì vậy mà sự sống chết của bạn bè bao giờ cũng quan trọng hơn tính mạng mình rất nhiều son anh đã cứu mạng tôi có thể nói lần đó anh đã cứu mạng của cả nhóm chúng tôi cũng không sai vì vậy cùng với việc anh dốc sức giúp đỡ chúng tôi tôi cũng hy vọng anh có thể biết được nhiều hơn tình hình của chúng ta phức tạp hơn trong tưởng tượng của anh nhiều sau khi anh hiểu được hoàn toàn có thể chọn ở lại hay là rút lui son mỉm cười không cần nói nhiều nữa tôi đã tới trung quốc nghĩa là đã đưa ra lựa chọn của mình giờ anh lại bảo tôi chọn lần nữa tức là làm nhục thân phận của tôi đó son nói xong liền nhìn thẳng vào trác mộc cường ba nụ cười quý tộc ấy toát lên một vẻ kiên định không gì lay chuyển nổi cuối cùng trác mộc cường ba cũng vươn bàn tay to bè của mình ra nắm chặt lấy tay son nói tốt lắm hoan nghênh anh gia nhập trương lập và ba tang cùng lúc vỗ vỗ lên hai vai son tỏ ý chúc mừng lúc đó son mới ngồi xuống thả lỏng người ra nói, từ lúc ở rừng Amazon tôi đã biết là các anh không chỉ đi mạo hiểm không thôi mà, cứ giấu giấu giếm giếm mãi. Trác Mộc Cường Ba nói, kỳ thực, khi ấy chính chúng tôi cũng không biết mình tới đó làm gì nữa. Còn giấu giếm gì hay không, anh cứ hỏi Trương Lập, Ba Tang cũng có thể làm chứng. Có điều, lúc đó cũng may là có anh, nếu không có kinh nghiệm băng rừng của anh, làm sao mà chúng tôi ra khỏi đó được chứ? Tôi vốn cũng không có lòng tin lắm vào lần xuất hành này, giờ có anh gia nhập, niềm tin của tôi tăng lên nhiều rồi, ha ha. Ba Tăng đứng bên cửa sổ ngoảnh đầu lại nhắc nhở, Trương Lập, lúc hai người trở về đây có bị ai theo dõi không? Chắc là không, Trương Lập đáp. Chắc Mộc Cường ba cũng ý thức được vấn đề này, liền nói, à phải, cậu đã biết tình hình lúc này của chúng ta rồi đúng không? Trương Lập lắc đầu, giáo sư chỉ nói là rất nguy hiểm, để Pháp Sư Á là đi thay tôi rồi. Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ quân du kích thực sự đi khắp thế giới lùng bắt chúng ta hay sao? Cho dù Pháp Sư Á là có hiểu biết về các dụng cụ thời cổ, nhưng về các công cụ hiện đại thì tôi cho rằng ông ấy không hơn tôi được. Ôi, thật chẳng muốn giữa đường bỏ của chạy lấy người như vậy chút nào. Trác Mộc Cường ba hỏi, những thứ ấy tốt thế hay sao? Mà cậu cứ canh cánh mãi thế. Trương Lập nói, mỗi nước, mỗi khu vực đều có những công cụ rất đặc sắc, tìm hiểu nguyên lý của những công cụ ấy, rồi tự mình ra công cải tiến, sẽ có được những công cụ cực kỳ tiên tiến cường ba thiếu gia nếu không tin anh có thể hỏi son xem son đúng không anh cũng biết công cụ ở đó rất tốt mà ba tang nói được rồi e rằng giờ không phải lúc để ôn lại chuyện xưa hay thảo luận vấn đề này chúng ta phải mau rời khỏi đây chiều qua tôi đã phát hiện có mấy tên lén lén lút lút hình như lại sắp có người đến nữa rồi đấy trương lập ngạc nhiên không phải vậy chứ anh ba tang liệu anh có lo lắng quá không son cũng nói dọc đường tới đây chúng tôi cũng có gặp phải chuyện gì đâu. Ba tang đưa mắt nhìn chắc một Cường Ba, nói, hai người không gặp phải chuyện gì, nhưng chúng tôi thì có đấy, đủ các loại thế lực, hai người chắc chắn không thể ngờ được đâu. Đi thôi, Trương Lập dìu Cường Ba thiếu ra. Trương Lập vừa giúp thu dọn đồ đạc vào túi, vừa hỏi, rốt cuộc là thế nào vậy? Cường Ba thiếu ra, anh và anh Ba tang gặp phải chuyện gì thế? Trong một tòa nhà lớn ở Chechnya, một bóng người ẩn mình trong bóng tối trầm ngâm suy tưởng, hồi lâu sau mới nói lại để chúng chạy mất rồi một một con sông tại tanzania audio điện tử võ tấn bền một bóng đen khác ở bên trái cất tiếng đám người đi thượng hải cũng công cốc rồi à bóng đen bên phải đáp đúng vậy bọn chúng rất cảnh giác thân thủ và năng lực phản ứng cũng vượt xa ước đoán ban đầu của chúng tôi đám người này không hề đơn giản chút nào đâu người bên trái nói các anh đánh giá người đàn bà đó quá thấp rồi Lữ Cánh Nam, theo thông tin chúng tôi nhận được, cô ta là một giáo quan huấn luyện bộ đội đặc trùng, hơn nữa còn là người giỏi nhất của Trung Quốc nữa. Trong vòng 3 tháng, cô ta có thể huấn luyện cho một người bình thường trở thành đặc công Trung Quốc. Y ngừng lại dây lát, rồi bổ sung, đặc công đẳng cấp cao nhất. Sao các anh không thử nghĩ đi, đám người đó đã được cô ta huấn luyện 2 năm rồi, tất nhiên là không thể coi chúng như người thường được. Vậy nên mới nói, nếu chúng ta hợp tác sớm hơn một chút thì đã không để xảy ra lần sơ suất này rồi. Người bên phải nói, chỉ hai bên chúng ta thôi thì vẫn chưa đủ, tôi còn muốn tìm cách liên hệ với thêm nhiều thế lực nữa, bên Nhật đã đồng ý gia nhập, phía Anh, Mỹ thì đợi đã lâu lắm rồi, giờ chỉ cần thuyết phục thêm mấy tổ chức lớn ở Đức và Ý. Còn nữa, chúng ta cần phải tìm ra được tay súng tối hôm qua nữa, hình như hắn chỉ muốn giết chết bọn chúng, điều này hoàn toàn không phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Người của tôi báo về, nói hắn là sát thủ chuyên nghiệp, tôi đang tính cách điều tra xem ai là kẻ đứng sau thuê hắn. Người bên trái nói, "Được rồi, nếu hai tên trùm ở Ý và Mỹ đồng ý phái người đến đàm phán, nói không chừng chúng ta có thể liên kết được với nhau, không cần mạnh ai nấy làm nữa." Thị trấn Tobemori ở nước Anh. Merkin đi đi lại lại một cách bất an, không ngừng lẩm bẩm, "Ngu xuẩn quá, thực là ngu xuẩn quá." Sauce cười cười nói, "Cần gì phải phàn nàn mãi thế, dù sao thì cũng là bọn chúng để lộ mình cơ mà, chỉ cần chúng ta không bị lộ là được rồi." Merkin nói, "Anh không biết đấy." người của tôi nói bọn chúng đã có đầu mối mới chẳng mấy nữa sẽ có đột phá rất quan trọng tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ vậy mà đúng lúc ấy anh nói xem lại tự dưng xuất hiện một đám người như thế thật không hiểu bọn này nghĩ cái gì nữa sao lại để dò dỉ thông tin được cơ chứ xem ra tôi đánh giá năng lực của lữ cánh nam quá cao rồi giờ thì cả mấy gia tộc lớn cả mấy chục thế lực như ruồi nhặng người thấy mùi cứt chó bọn nào bọn nấy đều rục già rục dịch tôi nghĩ rất có thể cấp trên trong tổ chức cũng nhận được thông tin rồi chuyện này tới lúc đó không còn nằm trong sự khống chế của chúng ta nữa đâu trên đường trác mộc cường ba và son kể cho nhau nghe tình hình sau bận chia tay son nói sau đợt thám hiểm rừng rậm nhiệt đới ấy anh ta bị chấn động tinh thần về đến nhà cũng xa suốt mất một thời gian khi đó không từ mà biệt cũng vì mình chẳng những không lo được cho trương lập nhạc dương ngược lại còn được một cô gái cứu thoát Lòng tự tôn của một nhà quý tộc Ang Lê khiến anh ta hết sức xấu hổ. Về sau, có mấy người bạn rủ đi du lịch khắp châu Âu một vòng, tâm trạng anh ta mới dần bình thường trở lại, lúc nào cũng luôn nhớ đến những người bạn đã cứu mình trong rừng sâu Nam Mỹ, nhưng không có cách nào mà liên lạc được. Anh ta còn gửi thông báo lên mạng, nhưng cũng không hề nhận được hồi âm gì. Trác Mộc Cường Ba cũng kể hết toàn bộ những gì họ đã trải qua và việc họ đang thực hiện cho son nghe. Gã đã coi anh ta là người bạn đồng sinh cộng tử một người bạn đã vượt ngàn dặm xa xôi đến giúp mình một người bạn chân chính son nghe mà trợn tròn mắt há hốc miệng ra tựa như hoàn toàn không thể ngờ mấy người mình tình cờ gặp trong rừng già châu mỹ lại có mục tiêu kinh người đến thế lại gặp phải những chuyện nguy hiểm chết người đến thế ngồi trên máy bay mà anh ta cứ suýt xoa không ngớt nghe xong anh ta nói hương ba la thì tôi biết đó đó không phải là tiên cảnh trốn nhân gian mà một nhà văn nào đó tưởng tượng ra hay sao sao lại sao lại Trác Mộc Cường Ba nói, không, truyền thuyết về hương ba la kỳ thực đã có từ thời cổ đại ở Tây Tạng. Tuy không biết nó bắt đầu lưu truyền từ thời nào, nhưng nhiều người tin rằng nó có tồn tại, còn có vô số tín đồ dành cả đời mình để tìm kiếm vùng đất bí mật này nữa. Nhà văn ấy tôi cũng biết, tên là James Hilton, ông ta đi du lịch tới Tây Tạng, nghe được truyền thuyết này, rồi mới đem nó viết lại thành một bộ tiểu thuyết du ký. Trương Lập giơ hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói một mình, bạc ba la, sam ba la, hương ba la, Shangri-La, không ngờ nó còn có nhiều tên như vậy, cái gì mà đại lục Atlantic, trung tâm của trái đất, tiên cảnh nhân gian, thánh địa của Phật giáo, bản giáo, cùng lúc lại có nhiều thân phận như thế, nơi này đúng là một câu đố. Trở về Hasa, Trác Mộc Cường Ba thấy giáo sư Phương Tân ngồi trên chiếc xe lăn điều khiển bằng điện tử, tay vịn có bác ngang một tấm ván, bên trên đặt chiếc máy tính sách tay. Mái tóc bạc của giáo sư vẫn thế, chỉ có điều trên vầng trán đã thêm mấy nếp nhăn. Tuy rằng mới chỉ cách biệt có mấy tháng, nhưng trong mấy tháng này, Trác Mộc Cường Ba đã trải từ chấn động đến phẫn nộ, từ thất vọng đến tuyệt vọng, rồi lại sự tỉnh ngộ trở lại, cảm tưởng thật như hai cuộc đời hoàn toàn khác vậy. Chính là người thầy này và những anh em cùng chung sinh từ hoạn nạn đã kéo gã từ không gian tăm tối xám xịt kia trở về với cuộc sống. Giờ đây, gặp lại ông già tóc bạc mà mình tôn kính nhất, bao nhiêu lời chất chứa trong lòng Trác Mộc Cường Ba đều ứ lại nơi lồng ngực, chỉ biết ngây người ra nhìn giáo sư Phương Tân như nhìn một người cha. Giáo sư khẽ gạt chiếc cần điều khiển ở cạnh tay, đưa xe đẩy lại bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, nói, trở về rồi, hình như cậu gầy đi nhiều đấy. Thầy giáo, đặt đồ đạc xuống trước đã, không có ai theo dõi đấy chứ. Người này là... Son, tôi đã nhắc với thầy rồi, Son, đây là thầy giáo của tôi, giáo sư Phương Tân. Nào nào nào, ngồi đi, ngồi đi, đừng ngại ngùng như vậy chứ. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba giới thiệu hai người với nhau. Giáo sư Phương Tân hết sức vui mừng vì có Son gia nhập. Mọi người lại tiến hành nghiên cứu thảo luận, cứ như vậy, Son đã dần dần hòa nhập vào tập thể này. Khí chất quý tộc và thứ tiếng Anh phát âm rất chuẩn của anh ta khiến ai cũng có thiện cảm. Trác Mộc Cường Ba hỏi mấy người bọn Đường Mẫn đi đâu? Giáo sư Phương Tân đáp, Mẫn Mẫn đang ở cơ sở huấn luyện. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi, "Hả? Vẫn còn huấn luyện nữa à?" Giáo sư Phương Tân thở dài nói, "Đây chính là điều tôi muốn nói với các cậu đây." lần huấn luyện này không phải dành cho chúng ta, mà là một nhóm người khác, những người bạn mới của chúng ta, bao gồm cả tay vương hữu kia nữa. Trác Mộc Cường Ba thốt lên, cái gì? Giáo sư Phương Tân ra hiệu Trác Mộc Cường Ba chớ nên kích động. Trương Lập cũng cười cười nhìn gã. Trác Mộc Cường Ba ý thức được, trong thời gian mình bị xa suốt trầm luân, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Giáo sư Phương Tân nói, thời gian trước, để cậu được yên tâm dưỡng thương nên chúng tôi chưa nói với cậu. Mới đầu, sau khi đội bị giải tán, chẳng phải người của chúng ta rất thiếu hay sao? Tôi đã thuyết phục Hồ Dương, để anh ta giúp tôi kiếm thêm mấy người nữa, tôi cũng liên lạc được với vài nhà thám hiểm. Sau rồi, khi Nhạc Dương trở lại cũng dẫn theo mấy người bạn trong quân đội, cả Pháp Sư Á La sau khi từ Thượng Hải trở về cũng đi mời thêm một vị đại sư trong tôn giáo của ông ấy đến, thêm vào Vương Hữu và anh Son đây, tổng cộng có 19, 20, 21 người, giờ thì cậu có cả một nhóm đông đảo rồi đấy nhé. Trác Mộc Cường ba ngẩn người ra, chuyến đi núi tuyết trở về không thiếu người nào, giờ thành ra lại thêm nhiều người như vậy, chuyện này dẫu nằm mơ gã cũng không thể ngờ được. Giáo sư Phương Tân lại cười nói, bất ngờ đúng không, đến cả tôi cũng không ngờ được nữa là. Trác Mộc Cường ba nói, bọn họ vẫn đang huấn luyện à. Giáo sư Phương Tân gật đầu đáp, ừm, um, Lư Cánh Nam nói tuy họ có căn cơ làm nhà thám hiểm rồi, nhưng vẫn cần huấn luyện một cách hệ thống mấy tháng thì mới đạt được trình độ của chúng ta lúc đi châu Mỹ, vì vậy ngay từ đầu cô ấy đã đặt ra cho họ một quy trình huấn luyện hết sức chi tiết. Hơn nữa thời điểm đặt nền móng ban đầu là quan trọng nhất, thế nên đợt rồi chúng tôi cũng không để họ đi Thượng Hải. Chắc Mộc Cường ba sực nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi, đông người như vậy sao? Thầy giáo, thầy nói xem, liệu bọn họ có liên quan gì đến những kẻ? Giáo sư Phương Tân giơ ngón tay trỏ lên, nói, không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, dẫu sao đã mời người ta gia nhập thì cũng phải cho người ta biết mình đi làm gì, người nhiều miệng lắm tôi nghĩ tin tức chúng ta đi tìm bạc ba la thần miếu quá nửa là bị các thế lực ẩn tàng xung quanh thăm dò được lúc truyền tay nhau như thế chuyến đi lần này chúng ta không cần nhiều người đến thế lữ cánh nam sẽ khảo hạch họ rất nghiêm khắc thực ra tới giờ đã đào thải đi mất năm người rồi cuối cùng còn lại bao nhiêu thì cũng không rõ có điều từ lúc bắt đầu huấn luyện là bọn họ đã hoàn toàn không liên hệ gì với thế giới bên ngoài nữa rồi giờ chỉ cần chúng ta cẩn thận Vòi bạch tuộc của những thế lực kia chắc cũng không thể tìm thấy chúng ta được đâu." Trác Mộc Cường ba sực hiểu ra nói, "Chẳng trách khi tôi kể lại yêu cầu của Vương Hựu, Mẫn Mẫn và Nhạc Dương đều cảm thấy để Vương Hựu gia nhập với chúng ta cũng không vấn đề gì, nhất định là họ nghĩ vừa khéo để anh ta cũng tham gia huấn luyện luôn." Gã chợt quay đầu lại hỏi Son, "Anh thấy con người tay Vương Hựu đó như thế nào?" "Vương Hựu?" Son nghi hoặc hỏi, rồi nhanh chóng hiểu ra, đáp lời: mọi người đang nói đến tay vương hữu cùng đoàn phượt với chúng tôi ở châu Mỹ phải không? Phải, chúng tôi cứu anh ta ra khỏi địa cung Maya, mà anh ta thì nhặt được ở đó một tấm gương đồng cổ có liên quan tới bạc ba la thần miếu. Giờ anh ta đang lấy tấm gương đó ra uy hiếp chúng tôi, đòi tham gia vào đoàn tìm kiếm thần miếu này. Chắc Mộc Cường ba nửa đùa nửa thật thuật lại vắn tắt sự việc. Nét mặt son lộ vẻ hoang mang, việc này, kỳ thực cũng không thể nói chắc được. Anh biết đấy, dân phượt bọn tôi chủ yếu đều tụ tập với nhau trên mạng, mà lúc đó chúng tôi cũng không ngồi chung một thuyền. tôi chỉ nhớ anh ta đi khá gần với cai, đều là người châu á cả mà. giáo sư phương tân nói, phải rồi, nhắc đến vương hữu, còn một chuyện nhỏ cần nói với cậu. tay vương hữu đó vẫn chưa tham gia huấn luyện đâu, anh ta nói cần một lời hứa của cậu trước đã. anh ta cho rằng cậu là loại người hứa một lời nặng càng ngàn vàng, người khác thì dù hứa hẹn hay ký hợp đồng gì anh ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Trác Mộc Cường Ba liền hỏi, còn tấm gương đồng kia? Giáo sư Phương Tân Ngượng cười đáp, đương nhiên phải đợi cậu đàm phán ổn thỏa đã. Trong lúc Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đối thoại, hai hàng lông mày của Son nhíu lên, nhưng rất khó nhận ra, chỉ có ba tang liếc mắt nhìn thấy. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi vẫn cảm thấy, mạo muội để vương hữu gia nhập là quá nguy hiểm, tôi có cảm giác lúc đến tìm tôi biểu hiện của anh ta hình như rất nôn nóng, không biết là có mục đích gì khác nữa không? tấm gương đồng ấy thực sự quan trọng đến vậy sao giáo sư phương tân bật chiếc máy tính sách tay để trên tấm gác phía trước chiếc xe lăn lên nói nhìn cái này đi còn nhớ không mấy người bọn trác mộc cường ba vây thành một vòng cung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của giáo sư hình ảnh trên đó trông thật hùng vĩ mà thần bí lạ thường toát lên sắc thái địa phương rất nồng đậm trác mộc cường ba làm sao mà quên được đây chính là hình vẽ trên bốn bước vách cung điện của tử thần trong tầng thứ năm của địa cung mai ha Ba người còn lại đều mới lần đầu tiên trông thấy, thầy đều kinh hãi thốt lên trước hình vẽ toát ra khí thế hừng hực ấy. Giáo sư Phương Tân nói, chú ý nhìn kỹ nhé, bức tranh này, cả bức này, bức này nữa. Ông nhích ngón tay, liên tiếp chỉ ra mấy bức ảnh khác nhau, đều là những bức không có biểu tượng cụ thể, một vài bức vẽ các hoa văn trang trí phức tạp, có bức là hình vẽ trên nắp quan tài, còn cả những hình mà không ai hiểu gì có đánh dấu chấm đen nữa. Giáo sư Phương Tân nói, mới đầu tất cả các chuyên gia về maya đều không lưu ý là mấy bức hình này có gì khác biệt thế nhưng khi dịch đến đoạn cuối của bài văn khác trong mộ thất thì họ liền phát hiện ra một vấn đề trong văn bản khác có một từ được nhắc đến rất nhiều lần các chuyên gia đã dựa theo ký hiệu suy đoán có lẽ có thể dịch là tia sáng cũng có chuyên gia đưa ra giả thiết nói ý nghĩa hình tượng của ký hiệu đó có thể là tia sáng bị ngăn cách ngoài việc xuất hiện rất nhiều lần từ này còn được gắn liền với vị thần nadimuke mà người maya tôn sùng nữa đến giờ các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải được hàm nghĩa chân thực của nó nhưng thực ra với các đầu mối chúng ta hiện đang nắm trong tay trực tiếp dịch tổ hợp ký hiệu ấy ra có lẽ chính là phong ấn tỏa thành được ánh sáng tỏa chiếu trác mộc cường ba ngờ vực hỏi cũng có khả năng là nghĩa khác đúng không sao có thể đoán định chính là giáo sư phương tân xua tay ra hiệu gã ngừng lại nói tiếp cậu nghe tôi nói hết đã còn một nguyên nhân nữa khiến đoạn văn dịch này trở thành nút thắt cổ trai trong quá trình phiên dịch của các chuyên gia về maya khi các chuyên gia dịch đoạn văn tự khắc này một mặt họ đối chiếu với một số văn bản mẫu và tìm kiếm những ký hiệu tương tự mặt khác họ phát hiện ra khi khắc đoạn văn này trong mộ người maya cũng khắc xung quanh bốn bức tường các hình vẽ đối ứng với nó đem so sánh những hình vẽ này và bài văn khắc có rất nhiều đoạn khó dịch liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều thế nhưng Riêng đoạn nói về thần Nadimuke và phong ấn tỏa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì không hề có các hình vẽ đối ứng, vì vậy mới trở thành câu đố khó giải trong mắt các chuyên gia về Maya. Trước hôm các cậu đi Moscow một ngày, người bạn chuyên gia của tôi mới sực nhớ ra, trong đống ảnh tư liệu về các bức bích họa tôi gửi cho anh ấy, có vài bức chỉ có hoa văn mà không có nội dung gì thực tế. Đồng thời, anh ấy cũng nghĩ đến một câu chuyện khác nữa, đó là chuyện một nhà khảo cổ học người Anh nghiên cứu tấm mặt nạ bằng ngọc xanh của vua Maya, Pakan, ông ta cho rằng bên trong tấm mặt nạ này còn ẩn chứa nhiều thông tin chứ không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó nên quyết trí vén bằng được tấm màn bí mật của tấm mặt nạ ấy sau khi thử nghiệm rất nhiều phương pháp sự chú ý của nhà khảo cổ học tập trung vào những chấm đen nhỏ đặc biệt nhìn như để đánh dấu trên nắp quan tài nói tới đây giáo sư phương tân đưa mắt nhìn trác mộc cường ba xem gã có ấn tượng gì không trác mộc cường ba giật mình chấn động đương nhiên là gã có ấn tượng tất cả mọi thứ trong địa cung ấy đều để lại trong gã một ấn tượng sâu sắc dĩ nhiên bao gồm cả những hình vẽ nhìn không hiểu nhưng có những điểm đen nhỏ rất nổi bật làm dấu ấy giáo sư phương tân tỏ ra rất hài lòng trước phản ứng của trác mộc cường ba có ấn tượng đúng không những hình ảnh chúng ta ghi lại được trong cung điện của tử thần ở địa cung maya cũng có điểm tương đồng như vậy khi đó nhà khảo cổ học kia chợt nảy ra một linh cảm lạ thường ông ta bèn chụp lại những hình ảnh được đánh dấu đó chia ra thành từng mảng nhỏ một rồi xử lý bằng tia ích khiến những bức hình chụp thực thể vốn không thể nhìn xuyên qua thành hình ảnh trong suốt ánh sáng có thể xuyên qua được, giống như thế này đây. Giáo sư Phương Tân ấn mấy nút trên bàn phím, chọn ra hai bức hình không rõ nội dung hàm chứa điều gì, sau khi máy tính xử lý, chúng liền trở nên trong suốt như tấm phim chụp X quang. Giáo sư vừa thao tác, vừa giải thích, sau đó, nhà khảo cổ học người anh ấy chồng những tấm hình có ký hiệu đánh dấu tương đồng lên nhau. Cùng với thao tác điều khiển của giáo sư, hai bức hình trong suốt đã xếp chồng lên nhau. Một màn kỳ dị liền hiện ra trước mắt mọi người, hai bức hình vốn không thể nhìn ra nội dung biểu đạt điều gì, sau khi xếp chồng lên nhau, liền hình thành một bức hình mới hoàn toàn khác, phần đổ bóng của bức hình thứ nhất được hoa văn của bức hình thứ hai lấp vào, chỗ trống trong bức hình thứ hai lại được hoa văn của bức thứ nhất chiếm cứ, hai bức hình đã ghép lại một cách hoàn mỹ. Trong bức hình mới này, Quốc Vương cầm trong tay cây gậy hình rắn tượng trưng cho hoàng quyền, nhưng lại đứng ở bậc thang phía dưới, bên trên có một người ăn mặc hết sức kỳ dị trịnh trọng đưa cho nhà vua một vật tròn tròn sáng lấp lánh. Các bộ hạ của nhà vua đều chia ra đứng hai bên trái phải, thần thái nghiêm túc, những người quỳ dạp mình phía dưới nữa chắc có lẽ thuộc tầng lớp thấp kém hoặc nô lệ. Đây, đây là, chắc một cường ba kinh ngạc đến nói không nên lời nữa. Giáo sư Phương Tân nói, không chỉ có vậy, còn có thể thế này nữa. Nói đoạn, ông xoay chuyển hai bức hình 15 độ, hình ảnh đổ bóng lại lập tức tạo ra một bức hình mới. Nhà vua nhận lấy hình tròn ấy, Hôn lên mũi giày của người ăn mặc trang sức kỳ dị kia, lại xoay thêm 15 độ nữa, hình ảnh chuyển thành quốc vương Maya đặt hình tròn ấy trước ngực, tỏ ra vô cùng cung kính nghiêm trang, như đang trịnh trọng thể độc gì đó vậy. Hai bức hình đặt chồng lên nhau, sau khi xoay chuyển liên tiếp, không ngờ lại còn tổ hợp ra được nhiều hình ảnh đến vậy. Trí tuệ của người Maya lại một lần nữa khiến mấy kẻ sống trong thời hiện đại này kinh ngạc mãi không thôi. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc hỏi, sao lại làm được thế này? Giáo sư Phương Tân đáp, với tri thức ngày nay của chúng ta, đem hai bức hình trong suốt xếp chồng lên nhau để tạo ra hình ảnh mới cũng không có gì ly kỳ cả. Đó được gọi là ảnh xếp chồng, một trong những kỹ xảo đặc biệt thường dùng trong điện ảnh những năm 80, 90. Nhưng từ 1.000 năm trước, người Maya không hề có các thiết bị tạo ra hình ảnh trong suốt đã làm cách nào để thực hiện được, thì chúng ta không thể hiểu nổi, đây chỉ là một câu đố nhỏ trong vô số câu đố mà người Maya để lại cho đến tận ngày nay mà thôi chúng ta cũng không cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu trí tuệ của người Maya làm gì. Chắc mọi người đều hiểu rõ mục đích của tôi khi cho mọi người xem những bức hình này. À, ở đây còn hai bức nữa, xem xong sẽ hiểu rõ hơn. Giáo sư Phương Tân lại điều khiển máy tính chọn ra hai bức hình có ký hiệu tương đồng, dùng máy tính xử lý hình ảnh rồi xếp chồng lên nhau. Lần này, những hoa văn rối loạn thoạt nhìn tựa như không hề theo bất cứ quy luật nào được tổ hợp lại, hiện lên hết sức rõ nét. Một đám người Maya, đang đặt vật hình tròn đó vào phần trên của một gian mật thất, khảm ngược vào vách tường phía trên, đồng thời cánh cửa đá hình tam giác bên cạnh đã minh chứng rất rõ ràng, đó chính là cánh cửa cấm kỵ trong địa cung Erhis. Xem tới đây, Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ý của giáo sư Phương Tân, ba người còn lại thì chỉ lờ mờ đoán được đại khái. Giáo sư Phương Tân chỉ vào bức hình nói, nhờ phát hiện ra những hình ảnh ẩn này, các chuyên gia đã dịch được 90% bài văn khắc trong địa cung rồi, vì vậy, dựa trên các thông tin chúng ta thu thập được từ trước đến giờ, có thể khẳng định rằng, tấm gương đồng trong tay vương hữu kia, chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà nghìn năm trước xứ giả cổ cách vượt đại dương, mang đến châu Mỹ. Tất cả đều ngẩn người ra, trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Giáo sư Phương Tân lại nói với Trác Mộc Cường Ba, nếu cậu cho rằng những thông tin lấy được trong địa cung Maya vẫn chưa đủ để chứng minh, tôi còn một chứng cứ trực tiếp hơn nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, là chứng cứ gì vậy? Giáo sư Phương Tân đáp, chẳng phải cậu vẫn không hiểu tại sao Vương Hữu lại biết chúng ta đang đi tìm gương ba la một còn gì? Đáp án, chính là ở trên tấm gương đồng đó. Còn nhớ những ký hiệu tạng cổ mà chúng ta không thể lý giải được ở mặt sau tấm gương không? Cậu có biết, ý nghĩa của những dòng ấy sau khi dịch ra là gì không? Đoạn ký hiệu ấy tuy rất dài, kỳ thực dịch ra lại chỉ có một câu, hương ba la mật quang bảo giám. Chuyện này, tôi đã chứng thực với vương hữu rồi. Còn một điểm nữa tôi có thể nói với cậu, trên thế gian này, người có thể đọc được loại ký hiệu tạng cổ này chỉ còn không quá ba người, mà một trong số đó chính là đức nhân lão gia cha cậu đấy. đến giờ chắc Mộc Cường ba mới hoàn toàn tin phục, đồng thời cũng sực hiểu ra, chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy những ký hiệu đó gã lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. trên tấm thang ga màu đen, đoạn ký lục liên quan đến nghi thức người qua ba cổ sống chung với sói, chính là dùng loại ký hiệu thoạt nhìn tưởng giống tiếng tạng cổ mà thực chất lại hoàn toàn khác này chép lại. cả Son cũng không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau kinh ngạc kêu lên ô thần kỳ quá đúng là không thể nào tưởng tượng nổi thứ mọi người đã bỏ sót ở châu mỹ giờ lại trở về tay rồi giáo sư phương tân nói chính vì nguyên nhân này chúng ta không thể không thỏa thuận với tay vương hữu đó đành phải đáp ứng yêu cầu của anh ta thôi thấy chắc mộc cường ba ngây ra giáo sư phương tân lại nói nào chắc là sớm lấy được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đó thôi chúng ta tạm gác sang một bên đã giờ thì xem đến số tài liệu các cậu gửi về nhé Tuy vẫn chưa dịch lại, nhưng chỉ riêng bức hình này thôi đã cho chúng ta khá nhiều thông tin rồi. Cường ba à, cậu nhìn thử tấm bản đồ này xem, nhìn thử xem có nhận thấy được điều gì không? Chắc Mộc Cường ba quan sát tấm bản đồ có ký hiệu của đảng quốc xã ấy. Tuy không hiểu những địa danh chú thích trên đó, nhưng địa hình được vẽ lại khiến gã có cảm giác như đã từng gặp ở đâu. Hồi lâu, gã mới ngần ngừ nói, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải, đây là. Giáo sư Phương Tân cười cười nói, xem một tấm bản đồ khác này xem. Kế đó, ông liền điều khiển máy tính bật ra một tấm bản đồ khác đặt bên cạnh. Trác Mộc Cường ba lập tức hiểu ra, kêu lên, ô, bản đồ A Lý. Đặt hai tấm bản đồ cạnh nhau, đường nét giống đến kinh ngạc, Trác Mộc Cường ba vừa nhìn đã nhận ra ngay tấm bản đồ của quân Đức chính là bản đồ khu vực A Lý, mạch núi mạch sông đều chuẩn xác đến kinh người. Một Sangri La hay Hương Ba La đều là một. Giáo sư Phương Tân nói, không sai, tấm bản đồ này được quân nước đồn trú ở Tây Tạng vẽ ra, nên tôi đã nghĩ nhất định là một nơi nào đó ở Tây Tạng. Sau khi so sánh với bản đồ Tây Tạng và các quốc gia xung quanh, tôi liền lập tức nhận ra địa phương trên tấm bản đồ này là nơi nào. Ba Tang và Son cùng chúi đầu vào quan sát, giáo sư lại chỉ lên tấm bản đồ nói, mọi người xem đi, chỗ có chú thích số 3 này, cũng chính là căn cứ địa số 3, hết sức rõ ràng rồi đúng không? Nhịp tim chắc Mộc Cường ba không khỏi đập loạn lên, gã nói, đây, đây chính là vị trí của di chỉ vương triều cổ cách." Ba Tan và Trương Lập Đồng thanh thốt lên, hóa ra là ở đây. Son tò mò hỏi, "Đây là nơi nào thế?" Giáo sư Phương Tân liền giải thích, "Như vậy, tấm bản đồ này ít nhất cũng giải đáp cho chúng ta được một phần mệnh lệnh trên hộp thuốc lá, cấp trên yêu cầu họ trở lại căn cứ địa số 3, tìm thấy và giải dịch." Ở đây nói là trở lại, cũng có nghĩa là bọn họ cũng giống như chúng ta vậy, không phát hiện ra bất cứ lối đi nào trên đỉnh núi. Tên lính quốc xã đó chắc là lọt vào khu vực băng đứt gãy trên đường trở về. Thượng cấp yêu cầu họ trở lại cổ cách để tìm kiếm cái gì? Giải đọc cái gì? Đưa mắt nhìn ba người đang trầm ngâm suy nghĩ và vẻ mặt hoang mang của Son, giáo sư Phương Tân lại nói, "Chúng ta có thể đưa ra giả thiết thế này, sau khi có được bản đồ của Morton Stanley, quân Đức mới đến Tây Tạng." Vậy thì, nguyên nhân dẫn đến hành trình này tuyệt đối không thể chỉ là một tấm bản đồ không thôi. Chắc chắn bọn họ còn có được những đầu mối khác của Morton Stanley để lại. Đó là đầu mối gì được chứ? Liệu có thể nào là ký lục của Morton Stanley về chuyến hành trình đến Tây Tạng hay không? Trác Mộc Cường Ba nói, ý của thầy là, là, a, à, tôi hiểu rồi, nếu quân Đức biết được Morton Stanley phát hiện ra tấm bản đồ ấy ở trong mật thất cổ cách, hơn nữa còn biết được trong mật thất đó vẫn còn một cái hộp chưa bị lấy đi, sau khi lần theo bản đồ của Morton Stanley mà không tìm được lối vào, họ liền nghĩ đến việc trở lại cổ cách lấy chiếc hòm còn lại, cũng chính là Tấm bản đồ ở trong tay chúng ta, Ba Tang và Trương Lập Đồng thanh nói. Giáo sư Phương Tân gật đầu, có thể giả thiết là như vậy. Trác Mộc Cường ba kích động thốt lên, như vậy có nghĩa là chúng ta đã nắm trong tay tấm bản đồ duy nhất dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Giáo sư Phương Tân ngần ngừ nói, có thể nói như vậy nhưng vấn đề cũng chính là ở đây, tấm bản đồ này. Ông nói tới đây, trên màn hình máy tính liền hiện ra tấm bản đồ ra sói mà họ tìm được trong mật thất ở di chỉ cổ cách chính là tấm bản đồ nhìn như bản đồ chi tiết mạng lưới giao thông thành phố Bắc Kinh. Thực sự không có cách nào phá giải, ban đầu tôi vẫn còn cẩn thận chỉ gửi đi một phần, về sau đánh liều một phen, gửi hết toàn bộ bản đồ này cho các chuyên gia phá giải mật mã hình ảnh, có thể hỏi ý kiến được ai đều hỏi hết cả rồi. Cả Lữ Cánh Nam cũng phản hồi, rằng các chuyên gia nghiên cứu Tây Tạng cả đời ấy đều không thể tìm ra được gì trên tấm bản đồ này. Kết luận của tất cả các chuyên gia giống hệt như nhau, không có tấm bản đồ chỉ dẫn phương hướng nào lại vẽ như thế cả. 10 vị thì có đến 8 vị không chịu tiếp tục đi sâu nghiên cứu tấm bản đồ này nữa, chỉ vừa nhìn qua đã nói ngay với tôi, đây rõ ràng là bản đồ giả. Vì vậy, đầu mối của chúng ta cũng đến đây là đứt quãng. Trác Mộc Cường Ba lại quan sát thật kỹ một lần nữa, những đường nét trang chịt như tơ nhện phân bố khắp tấm bản đồ, khá nhiều đường còn được tô màu, bên cạnh có những ký hiệu kỳ quái, trên cả tấm bản đồ không hề có bất cứ văn tự nào. Những ký hiệu đó mang tính hình tượng rất cao, hoàn toàn khác với tiếng tạng cổ, cũng có thể nói, những hình ấy là vẽ một số loài động vật trừu tượng cũng không sai. Trác Mộc Cường ba lại một lần nữa chìm vào giữa vùng mê hoặc mịt mờ. Trước mắt, chỉ riêng về ký hiệu văn tự bọn gã đã tiếp xúc với bốn, năm loại khác nhau rồi, nhưng chỉ hiểu được một ít tiếng tạng cổ, còn văn khắc Maya, những ký hiệu hình vẽ Maya, ký hiệu văn tự của người qua ba cũng tức là những ký hiệu ở mặt sau tấm gương đồng và tấm thang ga có nói đến việc người qua ba sống chung với sói. Còn những ký hiệu động vật trừu tượng vô số ở trước mắt gã đây, tất cả cứ xoay chuyển, bay lượn không ngừng trong tâm trí. Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nét mặt nặng nề, nói, cũng có nghĩa là, tuy chúng ta đã phát hiện ra tấm bản đồ duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhưng tất cả đầu mối đều dừng lại ở hai thứ này, nếu không thể phá giải được thông tin ẩn chứa bên trong chúng thì cũng chẳng thể biết được điều gì hơn nữa, có phải vậy không, thầy giáo? Giáo sư Phương Tân gật gật đầu, có thể nói như vậy. Trương Lập nhắc nhở, liệu có giống như các hình vẽ của người Maya, kỳ thực tấm bản đồ này không giống như vẻ bề ngoài của nó, thông tin thực sự vẫn còn ẩn tàng bên dưới nữa. Giọng khàn khàn của ba tang cất lên, nhưng chúng ta không có tấm bản đồ gốc, cho dù có đúng là vậy thì cũng làm gì có cơ hội nghiên cứu chứ. Giáo sư Phương Tân điềm đạm, về điểm này thì có thể yên tâm. Từ sau khi chúng ta ở đảo huyền không tự trở về, các chuyên gia về Tây Tạng đã sử dụng tất cả các phương pháp kiểm tra một cách triệt để hai tấm bản đồ ra sói đó rồi sau khi dùng đủ các phương pháp hóa học, quang học, thanh học, điện từ học, ảnh tượng học, ký hiệu mật mã và hình hành chiều tượng ám thị học, kết luận rút ra đều như nhau. Đây là hai tấm bản đồ vẽ tay, ngoài việc dùng các màu sắc khác nhau để đánh dấu một số đoạn đường, cả hai tấm bản đồ đều không hề được xử lý đặc biệt gì, chúng ta thấy nó như thế nào, thì nó là như thế ấy. Son cũng lên tiếng, cũng có nghĩa là, mấu chốt để giải mã tấm bản đồ này nằm ở nội dung của nó, tất cả bí mật đều ẩn giấu bên trong những hình vẽ này thôi. Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thưởng, đúng vậy. Trác Mộc Cường ba nhìn những đường nét ấy, dần dần, cảm giác cả tấm bản đồ dường như đã hóa thành một mặt người nhìn gã cười chế nhạo. Giờ đây đầu mối quan trọng nhất đã ở trong tay, nhưng làm sao mới phá giải được lại trở thành một vấn đề lớn. Bọn họ về thực chất chẳng khác nào người mù đọc sách, đến cả các phương pháp giải mã cơ bản cũng không nghĩ ra được. Giáo sư Phương Tân thấy Trác Mộc Cường ba mặt ủ mày trao, liền an ủi, thư giãn đi một chút, sẽ có cách thôi. Chỉ tìm đầu mối trên tấm bản đồ này vẫn chưa đủ đâu, muốn giải mã được thông tin ẩn chứa trong nó, còn thì phải làm mấy việc nữa. Đầu tiên, đó là tận dụng hết khả năng thu thập thông tin liên quan đến Shangri-La và những danh xưng khác đã được biết đến của nó, xét cho cùng đó cũng là những thông tin bề mặt có thể tìm được. Thứ hai, chúng ta cần nhanh chóng có được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu trong tay, đây là một đầu mối nguyên bản mà chúng ta có được, nói không chừng nó có thể là chìa khóa để giải mã bản đồ cũng nên. Thứ ba, chúng ta cần đi sâu vào tìm hiểu các thông tin về tôn giáo thần bí của Pháp Sư Á La. Từ những nơi chúng ta đã đi qua, và các thông tin có được cho tới hiện giờ, đã không thể dùng ba chữ không đơn giản để hình dung tôn giáo này nữa rồi. Chắc Mộc Cường ba nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam đã nói với mình trong phòng bệnh tối hôm đó, hiểu rằng đó là một tôn giáo bí mật, bọn họ không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cho người ngoài, gã khe khẽ lắc đầu nói, được rồi, vậy bước đầu tiên của chúng ta chính là lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra bí mật ẩn chứa bên trong tấm gương đồng ấy. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói, nhưng có một điểm này tôi cần phải nói trước với cậu, Cường Ba à. Cái tay vương hữu đó, anh ta là một thương nhân rất lý trí, anh ta hiểu rất rõ mình đang làm gì. Từ thái độ của anh ta có thể thấy rằng, dù cho có chết, anh ta cũng nhất định phải chết ở sangri đấy. Trong lúc đàm phán, cậu cũng phải giữ vững lý trí có hiểu ý tôi không? Trác Mộc Cường ba cười khổ nói, hiểu rồi, nếu anh ta thích tới đó tự tử, tôi cũng không thể thay đổi ý chí của một con người được. Son và Trương Lập không rõ lắm về việc của Vương Hữu, hỏi han một hồi mới vỡ nhẽ. Son nói, ồ, thì ra là như vậy, nói thế thì, tất cả những người nghe nói đến nơi ấy đều muốn đến đó rồi. Nhưng tôi có một chủ ý thế này, mọi người có biết câu chuyện về người chèo thuyền và núi vàng không? Người ta phát hiện ra quảng vàng ở một bang nào đó trên đất Mỹ, Vô số người ùn ùn kéo đến đảo vàng, nhưng ở đó lại có một con sông rất rộng, mà trên sông cũng không có thuyền bè gì. Một người đào vàng lập tức từ bỏ ý định đào vàng của mình, anh ta lấy hết vốn liếng ra mua một con thuyền, chuyên chở người qua sông, thu tiền rất đắt. Bất kể những người đào vàng ấy có được vàng thật hay không, nhưng người chèo thuyền ấy vẫn giàu có hơn tất cả bọn họ. Tình huống của chúng ta lúc này hình như cũng rất giống vậy, chỉ bằng dứt khoát mở luôn một công ty du lịch cho rồi, đằng nào cũng có bao nhiêu người muốn đi như vậy cơ mà. Muốn đi thì cứ việc, chúng ta đứng ra thu phí, vừa hay có thể giải quyết được vấn đề tài chính, còn bọn họ có tìm được nơi ấy hay không, đến rồi có tìm được thứ bọn họ muốn hay không lại là chuyện khác. Son tự nhận thấy đây là một kiến nghị không tồi chút nào, nhưng sau khi dứt lời, bỗng phát hiện những người khác đều tròn mắt lên nhìn mình đầy kinh ngạc, không khỏi hơi có chút lo lắng, tôi, tôi nói sai gì à? Sau một hồi trầm ngâm, giáo sư Phương Tân là người đầu tiên lên tiếng, xem ra, chúng ta cần phải thay đổi phương thức tư duy rồi. Trong lòng ông lại thầm nhủ, cuối cùng cũng có người đề ra phương án này, anh bạn, kế hoạch của anh cuối cùng cũng tiến lên bước đầu tiên rồi, con đường này thực sự rất nguy hiểm đấy. Cường Ba à, thứ lỗi cho tôi, lần này không thể cho cậu biết chân tướng được. Trác Mộc Cường Ba vỗ mạnh lên vai Son, nói, chỉ có anh mới nghĩ đến chuyện này thôi đấy, Son ạ. À. Vốn ban đầu, chắc Mộc Cường Ba và các thành viên trong tổ huấn luyện đặc biệt chỉ muốn tập hợp thành một nhóm nhỏ, bí mật đi tìm bạc Ba La thần miếu cho dù có tìm bạn bè giúp sức thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến phương án mua thuyền thu phí. Cũng chính vì nguyên nhân này, khi Vương Hữu đề nghị ủng hộ tài chính để đổi lấy một chân trong đoàn đi sang Rila, chắc Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt ngay lập tức. Khi đối mặt với nhóm của Merkin, bọn họ cũng có thái độ bất hợp tác, hai bên đã ngấm ngầm giao tranh, đồng thời trong quá trình tranh đoạt đầu mối ấy, dường như họ đã là kẻ chiến thắng cuối cùng. Có điều, rốt cuộc Merkin đã nắm được những đầu mối gì, họ lại hoàn toàn không hề hay biết sau khi tin tức bị dò dỉ ra ngoài thế lực các phương ùn ùn kéo đến như nước thủy triều theo bản năng bọn họ chỉ muốn né tránh có điều đối với một nhóm người thiếu thốn cả tài chính nhân lực và vật lực như họ muốn tránh khỏi những thế lực hiện diện ở khắp nơi ấy đâu phải chuyện dễ biết được núi vàng ở đâu tự nhiên sẽ có người muốn đến đó đào vàng lúc này áp lực đối với những người duy nhất có phương tiện qua sông như bọn họ sẽ chỉ mỗi lúc một lớn thêm bạn đang đọc tại chấm cơm giờ đây bọn họ đang phải đối mặt với tình hình tựa nước lũ tràn về. Khi trên đê xuất hiện một lỗ hổng cá biệt như mất kinh, họ có thể dùng cách bít chám, đắp lại để bổ khuyết. Thế nhưng, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, nguy cơ vỡ đê đã ở ngay trước mắt, cứ tiếp tục đắp thêm thế này thì thật lực bất tòng tâm. Được giáo sư Phương Tân chỉ dẫn, chắc Mộc Cường Ba đã từng giả điên giả ngốc, nhưng các thế lực kia hiển nhiên vẫn không chịu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, do đó bọn họ đang phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn. Hơn nữa, trong tình hình nước lũ không có vẻ gì là muốn rút đi này, tiếp tục đắp đê rõ ràng không phải là cách hay, kiến nghị của Son vừa khéo có thể phá được cục diện bị động. Khi nước lũ sắp làm vỡ đê, thế không thể dừng được nữa, khơi thông dẫn dòng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, như vậy vừa có thể dẫn được dòng lũ đi, tránh được họa ngập úng, mà khi dòng nước lũ đã ở trong kênh dẫn nước, hướng đi của nó sẽ do người đào kênh quyết định. Trương Lập không đồng ý, nói: "Lẽ nào chúng ta cũng cho các thế lực khác nhập hội hết sao?" Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, "Không, đương nhiên là không, nhưng kiến nghị của Son lại có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự đeo bám nhằn nhằn của chúng." Trác Mộc Cường Ba nói, "Nếu làm tốt, đúng là còn có thể bù đắp được sự thiếu thốn về mặt tài chính của chúng ta." Trương Lập vẫn không hiểu, rốt cuộc mọi người đang nói gì đấy? Sao tôi càng nghe càng thấy hồ đồ vậy nhỉ? Ba Tang so sánh một cách hình tượng, giờ đây, các thế lực đó đều như một lũ chó điên, bọn chúng nhìn chằm chằm vào chúng ta không phải vì chúng ta đã chọc giận chúng, mà vì trong tay chúng ta đang cầm khúc xương. Nếu chúng ta ném khúc xương ấy đi, hừ, ba tang cười lạnh lùng nói, lúc đó sẽ được xem chó cắn nhau. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói, hơn nữa, khi chúng ta đã nắm trong tay hai đầu mối quan trọng nhất là tấm bản đồ chính xác duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi. Vậy thì, đem các tài liệu ghi lại được trong địa cung Maya và đảo huyền không tự ra bán cho bọn họ cũng có hề gì. Son thốt lên, mọi người giỏi quá, chủ ý này còn hay hơn của tôi nữa. Năm người lại thương lượng thêm một hồi, cho rằng phương pháp này quả thực rất khả thi, định đợi tất cả đến đông đủ rồi sẽ thảo luận cách thức thực hiện cụ thể. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói, được rồi, mọi người đã bôn ba cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta bàn tới đây thôi, ngày mai có lẽ Lữ Cánh Nam sẽ liên lạc với tôi. Cường ba à, ngày mai cậu chọn lúc nào đó nhanh chóng gặp mặt tay vương hữu kia lấy tỏa thành được ánh sáng tỏa chiếu về đây tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với các chuyên gia về quang điện học nữa trác mộc cường ba nói được ngày mai tôi sẽ đi tìm vương hữu luôn trương lập nói đợi chút đã giáo sư gói hàng chúng tôi gửi từ nước ngoài về đâu tôi muốn lấy ra cho cường ba thiếu ra xem để mọi người biết công cụ chúng tôi đi mua về tốt như thế nào giáo sư phương tân bật cười kha kha nói đều ở bên trong cả theo tôi trác mộc cường ba kinh ngạc thốt lên cái gì đều gửi về qua đường biêu điện sao Trương Lập mẹo đầu nói, chúng tôi mua toàn linh kiện điện tử, toàn là đồ hợp pháp cả đấy. Cả bọn đi theo giáo sư Phương Tân vào nhà trong, thấy trên bàn đặt mấy bọc hàng, nhìn bề ngoài đều không lớn lắm. Đây có lẽ chính là những trang bị mà mấy người bọn Trương Lập đã dựa theo quyển nhật ký của đường thọ đi khắp nơi chọn mua về. Trương Lập lấy làm thích thú xông đến bên chiếc bàn, thành thạo bóc bao bì. Lúc lấy các món đồ bên trong ra, anh dường như đã hoàn toàn biến thành một con người khác các loại thiết bị bày đầy một bàn trước mặt bọn trác mộc cường ba có cái nhận ra được có những cái không ai biết là gì công dụng như thế nào trương lập giới thiệu từ trái sang phải dây hút lực một trong những trang bị thường dùng nhất của chúng ta giảm chấn hình vòm trợ lực đàn hồi cực mạnh cái này thì không cần giới thiệu nhiều nữa đây là sản phẩm tốt nhất nhưng không phải của mỹ mà là hàng của pháp còn cái này cái món này chính là hình mẫu ban đầu của dây móc mà chúng ta sử dụng Do một sinh viên đại học tên là Bauer phát minh ra, họ gọi nó là xích xoắn. Trác Mộc Cường ba nhìn cái gọi là xích xoắn đó, thấy to bằng chiếc đài phát thanh cỡ nhỏ, dây thép và trục cuốn đều lộ cả ra ngoài, trông giống cuộn dây trên cần câu cá nhiều hơn. Ba Tang cũng nói, to vậy sao? Trương Lập nhún vai, hết cách, hiện nay trên thị trường vẫn chưa có bán dây móc kiểu mới như của chúng ta dùng, vì vậy chỉ có thể mua loại sản phẩm của 10 năm trước này thôi, các nhà leo núi trước đây đều đeo nó ở thắt lưng cả mà có điều cũng không ngại gì, cái này và dây móc cùng một nguyên lý, chỉ cần tìm hiểu được kết cấu bên trong của nó, chúng ta dư sức làm được một bộ dây móc mới. Còn đây, là áo cánh rơi, cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, gần như là giống hệt thứ chúng ta đã dùng, vốn là do một người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm tên là Kelly, và một nhà phát minh người Đức tên là Holden phát minh ra, nghe nói lấy cảm hứng từ loài sóc bay. Chắc một cường ba cầm một món đồ trông giống như cục pin sạc lên hỏi, cái này là gì? Mắt Trương Lập sáng rỡ lên, giật lấy cục pin sạc ấy, nói, thứ này hay lắm đấy, để tôi biểu diễn cho mọi người xem. Cường ba thiếu ra, anh lấy điện thoại di động ra đi. Giáo sư, máy tính của ông chắc phải cất vào hòm cách ly đấy. Đợi giáo sư Phương Tân cất máy tính xong, nụ cười trên môi Trương Lập từ từ tắt. Anh chàng làm ra vẻ nghiêm túc nói, Cường ba thiếu ra, anh gọi thử một số điện thoại nào đi, số nào cũng được. Chắc một Cường ba nói, vậy thì gọi số của thầy giáo đi điện thoại di động của giáo sư Phương Tân nhanh chóng đổ chuông. Trương Lập liền nói, chú ý đây, ngón cái tay phải của anh ấn nhẹ lên phần đuôi cục pin sạc một cái, đèn báo pin lập tức giảm đi một nấc, chuông điện thoại của giáo sư Phương Tân đồng thời tắt lịp, còn đầu trác mộc cường ba thì nghiêng ra xa khỏi chiếc điện thoại đang áp bên tai, bởi vì trong điện thoại đã vang lên những tạp âm rất chói tai. Chuyện gì thế? Trác Mộc Cường ba hỏi. Trương Lập mỉm cười đáp, cái này gọi là đạn sung điện từ tác dụng làm nhiễu tất cả các loại thiết bị điện tử, đồng thời gây ra những tổn hại không thể sửa chữa cho một số linh kiện điện tử. Trong đàn tế mạn Đà La ở đảo Huyền Không Tự, chúng ta vốn đã có thể giành toàn thắng, nhưng lại bị bọn tên Ben đó áp đảo ở bên trong, không sao ra nổi. Điểm chúng ta thua kém đối phương chính là ở vũ khí, vũ khí của chúng ta không được tiên tiến như của đối phương. Giờ có thứ này rồi, mấy loại súng gắn camera, ống ngắm điều khiển của chúng đều không còn tác dụng gì nữa. Trác Mộc Cường ba nhìn chiếc điện thoại màn hình đen kịt, vẫn không ngừng phát ra tạp âm của mình, hỏi, có thể kéo dài được bao lâu? Trương Lập đáp, 20 giây. Trác Mộc Cường ba thốt lên, 20 giây thôi sao? Trương Lập nói, hữu dụng vào những lúc quan trọng là được rồi, hơn nữa thể tích của nó rất nhỏ, tiện mang theo người, mỗi người có thể cầm theo 5 đến 10 chiếc, chỉ cần sạc điện vào là có thể dùng đi dùng lại. Thêm chiếc máy sạc điện bằng năng lượng mặt trời và quay tay này nữa chắc là đủ để đối phó với các thiết bị điện tử của bọn mất rồi. Ba Tang cũng lấy làm hứng thú với loại đạn xung điện từ này. Anh ta cầm một cục lên xăm soi, hỏi: cái thứ này của ai nghĩ ra vậy? Trương lập cười khổ đáp: đây là sản phẩm của chiến tranh. Anh Ba Tang, anh thử nghĩ mà xem, đến cả người xưa còn biết dùng từ trường để ngăn không cho các thiết bị điện tử hoạt động, con người ngày nay lẽ nào lại không nghiên cứu cách thức phá hoại các thứ ấy chứ? Quân đội các nước lớn thường chế thứ này thành to như quả tên lửa ấy, phạm vi phá hoại có thể lên đến mấy cây số vuông. Một khi sử dụng trong chiến tranh, nó có thể khiến tất cả các thiết bị điện tử của một thành phố mất hiệu lực. Thử nghĩ mà xem, trong xã hội ngày nay, nếu tất cả các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, cảnh tượng sẽ như thế nào chứ? Sức phá hoại của nó có thể nói còn đáng sợ hơn bom đạn trực tiếp phá hoại cả thành phố nhiều. Còn loại đạn xung điện từ cỡ nhỏ này của chúng ta, nghe đâu là thứ các nhân viên tình báo sử dụng. Khi ăn trộm thông tin cơ mật mà bị phát hiện, dùng cái này để vô hiệu hóa các camera lắp ở khắp nơi thì hiệu nghiệm lắm." Ba Tang kinh ngạc hỏi, "Thứ này mà các cậu cũng kiếm được à?" Trương Lập nhún vai nói, "Chỉ cần là thứ được phát minh ra, ắt có người biết, mà chỉ cần có người biết thì ắt mua bán được. Hơn nữa, chế tạo nó không khó khăn gì, chúng tôi tìm được thứ này ở Iraq cũng không tốn tiền cho lắm." Trác Mộc Cường ba hỏi, "Cũng là theo chỉ dẫn trong nhật ký à?" Trương Lập gật đầu, đúng vậy. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc hỏi, nhà thám hiểm thì dùng gì đến thứ này chứ? Trương Lập mỉm cười nói, "À, tôi quên mất không nói với mọi người, đường thỏ ghi trong nhật ký rằng, anh ta phát hiện ra rất nhiều dân tộc cổ xưa đã có chút hiểu biết về một số hiện tượng cảm ứng điện từ đặc thù. Tuy họ không biết nguyên lý bên trong, nhưng đã học được cách vận dụng cảm ứng điện trường này, giống như ở cánh cửa sinh mệnh và cả lúc ở trong bụng tượng Phật khổng lồ nữa." Kỳ thực tác dụng của Thiên Châu cũng chính là một loại cảm ứng điện từ mà thôi. Dựa vào những ghi chép ấy, tôi suy đoán, dùng cái thứ này, có lẽ cũng có tác dụng giống như là Thiên Châu vậy. Được rồi, trước mắt có bấy nhiêu đây thôi, Trương Lập xòe tay ra nói, nhưng chớ coi thường mấy món đồ nho nhỏ này, chúng tôi phải đi khắp mười mấy nước mới tìm mua được những sản phẩm tốt nhất đấy. Tôi đoán, chắc hội đội trưởng Hồ Dương còn phải đi kiếm đạn hấp lực, áo cứu sinh nữa. Ừm, những thứ đó chắc là cũng đắc dụng lắm đây. Ngày hôm sau một mình trác mộc cường ba đáp máy bay đến thâm quyến trương lập và ba tăng đưa son đến cơ sở huấn luyện trong căn biệt thự độc thân của vương hữu trác mộc cường ba chỉ gặp một mình anh ta gã có cảm giác mấy ngày không gặp vương hữu dường như đã gầy hơn chút nữa trên bàn nước đặt một cái lọ nhỏ không biết bên trong đựng thuốc hay kẹo anh thắng rồi trác mộc cường ba vào chủ đề chính luôn vương hữu vẫn giữ nụ cười nhã nhận nói sau này nhờ anh chiếu cố cho trác mộc cường ba lắc đầu cảnh cáo anh không có khả năng tự bảo vệ mình đây vốn là hành vi tự sát tôi khuyên anh một lần nữa hãy nghĩ kỹ trước khi hành động vương hữu nói nếu muốn nói những lời như vậy tôi cũng không ngại gì mà cho anh biết dẫu có chết tôi cũng phải chết ở sanrila nói đoạn anh ta khẽ nhắm mắt thở dài đời người có được mấy chuyện như ý đâu cái tôi theo đuổi cũng chính là cái tôi thấy bất mãn những chuyện tôi đã xác định sẽ làm nhất thiết phải thử cho bằng được nếu không cố làm thì cả cơ hội để thất bại cũng không có nốt, đó mới là thất bại thực sự đấy. Tới đây, Vương Hựu quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói tiếp, tôi là một thương nhân, tuy rằng rất muốn rút ngắn khoảng cách, xây dựng tình bạn với anh, nhưng chung quy thì dùng phương thức của thương nhân giải quyết vấn đề vẫn đáng tin cậy hơn một chút. Trên bàn có một bản hợp đồng, anh chỉ cần ký vào, tấm gương sẽ là của anh. Trác Mộc Cường Ba cầm hợp đồng lên, đọc lại thật kỹ. Điều khoản hợp đồng quy định rất tỉ mỉ, rõ ràng là có bàn tay của chuyên gia ngành luật nhúng vào, tổng cộng có 3 điều kiện lớn. Thứ nhất, tấm gương đồng là tài sản của tổ tiên Vương Hữu để lại, bọn Trác Mộc Cường ba mượn với mục đích nghiên cứu, Vương Hữu có quyền sở hữu tuyệt đối với tấm gương đó, có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Thứ hai, trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Vương Hữu thuê Trác Mộc Cường ba làm vệ sĩ riêng, yêu cầu một ngày 24 tiếng không được rời khỏi anh ta. Trong thời gian này, nếu Vương Hữu bị tổn thương hoặc xuất hiện tình trạng gì bất thường, Trác Mộc Cường Ba sẽ phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật rất lớn. Thứ ba, là phần miễn trách, Vương Hợp tự nguyện tham gia đoàn lữ hành của Trác Mộc Cường Ba tổ chức, sau khi đoàn chính thức xuất phát, tất cả các hiểm nguy mà cá nhân Vương Hữu gặp phải đều không liên quan gì đến cả đoàn, đồng thời cũng miễn trừ trách nhiệm pháp luật của Trác Mộc Cường Ba do điều thứ hai quy định. Trác Mộc Cường Ba đọc xong bản hợp đồng, phản ứng đầu tiên là giật mình, tại sao Vương Hữu lại định ra kỳ hạn là 6 tháng? Lẽ nào anh ta cũng biết tính mạng của gã không còn được bao lâu nữa? nhưng gã không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn cười cười hỏi Vương Hữu, anh đưa ra bao nhiêu điều kiện như vậy, quy ra chỉ có ba nội dung này, nhưng tôi còn mấy điểm cần hỏi cho rõ đã. Tại sao phải ràng buộc tôi và anh lại với nhau như thế? Tại sao anh chỉ đề ra kỳ hạn có 6 tháng? Nếu trong 6 tháng chúng tôi vẫn chưa tìm được đường đến đó thì sao? Nếu tôi không tham gia đoàn tìm kiếm đó thì như thế nào? Thế chẳng phải anh mang giỏ che đi gánh nước hay sao? Vương Hữu nói, những bí mật thương mại này tôi vốn có thể không tiết lộ với anh, nhưng nói cho anh biết cũng không vấn đề gì. Thực ra chỉ cần 3 tháng là đủ để thực hiện tất cả các nghiên cứu đối với tấm gương đồng ấy rồi. Tôi cho các anh thời gian gấp đôi là để các anh có thêm phần linh động, nếu 6 tháng mà các anh vẫn chưa thể tìm được đầu mối gì từ tấm gương ấy, tôi nghĩ có cho thêm 6 tháng nữa, các anh cũng chẳng làm được gì đâu, tôi sẽ mời các chuyên gia khác đến nghiên cứu tấm gương ấy, quan hệ hợp tác chấm dứt. Còn vì sao tôi yêu cầu chắc Mộc Cường ba tiên sinh ở bên cạnh tôi à? Tôi nghĩ, nếu chính anh cũng có thể buông bỏ, thì tôi cũng nên buông bỏ chuyện này đi được rồi. Nói đoạn, anh ta nhoẻn miệng cười nhìn chắc Mộc Cường ba, điệu bộ như thể muốn nói, lần đàm phán này anh thua là cái chắc rồi. Nét mặt chắc Mộc Cường ba kín bưng, gã chỉ hờ hững nói, tôi vẫn không thể chấp nhận điều kiện thứ hai được. Tôi không thể cả ngày ở suốt với anh, tôi còn phải đi tìm đầu mối, hơn nữa anh cũng phải tiếp nhận một đợt huấn luyện đặc biệt nếu anh không thể vượt qua đợt huấn luyện bồi dưỡng này, chúng tôi cũng không có cách nào đưa anh cùng đi được đâu. Vương Hữu lại cười cười, ồ, điều kiện thứ hai này ấy à, kỳ thực đây chỉ là một ràng buộc về mặt pháp luật thôi. Nếu mọi người hợp tác vui vẻ, tôi có thể coi như nội dung ấy không tồn tại, anh có thể đi làm bất cứ việc gì anh muốn. Chỉ có điều, nếu các anh muốn bỏ tôi lại một mình, tôi sẽ lập tức đi tìm nhà chức trách để kiện đó. Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, nói, rất có kinh nghiệm vương hữu gật đầu nói đây là kiến nghị của luật sư đó anh vẫn đang uống thuốc à sức khỏe của anh cuối cùng trác mộc cường ba vẫn quyết định thử thăm dò một phen lần đầu tiên gã gặp lại vương hữu chẳng phải cũng ở trong bệnh viện đấy hay sao vương hữu ung dung cầm lọ thuốc lên nói với trác mộc cường ba nhìn rõ chưa tổng giám đốc trác đây là vitamin thứ này là để đảm bảo thể lực tôi lúc nào cũng dồi dào thói quen mấy chục năm nay rồi trác mộc cường ba nuốt đầy một bụng tức cầm bút ký vào bản hợp đồng. Vương Hữu làm xong mọi công tác chuẩn bị, hôm sau liền mang theo chiếc gương đồng cùng Trác Mộc Cường ba trở về Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân lập tức liên hệ với các chuyên gia trong giới học thuật để tiến hành nghiên cứu kỹ chiếc gương, gọi Vương Hữu đến hỏi han, đồng thời giới thiệu với Trác Mộc Cường ba một vị pháp sư mới. Ông này cũng ở trong tôn giáo của pháp sư Á La, đến đây để trợ giúp họ, tên là Tháp Tây. Pháp sư Tháp Tây thoạt nhìn chỉ khoảng chưa đến 50. Nhưng Trác Mộc Cường ba đoán, chỉ e vị Pháp Sư này còn cao tuổi hơn cả Pháp Sư Á La, vì ông có một đôi mắt như thể nhìn thấu sự đời, thoạt trông có vẻ mờ đục, nhưng lại thấp thoáng lộ ra tinh quang sáng ngời. Trác Mộc Cường ba lịch duyệt đã lâu, gặp vô số người, nhưng cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt ấy ở duy nhất một người, đó chính là cha gã. Gã cũng không hiểu sao thầy giáo lại nôn nóng muốn mình gặp mặt vị Pháp Sư Tháp Tây này như thế. Tôi đến để kiểm tra thân thể giúp cậu, có thể coi như là một nửa bác sĩ cũng được, Pháp Sư Tháp Tây thân thiết nói. Trác Mộc Cường ba dường như sực nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, Pháp Sư Tháp Tây. Ngài là người của gia tộc Tháp Tây. Pháp Sư Tháp Tây mỉm cười không nói, đưa tay bắt mạch cho Trác Mộc Cường ba. Bỗng ông biến sắc mặt, nói, nhịp thở và mạch đập này. Ông đột nhiên nghiêm nét mặt hỏi Trác Mộc Cường ba, có phải Á La dạy cậu không? Trác Mộc Cường ba chỉ thấy giọng nói của Pháp Sư Tháp Tây hết sức rõ ràng, nghe như rót vào tai, còn giáo sư Phương Tân lại dường như không hề nghe thấy. Nhìn ánh mắt cảnh giác đảo khắp xung quanh của pháp sư Tháp Tây, gã lập tức có phản ứng. Ban đầu, để lữ cánh nam mang cuốn sổ do pháp sư Á La viết cho gã, đồng thời cũng để cô truyền dạy phương thức hô hấp, chính là nhằm ứng phó với cục diện này đây. Trác Mộc Cường Ba vẫn còn chưa trả lời, pháp sư Tháp Tây lại đã lên tiếng, "Chuẩn bị một gian phòng riêng, tôi muốn một mình kiểm tra thân thể của cậu ấy." Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của pháp sư Tháp Tây, giáo sư Phương Tân lo lắng hỏi, "Sao vậy? Có nghiêm trọng không?" Pháp Sư Tháp Tây mỉm cười đáp, không đáng lo. Trong phòng, Pháp Sư Tháp Tây bảo Trác Mộc Cường Ba nằm lên giường, bấm lên cổ tay gã, hồi lâu không nói gì. Pháp Sư Á La không dạy tôi gì cả, thấy không có người, Trác Mộc Cường Ba vội trả lời, nói xong đã thấy tai mình nóng bừng lên. Ừm, Pháp Sư Tháp Tây trao mày nói, đây là phương pháp hô hấp mà chính bản thân ông ấy cũng chưa thể nắm bắt, chắc không phải là ông ấy dạy cậu, có điều hai tay pháp sư tháp tây nắm chặt hai cổ tay trác mộc cường ba mắt nhắm lại tựa hồ như đang cảm nhận những biến hóa vi tế nhất ông lẩm bẩm mạo hiểm quá chỉ sợ người dạy cậu cũng không biết hậu quả việc làm này pháp sư tháp tây mở mắt ra nói nhất định là họ muốn củng cố căn cơ bồi dưỡng nguyên khí cho cậu hòng làm chậm lại những ảnh hưởng xấu của cổ độc gây ra cho cơ thể cậu nhưng làm như vậy chẳng những không thể khiến luân xa trong người cậu chuyển động mà còn bội phần hung hiểm nữa không hiểu Trác Mộc Cường ba thành thực đáp. Pháp sư tháp Tây lướt tay dọc theo mạch trên cánh tay gã, nói, lấy ví dụ thế này, thân thể con người giống như một ăn nước, máu và các chất dịch khác là cá ở trong nước ấy. Hàng ngày, cậu ăn cậu uống cậu hít thở, chính là bỏ thức ăn cá vào ăn nước, và thay nước sạch trong ăn. Các thứ bài tiết ra, bao gồm cả mồ hôi và hơi thở, chính là nước bẩn trong ăn được đổ đi. Mỗi một động tác của cậu, kể cả là động tác cơ bản như chớp mắt, cũng đều là tiêu hao một phần nước trong ăn nước này chính là do lũ cá đó vận chuyển đi. Mỗi ngày số thức ăn một người ăn vào là có hạn, vì vậy nước ở trong ăn cũng có hạn, số lượng cá trong đó cũng có hạn. Bởi thế các động tác và năng lực bộc phát của con người cũng có hạn. Nước, cá, thêm nước mới và đổ nước bẩn đi, bốn thứ này thiếu một cũng không được. Đồng thời nhất thiết phải luôn giữ ở một trạng thái cân bằng nào đó. Một khi để mất sự cân bằng này, thân thể người ta sẽ xuất hiện vấn đề. Pháp sư Tháp Tây bảo Trác Mộc Cường ba nằm ngửa giơ cao hai cánh tay lên, rồi lại sờ đến gót chân gã, nói, năng lượng cần để thân thể thực hiện các động tác, là do lũ cá ấy cung cấp, nhưng ở đây có một điều kiện, khi nước trong ang không đủ để lũ cá ấy có thể hoạt động, chúng sẽ không đưa nước đến cho cơ thể hoạt động nữa, đây chính là hiện tượng kiệt sức, dùng hết sức mà mọi người vẫn nói. Còn phương pháp hô hấp này của cậu, gần giống như là mở thêm một cửa van bên trong ang nước, có thể trực tiếp đưa nước đến các cơ bắp, không cần nhờ lũ cá nữa, bởi vậy, cậu có thể sở hữu sức mạnh cực lớn trong một thời gian ngắn, nhưng nước trong ăn có hạn, nếu các cơ bắp dùng hết rồi, lũ cá trong ấy còn sống được hay sao? Ô, tôi hiểu rồi, Trác Mộc Cường ba cuối cùng cũng hiểu được một chút về tình trạng cơ thể mình lúc từ Moscow trở về. Như vậy cũng có nghĩa là phương pháp hô hấp của gã hiện thời có thể kích phát toàn bộ tiềm lực của cơ thể, thậm chí là bất chấp bên trong thân thể ấy có như thế nào. Nếu chẳng phải gã và ba tang bị người mặc áo măng tô đen kia đánh bỏ chạy, chỉ sợ cứ tiếp tục đánh mãi như thế, cuối cùng chắc sẽ kiệt lực mà chết mất." Pháp sư Tháp Tây tiếp tục nói, "Còn luân xa hay mạch luân lại là một kiểu van khác. Nó là đường hầm nối liền cơ thể với thế giới bên ngoài, tác dụng của nó giống như là việc cậu ăn uống vậy, cung cấp cho cơ thể thêm nhiều nước sạch, càng mở nhiều luân xa, lượng nước đổ vào càng nhiều, chỉ khi nào lượng nước đổ vào và lượng nước chảy ra giữ ở mức cân bằng, môi trường bên trong cơ thể cậu mới giữ được trạng thái cân bằng. Giải thích như vậy cậu đã hiểu chưa vậy?" cường ba thiếu gia. Nhưng mà, chẳng phải Pháp Sư vừa nói, luân xa của tôi không thể khai mở hay sao? Không phải là không thể khai mở, mà là cực kỳ khó khăn. Pháp Sư tháp tây bóp vào hai bên eo chắc một cường ba, thở dài nói, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, cường ba thiếu gia, cậu có biết trung ấm đắc độ không? Không biết, trung ấm đắc độ chính là, thôi bỏ đi, thế này nhé, chỉ trong tình trạng gần chết mà chưa chết, ý thức rời khỏi thân thể, mới có khả năng khiến luân xa chuyển động, cuối cùng còn phải sống dậy nữa. Ôi, có điều, người thực sự vượt qua được thử thách ấy đâu có mấy người. Pháp sư Tháp Tây vừa cười khổ vừa lắc đầu, cởi bỏ áo ngoài ra, bên trong không ngờ còn mặc lót một chiếc áo da mềm nữa, cởi chiếc áo da ấy ra, thấy bên trong xếp đủ các loại dụng cụ y khoa. Trác Mộc Cường ba nhìn những dụng cụ kỳ quái mà mình không thể gọi tên ra ấy, trong lòng không khỏi hơi lo lắng, cất tiếng hỏi, "Tôi vẫn chưa hiểu lắm, pháp sư." Pháp sư Tháp Tây nhón lên một cây kim bạc không để ý đến câu hỏi của Trác Mộc Cường Ba, vừa châm vào da thịt gã vừa nói, một khi hô hấp đã hình thành, thay đổi nữ ngược lại chỉ khiến sức khỏe của cậu càng tệ hơn. Giờ tôi dùng kim bạc khóa huyệt, cố gắng hết mức có thể hạ cái van mở nước của cậu xuống, sau này sức lực của cậu sẽ dần dần khôi phục lại mức bình thường, hoặc có lẽ sẽ còn giảm sút phần nào, nhưng sẽ không bị nguy cơ kiệt lực mà chết nữa. Trác Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục truy vấn, Pháp Sư, Trung Ấm Đắc Độ kia là. Pháp Sư Tháp Tây ngắt lời đủ rồi, tôi đã nói hơi nhiều rồi. Kỳ thực, không nên nói cho cậu những chuyện này mới phải. Cậu không phải mật tu giả, thậm chí cả mật tu giả là gì cậu cũng đâu có biết. Trác Mộc Cường Ba lập tức cứng họng. Đúng vậy, Pháp Sư Á La đã từng nói với gã, những người không thông qua được khảo hạch thử nghiệm của mật tu giả sẽ tuyệt đối không được họ thừa nhận. Pháp Sư Tháp Tây không truy cứu xem phương pháp hô hấp này gã học từ đâu đã là nương tình lắm rồi. Pháp Sư Tháp Tây dường như cũng không muốn dùng rằng mãi ở vấn đề ấy, lại nói, có điều, cổ độc trên người cậu cũng có chút khác biệt so với những gì tôi nghĩ. Xem ra các ghi chép trong thư tịch cũng có chỗ không khớp rồi, không biết có phải là trải qua nghìn năm, nên tính chất và trạng thái đã đổi thay hay không nữa. Đừng ngồi dậy, tiếp tục nằm đó. Pháp sư Tháp Tây lại kiểm tra khắp người Trác Mộc Cường ba một lượt nữa, có điều lần này không phải lần theo các kinh mạch, mà giống với phương pháp của Tây Y hơn. Trác Mộc Cường ba cũng lựa theo lời Pháp sư Tháp Tây, hỏi, Pháp sư, tôi không hiểu, những cổ độc đó đã được người xưa sử dụng từ hơn nghìn năm trước, tại sao, với trình độ khoa học kỹ thuật của y học ngày nay vẫn không thể chẩn đoán ra được? Lẽ nào, kỹ thuật y liệu của dân tạng của chúng ta từ hơn nghìn năm trước còn tiên tiến hơn y học hiện đại bây giờ hay sao? Pháp sư Tháp Tây Điềm Đạm nói, về phương diện nào đó, có thể nói như vậy. Trác Mộc Cường Ba Kinh Ngạc kêu lên, hả? Pháp sư Tháp Tây vừa bắt mạch, vừa nói, chuyện này liên quan đến lịch sử phát nguyên và phân kỳ của y học. Giới y học xưa nay vẫn cho rằng, thủy tổ của Trung y chính là Kỳ Bá, người đã đối thoại với hoàng đế trong Hoàng đế Nội kinh, còn thủy tổ của Tây y là một nhà triết học tên là Hippocrates. Quan điểm của Trung y là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, kinh mạch và thiên địa nhân hòa, còn quan điểm của Tây y thời bấy giờ là nước, lửa, gió, đất, hai quan điểm này hết sức tương đồng, thậm chí có thể nói là tương thông với nhau, còn có học giả nêu giả thuyết rằng, thủy tổ Trung y Kỳ Bá và thủy tổ Tây y Hippocrates kỳ thực chính là một người. Hai cái tên này phát âm cũng khá giống nhau, có phải vậy không? Ừm, chắc Mộc Cường ba đáp một tiếng. Không ngờ Trung Y, Tây Y lại có đoạn lịch sử phát nguyên như thế này, cũng không ngờ lý luận học thuật của Tây Y lại tương đồng với Trung Y đến thế. Vậy tại sao Tây Y ngày nay lại trở nên hoàn toàn khác hẳn với Trung Y chứ? Chỉ nghe Pháp Sư Tháp Tây tiếp tục nói, tại sao trong y học hiện đại, Trung Y và Tây Y lại xuất hiện sự phân hóa lớn như vậy, Muốn giải thích điều này, cần phải bắt đầu từ tư tưởng triết học của Trung Quốc và phương Tây. Hệ thống tư tưởng triết học châu Á chúng ta lấy khái niệm nhân văn làm chủ đạo, chú trọng đến kết quả, còn hệ thống triết học phương Tây lại lấy logic làm chủ đạo, chú trọng đến mối quan hệ tương hỗ. Về điểm này, có thể nhận ra từ các tín ngưỡng tôn giáo và những câu chuyện thần thoại truyền thuyết. Đại đa số các vị thần của Trung Quốc đều tồn tại độc lập, mỗi vị đều có lãnh địa và phạm vi phụ trách riêng, còn thần thoại phương Tây lại chú trọng đến sự truyền thừa ai là con của ai, ai kết hôn với ai, con đường truyền thừa của họ hết sức rõ ràng rành mạch. Khi đem những khái niệm triết học khác nhau ấy vận dụng vào y học, sẽ tạo ra những phương hướng phát triển khác nhau thôi. Pháp sư Tháp Tây bảo chắc một cường ba lật người lại, sờ nắn các đường kinh mạch trên sống lưng gã, rồi nói tiếp, y học phương đông chúng ta, chủ yếu coi trọng nghiên cứu xem thuốc nào trị được bệnh nào, từ thời thần nông nếm bách thảo, những dược phương đó đều là kết luận dựa trên cơ sở thử nghiệm cả trăm ngàn lần của những người đi trước, còn những vấn đề như giữa những loại thuốc đó đã nảy sinh phản ứng hóa học như thế nào, hoạt động trong cơ thể người ra làm sao, cổ nhân của chúng ta đều không quan tâm đến. Còn y học phương Tây lại khác, khi họ phát hiện ra một loại thuốc nào đó trị được bệnh, họ sẽ dùng đủ trăm phương ngàn kế để tìm hiểu xem sau khi loại thuốc ấy đi vào cơ thể, nó sẽ tác dụng ở vị trí nào, có tác dụng như thế nào, được cơ quan nào trong cơ thể hấp thu, vân vân. Vì vậy, y học phương Tây lấy môn giải phẫu học làm cơ sở đồng thời tiếp tục phát triển trên cơ sở này, coi trọng nhất là quan hệ nhân quả, còn y học phương đông chúng ta lại là sự tiếp diễn của môn nghiên cứu về kinh lạc ngũ hành, chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả thực chất và thử nghiệm. Nói một cách nghiêm khắc, trung y coi nặng thử nghiệm và kết quả, còn tây y lại xem trọng thử nghiệm và quá trình biến hóa để dẫn đến kết quả đó, cả hai quan điểm y học này đều chưa hoàn thiện, hoặc có thể nói là đi theo hai hướng cực đoan. Trung y cứ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ trở thành một nền y học chỉ biết là thế mà không thể giải thích tại sao lại như thế còn tây y lại bị quan hệ logic làm giới hạn tư duy khiến các nhà y học phương tây không thể tiến hành những thử nghiệm y học thoải mái trên phạm vi rộng khắp phải biết là rất nhiều thứ được cổ nhân phát minh hoặc phát hiện đều là đem các yếu tố khác nhau hòa trộn lẫn lộn rồi sau ngẫu nhiên phát hiện ra nhưng khoa học hiện đại lại chỉ dùng một câu nói đây là phương pháp thử nghiệm không khoa học rồi hoàn toàn phủ nhận trác mộc cường ba nằm sấp trên giường nói nói thế thì cả trung y và tây y đều không hoàn thiện vậy thế nào mới là hoàn thiện chứ pháp sư tháp tây mỉm cười nói đó chính là quan điểm mới mà một số nhà y học đã đề ra trong những năm gần đây gọi là trung tây y đại nhất thống hiện giờ ở trong nước đã có rất nhiều trường đại học mở khoa trung tây y tổng hợp rồi đồng thời cũng xuất hiện cả bệnh viện trung tây y kết hợp quan điểm này chính là vận dụng những điểm khác nhau giữa hai trường phái y học bổ sung tương trợ lẫn nhau để đạt tới mục đích cải thiện sức khỏe trị lành cho người bệnh mà y học của dân tộc tạng thuở xa xưa, sở dĩ có những mặt tiên tiến hơn y học hiện đại, chính là nằm ở quan điểm Trung Tây y kết hợp này. Trác Mộc Cường ba ngẩn người ra, vậy nghĩa là sao? Pháp sư Tháp Tây lại giải thích, Trung y vốn cũng có ngành giải phẫu học, ngay cả trong Hoàng đế nội kinh cũng có tri thức về giải phẫu, chỉ là về sau chịu ảnh hưởng của học thuyết nho ra cùng sự thống trị của chế độ phong kiến, giải phẫu bị phán xét là hành vi cực kỳ vô đạo đức, vô luân lý, vì vậy đã bị cấm chỉ còn y học phương Tây thì bị hoàn cảnh và giai cấp thống trị kìm hãm, phát triển còn chậm hơn cả trung y, mãi cho đến thời kỳ phục hưng mới đạt được một bước tiến dài. Nói ra lại phải cảm ơn người tạng cổ xưa, bằng không cũng không biết y học phương Tây lạc hậu tới mức độ nào nữa. Giai đoạn trước thời kỳ phục hưng, được gọi là một nghìn năm đen tối trong lịch sử y học phương Tây, y học phương Tây dừng lại ở giai đoạn nguyên thủy nhất, không những không phát triển mà còn xuất hiện dấu hiệu thụt lùi nữa. Về trung y, vì tính hữu hạn của việc tích lũy kinh nghiệm nên chỉ phát triển đến một trình độ nhất định thì ngừng lại không tiến lên nữa, đồng thời chế độ truyền thừa theo gia tộc cũng khiến rất nhiều kết quả thử nghiệm bị thất truyền. Bởi thế, đến cuối thời nhà Minh, sự phát triển của Trung Y đã không theo kịp y học phương Tây nữa rồi. Còn quan điểm Trung Tây Y đại nhất thống mới được đưa ra khoảng gần hai ba chục năm nay, cũng có nghĩa là Trung Tây Y kết hợp trong y học hiện đại mới chỉ phát triển có khoảng hai ba chục năm nay nhưng tổ tiên dân tộc tạng chúng ta thì từ thời Tùng Tán Can Bố đã bắt đầu phát triển Trung Tây Y kết hợp rồi, kéo dài mãi cho đến khi vương triều thổ phồn sụp đổ. Mấy trăm năm phát triển đó đã khiến thành tựu y học thời bấy giờ, xét về một số phương diện còn cao hơn trình độ y học hiện đại ngày nay nhiều. Pháp sư Tháp Tây đã kiểm tra xong toàn bộ cơ thể Trác Mộc Cường Ba, ra hiệu cho gã có thể ngồi lên được, rồi giải thích thêm, văn thành công chúa vào đất tạng, mang theo các kỹ thuật chữa trị trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Trung Y đồng thời cả bản giáo lẫn mật giáo đều có rất nhiều nghi thức thần bí xét về một khía cạnh nào đó đã thúc đẩy sự phát triển của giải phẫu học vi sinh vật học sinh lý hóa học dược tế học và nhiều môn khoa học ứng dụng trong ngành y khác cuối cùng đã hình thành nên một nền y học tây tạng đặc sắc kỳ thực y học tây tạng hoàn toàn có thể được gọi là nguyên mẫu ban đầu của trung tây y kết hợp đáng quý hơn nữa là những thử nghiệm y học cùng với kết quả của chúng đều được bảo tồn dưới hình thức điển tịch của tôn giáo vì vậy không giống như lối truyền thừa trong gia tộc của Trung Y, nếu gia tộc bị tàn lụi, những kiến thức ấy cũng dần mai một theo thời gian. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư Tháp Tây liền nói tiếp, thế nhưng, vì sự sụp đổ của Vương Triều Thổ Phồn, cùng với giai đoạn chiến loạn kéo dài sau đó, hầu hết các điển tịch ấy đều không thoát khỏi số phận bị hủy hoại, chỉ còn lại một số ít phục tàng vẫn còn được tồn lưu, vì thế y học Tây Tạng ngày nay chủ yếu vẫn là nền trung y có nét đặc sắc của địa phương. Nhưng y học thời đó rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào, ngày nay chúng ta không thể đoán định được. Tôi chỉ biết trong các ghi chép ở Đôn Hoàng đã từng xuất hiện phẫu thuật ngoại khoa não, còn phẫu thuật đục thủy tinh thể mà ngày nay đã phổ cập rộng khắp thì từ thời Vương Triều Thổ Phồn đã phát triển thành thục lắm rồi. Ngoài ra còn rất nhiều thành tựu về kinh mạch, kết hợp một cách hoàn mỹ luận thuyết về huyệt vị và giải phẫu học của Tây Y với nhau, hình thành rất nhiều khoa đề mà y học hiện đại ngày nay vẫn chưa thể lý giải. Trong một nghi thức tôn giáo phức tạp, rất có thể bao hàm những thành tựu rất cao về vi khuẩn học, bệnh độc học, hóa sinh vật học, thậm chí là cả khoa học gen nữa. Con người hiện đại không thể lý giải, y học hiện đại và khoa học kỹ thuật cũng không thể lý giải, vì vậy chỉ có thể tạm thời gọi đó là vô thuật, là thuật phù thủy, cổ độc. Giải thích như vậy, chắc là cậu có thể hiểu được rồi chứ. Pháp sư Tháp Tây vừa kiểm tra thân thể cho Trác Mộc Cường Ba, vừa nói một số chuyện liên quan đến y học Tây Tạng, kiểm tra xong xuôi, liền vỗ mạnh vào lưng gã nói, không vấn đề gì, thân thể cậu còn cường tráng hơn tôi nghĩ nữa. Trước khi cổ độc phát tác sẽ không xuất hiện điều gì dị thường đâu. Ngày hôm sau, Pháp Sư Tháp Tây dẫn Vương Hữu đến cơ sở huấn luyện mới của bọn họ. Giáo sư Phương Tân bảo chắc Mộc Cường Ba cũng nên đi theo, tiện thể gặp mặt các thành viên mới trong đoàn luôn. Trên đường, Vương Hữu cứ không ngớt hỏi han về những chuyện bọn chắc Mộc Cường Ba từng trải qua, bộ dạng hưng phấn như đứa trẻ lần đầu được đi dã ngoại vậy. Trác Mộc Cường Ba giữ thái độ kính nhi viễn chi với người bạn trên thương trường này, những câu hỏi anh ta đặt ra gã chỉ trả lời câu được câu mất. Đi được nửa ngày đường, Vương Hữu cũng tự cảm thấy bẽ mặt, bèn cứ nói bóng nói gió mãi, nhất quyết muốn biết thêm nhiều nữa về những nơi bọn Trác Mộc Cường Ba từng đi qua. Cơ sở huấn luyện mới cũng không xa xôi cách trở lắm, xuống xe rồi đi bộ thêm nửa ngày đường núi nữa là đến nơi. Cơ sở huấn luyện này tọa lạc trên bãi đất trống ở lưng chừng núi, chính giữa là một bãi cỏ lớn, bằng phẳng như mái nhà lợp cỏ tranh, vài thứ dụng cụ đơn giản nằm rải rác khắp xung quanh, phía dưới là dốc núi như ruộng bậc thang, nhưng cũng không dốc lắm, phía sau là vách núi thẳng đứng, phẳng như dao cắt, ước chừng cao khoảng trên dưới 200 mét. Phóng mắt nhìn ra, nơi này bốn bề đều có sơn cốc bao bọc, cây cối rậm rạp um tùm, bên ngoài sơn cốc gió lạnh bời bời, nhưng trong này ấm áp như tháng 2 mùa xuân, chim hót líu lo. Phòng ở là một dãy nhà đá đổ nát, thoạt nhìn như tròi canh, chủ yếu là dùng những miếng đá vụn cỡ lớn xếp lên mà thành. Nhìn vách đá phẳng như đao cắt phía sau nó, có lẽ dãy nhà này được xây bằng nguyên liệu thiên nhiên ở đây luôn. Lầu canh bên vách đá, bãi cỏ giữa núi non trùng điệp, cảnh vật tô điểm lẫn nhau, hết sức hài hòa tự nhiên. Dưới ánh tà dương đang ngả về tây, nửa vách tường nhuốm thành sắc đỏ, cây cỏ rậm rạp um tùm mọc men theo dốc núi lại xanh thắm một màu, cảnh đẹp nơi đây thật chẳng khác nào tiên cảnh trong tranh vẽ. Nghe pháp sư Tháp Tây nói, nơi này là do Lữ Cánh Nam tìm ra, chắc Mộc Cường Ba không khỏi thầm thở dài thán phục. Bản thân gã sinh ra ở Tây Tạng, lớn lên ở Tây Tạng, vậy mà tại sao gã chưa từng phát hiện ra cảnh đẹp nhường này chứ? Những vùng hoang dã hiếm dấu chân người ấy, từ lúc nào bỗng trở nên đẹp đến độ không thể tả xiết thành lời thế này. Vương Hữu thấy cảnh tượng ở đây, cũng trào dâng lên một niềm xúc động như thể con chim yến được trở về rừng, chỉ muốn vứt ba lô xuống, xài bước chạy qua bên đó, miệng không ngớt suýt xoa ôi trà trà đúng là một nơi tốt thật lúc này sau lưng ba người có một giọng nói cất lên làm ơn nhường đường chỉ thấy phía sau có một thân hình khôi vĩ vai gánh hai thùng nước lớn bước đi trên con đường nhỏ dẫn lên núi mà như đi trên đất bằng chắc mộc cường ba và pháp sư tháp tây liền lui sang một bên còn chỗ vương hữu lại có một cái gờ tránh được thùng nước nhưng không tránh được thân hình to cao kia hai bên chạm nhau vương hữu lập tức loạn choạng lùi lại ba bốn bước liền mới trụ vững được Người gánh nước lớn tiếng nói, anh không sao chứ, đường núi khó đi, phải cẩn thận. Giọng nói người này vang vang như tiếng chuông đồng, nhưng là giọng Bắc Kinh chính gốc, nói xong, anh ta lại tiếp tục tiến lên phía trước. Trong ba người, chỉ có Pháp Sư Tháp Tây là đã đến nơi này, có điều vừa mới ghé qua cho biết địa chỉ thì giáo sư Phương Tân đã gọi điện mời ông tới Hasa, vậy nên cả ba đều không hề biết người nào trong đám người mới đang được huấn luyện ở đây, mà người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia cũng không nhận ra bọn họ là ai. Trác Mộc Cường ba nhìn theo bóng lưng người đó, thấy hơi thấp hơn gã một chút, nhưng tầm vóc to lớn hùng vĩ, toát lên cảm giác vững chãi mà mạnh mẽ. Người kia đi được mấy bước mới ngoảnh đầu lại, tuổi tác ước chừng ba bốn chục gì đó, môi dày mặt vuông, mắt to mày rậm, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc, mấy người đến đây làm gì vậy? Trác Mộc Cường ba để ý thấy môi trên người này không có ria mép, cổ họng không có ít hầu, giọng nói tuy oang oang thô lỗ, nhưng thanh điệu rất cao, không khỏi giật mình ngạc nhiên, hóa ra là một bà chị. Nếu ấn tượng đầu tiên của gã về Lữ Cánh Nam có thể dùng bốn chữ cân quắc anh thư để hình dung, thì bà chị này lại khiến gã lập tức nghĩ ngay đến bốn chữ nữ trung hào kiệt. Lúc này, trên khoảng đất trống xa xa có người chạy tới, từ đằng xa đã kêu toáng lên, chị Trương, chị về rồi à. Hóa ra chính là Nhạc Dương. Kế đó, anh chàng trông thấy ba người bọn trác một cường ba, tức thì hân hoan reo lên, cường ba thiếu ra, mọi người đến sớm vậy à, ha ha. Anh chàng chạy mấy bước đến nơi, giật đòn gánh trên vai chị Trương, nói, để tôi, để tôi. Chị Trương, vị này chính là Cường Ba Thiếu Gia. Cường Ba Thiếu Gia, vị này là chị Trương, là người yêu thích các hoạt động thám hiểm, bạn của đội trưởng Hồ Dương, mọi người nói chuyện với nhau đi nhé. Dứt lời là gánh liền hai thùng nước chạy về phía dãy nhà đá, lớn tiếng hô ầm lên, mọi người mau ra xem đi, Cường Ba Thiếu Gia đến rồi. Chắc một cường ba không khỏi giờ khóc giờ cười, nghe nhạc dương nói cứ như thể kêu người ta ra xem động vật quý hiếm trong vườn bách thú vậy. Gã thu ánh mắt lại, chỉ thấy trên gương mặt chị Trương này vừa có vẻ nghi hoặc, lại như đang cười cười, như thể muốn nói, không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Gã đang nghĩ vậy, đã thấy chị ta chia tay ra nói, không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Trương Đình Hổ, đang làm việc tại công ty thi nhã. Trác Mộc Cường ba chia tay ra, công ty thi nhã này gã cũng biết, đó là một công ty sản xuất đồ trang điểm, đa số các sản phẩm mẫn mẫn dùng đều từ công ty này mà ra. Quả là khó tưởng tượng nổi, quý bà có cái tên đầy nam tính, yêu thích mạo hiểm này lại làm việc trong công ty bán mỹ phẩm. Có điều, nhìn lại, chị Trương Đình Hổ này ăn mặc cũng hết sức khéo léo, không xăm môi tô mày bôi son chát phấn, lại khiến người ta có cảm giác dưới gương mặt thô hào kia vẫn còn mấy phần vẻ đẹp tự nhiên của phái nữ. Hai người vừa bắt tay, Trác Mộc Cường Ba có cảm giác bàn tay ấy dày dặn mà mạnh mẽ, có thể nói là khác một trời một vực với bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn. Trác Mộc Cường Ba, trước làm việc ở tập đoàn Thiên Sư, giờ đang thất nghiệp. Trương Đình Hổ ngửa mặt cười lớn nói, "Ông chủ Trác, bọn họ thường hay kể chuyện của anh lắm, nếu anh mà là dân thất nghiệp lang thang thì đám lính lác như chúng tôi đây có thể gọi là cái bang được rồi." Trác Mộc Cường Ba nói, "Cường Ba, bạn bè đều gọi tôi như vậy." Vị này là pháp sư Tháp Tây, vị này Kế đó, gã liền giới thiệu Pháp Sư Tháp Tây và Vương Hữu với chị Trương. Qua đây nói chuyện, qua đây nói chuyện đi, mọi người đều đợi anh đến đấy. Trương Đình Hổ kéo tay chắc Mộc Cường Ba về phía dãy nhà ở, nhưng đầu liếc nhìn Vương Hữu một cái, nói, mặt anh trông quen lắm. Vương Hữu cười cười nói, tôi làm bất động sản. Ồ, là anh, chị Trương vỗ mạnh một phát, suýt chút nữa làm Vương Hữu khuỵu xuống. Cũng may chị ta nhanh tay lẹ mắt, nhấc ba lô của anh ta lên, nói, mọi người đi cả ngày đường chắc mệt rồi hả để tôi giúp mang mấy thứ này vào cánh tay hơi dùng sức một chút đã nhấc cả người lẫn ba lô của vương hữu lên như sách con gà con vậy vương hữu vội dối rít kêu lên không cần đâu không cần đâu ở phía bên kia nhạc dương vừa kêu toáng lên trong dãy nhà đá đã ùn ùn chạy ra cả đám người đa phần đều không quen biết nhưng trương lập và mẫn mẫn cũng đứng lẫn trong đó vừa trông thấy mẫn mẫn chắc mộc cường ba đã nhoẻn miệng nở một nụ cười hiểu ý mẫn mẫn chen ra khỏi đám đông rảo bước chạy tới chị trương liếc sang nhìn trác mộc cường ba nhe răng cười tình nhân nhỏ của anh đến kìa còn không mau mau lên trác mộc cường ba cúi đầu mỉm cười bước lên đón mẫn mẫn lập tức bổ nhào vào lòng gã trác mộc cường ba cũng hân hoan bế bổng cô lên xoay mấy vòng mới dừng lại hai người rụi cổ vào nhau đứng giữa làn gió lồng lộng mấy người hiếu sự thấy thế liền rú ẩm cả lên kế đó nhạc dương và trương lập lần lượt giới thiệu những người mới cho trác mộc cường ba hơn một nửa trong số đó đều do đội trưởng hồ dương tìm về mọi người nói chuyện rất vui vẻ chỉ có điều không thấy bóng lữ cánh nam đâu trác mộc cường ba biết nhất định là cô đang ở trong phòng sắp xếp tài liệu hoặc cố ý không muốn gặp gã không hiểu tại sao trong lòng gã cứ thấy hụt hẫng như thiếu thiếu gì đó nói chuyện loáng thoáng vài câu trương lập liền đến bên cạnh gã thấp giọng thì thào cường ba thiếu gia giáo quan bảo anh vào nói chuyện trác mộc cường ba gật gật đầu đưa mắt nhìn chị trương đang lớn tiếng nói gì đó không hiểu tại sao gã cảm thấy chị trương này vừa gặp mà như đã quen từ lâu nói đủ thứ từ chuyện kinh doanh đến chuyện chó rồi từ chó lại nói đến chuyện đi thám hiểm thứ cảm giác hối hận vì đã gặp nhau quá muộn ấy thực hoàn toàn khác với lúc ở với vương hữu gã vỗ vỗ lên vai chị ta nói tôi đi một lát lữ cánh nam gọi trương đình hổ nói đi đi con bé ấy lợi hại lắm đấy cô nàng mà không đi huấn luyện bộ đội đặc trùng ra thương trường làm ăn thì không có đối thủ đâu. Cả tôi và anh đều không phải đối thủ của cô ấy. Chắc một cường ba đi được hai bước, chị ta lại lớn tiếng nói, này, cường ba à, tôi giúp anh dọn dẹp phòng ốc rồi đấy, tối nay uống rượu. Chắc một cường ba ừm một tiếng, rồi gọi Trương Lập, đi thôi. Trương Lập lắc đầu, không, giáo quan chỉ gọi có một mình anh, có gọi tôi đâu. Nói xong, anh chàng liền đưa mắt liếc nhìn mẫn mẫn, cùng với nhạc dương lộ ra một nụ cười hết sức gian xảo phòng lữ cánh nam ở cuối cùng bên trái dãy nhà đá. Còn chưa đi tới nơi, tiếng ồn ào huyên náo ở dãy bên phải đã nhỏ dần, trong hành lang yên tĩnh lạ thường, tựa như có thứ gì đó đã ngăn cách hai thế giới. Chỗ nào có lữ cánh nam, chỗ ấy bao giờ cũng tĩnh lặng, lạnh lẽo dị thường. Trác Mộc Cường ba đẩy cửa phòng, lữ cánh nam đang đứng một mình bên ô cửa sổ đá, phần tịch dương hắt xuống mái tóc dài đen óng ánh, nửa gương mặt ánh lên sắc hồng, nửa kia lại hơi nhợt nhạt. Trác Mộc Cường ba đứng ngoài cửa ra vào, Lữ cánh nam đứng dưới ô cửa sổ, bốn con mắt nhìn nhau chân chân. Hồi lâu sau, lữ cánh nam mới lên tiếng, đến rồi à? Ừm, um. gặp những người ngoài kia chưa? Ừm, um. ngồi đi. Được, lữ cánh nam đưa mắt nhìn đống tài liệu nằm giải rác trên bàn, lật bừa mấy cái, như muốn tìm thứ gì đó mà nhất thời không tìm thấy. Trác Mộc Cường ba ngồi xuống chiếc ghế cách xa cửa sổ nhất, lặng lặng quan sát cô. Lữ cánh nam sắp xếp lại mấy tập tài liệu trên bàn, ngẩng đầu lên nói, phải rồi, hôm qua nghe ba Tăng kể lại, hai anh ở Nga đã gặp phải một đối thủ cực kỳ lợi hại, về sau anh bị toàn thân thoát lực cũng là do cầm cự với hắn gây ra. Trác Mộc Cường ba gật đầu, kể vắn tắt lại tình cảnh của bọn họ ở Nga. Gã biết Lữ Cánh Nam đã có được một phần thông tin từ chỗ giáo sư Phương Tân và Ba Tăng, vì vậy chỉ kể một số chi tiết và nêu ra vài kiến giải của cá nhân. Lữ Cánh Nam có vẻ không được tập trung, cô không tỏ ra quan tâm lắm đến những tình tiết nhỏ lúc chiến đấu của Trác Mộc Cường Ba chỉ hỏi mấy câu, nhưng toàn bộ đều về tình hình sức khỏe của gã. Gã cũng không biết nên trả lời cô thế nào. Tuy Pháp Sư Tháp Tây nói sức khỏe gã không có gì đáng lo ngại, nhưng cụ thể là ra sao, Pháp Sư Tháp Tây lại không nói kỹ. Ngoài ra, Pháp Sư Tháp Tây đã nhìn ra hô hấp của gã có điều gì thường, nhất định ông cũng đoán được, ngoài Pháp Sư Á La Gia, chỉ có Lữ Cánh Nam mới dạy được cho gã phương pháp hô hấp ấy. Gã liền kể chuyện về Pháp Sư Tháp Tây cho Lữ Cánh Nam, nhưng cô không tỏ vẻ gì, cũng không hiểu là đang nghĩ gì trong đầu nữa. Hai người một hỏi một đáp, nhưng cứ nhát gừng nhát gừng. Nói chuyện được mấy phút, bầu không khí bắt đầu từ từ trở nên trầm lặng, Lữ Cánh Nam thôi không đặt câu hỏi nữa, tựa như đang chìm sâu vào suy tư. Chắc Mộc Cường ba cũng không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn cô. Lữ Cánh Nam suy nghĩ giây lát, rồi ngẩng đầu lên, đón ánh mắt Chắc Mộc Cường ba. Hai người đều cảm thấy bầu không khí có chút gì đó khác thường, bèn cùng lúc cất tiếng, à chuyện đó chuyện đó rồi cả hai lại cùng lúc im bặt ngưng lại một chút lại đồng thanh nói cô nói trước anh nói đi hai người đều mỉm cười gượng gạo trác mộc cường ba lại nói cô nói trước đi lữ cánh nam nói tôi đã nghe ba tang kể về cảm giác lúc đối mặt với tên đó giờ lại nghe anh nói thêm một lượt nữa hai lần xác minh có thể cho rằng người này là một cao thủ quyền cước có điều chỉ có thể nói là cao thủ đối với người bình thường chưa chắc y đã là đối thủ của pháp sư á là đâu so với cao thủ thực sự y cũng chẳng đáng là gì cả vì vậy anh không cần lo lắng về chuyện này làm gì đáng ngại hơn là sức khỏe của anh cần phải chú ý nhiều hơn không nên hấp tấp vội vàng tôi tôi nói hết rồi trác mộc cường ba khe khẽ gật đầu thầm nhủ người đó còn chưa được tính là cao thủ thực sự vậy người như thế nào mới là cao thủ thực sự đây đang suy nghĩ chợt thấy lữ cánh nam nhìn về phía mình xòe tay ra ý như muốn bảo tôi nói xong rồi tới lượt anh đấy Trác Mộc Cường Ba nói, nghe nói lần này gọi chúng tôi trở về, là vì cô nhận được thông tin có một số tổ chức nước ngoài muốn gây bất lợi cho chúng tôi. Ừm, phải, Lữ Cánh Nam nói, tôi đang định nói chuyện này với anh đây. Chắc là giáo sư Phương Tân đã nói qua rồi. Ở bên Colombia, tài liệu về các anh hình như là do Merkin tiết lộ ra. Ngay từ lúc tiến vào rừng rậm, quân du kích Colombia đã nắm rõ tài liệu về bốn người trong nhóm các anh cả rồi. Tôi cũng mới nhận được thông tin rằng bọn họ đã phát lệnh truy sát các anh trên toàn thế giới, còn may là lần này mấy anh đã bình an trở về đấy. Merkin, chắc một cường ba nghi hoặc nói, sao cô biết là hắn? Lữ cánh nam nói, đây là kết luận từ một số lời ăn tiếng nói thường ngày của đám thủ hạ hắn. Chắc một cường ba lấy làm kinh ngạc, Lữ cánh nam làm sao mà biết được bọn thủ hạ của Merkin hàng ngày nói gì chứ? Lữ cánh nam đột nhiên dừng lại, hỏi, ai đấy? Cánh cửa gỗ cót két một tiếng, từ từ đẩy ra, Nhạc Dương trợn tròn mắt, hết sức nghiêm túc bước vào, trong tay cầm một tập các biểu bảng, nhìn Lữ Cánh Nam nói, giáo quan, đây là thành tích huấn luyện của những người mới trong tuần này. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy vẻ rảo hoạt trong ánh mắt Nhạc Dương, thầm nhủ thằng nhóc này chắc chắn đã đứng bên ngoài cửa nghe lén từ trước, bị phát hiện mới cầm tài liệu đã chuẩn bị từ trước đi vào, cố làm ra vẻ nghiêm túc, chỉ đáng tiếc mình và Lữ Cánh Nam không xảy ra tình huống như cậu ta tưởng tượng. Hả, tại sao lại đáng tiếc, lẽ nào? Mình cũng muốn có chuyện gì xảy ra hay sao? Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba vội sắp xếp lại tư duy, trở lại với cuộc đối thoại ban nãy, cất tiếng hỏi, tôi không hiểu, ý của cô vừa nãy là thế nào? Làm sao cô biết được thủ hạ của Merkin nói gì? Lẽ nào, chúng ta có người ở bên cạnh hắn à? Nhạc dương vốn đã đưa xong tài liệu, đang định đi ra, nghe Trác Mộc Cường Ba nói mình có người cài cắm bên cạnh Merkin, bất giác dừng bước lại. Lữ cánh nam đưa mắt nhìn nhạc dương, thở dài nói, đúng vậy từ mấy năm trước, khi Merkin mang hàm cố vấn quân sự của nước nào đó hoạt động ở giải Đông Nam Á, đã được nước ta rất để ý, vì vậy mới phái người thâm nhập vào nội bộ tổ chức của hắn. Về sau mới phát hiện ra, hắn chỉ dùng chức cố vấn quân sự ấy làm chiêu bài, còn thực chất là chuyên nghề buôn bán văn vật phi pháp. Nhưng theo tin tức của nhân viên chúng ta đưa về, ngay cả hoạt động buôn bán văn vật phi pháp ấy dường như cũng chỉ là một thứ để hắn che đậy, ngoài ra hắn còn đang kế hoạch làm gì đó. Có điều, con người này cực kỳ cẩn thận, người của ta không có cách nào tiếp cận đến trung tâm tổ chức của hắn, vì vậy cứ phải theo mãi đầu mối này." Trác Mộc Cường ba nói, "Vậy thì tất cả hành động của McKin đều nằm trong tay chúng ta rồi phải không?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, "Không, anh coi thường McKin quá rồi, một kẻ có thể trở thành cố vấn quân sự của nhiều nước đâu có dễ đối phó như vậy chứ. Kẻ này tính tình đa nghi, cực khó tiếp cận, nhân viên của ta tuy đã thâm nhập vào nội bộ tổ chức hắn tiềm phục nhiều năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa được hắn tín nhiệm." căn bản vẫn chưa thể tiếp xúc đến những bí mật bên trong, hơn nữa hành động cũng bị khống chế rất nhiều. Vì vậy, người của chúng ta rất khó khăn khi chuyển thông tin tình báo về, hơn nữa, số lượng thông tin cũng cực kỳ hữu hạn. Có điều, chúng ta có được bản đồ đi mặc thoát tìm cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không tự, phần nhiều là cũng nhờ vào người đồng chí này đó. Nhạc Dương gật gật đầu như đã ngộ ra điều gì đó, lời của Lữ Cánh Nam đã giải thích được một mối nghi hoặc lớn vẫn vướng mắc trong lòng anh bấy lâu nay. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy các tư liệu về mức đó cũng là do người đồng chí này cung cấp hả? Lữ cánh nam lắc đầu, không, tư liệu về mức mà tôi đưa cho mọi người lần đầu tiên ấy, đều là phía chính phủ điều tra bề nổi, còn thân thế cá nhân của mức vẫn là một câu đố chưa lời giải đáp. Đây cũng là nguyên nhân người đồng chí kia tiềm phục bên cạnh hắn. Trên thực tế, chúng tôi không thuộc cùng một bộ phận, chuyện bên cạnh mức có người của chúng ta mãi đến gần đây tôi mới biết, hơn nữa người đó đã mất liên lạc với thượng cấp. Theo phán đoán ban đầu, e rằng thân phận của anh ấy đã bị bại lộ rồi. Nhạc Dương giật bắn mình, thân phận bại lộ có nghĩa là gì, người đã được huấn luyện làm nội gián như anh đương nhiên hiểu rất rõ. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, sao lại thế được, chẳng phải đã tiềm phục suốt mấy năm rồi hay sao? Lữ cánh nam tiếc núi nói, giờ có phải đã bại lộ thân phận hay không vẫn chưa thể nói được, chỉ có điều từ đó đến giờ anh ấy vẫn chưa được mất kinh thực sự tin tưởng, mà theo thông tin nội bộ, cấp trên đã 5 lần liên lạc thất bại với anh ấy rồi, Trước đó người đồng chí kia cũng không ngầm báo rằng mình sẽ phải lặn một thời gian dài. Về điểm này, Nhạc Dương hiểu rất rõ, thân làm gián điệp nằm vùng, tính cảnh giác phải cực kỳ cao. Thông thường khi thân phận có khả năng bị nghi ngờ, dù là nhỏ nhất, họ cũng sẽ báo trước với tổ chức rằng mình cần phải nằm yên một thời gian dài, cắt đứt tất cả mọi liên lạc. Nếu không có ám hiệu như vậy, chỉ có thể nói rằng, trước khi bị phát hiện, người gián điệp ấy vốn không hề nhận ra mình đã bị phát hiện. Nếu liên lạc thất bại 3 lần liên tiếp, sẽ bị nhận định rằng thân phận đã bại lộ. Lữ cánh nam cầm hai tập tài liệu trên mặt bàn lên, nói: đây là những tài liệu cuối cùng được người đồng chí ấy gửi về. Tôi gọi anh đến chính là để xem cái này. Đây là danh sách thủ hạ của Mertzkin. Thấy Trác Mộc Cường ba và Nhạc Dương cầm danh sách lên, Lữ cánh nam lại nói: hơi khác với những gì chúng ta nghĩ, Mertzkin không dùng đến bọn lính đánh thuê người nga. Trước mắt hắn sử dụng hai lực lượng khác nhau nhóm thứ nhất là những tên tù và tội phạm bỏ trốn hắn tụ tập được trong thời gian buôn lậu văn vật ở vùng Đông Nam Á mấy năm trước, còn nhóm thứ hai. Lúc này chắc Mộc Cường Ba đã mở tập tài liệu, lật ra tấm ảnh đầu tiên, người trong ảnh chính là Nghiêu Nhị Hoa, không khỏi giật mình kinh ngạc ngước lên nhìn Lữ Cánh Nam. Chỉ nghe cô nói tiếp, suy đoán của mọi người là chính xác, nhóm thứ hai chính là Lũ Hồ lang ở Khả Khả Tây Lý. Bọn săn trộm này có lẽ đã bán mạng vì tiền, chắc là Merkin đã liên hệ với chúng trong lần truy đuổi anh và Trương Lập đến khả khả Tây Lý ấy. Chắc Mộc Cường ba cúi xuống xem phần tư liệu về như Nhị Hoa, chỉ thấy viết, họ tên, như Nhị Hoa, tuổi, 35. Sở trường, mai phục, bắn tỉa, ngoài ra không còn gì nữa. Chắc Mộc Cường ba không kìm được, buột miệng hỏi, ít thế thôi à. Lữ cánh nam gật đầu, ừm, đây chính là chỗ cẩn trọng của Merkin, hắn cố ý không để hai nhóm người này lẫn lộn với nhau, mà chia làm hai đội, hơn nữa còn khoét sâu hố ngăn cách và tăng cường ý thức cạnh tranh giữa hai đội này chỉ khi nào huấn luyện hai đội mới ở chung một chỗ thoạt nhìn có vẻ lơi lỏng mà thực chất hết sức nghiêm mật hai nhóm người này rất ít khi giao lưu sau khi kết thúc huấn luyện lại được chia về đội của mình chẳng thấy mặt nhau bao giờ nên người ở nhóm này khó mà thăm dò được nhiều thông tin ở nhóm kia chẳng những thế tổ chức của hắn còn sử dụng một cơ chế đào thải cực kỳ tàn khốc một khi đã gia nhập muốn rút lui chỉ có con đường chết và những kẻ thành tích quá kém cỏi bị đào thải, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Trác Mộc Cường ba nhíu mày, không khỏi nhớ đến ý thức cạnh tranh và cơ chế đào thải trong các công ty. Tên Merkin kia hẳn là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về phương diện này. Giáo sư Phương Tân gật đầu, không sai, tiểu đội Sefer chỉ là danh nghĩa, nhiệm vụ của bọn họ chính là che giấu mục đích thực sự của Đức Quốc xã khi cho người xâm nhập Tây Tạng. Cùng với 5 người này vào Tây Tạng, còn 8 thành viên khác, đây chính là nguyên nhân các bức ảnh không thể chụp đầy đủ. Làm như vậy là để đảm bảo rằng, tám người cùng đến Tây Tạng với bọn họ triệt để vô hình trên bất cứ tài liệu nào. Hơn nữa, ngoài các tài liệu đã được giải mật mà cậu và ba tang mang ở Nga về, chúng ta không thể tra ra được bất cứ thông tin nào liên quan đến tám người này ở những kênh khác. Từ điểm này, có thể thấy đảng quốc xã đã bảo mật về tám con người này đến mức độ nào, có thể nói họ là tám con người hoàn toàn không hề tồn tại trên đời này vậy. Tài liệu ở đây, cậu xem thử đi sự chú ý của lữ cánh nam tập trung dồn lên người nhạc dương chỉ thấy tay trái nhạc dương không ngừng vân về mép tập tài liệu lật từng trang từng trang một đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên tấm hình của đạt kiệt tay trái đột nhiên bóp chặt lại như chỉ sợ bị ai giật mất tập tài liệu lữ cánh nam thoáng động tâm thầm nhủ quả nhiên là hắn trác mộc cường ba nói nhưng mà hắn dùng thủ đoạn thống trị bằng sắt và máu ấy để khống chế cả một đám liều mạng không sợ đám thuộc hạ đó tạo phản hay sao lữ cánh nam tạm gạt tâm tư về nhạc dương sang một bên đáp đây chính là điểm lợi hại và đáng sợ của tên mướp này cũng có nghĩa là thuộc hạ của hắn đều cho rằng năng lực và tư duy của chúng đều còn xa mới bì kịp được ông chủ lớn mướp kim của mình muốn tạo phản hắn trừ phi phải mạnh hơn hắn hoặc ít nhất cũng phải có năng lực tương đương tôi nghĩ mới ban đầu chắc chắn cũng có kẻ liều mạng bạo loạn nhưng đến giờ mướp kim vẫn sống rất thoải mái lúc này nhạc dương đã lên tiếng giáo quan số tài liệu này tôi có thể không được lữ cánh nam ngắt lời tài liệu này tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ ra ngoài cậu biết quy củ rồi đấy khi nào xác định được danh sách đội viên mới cuối cùng mới có thể cho họ biết tư liệu về đối phương được nhạc dương trầm ngâm không nói gì nữa lại nghe lữ cánh nam lên tiếng cậu có thể ra ngoài được rồi à phải mời pháp sư tháp tây đến đây giúp tôi nhạc dương để lại tập tài liệu xoay người đi ra cửa trong lòng không đau nhói thấu tâm can mà ngược lại còn trào dâng lên niềm sung sướng khôn tả xiết. Một giọng nói vẳng lên từ tận sâu thẳm đáy lòng, cứ không ngừng vang vang mãi trong óc, mỗi lúc một to hơn, tìm thấy hắn rồi, tìm thấy hắn rồi, tìm thấy hắn rồi. Đạt Kiệt, Nam, 33 tuổi, người tạng ở Thanh Hải, Sở Trường, ngụy Trang, Phá Cạm Bấy, Giải Phẫu. Mỗi một chữ đều in sâu rõ ràng vào trong óc nhạc dương, cả bút tích viết tay, thể chữ thế nào, hết sức rõ rệt, như đã khắc sâu vào xương vào cốt anh rồi vậy đợi nhạc dương ra ngoài, lữ cánh nam mới nói với trác mộc cường ba trong bản tài liệu này đã chỉ ra rất rõ ràng cần phải chú ý đến một người tên là mắc kẻ này không có bản lĩnh gì nhưng lại rất được mước kim tin tưởng thường xuyên đi theo bên cạnh hắn người đồng chí làm gián điệp kia có nhắc nhở chúng ta muốn lấy được nhiều thông tin về mước hơn nữa có thể bắt đầu ra tay từ kẻ này trác mộc cường ba ồ lên một tiếng lật tìm trong tập tài liệu nhưng lữ cánh nam đã nói trong này không có tài liệu về mắc đâu thân phận của hắn cũng bí mật như là mức vậy. Dựa vào các tài liệu khác để phân tích, có thể thấy tên này là kẻ nhát gan ngại chuyện, bản lĩnh chẳng có gì hơn người, sở trường nhất cũng không ngoài tài nịnh hót lấy lòng ông chủ, nhưng hắn lại là người ở bên cạnh mức được lâu nhất đó. Trác Mộc Cường Ba nói, ra là vậy, nhưng nếu thường xuyên ở bên cạnh mức chẳng phải cả hành tung hắn ra sao chúng ta cũng không nắm bắt được, thế thì làm sao hạ thủ với hắn được đây? Ừm, đây không phải là... Gã lại lật một trang tài liệu mới, bên trên không có ảnh, chỉ viết, hồ lang, sở trường, tất cả kỹ xảo sinh tồn nơi hoang dã và khả năng chiến đấu tuổi, không rõ, nghi ngờ là kẻ xuất thân từ lính đặc trùng cao cấp. Lữ cánh nam giải thích, đây là hồ lang, chính là thủ lĩnh của tổ chức hồ lang ở khả khá Tây Lý, người này cực kỳ khó tiếp cận, tính cảnh giác rất cao, vì vậy không có cách nào chụp lén hình y được. Đồng chí nằm vùng của chúng ta đặt ra nghi ngờ hắn xuất thân từ lính đặc trùng cao cấp, chứng tỏ một điều, anh ấy cho rằng con người này, ít nhất cũng phải có năng lực của một đội trưởng trong quân đoàn đặc trùng. Trác Mộc Cường Ba nói, hoang đường quá, có thực lực của bộ đội đặc trùng mà lại ở khả khả Tây Lý săn trộm hay sao, không thể nào. Lữ Cánh Nam nói, đương nhiên, đây chỉ là kết luận của người nằm vùng kia, dựa theo lý giải của cá nhân anh ấy về bộ đội đặc trùng mà thôi. Thực ra tên Hồ lang này chưa chắc đã có thực lực như thế, cũng rất có khả năng hắn không phải là quân nhân nước ta, nói không chừng là đội viên của một quân đoàn đặc trùng nước ngoài nào đấy nói tới đây cô bỗng ngừng bật lại liền thấy trác mộc cường ba cũng đang trợn tròn đôi mắt thô lố nhìn mình hai người cùng lúc liên tưởng đến mấy câu ba tang nói trong cung điện băng hắn tên là tây mễ cũng là một con nhện lần cuối cùng đó hắn không đi trác mộc cường ba còn nghĩ nhiều hơn nữa hư hư đáng tiếc thay một đám lính đặc trùng lại suy bại đến mức phải sống bằng nghề săn trộm một hồi lâu sau trác mộc cường ba mới lẩm bẩm nói thế này thì trùng hợp quá khả năng là rất nhỏ. Lữ cánh nam nói, nhưng dù sao vẫn có khả năng này, phải không? Chắc một cường ba vẫn còn muốn nói thêm, lữ cánh nam đã chặn lại, chuyện này ngừng ở đây, tạm thời chứa nên nói cho họ biết. Anh có thể cầm về nghiên cứu, dựa trên sở trường của đối thủ, đưa ra suy nghĩ của mình, xem có thể giúp ích gì cho đợt huấn luyện mang tính định hướng cho các thành viên mới hay không. Dẫu sao chúng ta cũng phải nói hết chân tướng cho những người qua được khảo hạch cuối cùng, để họ biết được đối thủ cạnh tranh của mình là người như thế nào. Giờ tôi còn chuyện khác muốn nói với anh, nghe giáo sư Phương Tân kể, lúc anh nằm viện ở Thượng Hải, có một người thần bí đến tìm anh, hy vọng anh tiết lộ những đầu mối chúng ta tìm được trong 2 năm vừa qua. Mới rồi anh sang Nga cũng gặp lại người này, hơn nữa còn đụng rất nhiều thế lực không rõ thân phận nữa, đúng không? Trác Mộc Cường ba gật đầu, đây cũng chính là thông tin mà gã rất muốn biết. Lữ Cánh Nam cầm một tập tài liệu khác lên, nói, ban đầu Chúng tôi vốn cho rằng công tác bảo mật của chúng ta đã làm rất tốt, chắc là sẽ không xảy ra xung đột với các tổ chức quốc tế, vì vậy cũng không cần thiết phải chỉ mặt điểm tên từng tổ chức một cho mọi người làm gì. Nhưng, lần này không biết là người nào trong nhóm huấn luyện đặc biệt, vì nguyên nhân gì đó mà đã để lộ những việc chúng ta đang làm ra ngoài, khiến cho bọn họ để ý tới rồi. Đây là tài liệu về một số tổ chức nước ngoài chúng ta thu thập được cho đến lúc này. Trác Mộc Cường ba cầm tập tài liệu, nói: lần này không phải là đã tìm rất nhiều thành viên mới hay sao, muốn người ta gia nhập, cũng phải cho người ta biết chút gì đó chứ. Có lẽ chính vì vậy nên mới thu hút sự chú ý của các tổ chức nước ngoài kia thôi. Chắc không phải tiết lộ ra vì mục đích nào đó đâu. Lữ cánh nam lắc đầu, không, tôi đã phân tích rất kỹ lưỡng thái độ và thời điểm tên béo đó đến tìm anh, hắn ta có vẻ khẳng định rất chắc chắn về những việc anh từng trải qua. Những tổ chức nước ngoài ấy cũng không phải mấy ngọn đèn cạn dầu đâu, nếu chỉ là tin đồn vỉa hè, thậm chí còn chẳng thể khiến bọn họ hứng thú nữa là tôi có thể khẳng định với anh rằng người làm dò gì tin tức nhất định ở trong nhóm của chúng ta nhất định là một thành viên nào đấy đã từng vào sinh ra tử với chúng ta Trác Mộc Cường ba tay trái cầm tập tài liệu vỗ vào bàn tay phải nói như cô đó lại là tên thủ hạ của Mertzkin mà trước giờ cô vẫn cho rằng hắn tiềm phục ở trong đội chúng ta phải không vậy lần này là do Mertzkin lệnh cho hắn làm dò gì tin tức hay sao hay là hắn lại đổi chủ mới muốn tìm người mua gã đột nhiên cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, khó chịu vô cùng, dường như lời của Lữ Cánh Nam đã chạm đến yếu huyệt trí mạng nào đó, nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ ra được cô nói có điểm nào không đúng, chỉ là cảm thấy Lữ Cánh Nam nói như vậy, khiến gã tổn thương rất lớn. Lữ Cánh Nam nói, chuyện này cũng chưa thể nói chắc được, có lẽ vẫn còn khả năng khác. Trác Mộc Cường ba đột nhiên cao giọng lên, hừ, đúng rồi, còn một khả năng nữa, đó là trong đội của chúng ta lại có thêm một tên phản bội, hắn ta làm việc cho một thế lực khác nữa. Ha, giáo quan của tôi ơi, nhóm của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người nào? Đếm được trên đầu ngón tay đấy, hôm nay cô nghi ngờ người này, ngày mai lại nghi ngờ người khác, cứ như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Lữ Cánh Nam biết, mình lại chạm đến chủ đề chắc mộc cường ba khó chịu nhất, tiếp tục nói nữa chắc chắn sẽ khó tránh khỏi một trận tranh cãi này lừa. Thấy gã đang giận dữ đùng đùng lật giờ tập tài liệu, cô đành nói lảng sang chuyện khác, "Ừm, um cái người đến tìm anh nói tổ chức của bọn hắn đứng vào hàng top 10 trong các tổ chức đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu trên toàn thế giới. Nhưng theo thống kê của chúng tôi, cả thế giới, chỉ có 7 tổ chức lớn, có thực lực thật sự mà thôi. Những tổ chức này lần lượt ẩn mình ở Đức, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ý và Israel. Ừm, chắc Mộc Cường ba biết, lư Cánh Nam đã nhượng bộ mình, cảm giác giận dữ bất chợt dâng lên trong lòng ấy cũng từ từ xẹp xuống, tan biến đi. Gã bình tĩnh xem lướt qua tập tài liệu, tiện thể hỏi luôn, vậy Merkin thuộc về tổ chức nào? Lữ cánh nam nói, Merkin không thuộc về tổ chức nào hết, hắn ta đột nhiên xuất hiện. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên nhìn Lữ cánh nam, câu nói này của cô có thể giải thích theo hai cách, một là trước đây Merkin không hề biết đến bạc ba la thần miếu, gần đây, hắn ta mới đột nhiên hứng thú với nơi này, hai là Merkin trước giờ vẫn luôn theo đuổi tìm kiếm bạc ba la thần miếu, nhưng nguồn cung cấp thông tin của Lữ cánh nam lại không thể điều tra ra được. Gã căn vặn, không thể nào chứ, tên Merkin này không phải chỉ dùng hai chữ lợi hại mà có thể hình dung. Hắn chỉ đi một vòng quanh khu vực Đông Nam Á mà đã khiến cấp trên cao độ trọng thị, còn phái cả nhân viên đặc công ngầm bên cạnh nữa. Vậy mà, hắn bắt đầu hứng thú với bạc ba la thần miếu từ khi nào, tại sao lại tìm kiếm bạc ba la thần miếu, chẳng lẽ? Chẳng lẽ, không có bất cứ tư liệu nào hay sao? Lữ cánh nam xòe tay ra, lắc đầu, tỏ vẻ chính cô cũng không biết. Chợt bên ngoài có tiếng người vang lên, vấn đề này, để tôi trả lời cho cậu cường ba thiếu gia hai người ngoảnh đầu lại hóa ra pháp sư tháp tây đã đứng ở trước cửa lữ cánh nam đứng dậy nói pháp sư tháp tây ngài đến rồi pháp sư tháp tây ra hiệu cho lữ cánh nam ngồi xuống không kịp thấy pháp sư làm động tác gì tập tài liệu trác mộc cường ba đang đọc bỗng đã xuất hiện trên tay ông rồi pháp sư tháp tây mỉm cười nói tài liệu này là thống kê của phía chính phủ những tổ chức được nêu trong này toàn bộ đều lộ mình ra ánh sáng cho dù được liệt vào bảy tổ chức hàng đầu, chỉ cần điều tra cẩn thận là tra ra được hết, hơn nữa một số tổ chức nhỏ trong đây đã giải tán từ nhiều năm trước rồi, xem cũng chẳng ích lợi gì. Nói xong, ông nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn lữ cánh nam, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện với Trác Mộc Cường Ba, lại nói, đối với các tổ chức tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu, chúng tôi chia ra làm ba loại lớn, một là tổ chức bí mật thuộc Tây Tạc, hai là tổ chức bí mật bên ngoài, ba là những tổ chức theo sau Morton Stanley. Trước tiên là nói đến các tổ chức thuộc Tây Tạng, khái niệm này chỉ các đại gia tộc biết được ít nhiều sự việc đằng sau tấm màn bí mật sau khi đạo quân ánh sáng đột nhiên biến mất. Tuy họ không biết đến cái tên bạc ba la thần miếu, nhưng lại biết về những báu vật chất chứa trong tứ phương miếu và chiến tích vô địch của đạo quân ánh sáng. Mặc dù được biết tin tức đạo quân ánh sáng biến mất rất muộn, lại thông qua nhiều con đường khác nhau, nhưng ngay từ lúc họ có được thông tin, họ đã bắt đầu tìm kiếm dấu vết của đạo quân ánh sáng để lại và những địa điểm có khả năng chôn giấu kho báu rồi. Về sau khi vương triều thổ phồn sụp đổ, trải qua chiến loạn nhiều năm, các gia tộc ấy nếu không bị tiêu diệt trong chiến tranh, thì cũng chuyển biến thành các tôn giáo nhỏ không lưu danh trong lịch sử. Tóm lại, có thể gọi họ là những người đi đầu trong công cuộc tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Cho đến ngày nay, hầu hết bọn họ đã trở thành lịch sử, không còn tồn tại nữa. Nhưng xét một cách nghiêm khắc, chúng ta, và cả cương nhật phổ bạc mà cậu đã gặp, đều thuộc về loại này. Nghe tới đây, chắc một cường ba lướt sang nhìn lữ cánh nam phát hiện thấy cô cũng đang lắng nghe rất chăm chú. Pháp sư tháp Tây tiếp lời, còn các tổ chức bí mật bên ngoài, gọi tắt là ngoại bí. Sự xuất hiện của bọn họ hết sức kỳ quái, đến giờ chúng ta không thể nào còn tìm được nguồn gốc của họ nữa. Có điều nghĩ lại, đại khái chắc là do một số tổ chức nhỏ phân tán của Tây Tạng làm dò dỉ thông tin ra ngoài. Thời gian họ xuất hiện còn sớm hơn Morton Stanley nhiều, phải trước đó 200 năm, nhưng vì khoa học kỹ thuật bấy giờ không phát triển, đa phần đều chỉ như hoa quỳnh bừng nở trong đêm rồi biến mất, hiếm có tổ chức nào làm nên được trò chống gì. Tuy nhiên, bọn họ cũng là những tổ chức ẩn tàng sâu nhất, cơ hồ không hề để lại chút dấu vết gì trong lịch sử. Đến cả chúng tôi, cũng chỉ mới nghe nói về sự tồn tại của bọn họ, có rất ít ghi chép bằng văn tự, thậm chí ngày nay, bọn họ vẫn còn tồn tại, nhưng phía chính quyền không hề nắm được bất cứ một chút thông tin nào về sự tồn tại này. Vì vậy, ngoại bí mà chúng ta nói ở đây là chỉ những tổ chức bí mật đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu mà tài liệu chính thức chưa thể thống kê được. Trác Mộc Cường ba bột miệng, vậy thì, mất chính là. Pháp Sư Tháp Tây ngắt lời gã, để tôi nói hết đã. Cuối cùng là các tổ chức theo sau Morton Stanley, kỳ thực cũng thuộc về ngoại bí thôi. Có điều cái tay Morton Stanley này quả thực quá nổi tiếng, với điều kiện thiết bị thời đó, vậy mà ông ta có thể khai quật lên được bao nhiêu chân phẩm chôn giấu, Xét trên cả chiều dài lịch sử khai quật kho tàng của Tây Tạng, có thể nói là một kỳ tích lớn. Đương nhiên, cũng rất đáng tiếc, bởi vì ông ta là người nước ngoài, nên những báu vật ông ta khai quật lên đều không thể giữ lại ở Tây Tạng của chúng ta, giống như kinh Phật đôn hoàng vậy, giờ đã tản mát đi khắp thế giới rồi. Nhưng mấu chốt không phải ở điểm này, mà là ông ta đã đem cái tên bạc Ba La thần miếu này lưu truyền đi khắp nơi, đồng thời dùng những trải nghiệm của chính mình cũng như các báu vật khai quật được kích thích vô số tổ chức nước ngoài đến Tây Tạng tìm kho báu vì thế thuở ban đầu cụm từ các tổ chức theo sau morton stanley dùng để chỉ những tổ chức hình thành thông qua sự tuyên truyền của morton stanley hoặc có liên quan đến con người này bởi vì họ sống trong thời đại công nghiệp hóa nên rất nhiều tổ chức đã có thông tin xác thực và sử liệu để tra xét cho đến hôm nay các tổ chức theo sau morton stanley mà chúng ta nói đã chuyển biến thành những tổ chức tìm kiếm bạc ba la thần miếu chính thức có thể thống kê được trác mộc cường ba ồ lên một tiếng nói cũng có nghĩa là Tất cả những tổ chức chúng ta biết được từ trước đến giờ đều thuộc loại theo sau Morton Stanley này. Pháp sư Tháp Tây không khỏi bật cười, nói, chính xác hơn, trước mắt những gì mọi người biết đến chỉ hạn hẹp ở một mình Morton Stanley mà thôi, không thể nói là đã hiểu biết về các tổ chức theo sau ông ta được, bằng không, khi một người trong số họ đến tìm cậu, cậu cũng đâu cần phải kinh ngạc đến thế. Trác Mộc Cường ba thở dài một hơi, tự vấn bản thân, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà gã hoàn toàn không hề hay biết như vậy nữa chứ? Gã lại không khỏi liếc sang phía Lữ Cánh Nam, nhưng cũng nhìn thấy nét mặt cô chẳng khác mình là bao nhiêu. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói, "Cậu không cần phải nhìn cánh nam. Cô ấy và cả pháp sư Á La cũng giống như tất cả mọi người trong đội của cậu, đều hoàn toàn không hề hay biết gì cả." Thấy nụ cười gượng gạo trên mặt Trác Mộc Cường Ba, pháp sư Tháp Tây lại giải thích, "Cậu có biết rằng, dù là những tổ chức theo sau Morton Stanley ở ngoại vi nhất, bình thường nhất cũng đã tìm kiếm bạc ba la thần miếu đến hai ba chục năm rồi, còn các cậu chẳng qua mới tiếp xúc với những gì liên quan đến bạc ba la thần miếu được hơn hai năm, vì vậy, không thể chuyện gì cũng biết hết được. Nói đoạn, Pháp Sư Tháp Tây quay sang nhìn Lữ Cánh Nam, nói, còn nhà nước chúng ta mới thực sự chú ý đến bạc ba la thần miếu kể từ sau năm 19, vì lúc đó có quá nhiều tổ chức trong dân gian ùn ùn kéo về đỉnh cho Mơ Lung Ma, nên mới khiến chính quyền lưu ý. Tuy rằng dự án khảo sát do nhà nước thành lập đã thu thập được một lượng tư liệu rất phong phú, nhưng dù sao cũng bắt đầu quá muộn, trong lịch sử nghìn năm mất tích của bạc ba la thần miếu, không thể còn lại quá nhiều thông tin bề mặt để họ tra xét được. Hiện giờ, các tài liệu mà nhà nước ta đang có trong tay, đại khái cũng không hơn kém gì nhiều so với một số tổ chức lớn thuộc nhóm các tổ chức theo sau Morton Stanley đâu. Nói tới đây, Pháp Sư Tháp Tây lại quay sang nhìn chắc một cường ba, vì vậy, thành tích mọi người đạt được hôm nay, gần như đã có thể nói là một kỳ tích rồi. Dường như pháp sư Tháp Tây hít sâu một hơi, nói tiếp: Dường như Đức Phật Vạn năng trong cõi vô minh đang chỉ đường dẫn lối. Từ khi nửa quyển cổ cách kim thư kia xuất hiện trên thế gian, rồi đến sự xuất hiện của qua ba tộc, sự xuất hiện của địa cung Maya, từng bước, từng bước đều đi vào nẻo chính và tấm bản đồ dẫn đến cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không tự đoạt được của Mức Kinh càng khiến mọi người có những phát hiện xưa nay chưa từng có. Khi Pháp Sư Á La kể lại những gì mọi người đã trải qua, cả hội đồng trưởng lão thảy đều chấn động. Các vị trưởng lão đã nhất trí cho rằng, đây là lần tìm kiếm đưa chúng ta đến gần bạc ba la thần miếu nhất từ trước đến nay, vì vậy, đã phái tôi đến toàn lực trợ giúp mọi người. Vừa nghe thấy Pháp Sư Tháp Tây nói được hội đồng gì đó phái đến, chắc Mộc Cường Ba liền tỏ ra hết sức kính nể, thầm nhủ chức vị của Pháp Sư Tháp Tây trong tôn giáo của bọn họ nhất định phải cao lắm. Trong lòng nghĩ thế, gã liền hỏi luôn, Lữ cánh nam ở bên cạnh vội đánh mắt ra hiệu, chắc một cường ba lúc ấy mới biết, nhất định là gã đã chạm đến vấn đề không nên hỏi. Pháp sư tháp Tây vẫn chỉ cười hiền, địa vị, nói thế nào nhỉ, thực ra chúng tôi hoàn toàn không phải là một tôn giáo hoàn chỉnh, tất cả các mật tu giả đều phân tán trong các giáo phái khác nhau, thậm chí trong đó còn có cả những người bình thường không có tôn giáo tín ngưỡng gì cả, chỉ tu hành một số thuật du giả và phương pháp luyện khí. Cường ba thiếu ra muốn hiểu rõ địa vị cao thấp của mỗi người e rằng hơi khó. Hơn nữa, thật đáng tiếc là, thân phận của tôi vốn không đủ để tham gia với mọi người đâu, chỉ vì cường ba thiếu gia đã chúng phải cổ độc, mà tôi vừa khéo lại biết một chút y thuật cổ xưa, các vị trưởng lão mới phái tôi đến thôi. Nếu nhất định muốn làm rõ địa vị của tôi, vậy, cứ coi như cớ cỡ, cỡ pháp sư Á là vậy. Câu cuối cùng ấy, ông vừa nói vừa nhìn sang phía Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam liền lảng sang chủ đề khác, Pháp Sư Tháp Tây, phiền ngài cho chúng tôi biết thêm về tên Mơ đó với. Chắc Mộc Cường ba cũng nói, đúng thế. Vừa nãy nghe pháp sư nói vậy, chắc tên Mức đó thuộc loại ngoại bí rồi đúng không? Đúng vậy, pháp sư Tháp Tây nói, tên Mức này chính là một điển hình của ngoại bí. Trước khi xuất hiện, thân thế hắn là một dấu hỏi. Sau khi xuất hiện, hành tung cũng hết sức ẩn mật. Bất kể là dựa theo kênh nào, cũng rất khó thu thập được thông tin chuẩn xác về hắn. Thân thủ ấy, vốn liếng ấy, kiến thức ấy đều không thể một sớm một chiều mà có được hắn cũng không phải vô duyên vô cớ mà tự dưng đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu đâu. Sau lưng con người này, ít nhất cũng phải có một gia tộc, hoặc là một tổ chức nào đó. Dựa trên những thông tin được Pháp Sư Á là đưa về, các vị trưởng lão nghiêng về hướng kẻ này thuộc về một tổ chức ngoại bí, tên gọi là 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn. 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn, chắc Mộc Cường ba mới lần đầu tiên nghe thấy tên tổ chức ấy. Lữ Cánh Nam cũng giật thoát mình, tuy đã nghe Pháp Sư Á là nhắc đến tổ chức này, nhưng cô cũng rất xa lạ với nó. Nghe nói, cả các vị trưởng lão cũng không rõ thực lực của tổ chức này như thế nào. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, đúng vậy, tổ chức 13 hiệp sĩ bàn tròn này, thời điểm thành lập cụ thể không rõ là vào thời gian nào, nhưng tóm lại chắc là được thành lập sau Thế chiến thứ hai, và cũng chỉ bắt đầu hoạt động mạnh từ hai ba chục năm gần đây. Nhưng chúng lại là tổ chức ngoại bí có thực lực mạnh nhất, bởi từ khi tổ chức này xuất hiện, những tổ chức bí mật khác thuộc loại này đều lần lượt biến mất. Theo suy đoán của các vị trưởng lão, có lẽ 13 hiệp sĩ bàn tròn đã tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, đồng thời đoạt lấy các tư liệu trong tay đối phương. Trong tổ chức này, tất cả đều có kỹ năng thám hiểm chuyên nghiệp cực cao, chúng ta đã từng giao tranh mấy lần với chúng, có thắng có thua. Nhưng, những mật tu giả từng tiếp xúc với đám người này kể rằng, mỗi người bọn họ đều có một hai sở trường đặc biệt, có kẻ sở trường chiến đấu tay không, cải tạo súng ống, vũ khí, cải trang giả dạng, lại có kẻ nắm rõ các loại cơ quan cảm mấy như lòng bàn tay, có người lại sở hữu y thuật cực kỳ cao siêu. Từng có vị tiền bối của chúng ta tìm được xác chết của đồng bọn bị chúng bỏ rơi lại trên đường chạy trốn, phát hiện ra đám người này còn có thể thực hiện phẫu thuật cấy ghép chi giữa vùng hoang dã. Ngoài ra còn một số kẻ nắm rõ giá cả thị trường của các loại cổ vật, mỗi lần trộm cắp, đều lấy đi những thứ giá trị cao nhất. Lữ cánh nam thần người, lẩm bẩm nói, không ngờ lại có một tổ chức như vậy. Sao chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết về chúng nhỉ? Pháp sư Tháp Tây nói, nếu bọn chúng bị nhà nước để mắt đến thì đã không gọi là ngoại bí rồi. Hành tung của những người này hết sức bí mật, những mật tu giả từng tiếp xúc nói rằng, mặc dù bọn chúng thống nhất dùng tiếng Anh trao đổi, nhưng khẩu âm mỗi người mỗi khác, vì vậy chúng tôi cho rằng có khả năng các thành viên của tổ chức này đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới, chẳng những vậy, mỗi người đều có một thân phận xã hội làm vỏ bọc. Còn chuyện họ tiếp nhận huấn luyện ở đâu, rồi liên lạc với nhau như thế nào, đó đều là những câu đố chưa lời giải đáp. Có điều, theo những gì chúng tôi được biết, dường như biên giới giữa các nước hoàn toàn không hề tồn tại đối với đám người này. Bọn họ cũng không chỉ để mắt đến bạc ba la thần miếu, tất cả những nơi có khả năng xuất hiện lăng mộ lớn trên thế giới đều có đám người này thấp thoáng ẩn hiện, mỗi lần xuất hiện đều là một nhóm 13 người. Tôi phỏng đoán, danh xưng 13 hiệp sĩ bàn tròn hẳn cũng là từ đây mà ra. Audio điện tử võ tấn bền Phỏng đoán, chắc một cường ba thoáng xứng người rồi lập tức hiểu ngay, chức vị của Pháp Sư Tháp Tây quá thấp, ông cũng không có cách nào hiểu rõ được toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối. Hầu hết những gì ông biết đều là nghe các vị trưởng lão nói lại, còn những chuyện không biết cũng chỉ còn cách phỏng đoán mà thôi. Vậy thì, Merkin và 13 hiệp sĩ bàn tròn có quan hệ gì chứ? Trác Mộc Cường Ba lại hỏi tiếp. Pháp Sư Tháp Tây nói, cậu không cảm thấy thân phận của Merkin và những thành viên khác của 13 hiệp sĩ bàn tròn rất giống nhau hay sao? Y đột nhiên xuất hiện, thân phận trước đó lại cực kỳ thần bí, hơn nữa còn có thân thủ cực cao cường, đã từng nghiên cứu tương đối về phương pháp tác chiến của bộ đội đặc trùng. Và quan trọng nhất là, từ lúc xuất hiện đến giờ, y vẫn ngấm ngầm làm nghề trộm báu vật trong các mộ cổ. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, rồi nói, cũng có khả năng ngẫu nhiên trùng hợp mà. Pháp Sư Tháp Tây nói, còn một chuyện nữa, cậu nghe sẽ biết ngay. Từ khi xuất hiện trên cõi đời này, 13 hiệp sĩ bàn tròn lúc nào cũng hết sức hùng hổ, khí thế kinh người, thứ bọn chúng muốn là ắt phải dành cho bằng được, chưa từng có kẻ nào ngăn cản được bước chân chúng cả. Có điều, riêng đối với việc tìm kiếm bạc ba la thần miếu, 13 hiệp sĩ bàn tròn lại liên tiếp gặp trở ngại. Tổ chức này cũng tương đối tài giỏi, càng bị ngăn trở, càng thất bại càng mạnh mẽ, nếu lần nào bị tổn thất về người, chỉ 2-3 năm sau là bọn họ lại có thể tập hợp đủ 13 người, trở lại Tây Tạng lần nữa. Lần nào đám người này cũng hết sức hung hăng, đột nhiên xuất hiện, mà hễ rời khỏi Tây Tạng là biến mất tâm mất tích, Chúng tôi đã giao thủ nhiều lần với chúng, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tìm hiểu được nội tình bên trong tổ chức này như thế nào, quy mô của họ ra sao, căn cứ huấn luyện đặt ở đâu, cơ cấu và phân bố người ra sao, tất cả đều là những câu đố chưa lời giải đáp. Nhưng đại khái khoảng 8 9 năm trước, tổ chức này dường như đã hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm bạc Ba La thần miếu, không thấy xuất hiện ở Tây Tạng nữa. 8 9 năm trước, chắc Mộc Cường ba giật mình, đó chẳng phải chính là Pháp sư Tháp Tây tiếp lời không sai, đó chính là khoảng thời gian Merkin đột nhiên xuất hiện. Cậu vẫn có thể nói đây là một sự trùng hợp, nhưng chớ quên rằng, bên cạnh Merkin còn có một người áo xám nữa, theo những gì Pháp Sư Á là báo về, rất có khả năng kẻ này là một thao thú sư. Mà trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, vừa khéo cũng có một tên thao thú sư. Các mật tu giả từng đụng độ với đám người đó, cũng có không ít người đã bị tên thao thú sư này cho nếm mùi thiệt thòi rồi. Nếu thân phận vỏ bọc ngoài xã hội của tên thao thú sư này là nhà động vật học Soskan, thì lần đầu tiên Y công bố luận văn làm cả giới học vật chấn động cũng vào khoảng tám chín năm về trước. Trước thời gian ấy, Y chỉ là một nghiên cứu viên tầm thường không hề nổi bật, thậm chí có thể nói rằng chẳng ai biết Y đang làm gì nữa. Trác Mộc Cường ba ngập ngừng nói chuyện này. Pháp sư Tháp Tây lại tiếp lời: Chúng tôi cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Rốt cuộc trong nội bộ tổ chức 13 hiệp sĩ bàn tròn này đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng lại đột nhiên từ bỏ bạc Ba La thần miếu? Mãi đến khi mọi người từ châu Mỹ trở về, chúng tôi mới có một kết luận giả định. Kết luận giả định, chắc Mộc Cường ba lại thấy mơ hồ khó hiểu, gã lục lọi trong trí nhớ, cố nhớ trong rừng rậm châu Mỹ bọn gã đã gặp phải những gì. Điều đầu tiên lóe lên trong đầu gã, lại là lời cảnh cáo của Babato, kẻ địch không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất, cùng với đó, gã bắt đầu nhớ đến Babato. Đến làng của người Kukur, đàn ong sát nhân, trận lũ, Bạch Thành, nhưng những thứ đó dường như chẳng hề có liên quan gì đến 13 hiệp sĩ bàn tròn và mức kinh cả, sao có thể xếp chung vào với nhau được chứ? Gã tập trung tinh lực, chăm chú lắng nghe pháp sư Tháp Tây nói tiếp. Nhưng những lời pháp sư nói tiếp sau đó, lập tức khiến Trác Mộc Cường ba nhớ đến nhiều chuyện hơn nữa, đồng thời cũng bừng tỉnh ngộ. Khi cuối cùng mọi người cũng đến địa Cung Erhis, tất cả châu báu trong đó đã biến mất, hơn nữa trên cánh cửa đá cuối cùng có 7 lỗ khóa thì 5 lỗ đã có chìa, điều này chứng tỏ rằng địa cung đã từng bị bọn trộm ghé thăm, có phải không? Trong đó có rất nhiều cơ quan, nghe nói đám quân du kích vào đó hầu như là chết sạch cả, bản thân cậu cũng từng đi qua đó, chắc hẳn cũng có cả mộ sâu sắc chứ, phải vậy không? Thế nhưng, cùng lúc đó, người áo xám bên cạnh Merkin lại có thể tìm ra trung tâm của địa cung một cách hết sức chuẩn xác, hơn nữa lại còn biết cách sử dụng chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng ấy ra, tất cả những điều đó đều chứng tỏ một điều rằng, Y đã từng đến đó rồi. Thậm chí y còn rất chắc chắn rằng, đằng sau cánh cửa cuối cùng vẫn chưa được mở ra ấy có thứ y muốn tìm. Thấy Trác Mộc Cường ba mở miệng muốn nói gì đó, nhưng pháp sư Tháp Tây vẫn không ngừng lại, hơn nữa, người nô lệ được pháp sư Á La cứu ra khỏi bộ lạc ăn thịt người đã chứng thực thêm cho suy đoán của chúng tôi. Khoảng 8-9 năm trước, y và 12 người khác trong đội đã vượt qua trùng trùng hiểm nguy, tiến vào tòa địa cung nguy hiểm đó. Nhưng những nguy cơ trong rừng sâu còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì bọn y tưởng tượng, còn chưa đến được địa cung đã tổn thất mất mấy người. Bởi vậy, khi liên hệ tất cả các sự việc với nhau thì đã rất rõ ràng, không hiểu từ đâu mà 13 hiệp sĩ bản tròn biết được thông tin rằng đầu mối để tìm kiếm bạc ba la thần miếu có khả năng xuất hiện ở Nam Mỹ, vì vậy chúng mới vội vã rời khỏi Tây Tạng, tìm đến địa cung của người Mai ha. Kết quả là, lần đó bọn chúng đã tổn thất cực kỳ nặng nề, rất có khả năng là chỉ còn hai người Mekin và Sos sống sót hơn nữa rốt cuộc bọn chúng cũng không mở được cánh cửa đá cuối cùng. Lần hành động đó, chắc chắn đã cho bọn chúng một bài học đau đớn nhớ đời, đồng thời cũng khiến tổ chức đó không thể nào hồi phục trong cả một thời gian dài. Mãi cho đến hai năm trước, Merkin mới tự đứng lên, lại bắt đầu tìm kiếm bạc ba la thần miếu, chỉ có điều, lần này đồng bọn của hắn không còn 13 người nữa, mà chỉ còn có một người duy nhất. Những câu hỏi chắc một cường ba đã sắp xếp sẵn trong óc giờ đã bị làm cho nháo nhào hết cả lên. Gã đành nhìn chầm chầm vào Lữ Cánh Nam, ánh mắt nghi hoặc rõ ràng như đang hỏi, chuyện này, sao tôi không biết gì cả vậy? Nét mặt Lữ Cánh Nam tỏ vẻ xin lỗi, như cười mà không phải cười. Pháp Sư Tháp Tây lại nói, sự tình là như vậy đấy, cậu còn điều gì muốn hỏi nữa không, Cường Ba thiếu ra? Chắc một Cường Ba lắc đầu, nếu nói như vậy, Merkin là một trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, trong tay hắn chắc phải có rất nhiều tư liệu về bạc ba la thần miếu mới đúng, tại sao hắn lại để ý đến tôi? Trong mắt hắn, lẽ ra tôi phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhỏ nhoi đến mức không đáng để mắt mới phải chứ. Pháp sư Tháp Tây nói, trước mắt chúng tôi chỉ có thể cho rằng, có lẽ người qua ba ở Mông Hà đã gắn liền hai người với nhau. Hoặc giả, khi cậu tiếp xúc với người điên ở Mông Hà, Merkin đã ngấm ngầm phát hiện ra. Theo tư liệu chúng tôi có được, Merkin là một kẻ rất đa nghi, nhất định hắn muốn làm cho rõ, tại sao cậu lại đi tìm người điên ở Mông Hà đó, vì vậy mới theo dõi điều tra cậu. Hơn nữa trong cuộc tìm kiếm bạc Ba La thần miếu này, tổ chức 13 hiệp sĩ bàn tròn đã chịu tổn thất quá lớn, bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua bất cứ đầu mối nào có liên quan đến thần miếu đâu." Trác Mộc Cường Ba nói, "Tôi vẫn muốn hỏi, tại sao hắn lại tìm được người qua ba ở Mông Hà đó chứ?" Các ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu, nhưng trước sau gã vẫn không thể lần ra một đầu mối rõ ràng. Những lời của pháp sư Tháp Tây tuy bề ngoài có vẻ rất thông tình đạt lý, nhưng lại có rất nhiều chi tiết không thể không cân nhắc. Chuyện này thoạt nghe cứ như câu chuyện bịa vậy, hơn thế nữa, có rất nhiều điểm khiến gã không khỏi nghi ngờ. Có thể Merkin đúng là thành viên của 13 hiệp sĩ bàn tròn thật, nhưng tại sao hắn phải tìm gã làm gì? Từ khi ở khả khả Tây Lý hắn đã bắt đầu lùng theo gã, nhưng lúc đó chẳng phải gã thậm chí còn chưa nghe thấy ba chữ bạc ba la bao giờ hay sao? Nghĩ tới đây, chắc Mộc Cường ba thầm cười khổ một tiếng, rồi lại thở dài, khi gã tưởng mình đã nắm được rất nhiều tư liệu rồi, bỗng nhiên lại phát hiện ra, những thứ đó chỉ là một phần rất nhỏ, nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa, rốt cuộc bạc Ba La thần miếu kia còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa đây. Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba bắt đầu tin rằng McKin là một trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, điện thoại di động của Lữ Cánh Nam chợt đổ chuông. Cô bắt máy rồi nói với Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Tháp Tây, giáo sư ở trên mạng, bảo bật máy tính lên, ông có thứ này muốn cho chúng ta xem. Nói rồi, cô với tay bật máy tính. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, ở đây cũng có mạng không dây à? Lữ cánh nam chỉ tay sang căn phòng bên cạnh, chúng tôi lắp hệ thống khuếch đại tín hiệu, chỉ cần nằm trong tầm che phủ của vệ tinh là có mà. Hệ thống webcam kết nối xong, giáo sư Phương Tân hỏi, Cường Ba đến rồi hả? Thấy chắc một Cường Ba đứng một bên, ông liền cầm tập tài liệu lên nói, đây là tài liệu các cậu mang từ Nga về, mọi người xem cái này đi. Trên màn hình máy tính xuất hiện một vật trông như bức thư, chữ viết tay, văn tự đều là chữ cái Latin. Nhưng Trác Mộc Cường ba không đọc được. Lữ Cánh Nam cũng không biết thứ tiếng này, liền hỏi, đây là tiếng nước nào vậy? Lúc này, Trác Mộc Cường ba bỗng trông thấy tên người viết thư ở phía dưới. Nhóm ký hiệu cuối cùng đó trông hết sức quen mắt, gã lập tức có phản ứng, tên của Kinh, ký hiệu này chính là biểu thị tên của Kinh. Bạn đang đọc truyện được tại. Giáo sư Phương Tân nói, tiếng Bồ Đào Nha, tôi đã nhờ người dịch ra rồi, bản dịch đây. Bức thư này được viết từ thế kỷ 17 do một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha tên là Marcus Merkin viết cho một giáo sĩ Tây Ban Nha tên là Palacio Stanley. Trên máy tính xuất hiện bản dịch, mấy đoạn đầu đều là hỏi han xã giao và thảo luận về tôn giáo, từ đoạn thứ tư trở đi được giáo sư đánh dấu bằng bút đỏ, nội dung là người tên Merkin ở thế kỷ 17 kia hỏi về bản thảo viết tay của ông ngoại Palacio. Trong thư, Merkin nói, ông ta biết ông ngoại của Palacio đã từng đi Maya, đồng thời còn đọc rất nhiều thư tịch của họ, mong được xem thứ văn tự maya đã được ông ngoại của palacio giải dịch và hỏi dò xem trong các ghi chép của người maya có nhắc đến một nơi nào gọi là bạc ba la hay không bên cạnh bức thư còn có chú thích riêng của các chuyên gia ghi rằng dịch âm có thể đọc là mubala hoặc samubala căn phòng xây bằng đá tĩnh lặng như tờ không khí toát lên một vẻ kỳ dị khó tả cả ba người nhìn chằm chằm vào bức thư đã được dịch ra trên màn hình máy tính suốt một lúc lâu không ai cất tiếng nói gì cả trác mộc cường ba đọc đi đọc lại ba lần xác định không bỏ sót một chữ nào, mới rẻ dặt lên tiếng, mất này, và mất kia. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói, tôi xem nội dung bức thư trước, rồi sau mới chú ý đến cái tên này, không chỉ có mất thôi đâu, cậu nhìn rõ đi, đây là thư mất gửi cho Stanley, nếu cậu vẫn chưa chú ý, để tôi nhắc cho cậu nhé, chúng ta còn có một nhà thám hiểm tên là Morton Stanley đấy. Cặp mắt vốn đã trợn tròn lên của Trác Mộc Cường ba lại càng trợn to hơn nữa. Giáo sư Phương Tân tiếp tục nói, sau khi phát hiện ra điểm này, tôi liền lập tức dùng máy tính tìm kiếm trong tất cả tài liệu mà cậu và ba tang đi Nga mang về những tổ hợp chữ cái tương tự, thì thấy cái tên Merkin này còn xuất hiện ở một nơi khác nữa. Trong một văn kiện khác, quân Đức có phái một nhân viên điệp báo quốc tịch nước ngoài tên là Hector Merkin đến tiềm phục tại công viên Bletley 1, nhưng sau khi thâm nhập vào đó thành công liền mất liên lạc. Văn kiện này là do tuyến trên của điệp viên mật ấy gửi đi cho cấp trên của họ, báo cáo rằng Hector Merkin rất có thể là gián điệp hai mang sau đó không lâu, quân đồng minh phá giải được mật mã Enigma của Đức. Thông qua một số nguồn khác nhau, tôi tìm hiểu được, người tên Hector Merkin ấy đã từng làm việc chung một tổ với Alan Turing, tham gia phá giải mật mã của quân Đức, nhưng khi Thế chiến thứ hai kết thúc, quân Mỹ lại che giấu thông tin về thân phận của người này. Về sau Liên Xô đã từng thử tìm kiếm người tên Merkin đó, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Tuy nhiên, dựa theo hồi ức của một thành viên trong tổ phá giải mật mã ấy, tay Merkin này có giọng bồ đào nha rất nặng. Còn Stanley thì ngoài Morton Stanley sau này ra, không phát hiện ra người nào khác nữa. Tôi cũng không biết đây rốt cuộc có phải trùng hợp hay không, vì vậy mới lập tức báo với mọi người ngay. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại, nhìn Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Tháp Tây, hỏi, đây, đây rốt cuộc là như thế nào? Gương mặt Lữ Cánh Nam không để lộ ra cảm xúc gì, nói như lẩm bẩm một mình, chắc không phải là trùng hợp, tuy Merkin trước sau đã có quốc tịch ba nước Mỹ, anh, Pháp, nhưng quốc tịch gốc của hắn là ở Bồ Đào Nha, đây là thông tin chính xác đã được điều tra xác minh hết sức cẩn thận. Thần sắc Pháp sư Tháp Tây lại phức tạp lạ thường, hồi lâu sau, mới thở dài cất tiếng, nói như vậy, hóa ra những suy đoán trước đây của chúng ta về mức kinh là sai rồi. Không ngờ hắn lại là người của gia tộc Bạc Ba La. Gia tộc Bạc Ba La, Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam và cả giáo sư Phương Tân trong máy tính cùng lúc thốt lên. Pháp sư Tháp Tây nói, Đúng thế, gia tộc Bạc Ba La có thể nói là tổ chức ngoại bí xuất hiện tương đối sớm, trong các tư liệu xưa cũng có nhắc đến một chút. Gia tộc này xuất hiện vào khoảng năm 1700. Vì thời bấy giờ ở Tây Tạng rất hiếm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nên trong các thư tịch cổ mới có ghi chép về gia tộc này. Từ lúc xuất hiện ở Tây Tạng, những người này đã tuyên bố Bạc Ba La thần miếu là sản nghiệp của gia tộc nhà họ, họ đến Tây Tạng là để thu hồi tài sản. Gia tộc này xuất hiện còn sớm hơn cả Morton Stanley, nhưng họ đã đưa ra ba chữ bạc ba la trùng khớp với cách gọi bạc ba la thần miếu trong sử thi cắt đức ni mã cổn. Có điều, dựa theo những ghi chép trong sách cổ, thành viên trong gia tộc này tự xưng là họ mục mới đúng. Họ người nước ngoài thường ở phía sau, mục hay mất chắc chỉ là vấn đề dịch âm thôi. Giáo sư Phương Tân nói, có còn tư liệu gì khác về gia tộc này nữa không, Pháp sư? Pháp sư Tháp Tây Đáp, cũng không nhiều lắm, mới đầu gia tộc này còn xuất hiện tương đối nhiều. Đại khái cứ cách khoảng hai ba chục năm lại có một người tự xưng là thành viên gia tộc này đến Tây Tạng, nhưng về sau họ cũng dần dần biến mất. Trước khi Morton Stanley xuất hiện, bọn họ đã hoàn toàn không còn tâm tích gì nữa rồi. Nhưng còn lá thư này, lẽ nào từ thời đó, gia tộc này đã biết có đầu mối liên quan đến bạc ba la thần miếu bị đưa sang châu Mỹ rồi hay sao? Làm sao họ biết được? Không lẽ gia tộc họ và bạc ba la thần miếu thật sự có mối quan hệ gì đó hay sao? giáo sư Phương Tân nói, xem ra, tôi còn phải đọc thêm một số tài liệu nữa. E rằng những sự việc và con người liên quan đến tòa thần miếu nghìn năm này đều vượt quá những gì chúng ta suy tính rồi. Sau khi giáo sư ngắt tín hiệu, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vẫn nhìn chằm chằm vào bức thư trên màn hình máy tính. Lúc đưa mắt nhìn nhau, cả hai người cùng lúc dâng trào một cảm giác rằng đời người so với lịch sử, quả thực là quá ngắn ngủi. Sau đó Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Tháp Tây muốn bàn chuyện riêng, Chắc Mộc cường ba ra ngoài trước, thậm chí gã còn không nhớ mình đã đi ra khỏi gian phòng đá ấy như thế nào, trong đầu đầy những dấu hỏi. 13 hiệp sĩ bàn tròn, gia tộc Bạc Ba La, những thông tin chưa từng biết đến bao giờ ấy cũng cần một thời gian mới tiêu hóa được hết, mà những vấn đề kéo theo đằng sau chúng cũng mỗi lúc một nhiều. Rốt cuộc Merkin là thành viên của 13 hiệp sĩ bàn tròn hay của gia tộc Bạc Ba La. 13 hiệp sĩ bàn tròn đã tiêu vong thật chưa? tại sao gia tộc Bạc Ba La kia lại tuyên bố rằng Bạc Ba La thần miếu là sản nghiệp của họ. Ban đầu, cứ cách hai ba chục năm lại có một người nước ngoài họ mục đến Tây Tạng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, cũng có nghĩa là mỗi đời gia tộc Mắc Kinh đều có người đến Tây Tạng tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều phải trở về không công, vậy về sau họ đã biến đi đâu mất. Làm sao họ biết được thông tin về Bạc Ba La thần miếu ở châu Mỹ? Những vấn đề này, chắc Mộc Cường Ba không hề có một chút đầu mối nào, càng không nói gì đến chuyện làm rõ quan hệ giữa chúng còn cả cảm giác tức giận khó hiểu đối với Lữ Cánh Nam lúc trước khi Pháp Sư Tháp Tây vào căn phòng đó nữa, tại sao gã lại đột nhiên tức giận như vậy nhỉ? Trác Mộc Cường Ba vừa đi vừa nghĩ, tâm tư dối bời, định bụng bước thẳng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, đang ở chỗ ngoặt ra cửa thì đụng phải một người. Đúng lúc hai người va phải nhau, Trác Mộc Cường Ba sực nhớ, lần đầu tiên tên béo đến tìm gã, gã đang ở Thượng Hải, làm sao hắn biết được địa chỉ của gã cơ chứ? Sự thực thì người có thể nghĩ ra được gã có khả năng ở Thượng Hải, lại biết gã đang đi tìm bạc ba la thần miếu, e rằng chỉ có một mà thôi. Đó chính là thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tân. Chắc Mộc Cường ba hiểu ra tại sao mình lại đột nhiên phẫn nộ như vậy. Lữ cánh nam đã ngầm ám thị, trực tiếp chỉ đầu mũi giáo về phía người gã tôn kính nhất. Chắc Mộc Cường ba thầm mắng mình một tiếng, nếu ngay cả thầy giáo cũng bị nghi ngờ, chuyện tìm kiếm tử kỳ lân thử hỏi còn ý nghĩa gì nữa, chỉ bằng giải tán cho sớm đi còn hơn nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong óc gã rồi lập tức tan biến, chắc một cường ba nhanh chóng không nghĩ đến nó nữa. Thấy người đụng phải mình kia ngã bổ ngửa ra đất, gã vội đỡ anh ta dậy. Người ấy có gương mặt vuông vắn, chắc khoảng hơn 30, nhưng dung mạo hơi già cỗi, tay cầm một quyển sách, vừa thấy chắc một cường ba, liền lập tức nở một nụ cười dạng dỡ ánh nắng kiểu nhạc dương, ồ, cường ba thiếu ra, anh ra ngoài tản bộ hả? Chắc một cường ba đang nhoẻn miệng mỉm cười, nói, anh. Đột nhiên bỗng nở người ra, Gã nhớ rất rõ, vừa mới lúc nãy Nhạc Dương đã giới thiệu anh chàng này với mình rồi, nhưng bây giờ gã lại không thể nào nhớ ra nổi anh ta tên là gì nữa. Nhớ lại hồi 2 năm trước, trong đại hội thương nghiệp hơn trăm người, mình chỉ nghe một lượt đã có thể nhớ hết toàn bộ tên những người bạn xa lạ đó, nụ cười của Trác Mộc Cường ba không khỏi cứng lại, thầm nhủ, già rồi, già tha trôi. Anh chàng kia hoàn toàn không để ý, gấp cuốn sách vào, rồi tự giới thiệu lần nữa, tôi tên là Trương Kiến, do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến đây. Anh ta vốn muốn bắt tay với Trác Mộc Cường Ba, nhưng thấy gã không đưa tay ra, lại thoáng ngần ngừ. Một Bletley Park, trung tâm giải mã tình báo nổi tiếng của anh, hoạt động hồi thế chiến thứ hai. Rất vui được biết anh, Trác Mộc Cường Ba chia tay ra nắm lấy tay Trương Kiến. Gã chú ý đến cuốn sách anh ta đang cầm, một cuốn sách bọc bìa da màu vàng, để sáu chữ suối ngọt giữa lòng hoang mạc một. Không ở chung với mọi người à? Trác Mộc Cường Ba tiện miệng hỏi. Trương Kiến đáp, tôi thích yên tĩnh, nên một mình ra ngoài đi dạo chút. Vậy anh dẫn tôi đi quanh đây một vòng được không? Tôi cũng muốn xem xung quanh, Trác Mộc Cường ba nói. Trương Kiến gật đầu, được thôi. Hai người đi ra phía sau dãy nhà đá, vòng lên vách núi, qua khe sâu. Rừng sâu rậm rạp, suối nước róc rách âm vang, lũ chim sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi đã trở về. Nghe những tiếng chim ríu rít ấy, Trác Mộc Cường ba có cảm tưởng như ban mai đang chậm chậm thả bước trong công viên vậy, chỉ có điều thay vì ánh nắng sớm là dáng chiều hoàng hôn rực rỡ. Trác Mộc Cường Ba nói, anh xem sách gì thế? Gã thấy dọc đường Trương Kiến cầm cuốn sách ấy hết sức cẩn thận. Trương Kiến giơ cuốn sách lên, đưa tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, giảng đạo. Nhưng rồi, hình như chợt nhớ ra Trác Mộc Cường Ba có thể không hiểu, liền đổi lại thành một cuốn sách bồi dưỡng tâm linh. Trác Mộc Cường Ba đón lấy, lật qua phần giới thiệu và mục lục, đọc luôn vào trang đầu tiên, chỉ thấy viết, ngày 1 tháng 1 vùng đất các ngươi sẽ đến, là vùng đất con núi đổi, có núi đồi, có thung lũng, có mưa thấm nhuần. Là vùng đất được Đức giê chăm sóc, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng trong năm, đôi mắt của Đức giê luôn dọi chiếu đến vùng đất ấy. Đút, 11,11 11 đến 122 2. Chác Mộc Cường ba thoáng ngẩn người, bỏ qua một đoạn, lại thấy viết. Có thể chạy nhảy trên đất bằng, không nên đã xem là đủ, chúng ta nên gắng sức đạt tới đỉnh cao nhất. Trên đỉnh núi, hạt xương thật sáng trong biết bao, Đẹp đẽ biết bao, không khí thật trong lành tươi mới, cư dân nhàn hạ thanh thản, chỉ cần đẩy cửa ra là có thể thấy Jerusalem. Có bao nhiêu tín đồ cam tâm tình nguyện sống cuộc đời như những người thợ mỏ, quanh năm không thấy mặt trời. Trên gương mặt họ lẽ ra phải là niềm vui hân hoan, nhưng lại phải gạt đi hàng nước mắt. Họ lẽ ra phải được tản bộ trên cung điện xa hoa, thưởng thức cảnh đẹp của Lebanon, nhưng lại thỏa mãn với sự khô cằn trong lao mục. Tỉnh lại đi, hỡi các tín đồ, rời khỏi đất bằng của các ngươi hãy nỗ lực vươn lên cao. Hãy vứt bỏ sự mệt mỏi, lười nhác, lạnh giá, và tất cả những gì ngăn cản ngươi theo đuổi Cry. Hãy để người làm ngọn nguồn, làm trung tâm của ngươi, hãy đặt người lên địa vị cao hơn tất thảy vạn vật. Chớ nên thỏa mãn với những gì ngươi đang sở hữu. Hãy khát khao một cuộc sống cao quý hơn, giàu có hơn. Hãy hướng đến mùa xuân, hãy đến gần thiên đường hơn nữa, gần chúa trời hơn nữa. Spurgeon 3 Trác Mộc Cường ba gấp sách lại, ngắm nghía bìa bọc màu cát sa mạc, rồi trả cho Trương Kiến, ngước mắt nhìn rừng núi màu xanh thấm xung quanh, chậm rãi nói, anh tin vào. Thiên Chúa à! Trương Kiến đáp, cuốn sách này, khiến tâm hồn tôi được lấp đầy. Anh ta hỏi ngược lại, Cường Ba thiếu ra, anh không tin Phật à? Trác Mộc Cường Ba dảo chân bước lên hai bước, ra khỏi bóng dâm, đứng bên mép con dốc, lặng lẽ nhìn dạng núi xa xa, không tin, thần và Phật đều là những thứ do con người tạo ra mà thôi. Nhưng tự sâu trong đáy lòng, lại có một tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ cất lên, "Con à, con có tín ngưỡng đó." Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, tựa hồ như muốn hất tung đập vụn những mảnh hồi ức ấy mà gạt ra ngoài tâm trí. Trương Kiến bước lên, đứng sánh vai với Trác Mộc Cường Ba, đón ngọn gió chiều, chậm rãi nói, "Tôi từng bị ung um thư, ung um thư tế bào dạng vảy, một loại ung um thư da ác tính, khi bệnh viện phát hiện ra thì đã di căn sang tế bào bạch huyết rồi, các bác sĩ nói, tỷ lệ sống sót của tôi rất thấp." Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu liếc nhìn Trương Kiến, thấy người đàn ông rắn chắc con làn da ngăm ngăm đen này thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn cả Trương Lập, thật khó mà tưởng tượng anh ta đã từng bị ung thư. Trương Kiến tự nói với mình, việc chữa trị đã tiêu sạch tiền của gia đình tôi thích lũy được, vợ tôi đòi chia tay, vậy là ly hôn luôn. Trác Mộc Cường ba tròn mắt lên nhìn anh ta, chỉ nghe Trương Kiến lại nói tiếp, tôi không trách cô ấy, cô ấy vẫn còn trẻ, cần phải tiếp tục sống, cũng may là chúng tôi không có con. Có điều, sau khi cô ấy ra đi, chỉ còn lại một mình tôi nằm trên giường bệnh, trần nhà màu trắng ga trải giường cũng màu trắng tôi nghĩ đời mình thôi thế là hết rồi cảm giác cô độc khi bóng đêm về đó là thứ đáng sợ nhất trên đời đúng lúc ấy các anh chị em trong giáo hội đã đến giúp tôi họ cầu nguyện cho tôi nói với tôi rằng chúa sẽ không bỏ rơi bất cứ con người bất hạnh nào tin vào chúa cầu nguyện nơi người người sẽ gieo vào lòng mình hạt giống của đạo cứu rỗi linh hồn mình trác mộc cường ba thầm giật thoát mình gã cũng vừa mới thoát ra khỏi nỗi cô độc tính mịch đáng sợ ấy những lời của Trương Kiến khiến gã không khỏi hồi tưởng khách sạn nhỏ nơi gã bị dồn ép vào cửa. Nếu lúc đó có người vươn bàn tay về phía gã, giúp đỡ gã, liệu gã có giống như Trương Kiến hay không? Trương Kiến không biết tâm tư của Trác Mộc Cường Ba, vẫn tiếp tục nói, lúc đầu tôi cũng không sùng kính gì cho lắm, chỉ là hy vọng được giáo hội giúp đỡ cho phần nào mà thôi. Về sau, tất cả phí tổn nằm viện của tôi cũng đúng là được anh chị em trong giáo hội quyên góp lại mà trả giúp. Trong vòng 5 năm Tôi làm hóa trị liệu 7 lần, bác sĩ nói, tôi sống được đúng là một kỳ tích. Giờ đây, trong cơ thể tôi đã không còn tế bào ung thư nào nữa. Có lẽ, anh nói rất đúng, thần thánh không hề tồn tại, nhưng có sao đâu, khi những người anh chị em đó của tôi chia cánh tay họ ra, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp tồn tại xung quanh mình. Tôi yêu họ, cũng như họ yêu tôi, tôi cần đến họ, cũng như họ cần đến tôi, dưới ánh sáng của Chúa, chúng tôi lo lắng, thương yêu lẫn nhau, tương thân tương ái, đó mới là điều mà tôi tin thờ. Trương Kiến ngoảnh đầu lại nói, đội trưởng Hồ Dương từng nói với tôi, con người là một loài động vật có tính xã hội cao, sinh tồn trong cùng một môi trường, họ khát khao được giao lưu và chia sẻ, dựa dẫm lẫn nhau để sống sót. Một con người nếu muốn sống một mình cô độc trên thế gian này, thực sự rất khó khăn đấy. Có nhìn thấy những ngọn núi kia không, cường ba thiếu gia, Trương Kiến chỉ tay về phía dạng núi xa xa, tại sao chúng lại hình kim tự tháp chứ? Sở dĩ chúng cao như vậy, chẳng phải là vì chúng trồng chất lên nhau? không có phần chân nền phía dưới, ngọn núi sao có thể nguy nga hùng vĩ. Nếu chỉ có một tảng đá lớn cao bằng cái gậy, liệu nó có thể cao được bao nhiêu đây? 100 mét, 200 mét, làm sao có thể vút lên cả nghìn mét, chọc tới tận mây xanh. Con người cũng như vậy, sắt thép xi măng ở các thành phố khiến chúng ta trở nên xa lạ, nhưng trong lòng chúng ta trước sau vẫn khát khao được người khác tin cậy, được người khác cần đến, giống như một đại gia đình sống hòa thuận bên nhau vậy giáo hội của chúng tôi chính là một đại gia đình như thế ở đó ít ra anh cũng không cảm thấy cô độc khi tâm tình phiền muộn tôi sẽ lấy cựu ước ra xem bao nhiêu phiền não sẽ dần dần tan biến những lúc đối mặt với những lựa chọn khó khăn tôi cũng tìm kiếm lời giải đáp trong kinh thánh trong đó anh có thể tìm thấy lời giải cho tất cả mọi vấn đề trác mộc cường ba không khỏi bật cười dường như điển tịch của tất cả các tôn giáo đều như vậy cả cứ như có thể tìm thấy bất cứ đáp án nào trong đó, tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết. Nếu thực sự có thể giải quyết tất cả các vấn đề, chỉ cần một tôn giáo, một cuốn kinh điển là đủ rồi, tại sao lại còn sinh ra nhiều giáo phái như thế, lại còn không ngừng tranh đấu với nhau nữa? Trương Kiến nhướng mày nói, con người đều như vậy đó, những lúc nguy nan thì hy vọng được cứu rỗi, sống bình thường thì mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Con người cần phải có tín ngưỡng. Câu cuối cùng này đột nhiên lại trùng khớp với ký ức của Trác Mộc Cường Ba. Âm thanh đó lại vọng lên từ nơi sâu thẳm đáy lòng gã, "Con à, con người cần phải có tín ngưỡng." "Ê, Trương Kiến, phía xa xa có người gọi tướng lên." Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía có tiếng gọi, thấy hai bóng người đang từ bên kia dốc núi lại gần chỗ họ. "Cậu đang ngắm cảnh à?" Một người lớn tiếng hỏi. Trương Kiến cũng nói to đáp lời, "Hai người các anh đi tuần xong rồi hả?" Lúc hai người kia đến gần, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn rõ, một người trong đó tuổi tác lớn hơn hẳn khoảng ngoài ngũ tuần đầu đã hơi hói chán hẳn ba nếp nhăn vừa rộng vừa sâu lại đeo thêm đôi kính tròn vọng nhựa đen khiến vẻ ngoài trông càng già nua bước đi hết sức cẩn thận dè dặt còn người kia trông còn trẻ hơn trương kiến đầu tóc bù xù bước chân sải rộng thoạt nhìn giống như một công nhân vừa ở công trình đi xuống trước ngực đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số dòng sla to tướng lúc bước đi hai tay vẫn ôm khư khư cái máy ảnh như thể sẵn sàng để có thể chụp bất cứ lúc nào Ôi, định minh, đó là loài bướm gì thế? Đẹp quá, lúc Trương Kiến hỏi người tuổi tác tương đối lớn kia, chắc một cường ba mới trông thấy, trên vai anh ta đang có một con bướm đậu vào, hai cánh chấp chới vẫy nhẹ, hiển nhiên là đã coi bờ vai người đó làm nơi dừng lại nghỉ ngơi. Chẳng trách anh ta lại bước cẩn thận như thế, hóa ra là sợ làm con bướm kinh động bay đi mất. Người trung niên tên là Định Minh kia đáp, bên cạnh cậu là người mới đến hả? Không đợi hai người họ bước lại gần, Trương Kiện đã hấp tấp giới thiệu, Cường ba thiếu gia đến rồi. Đây là cường ba thiếu gia. Ồ, hai người liền nguồn chân rảo bước lên, nhìn lom lom vào chắc một cường ba ở khoảng cách gần. Người trẻ tuổi cười cười nói, đã nghe tiếng từ lâu. Còn người lớn tuổi hơn đã chia tay ra, nói, tiền bối chắc một cường ba, chào anh, tôi là Lê Định Minh, cũng là học sinh của thầy Phương Tân. Con bướm đón gió bay lên, lượn quanh người Lê Định Minh một vòng, rồi vỗ cánh vút đi. Vậy hả? Trác Mộc Cường ba vội nắm lấy bàn tay Lê Định Minh, cảm giác thân thiết hơn nhiều. Nghe anh ta gọi mình là tiền bối, gã liền hỏi, anh học khóa nào? Lê Định Minh đáp, sau anh một khóa, tôi vẫn thường nghe thầy giáo Phương kể nhiều về anh. Trác Mộc Cường ba hỏi, vậy năm nay anh? Lê Định Minh ngượng cười đáp, qua mùa hè này là 38 rồi. Kha kha, anh ta sờ tay lên những nếp nhăn trên trán, nói, có lẽ trông tôi hơi già hơn một chút, đều do nghĩ ngợi lung tung cả đấy. Trác Mộc Cường ba nói, vậy anh cũng học chuyên ngành động vật họ cho à? Lê Định Minh lắc đầu, không, tôi chuyên nghiên cứu động vật lưỡng thê. Nghe thầy giáo nói, lần này mọi người đi thám hiểm, đã gặp được không ít loài động vật hiếm. Trác Mộc Cường ba gật đầu, rừng rẫm nguyên sinh mà, chắc chắn là còn rất nhiều giống loài vẫn chưa được phát hiện. Gã thấy người trẻ hơn kia nói chuyện với Trương Kiến mấy câu, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, liền nói, đây là. Trương Kiến đang chuẩn bị giới thiệu, người đó đã cướp lời anh ta, tự giới thiệu luôn, tôi ở cùng một đơn vị với Trương Kiến, đều do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến. Tôi tên là Mạnh Hạo Nhiên, thời đường có một nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên, ông ấy cùng tên cùng họ với tôi. Trương Kiến đứng bên cạnh nói đùa, cứ chém gió đi, có cậu cùng tên cùng họ với người ta ấy. Trác Mộc Cường ba nói, hai người làm ở đơn vị nào thế? Trương Kiến nói, tôi làm ở đại đội địa chất Tây Tạng, còn cậu ta thực ra không phải người của đơn vị chúng tôi, cậu ta là nhiếp ảnh gia núi cao làm nghề tự do còn cả bọn nghiêm dũng nữa trước đây chúng tôi đều từng làm việc dưới quyền đội trưởng hồ dương mạnh hạo nhiên cười hì hì nói nói dễ nghe một chút thì là nhiếp ảnh gia thực ra chỉ là một tên nhàn rỗi hết chuyện chỗ nào náo nhiệt là tôi tìm đến phạm chuyện gì liên quan đến núi tuyết tây tạng là tôi đều khoái hết nói rồi anh ta bật lại những bức ảnh mình vừa chụp được cho mấy người bọn trác mộc cường ba xem lê định minh nói trở về thôi chắc đến giờ cơm chay rồi Trương Kiến nhìn Trác Mộc Cường Ba, cười cười nói: "Hôm nay không ăn chay." Ba người phá lên cười, nhìn gương mặt vui vẻ của họ, trong lòng Trác Mộc Cường Ba cũng lấy làm cao hứng. Bốn người cười cười nói nói trở lại dãy nhà đá. Thì ra Mạnh Hạo Nhiên cũng gần bằng tuổi Trương Kiến, vậy mà nhìn bề ngoài trông còn trẻ hơn cả Nhạc Dương. Anh ta hết sức đắc ý nói, đó là vấn đề bảo dưỡng thôi. Người đàn ông, cả ngày phơi sương phơi gió, cần giữ gìn nhất chính là gương mặt này. Lúc về đến nơi, chị Trương đã sắp xếp ra một bàn đầy thức ăn. Các thành viên mới cứ ra ra vào vào, bận không ngơi tay. Thường ngày, việc ăn uống của những người này đều bị Lữ Cánh Nam khống chế nghiêm khắc. Hôm nay nhân cơ hội chắc Mộc Cường ba đến, bọn Nhạc Dương và Trương Lập đã suối bẩy mọi người phá giới, ngấm ngầm bày cách, nói như đinh đóng cột rằng chắc chắn giáo quan sẽ không trách mắng. Còn nguyên nhân tại sao lại như vậy thì... Hi hi ha ha, mọi người đều cười cười hiểu ý. Thấy chắc Mộc Cường ba trở về, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, khiến gã có cảm giác như thể trở về buổi tiệc chiêu đãi doanh nghiệp thuở trước vậy. Mẫn mẫn lại gần khẽ trách móc, căn vặn chắc một cường ba sao mà nói chuyện lâu quá vậy. Chắc một cường ba cười gượng gạo, nói mình vừa ra ngoài tản bộ, nghĩ ngợi vài vấn đề. Hai người mới nói chuyện được hai ba câu, đã bị chị Trương kéo về phía bàn ăn. Nói theo kiểu của chị ta thì, đôi chim non nhà cô cậu thiếu gì thời gian chàng chàng thiếp thiếp, không cần phải nôn nóng làm gì, nghe nói cường ba của cô khỏe lắm rất thích hợp làm cu ly trác mộc cường ba đỏ bừng cả mặt cuống cuồng xua tay rối rít nói nào dám nào dám sao so được với chị trương chị trương lại nói ấy cái gì mà chị trương chị trương chứ gọi thế nghe già chết đi được cứ gọi tôi là đình hổ đi tôi lớn hơn anh mấy tháng gọi là hổ nhi thì không ổn lắm nhỉ kế đó chị lại gọi toáng lên tiểu nguyệt đâu nhạc dương cậu đi gọi mấy người nữa mang thùng ra đây chúc giật cái đồ đần, còn ngây ra đấy làm gì hả, đi giúp bọn họ một tay nhanh lên. Mẫn mẫn, vào bếp xem thử có đủ đồ ăn không. Một lát sau, Trương Lập và hai anh chàng trẻ tuổi khác đã khiêng vào một vò rượu to tướng. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên, còn có cả rượu à? Chị Trương nói, phải đấy, giáo quan nghĩ rất chu đáo, biết đám người chúng tôi đây gần như tên nào cũng là sâu rượu, nên đã đích thân chuẩn bị rượu thuốc sẵn đấy, mỗi ngày huấn luyện xong chúng tôi đều có rượu uống cả thứ rượu này mùi vị cũng không tồi, lát nữa anh phải uống nhiều một chút đấy, không sợ say đâu. Trác Mộc Cường ba bất giác nhớ lại lúc bọn họ huấn luyện bị Lữ Cánh Nam bắt uống thuốc bắc, đắng không chịu nổi, xem ra đây đúng là xem người bốc thuốc rồi. Chị Trương lại quay sang sắp đặt sai phái mọi người dịch chuyển các thứ để đặt thêm mấy chiếc bàn nữa trong phòng. Trác Mộc Cường ba cười khen, chị Trương thật biết sắp xếp. Trương Đình Hổ nói, đám người nhắc này còn khó quản lý hơn nhân viên công ty nhiều, vẫn phải học theo cánh nam, dùng chút thủ đoạn sắt mới khiến họ phục được. À, phải rồi, nghe nói Lữ cánh nam thích anh, không biết có thật không vậy. Trác Mộc Cường ba Bữa tối hôm ấy hết sức thịnh soạn, có thể nói là vượt xa tiêu chuẩn bình thường mà lữ cánh nam quy định, nhưng quả nhiên cô chỉ phê bình một hai câu, chứ không nổi trận lôi đình. Chị Trương hướng về phía Trác Mộc Cường ba chỉ chỉ trỏ trỏ, mọi người ai nấy đều ngầm hiểu, ánh mắt cực kỳ hàm ý, trong khi đó, hai kẻ gây chuyện là Nhạc Dương và Trương lập lại giả bộ như chẳng hề trông thấy. Cả một phòng đầy chật người, tổng cộng chia làm ba bàn, người nào người nấy đều tranh nhau kéo chắc Mộc Cường ba lại ngồi bàn mình, nhưng tất nhiên là chẳng ai tranh được với chị Trương. Đối với chắc Mộc Cường ba thì vừa kéo vừa lôi, còn người khác thì vừa đạp vừa quát, há miệng gầm lên một tiếng, khí thế chẳng khác nào sư vương tạ tốn ngày xưa. Có người nấp phía sau kêu lên, cướp chú rể đấy hả? Cả đám lại cười ồ lên. Bàn này thực ra chỉ có mình chị Trương là phụ nữ, còn lại toàn là đàn ông dâu ria xồm xoàm, thân thể cường tráng, nhưng không một ai có cảm giác chị ta ngồi đây không thích hợp cả. Phải nói là quá thích hợp mới đúng. Tử lượng của chị Trương này càng khiến Trác Mộc Cường ba nhớ lại chính mình trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Được ba tuần rượu, ba tang và một người dâu ria xồm xoàm, mặt mũi rất hung hãn chơi hoẩn tù tỉ uống rượu, tiếng qua tiếng lại, càng lúc càng ẩm ý nhức óc. Chị Trương giới thiệu với Trác Mộc Cường ba, người tướng mạo hung hãn ấy tên là Nghiêm Dũng, một chuyên gia leo núi rất có kinh nghiệm, anh ta cũng là bạn của đội trưởng Hồ Dương hai bàn còn lại cũng chè chén rất hăng say vương hữu và son cũng đã hòa đồng được với những người khác mỗi khi nói chuyện đến chỗ cao hứng lại phá lên cười ầm ý cả gian phòng ngập tràn trong một bầu không khí ồn ào náo động như thế giữa buổi tiệc nhạc dương đi sang bàn khác dẫn hai thanh niên đến chúc rượu trác mộc cường ba vừa nhìn bước chân chuẩn xác của bọn họ gã đã biết ngay hai anh chàng này xuất thân trong quân đội quả nhiên nhạc dương giới thiệu cả hai đều là chiến hữu cùng nhập ngũ với anh người gầy tên là Triệu Trang Sinh. Nhạc Dương gọi luôn là cu gầy, còn đùa đùa bảo từ nhỏ cu gầy đã có tố chất của lãng lý bạch điều trương thuận trong thủy hử, nên bạn bè đồng ngũ đều gọi cậu ta là nhị điều. Cậu này xuất ngũ xong còn sang nước phát triển nửa năm, vừa trở về đã bị Nhạc Dương gọi đi luôn. Người còn lại tên là Lý Hồng, tướng mạo giản dị, ít nói. Trương Lập cũng dẫn theo mấy quân nhân đã giải ngũ đến, vì nhiều người nhiều miệng quá, thành thử chắc Mộc Cường ba chẳng nghe rõ họ nói những gì nữa. Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam ngồi chung một bàn, ngồi ở bàn đó còn có mấy người phụ nữ nữa, chắc Mộc Cường ba hỏi qua loa một lượt, biết một cô tên Lâm Tiểu Quyên, còn một cô tên là Phương Phương hay gì gì đó. Được một lúc, mọi người bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm. Chắc Mộc Cường ba và chị Trương tự nhiên là nói đủ thứ chuyện trời Nam Bể Bắc, nói qua nói lại, rồi cuối cùng nói đến chuyện Mẫn Mẫn. Chị Trương nói với Chắc Mộc Cường ba, cảm giác đồ mỹ phẩm của Mẫn Mẫn dùng có mấy món đã nhạt mùi đi mất rồi. Quá nửa là do để lâu quá, chắc chắn là trác mộc cường ba chưa bao giờ chọn đồ mỹ phẩm tặng cho người ta cả trác mộc cường ba nói mấy chuyện đàn bà con gái ấy gã làm sao biết được chị trương liền vỗ ngực nói sau này muốn mỹ phẩm gì cứ bảo mẫn mẫn nói một tiếng đảm bảo sẽ có hàng mới nhất chất lượng tốt nhất nói lung tung lang tang một lúc nữa trác mộc cường ba lại bảo chị trương cái gì cũng tốt chỉ có mỗi cái tên nghe không ổn lắm nhạc dương liền vặn lại tên chị trương thì có gì không ổn trác mộc cường ba nói đấy là tên đàn ông, mấy người cùng bàn càng thêm hiếu kỳ, lại tiếp tục căn vặn. Tới khi Trác Mộc Cường ba nói ra ba chữ Trương Đình Hổ, cả bọn lại cười phá lên. Trương Lập nói, Cường ba thiếu ra, tai của anh có vấn đề rồi, chị Trương tên là Trương Đình Phù, chữ đình trong câu đình đình ngọc lập, chữ phù trong phù dung ấy, vậy mà anh lại nghe thành tên đàn ông, thật đúng là chỉ có anh thôi đấy. Nhạc Dương lại nói, cái tên Trương Đình Hổ này nghe cũng không tồi đâu, nghe rất oai phong, cảm giác như ngựa tiền đới đao thị vệ ấy nói chuyện một lúc nữa trác mộc cường ba chợt nhớ ra một vấn đề định hỏi nhạc dương thì phát hiện ra anh chàng đã không ngồi đấy nữa ngoảnh sang hai bàn kia cũng không thấy đâu liền hỏi chị trương chị ta đáp thằng nhóc ấy sợ uống rượu trốn đi tiểu rồi nào cạn ly trác mộc cường ba nâng ly lên cục liếc nhìn đường mẫn thấy cô đang trợn mắt nhìn mình liền ngượng cười tỏ ý xin lỗi nhưng gã không nhận ra lữ cánh nam cũng không ngồi cùng bàn với mẫn mẫn nữa rời khỏi gian phòng ồn ào huyên náo Đứng ngoài hành lang lặng lẽ tăm tối, ánh trăng từ ô cửa đá chiếu xuống, Lư Cánh Nam nói, "Được rồi, cậu ngầm ra hiệu cho tôi ra ngoài là có chuyện gì vậy?" Nhạc Dương nói như chém đinh chặt sắt, "Giáo quan, tôi có thể tin tưởng cô không?" Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng rực lên, tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vằng vặc. "Hồi lâu sau, Lư Cánh Nam ngẩng đầu lên nói, "Thì ra là cậu." Một tên tiếng Anh, Stream in the Desert một cuốn sách về tâm linh rất nổi tiếng của tác giả Chuck E. Cao Mần. Hai viết tắt của Deuteronomy, đệ nhị luật cuốn thứ năm trong bộ kinh thánh của người Do Thái và cựu ước. Ba dịch lại từ bản tiếng Trung, nguyên văn tiếng Anh trong Stream in the Desert, We are not Torres content in the midst of the valley when the sumi limited of Tabor How pure are the dew of the hill, how fresh is the mountain air, how rich the fair of the dweller a lock, whose window look into the new Jerusalem. Many send a content to live like men in to my, who see not the sun. Tear my dead faces when they might annoy them with celestial oil. Satisfy I am that many a believer by in a dungeon when he my work on the palace roof and view the goodly land in Lebanon. Rowdy, or believer, from the low condition, cast away the slot, the lethargy, the conis, or whatever interfere with the chain pure love to cry. Make him the source, The Center and the Circumference of Othisourian of Delight. Rest no longer satisfied with the Dufis attainment, a spy to a higher, a nobler, a fuller life, upward to heaven, nearer to God, Spurgeon. Không ngờ lại là hắn ta. Merkin nhìn Mark đang đứng trước mặt, Mark gật đầu hết sức chắc chắn, nói, đúng vậy ông chủ, theo các đầu mối tôi nắm được, tôi dám khẳng định chính là hắn. Đầu ngón tay Merkin gõ khe khẽ lên tay vịn sofa, mày nói xem, tại sao hắn lại làm vậy nhỉ? Mắc đáp, cần tiền, bởi vì trong đội ngũ đó hắn không hề xuất chúng, nên trước đây chúng ta không hề chú ý đến con người này. Sau khi điều tra hết sức tường tận, tôi phát hiện ra một sự thực mà cả đồng đội của hắn cũng không hề hay biết. Kẻ này vẫn ngấm ngầm dùng ma túy, thực ra hắn là một con nghiện rất nặng. Lần này, hắn tham gia vào đội ngũ đó, cũng chính vì cấp trên của hắn hứa rằng, sau khi thành công sẽ có một khoản tiền thưởng rất lớn. Nhưng bọn chúng đã thất bại, tiền của hắn cũng tiêu sạch sành xanh, mới phải nghĩ ra cách giao bán tin tức này. Các tin tức hắn đang giao bán đều là sự thực cả. Hơn nữa, chẳng phải ông chủ cũng từng nói, mỗi người đều có một cái giá, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn của hắn ta, chẳng có ai là không thể mua chuộc được hay sao. Chúng ta cũng đã thành công. Ừm, Merkin xua tay ngắt lời mắc, nói, chuyện này vẫn có điều gì đó rất lạ. Tại sao lại tự dưng xuất hiện bán tin tức vào lúc này chứ? xem ra chúng ta vẫn chưa tìm hiểu đầy đủ về bọn chúng, cần phải điều tra sâu hơn nữa mới được. Mắc không hiểu, nói, ông chủ, hắn chọn thời điểm này để bán tin tức ra chẳng phải là rất hợp tình hợp lý hay sao. Đội của chúng đã bị giải tán, giờ chúng đã không còn quả núi chính phủ Trung Quốc chống lưng nữa, lại còn thiếu thốn tiền bạc, tôi thật không nhìn ra hắn làm vậy có gì không ổn cả. Mắc cười cười, nhìn bề mặt thì có vẻ rất hợp lý, nhưng mày đừng có quên, nếu hắn muốn bán thông tin, ít nhất cũng phải biết được nguồn gốc của bên mua thông tin là như thế nào, mà quan hệ tin cậy lẫn nhau ấy không phải một hai lần giao dịch mà có được ngay đâu. Nếu hắn nghiện rất nặng, thì từ trước khi đội ngũ đó giải tán, đã phải ngấm ngầm liên lạc với các thế lực khác rồi, chứ không phải đột nhiên tiến hành liên hệ với nhiều thế lực một lúc như vậy. Mark Lý Nhí nói, nhưng, nếu không vì tiền thì hắn vì cái gì? Hơn nữa, nghiện ma túy không thể giả bộ được, hắn ta thực sự nghiện rất nặng mà. Mark cười cười, nghiện rất nặng hả, Hừ, mày còn điều tra ra được, chẳng lẽ các thành viên khác trong đội của hắn lại không nhận ra được hay sao? mắc Ngưng lại dây lát, lúng túng nói, "Theo, theo những gì tôi điều tra được, những thành viên khác trong đội hoàn toàn không hề biết gì hết cả." Mokerin lại hỏi, "Vậy sao, thế người của chúng ta có biết không?" mắc khẳng định chắc chắn, "Không biết." Mokerin nở một nụ cười thần bí, "Ừm, um, xem ra cả một đội viên bình thường dưới chướng chắc Mộc Cường ba cũng không thể coi thường được rồi. Có điều mày phải nhớ rõ, một số kẻ có ý chí cực kỳ kiên cường, dẫu là nghiện ma túy rất nặng đi chăng nữa, chỉ cần thần trí hắn vẫn còn chưa mất hẳn, hắn cũng vẫn trung thành với tổ chức của mình. Tao ngờ rằng tên này làm vậy là muốn trở thành gián điệp hai mang. Hừ hừ, nếu đúng là như vậy, tao sẽ dùng thực lực cho hắn tỉnh táo ra mà nhận thức được rằng, nếu không thật thà đi theo chúng ta, hắn chẳng còn một con đường nào khác nữa cả. Mắc hiểu ý, nói ngay, liên lạc với hắn hả? Ông chủ, phải có điều không trực tiếp gặp mặt hắn, mà để hắn thông qua bên thứ ba liên hệ với chúng ta, bảo hắn chỉ cần tiết lộ thông tin là được rồi, sau đó hãy để hắn làm một số việc khó có thể vẹn toàn cả đôi bên, khiến hắn càng lún càng sâu, cuối cùng không thể không đi theo chúng ta. Tôi biết rồi, ông chủ, mắc đứng thẳng như cột cờ nói. Merkin nở một nụ cười cao thâm khó dò, vẫy tay ra hiệu cho mắc ra ngoài, tới khi tên thuộc hạ ra khỏi cánh cửa, nụ cười của y mới dần dần bị nét sầu não thay thế. Người kia có phải muốn làm gián điệp hai mang hay không? Mokerin hoàn toàn không để tâm, điều y lo lắng là tin tức này rốt cuộc sẽ gây chú ý cho bao nhiêu tổ chức, rốt cuộc nó sẽ khuếch tán bao xa, cấp trên trong tổ chức liệu có chú ý đến nó hay không, người quyết sách liệu có chú ý đến nó hay không? Lúc quay người lại đóng cửa, mắc liếc mắt nhìn qua khe hẹp, vừa hay bắt được khoảnh khắc nụ cười của Mokerin biến mất, lúc ấy hắn mới nở một nụ cười hài lòng, xải chân bước đi. Đêm hôm đó, rượu cứ đong đầy mãi không hết, chị Trương cũng không uống nhiều lắm. Ngược lại người tên nghiêm dũng kia thì hình như rất muốn phân cao thấp với ba tang. Bên cạnh hai người đó còn một người ra sức hò hét trợ uy cho bọn họ. Người này mặt tròn tròn, lúc cười trông như Phật Di Lặc, hình như cũng là do đội trưởng Hồ Dương dẫn tới, tên là gì chắc Mộc Cường ba không nghe rõ. Uống đến khuya, mọi người nâng chén chúc nhau lần cuối, rồi chắc Mộc Cường ba trở về căn phòng được chuẩn bị sẵn cho gã, nằm bò ra ngủ, trong lúc mê man chợt nghe có người nói, con à, con có tín ngưỡng đấy. Trong bóng đêm, Trác Mộc Cường ba đáp lại, không có, số mệnh của tôi do tôi quyết định, không phải do ông trời. Lúc gã mở mắt ra, đã thấy mình đang ở một buổi tiệc rượu chiêu đãi doanh nghiệp, vô số nụ cười như được đổ ra từ khuôn đúc, ai ai cũng tỏ ra hết sức thân thiết, mọi người lần lượt dơ ly lên, hướng về phía gã chào hỏi. Trác Mộc Cường ba cúi đầu xuống nhìn, thấy mình mặc đồ tây, đi giày da bóng loáng, đang nghĩ sao mình không có rượu, thì trên tay đã xuất hiện một chiếc ly chân cao, bên trong là thứ rượu vang đắt tiền màu đỏ dịu dịu mà trong suốt. Trác Mộc Cường ba cười tươi hớn hở, cùng mọi người chào hỏi chuyện cho, nhưng trong lòng không khỏi lấy làm lạ, tại sao gã lại ở đây chứ? Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại, liền trông thấy đồng phương chính, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc. Chỉ thấy đồng phương chính đứng sát sau lưng gã, Trác Mộc Cường ba đưa ly về hướng nào, anh ta liền bước lên bắt tay chào hỏi người đó. Nếu chắc một cường ba bước đi giữa đám đông, anh ta liền vội vàng đi theo sau gã ngay, người bên cạnh rất khó để ý thấy. Trác Mộc Cường bao ngoảnh đầu lại nói, Phương Chính, đứng lên phía trước một chút đi, đừng cứ ở mãi sau lưng tôi như thế, người ta sẽ hiểu lầm tưởng anh là thư ký của tôi mất. Đồng Phương Chính chỉnh lại gọng kính, nhẹ nhàng nói, khỏi cần, họ nhận ra anh là được rồi. Anh ta lúc nào cũng giữ vẻ bề ngoài khiêm cung ấy, nhưng đột nhiên nụ cười hiền lành bỗng trở nên điên cuồng dữ tợt. Xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai gã cốt đột cao lớn, một bên trái một bên phải nhấc bổng cả trác mộc cường ba lên khiến gã không nhúc nhích động cựa gì được trác mộc cường ba hét lớn phương chính anh làm gì vậy thả tôi ra đồng phương chính đẩy gọng kính lên sống mũi cười như điên dại xin lỗi nhé cường ba tất cả những thứ này đều là của tôi cả rồi trác mộc cường ba ra sức dãy ruộng nhưng không sao nhúc nhích nổi sau mấy lần gắng sức đột nhiên gã bỗng thầm nhủ loại cốt đột thế này làm sao có thể khiến mình không nhúc nhích gì được như vậy, đây là nằm mơ sao. Nghĩ tới đó, gã liền mở bừng mắt ra, giật mình tỉnh giấc. Chuyện tiên hiệp, hơi không khí đầu tiên hít vào đến phổi mang theo một luồng hương thoang thoảng thân quen, còn nơi bàn tay gã chạm phải lại trơn mềm như mỡ đặc. Trác Mộc Cường ba hơi cúi đầu xuống, liền trông thấy mẫn mẫn đang ôm chặt eo mình như con rắn, đầu gối lên ngực, mái tóc phủ lên mặt gã. Trác Mộc Cường ba cố gắng để hơi thở mình dịu bớt đi, tránh làm cô giật mình thức giấc. Cơn mơ vừa nãy, khiến gã nhớ đến rất nhiều chuyện, tâm trạng không khỏi có chút tức bực khó chịu, đồng thời cũng thấy hơi bất an. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài sông Ngân chảy tràn, tinh tú lấp lánh, sắc đêm nồng đường. Sáng hôm sau, Trác Mộc Cường ba dậy rất sớm, vươn người mấy cái cho giãn gân giãn cốt, cảm giác toàn thân thư thái dễ chịu, bèn ra ngoài chuẩn bị tập thể dục buổi sáng phía ngoài đã có mấy người bắt đầu chạy bộ còn những người khác vẫn chưa ra khỏi giường một anh chàng trẻ tuổi chạy đến trước mặt gã hỏi cường ba thiếu ra sớm vậy à trác mộc cường ba nhận ra người này là chiến hữu của nhạc dương tên là triệu trang sinh vì lúc giới thiệu anh ta với gã nhạc dương có nói vừa nghe đã biết anh ta sinh ra ở triệu trang rồi triệu trang sinh đang đeo tai nghe lúc nói chuyện liền gỡ xuống trác mộc cường ba chạy song song với trang sinh hỏi, chạy bộ còn nghe nhạc nữa hả? Ai hát đấy? Triệu Trang sinh đáp, Beyond, chắc là cường ba thiếu ra chưa nghe bao giờ. Beyond, người nước ngoài à? Triệu Trang sinh cười ha hả nói, cường ba thiếu ra quả nhiên là chưa nghe bao giờ rồi. Họ là ban nhạc rock and roll của Hồng Kông, Beyond có nghĩa là vượt qua, hát hay lắm, anh nghe thử xem. Nói đoạn, Triệu Trang sinh liền rút cả tai nghe lẫn máy nghe nhạc trong túi ra, đưa cho chắc một cường ba, rồi nhét đầu tai nghe vào tai gã. Một thứ âm thanh kim loại đập vào màng nhĩ, giọng ca khàn khàn cao giọng hát phang. Ca từ bằng tiếng Quảng, gã nghe không hiểu, nhưng chắc Mộc Cường Ba có thể nhận ra, dường như người ca sĩ kia đang xuyên qua cuồn cuộn sóng cồn, gió bụi dặm trường mà từ nơi xa bước đến. Giọng hát khàn khàn ấy gợi lên một cảm giác bể dâu từng trải, tiếng ca cao vút chói tai đầy kích động âm vọng giữa vùng hoang vắng. Chắc Mộc Cường Ba vốn chẳng hứng thú lắm với thứ âm nhạc này, có điều trải qua bao nhiêu biến cố, gã lờ mờ cảm nhận được người sáng tác nhạc đang rất cố gắng kể lại một nỗi khổ nhọc. Mỗi bài hát đều như một mầm mã non nhỏ bé đang gắng sức vươn lên trong nghịch cảnh. Còn người diễn sướng thì tựa như đã đem toàn bộ sinh mệnh của mình ra để hát, không có vẻ chữ tình du dương, cũng không phát tiết đến cùng cực, chỉ đang dùng tiếng hát của mình để bày tỏ, mong những con người bình thường đang theo đuổi mộng tưởng xin đừng dừng bước, dẫu gặp phải khó khăn gì, cũng chớ bỏ cuộc. Mỗi bài ca, mỗi câu ca đều là tiếng gào thét của người diễn sướng, phải cố, phải cố gắng nữa. Chạy bộ theo tiết tấu âm nhạc này, người ta như có cảm giác mỗi một bước chân đều đặt vào những trọng điểm chắc chắn, đồng thời trong tư thế sẵn sàng để đặt bước chân tiếp theo. Cùng với thứ nhạc âm vang tiết tấu mạnh mẽ đó, chắc Mộc Cường Ba và Triệu Trang Sinh vừa chạy vừa nói chuyện phiếm. Qua Triệu Trang Sinh gã mới biết, thì ra hôm qua lúc gã đến, vừa khéo cũng đúng lúc mọi người mới hoàn thành một giai đoạn huấn luyện, được nghỉ ngơi hai ngày, một số người có khả năng sẽ bị đào thải nên buổi tối lữ cánh nam mới không ngăn cản mọi người mở tiệc quậy phá vừa là tiệc mừng bọn trác mộc cường ba đến đây đồng thời cũng là tiệc chia tay một số người bị loại trác mộc cường ba đang thầm tự nhủ ra là thế triệu trang sinh đã quay sang nói có điều nếu không phải đúng dịp cường ba thiếu gia đến bọn họ cũng không thể ăn uống thả giàn như vậy được xét cho cùng vẫn nhờ phúc ấm của cường ba thiếu gia mới được vậy trác mộc cường ba nghe mà chỉ biết giờ khóc giờ cười vốn là ngày nghỉ nên những người chạy bộ buổi sớm cũng chia thành từng tốp hai ba người người nào chạy đường người nấy trác mộc cường ba và triệu trang sinh chạy tương đối nhanh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người cao lớn hôm qua đấu rượu với ba tang nghiêm dũng cả tay trung niên tối qua ở bên cạnh hò hét trợ uy cho bọn họ cũng chạy cùng trác mộc cường ba thấy nghiêm dũng tinh thần phấn chấn đưa mắt nhìn quanh lại không thấy bóng ba tang đâu chỉ thấy chị trương và mấy thanh niên khác từ trong dãy nhà đá đi ra gã tiến lên chào hỏi bọn nghiêm dũng một câu rồi thả bước chậm lại chạy song song với họ. Nghe Nghiêm Dũng giới thiệu, người trung niên mặt tròn chạy bên cạnh anh ta tên là Trung Nghiêm, nhìn bề ngoài tròn ung ủng như phát phì, nhưng kinh nghiệm leo núi và thám hiểm tuyệt đối không hề kém Nghiêm Dũng. Hai người bọn họ đều đã từng nhiều lần theo đội trưởng Hồ Dương tiến hành khảo sát trên ngọc Ma. Phía bên kia, chị Trương dẫn theo mấy thanh niên cũng hò hét chạy tới nhập hội. Ngày nghỉ nên mọi người đều top 5 top 3, tùy ý chạy theo đường mình thích, nhưng không hiểu tại sao, ai nấy đều chào một tiếng rồi chạy theo phía sau cái nhóm đông đảo của bọn họ, chẳng mấy chốc đã kéo thành một hàng người dài thượt. Lữ cánh nam đứng dựa người bên cửa sổ, nhìn chắc một cường ba dẫn đầu chạy trước, sau lưng là một đám thành viên mới xa lạ, tựa như có một thứ sức mạnh vô hình đã tụ tập bọn họ lại với nhau, trên gương mặt bất giác nở ra một nụ cười. Chạy được mấy vòng, thân thể bắt đầu nóng dần lên, chắc một cường ba nghe thấy các thành viên chạy sau thở hồn hển nặng nề, bèn thả bước chậm dần, rồi từ từ dừng lại chị trương nói nghe nói anh bị thương xem ra cũng hồi phục khá quá nhỉ đám thanh niên phía sau không lại được với anh rồi trác mộc cường ba chỉ vào ngực mình cười cười nói tôi bị nội thương à phải rồi chị trương này thời gian nghỉ thường thường mọi người làm gì vậy chị trương nói cũng nhiều thứ lắm ở đây là vùng hoang dã chúng tôi có thể bơi ngược suối chạy bộ chơi gì cũng được có lẽ mọi người thích nhất là hai trò phá giải cạm bẫy với đánh trận giả bằng súng đạn cao su Nhạc Dương và Trương Lập là cao thủ đó. Mạnh Hạo Nhiên đứng bên sen vào, có điều không thể chơi mấy trò trí tuệ, giáo quan Lữ nói, cái thứ rèn luyện thân thể này không tiến ắt sẽ lùi, gọi là nghỉ ngơi, tức là mỗi ngày không tăng cường độ huấn luyện lên mà thôi. Nhiêm Dũng nói, cá nhân tôi cho rằng, có một số hạng mục huấn luyện quá phức tạp đối với những người mới, độ khó cao quá, những kỹ xảo với độ khó cao như thế, chúng ta cần phải dùng trong thực tế hay sao? Triệu Trang Sinh lập tức tiếp lời, phải đấy, Cường ba thiếu gia nghe nhạc dương nói, trước đây mọi người từng vào cổ mộ, phá cơ quan cạm bẫy gì đó, trong các di tích cổ đại ấy có nhiều cạm bẫy vậy thật sao? Mọi người gặp phải những loại bẫy gì vậy? Kể cho chúng tôi nghe được không? Những người khác cũng đồng thanh phụ họa, chắc một cường ba cảm thấy gã đã kể đi kể lại chuyện này nhiều lần lắm rồi. Hơn nữa, một khi đã bắt đầu kể, e rằng một hai tiếng đồng hồ cũng khó mà kể cho hết. Vừa hay lúc đó thấy Trương Lập bước ra, gã liền lập tức gọi anh lại, trương lập cậu lại đây kể cho mọi người nghe những chuyện chúng ta gặp phải hồi trước đi trương lập vừa nghe thế liền hăng hái hẳn lên nước bọt văng tung bốn phía nhớ năm xưa trác mộc cường ba ở khu trại huấn luyện được ba ngày hết sức hòa hợp với mọi người gã thấy lưu cánh nam sắp đặt hết sức chú đáo nghiêm ngặt cả ba tang cũng đã đảm nhiệm chức giáo quan hướng dẫn còn giáo sư phương tân đang phải sắp xếp chỉnh lý một lượng lớn các tài liệu gã cũng nôn nóng muốn xem những tài liệu đó bèn dẫn theo mẫn mẫn trở về ha sa giúp đỡ giáo sư một tay trở về ha sa trác mộc cường ba gửi lời hỏi thăm của lê định minh và bọn nhạc dương đến giáo sư còn mẫn mẫn chào hỏi xong liền ngoan ngoãn đi vào trong thu dọn hành lý giáo sư phương tân hỏi trác mộc cường ba sao hả các đội viên mới để lại cho cậu ấn tượng như thế nào trác mộc cường ba nói rất tốt bọn họ rất ưu tú đều là những người có kinh nghiệm phong phú về nơi hoang dã nói thật sau khi ở với họ ba ngày Tôi quả là không nỡ nhìn thấy bất cứ ai trong số họ bị đào thải cả." "Ừm, giáo sư Phương Tân nói, cậu đã không nghi ngờ trong số họ có người đem thông tin tiết lộ cho các tổ chức khác cũng đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần miếu nữa rồi à?" Trác Mộc Cường ba thở dài một tiếng, nếu đúng là vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa, bởi vì tôi thực không sao hiểu nổi, tiết lộ thông tin về chúng ta ra ngoài, rốt cuộc họ được ích lợi gì chứ? "Lợi nhiều lắm chứ." Giáo sư Phương Tân mới nói được nửa câu thấy sắc mặt Trác Mộc Cường ba không được tốt lắm, Ben mỉm cười, được rồi, tạm thời không nói chủ đề này nữa, đi theo tôi, cho cậu xem những phát hiện mới trong đống tài liệu mang từ Nga về. Trác Mộc Cường ba ở phía sau đẩy xe lăn, nói với giáo sư Phương Tân, thầy giáo, còn một chuyện nữa, tôi vẫn không sao hiểu được. Mới đầu, khi biết đến bạc ba la thần miếu, tôi cảm thấy rất thần bí, nhưng vẫn luôn cho rằng chúng ta nắm được khá nhiều thông tin. Cho tới khi Lữ Cánh Nam lấy những tài liệu đó ra, tôi mới biết, hiểu biết của chúng ta về bạc ba la thần miếu chỉ hết sức nửa vời. Có điều, sau khi có được những tài liệu của Lữ Cánh Nam, chúng ta đã có thể nhận thức lại về bạc ba la một lần nữa. Thế nhưng bây giờ, tôi bỗng đột nhiên phát hiện ra, chúng ta mới chỉ biết được cái vỏ bề ngoài về bạc ba la thần miếu, nếu không có Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây, chúng ta hầu như là hoàn toàn không biết một chút gì về nơi ấy cả, ngay cả như Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La, họ cũng chỉ biết một chút bề ngoài mà thôi sao tự dưng lại trở nên như vậy chứ giáo sư phương tân cười nói là thế này cường ba à xem ra nhận thức của cậu về vị trí hiện tại của chúng ta vẫn hơi lệch lạc rồi trước giờ tôi vẫn luôn nhấn mạnh với cậu chúng ta chỉ là một đội mang tính thử nghiệm còn nghiệp dư hơn cả những tổ chức nghiệp dư nhất khi mới bắt đầu các thông tin về bạc ba la thần miếu mà chúng ta có thể nắm bắt sẽ không nhiều chúng ta chỉ có thể dần dần lần theo các đầu mối đi từ bên ngoài vào sâu bên trong từng bước từng bước một không sai bạc ba la thần miếu đã biến mất trong lịch sử cả nghìn năm rồi nếu từ nghìn năm trước đã có người bắt đầu thu thập các tài liệu liên quan đến nơi ấy thì tài liệu mà chúng ta nắm được trong tay so với người ta chắc chắn là hạt cát so với sa mạc không thể so được có điều chúng ta vẫn không ngừng tiến bộ không ngừng học tập các tài liệu thông tin họ thu thập được suốt một nghìn năm vừa khéo để cho chúng ta học tập hấp thụ hơn nữa bọn họ đã có nhiều tài liệu nhiều thông tin đến thế tại sao vẫn không thể tìm được bạc ba la thần miếu Tại sao? Trác Mộc Cường ba trầm ngâm, giáo sư Phương Tân bật máy tính lên, ngoảnh đầu lại nói, bởi vì họ thiếu mất những thứ quan trọng nhất, chẳng hạn như tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phát hiện trong địa cung Maya, còn cả tấm bản đồ ra sói tìm được trong đảo huyền không tự nữa, không có những thứ ấy, các thứ tài liệu, thông tin khác có nhiều nữa cũng chỉ là nói suông mà thôi. Vì vậy mới nói, xét về những tư liệu quan trọng để tìm kiếm bạc ba la thần miếu, chúng ta và họ là tương đương tuy nhiên so với các tổ chức khác thì chúng ta tiếp cận với chân tướng sự việc sâu hơn nhiều đây cũng là nguyên nhân tại sao các tổ chức lại tìm đến cậu giờ đây ai phá giải được bí mật ẩn giấu bên trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ ra sói trước người đó sẽ có khả năng tìm được bạc ba la thần miếu trước còn các tư liệu khác có thể cung cấp cho chúng ta các thông tin bên lề về bạc ba la thần miếu nhưng để tìm thấy nơi ấy thì chúng lại không có giá trị gì nhiều lắm máy tính đã được bật lên giáo sư Phương Tân vừa click chuột vừa nói, vì vậy, lần này cậu trở về đây, tôi sẽ giao toàn bộ công việc chỉnh lý tư liệu cho cậu và mẫn mẫn phụ trách, còn tôi sẽ tập trung lo việc liên hệ với các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, hy vọng có thể tiến một bước đột phá trong việc phá giải bí mật của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ ra sói, cậu xem cái này đi. Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh đen trắng, hình chụp một chiếc hộp hình chữ nhật, dạng thức rất cổ phác, bên dưới có một hàng chữ, hình như là chú thích ảnh chụp ở đâu, Trác Mộc Cường Ba nói, đây là gì vậy? Giáo sư Phương Tân không giải thích, chỉ nói với gã, nhìn bên ngoài cái hộp này, có khiến cậu liên tưởng đến thứ gì không? Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, tập trung tinh thần, cuối cùng đành thở dài nuối tiếc, không nghĩ ra. Giáo sư Phương Tân lấy làm kỳ quái liếc nhìn gã, nói, Cường Ba à, trí nhớ của cậu kém xa thuở trước rồi đấy. Sao hả, lẽ nào cả ông già như tôi mà cậu cũng không theo kịp nữa rồi à? Trác Mộc Cường Ba nghe nói thế mà thẹn mướt mồ hôi, nhưng giáo sư Phương Tân đã mở một tấm hình khác. Tấm hình này thì Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ ra ngay, là do giáo sư Phương Tân chụp ở cổ cách chiếc bàn đá trong gian thạch thất cuối cùng, cái hộp để tấm bản đồ ra sói chính là đặt trên chiếc bàn đá này. Giáo sư Phương Tân bật đoạn video, chiếc bàn đá liền hiện lên rõ nét trên màn hình máy tính, bên trên có ba rãnh xếp thành hình chữ phẩm, hai rãnh hình vuông và một rãnh hình chữ nhật món đồ đặt trong rãnh hình chữ nhật và một rãnh hình vuông đã bị người ta lấy đi mất, trong rãnh còn lại có một chiếc hộp trông như làm bằng đồng, hay bằng sắt gì đó. Đó chính là chiếc hộp chứa tấm bản đồ ra sói, hoa văn, dạng thức, chất liệu, đều giống hệt như chiếc hộp hình chữ nhật trong tấm ảnh đen trắng. Trác Mộc Cường ba lắp bắp, đây, lẽ nào đây là? Giáo sư Phương Tân nói, không sai. Tôi cho rằng đây chính là một trong hai chiếc hộp đã bị Morton Stanley lấy đi khỏi mật thất cổ cách năm xưa, về sau lưu lạc nhiều nơi rồi cuối cùng lọt vào tay quân Đức. Hàng chú thích bên dưới là tiếng Đức, tôi đã hỏi chuyên gia tiếng Đức rồi, hình tam giác đó là dấu hiệu lâu đài ma thuật của Himili Metler, chứng tỏ rằng Himili Metler đã từng nghiên cứu nó trong lâu đài ma thuật của y. Ngoài ra, trong các tài liệu cậu mang về không có tiết lộ gì về tấm hình này nữa cả. Trác Mộc Cường ba nói, ý thầy là tài liệu của chúng ta không đầy đủ. Vậy có cần liên lạc lại với tay Alexandrovic kia không? Muộn rồi, Giáo sư Phương Tân điềm đạm nói, anh ta chết rồi. Cái gì? Trác Mộc Cường ba giật mình kinh hãi. Giáo sư Phương Tân nói, lẽ ra cậu phải nghĩ đến rồi chứ, giao dịch của Alexandrovic với các cậu đã bị theo dõi, chắc chắn anh ta cũng khó mà thoát nạn, chỉ không biết đã khai ra những gì rồi thôi. Có điều, lộ ra cũng không ảnh hưởng lắm, nói không chừng những tổ chức lớn một chút đều đã tra ra hết các thông tin này từ lâu rồi. Hiềm nỗi chúng ta mà muốn bổ sung thông tin về phương diện này thì không biết phải làm sao thôi. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các tài liệu này, trong đó có rất nhiều thông tin về bạc ba la thần miếu mà đảng quốc xã nắm được trong thời kỳ thế chiến thứ hai, bọn họ gọi là Sambala. Ngoài ra còn rất nhiều thông tin tuy không liên quan đến bạc ba la thần miếu, nhưng cũng rất đáng chú ý, chẳng hạn như nội dung về tay Hector Merkin kia, không hề liên quan gì đến Sambala cả. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, giáo sư Phương Tân ngừng lại dây lát rồi tiếp lời, còn một vấn đề nữa, không biết cậu có chú ý đến hay không? Ông tua lại đoạn phim ghi hình, chỉ nghe giáo sư trong đoạn phim ấy nói, ở đây có cánh cửa, dùng thuốc nổ dẻo nổ ra, đừng, đừng đặt nhiều thuốc nổ thế. Giáo sư Phương Tân chỉ vào màn hình, nói, có thấy không, lúc chúng ta vào thạch thất, cánh cửa này bị bít kín lại. Nếu là Stanley lấy đồ đạc ở trong đây đi, lúc ấy cổ cách vẫn còn là một vùng đất cằn cỗi không một bóng người, ông ta hoàn toàn có thể ung dung đĩnh đạc mà gồng gánh bảo vật bỏ đi, tại sao còn phải cẩn thận biết cánh cửa ấy lại làm gì nữa? Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, rồi đáp, nói không chừng là đã thấy lời nguyền hay cảnh báo gì đó, chẳng hạn như nếu mở cánh cửa này, linh hồn sẽ bị nguyền rủa gì gì đó chăng? Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thưởng, không sai, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Được rồi, chuyện này để sau có nhiều thông tin hơn chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu. Xem cái này nữa, đây là những tấm ảnh tôi đã in ra giáo sư phương tân giơ một tập ảnh đen trắng dày cộp lên trác mộc cường ba đón lấy chỉ thấy hầu như các bức ảnh đều có nền là núi tuyết hoặc thảo nguyên mênh mông nhân vật trong ảnh đa số đều là những người dân tộc tạng còn có cả một số ảnh chụp trong các chùa triền tự viện nhìn những bối cảnh và chùa triền ấy trác mộc cường ba lướt thoáng qua đã có thể nhận ra ngay những tấm ảnh này được chụp ở tây tạng gã lật xem từng tấm từng tấm nói đây là giáo sư phương tân nói đây là ảnh do đội thám hiểm xe phất chụp Năm 1938, đội thám hiểm này được Himi Lee giới thiệu, Hitler đích thân phê chuẩn, là tiểu đội quốc xã đầu tiên xâm nhập Tây Tạng. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên thốt, tại sao đa phần đều là đồng bào người Tạng, phải không? Giáo sư Phương Tân tiếp lời, cậu chớ quên mục đích chuyến đi lần đó của họ, đội thám hiểm xe phất vì muốn tìm kiếm tổ tiên người Aryan của bọn họ nên mới đến Tây Tạng. Mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu sự khác biệt giữa chủng người Tây Tạng và chủng người Aryan bọn họ, vì vậy mới chụp rất nhiều ảnh người dân tộc tạng. Bọn họ còn tiến hành đo đạc vòng đầu, chiều cao, chiều dài cánh tay, quan sát màu tóc, màu da, võng mạc, đồng tử. Thế nhưng, đây chỉ là những thứ trên bề mặt. Cậu thử xem kỹ lưỡng một lượt tất cả các bức ảnh, sẽ không khó nhận ra, tất cả những gì họ làm đều chỉ là làm cho có vậy thôi, hoàn toàn chỉ là hình thức, đây không phải là mục đích thật sự của đội thám hiểm này. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu, phía sau có rất nhiều ảnh, đều là ảnh chụp các thành viên trong đội thám hiểm hoặc ảnh chụp chung với những quý tộc thời bấy giờ, cậu xem kỹ những tấm ảnh đó đi. Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh đưa tay lướt qua sấp ảnh, chọn ra chừng mấy chục tấm cuối cùng, gật gật đầu với Trác Mộc Cường Ba. Gã liền bỏ qua những tấm ảnh bên trên, quan sát kỹ ảnh các thành viên trong đội xe phớt, chẳng mấy chốc đã nhận ra vấn đề, những tấm ảnh này, sao giống như đã bị người ta cắt đi vậy, có mấy tấm ở bên mép rõ ràng là vẫn còn có người nữa, nhưng lại chụp có một nửa, còn nữa, nét mặt những người này. Cứ có cảm giác là lạ thế nào đó. Giáo sư Phương Tân nói, không sai, không phải là nét mặt là lạ, mà là thị tuyến của họ. Cậu có chú ý thấy không, lúc họ chụp ảnh hoàn toàn khác với chúng ta lúc thường, gần như không hề nhìn về phía người chụp, mà lại nhìn đi nơi nào đó khác, cả mấy tấm ảnh đều như vậy. Như tấm này, chụp chung với quý tộc người xích kim, tấm này nữa, chụp chung với thổ ti, tấm ảnh chụp cả nhà này thì càng không cần phải nói nữa, Ít nhất cũng có nửa số người không chú ý đến người chụp ảnh. Còn chuyện cậu nói mấy tấm ảnh này đã bị cắt cúp, tôi cho rằng không đúng lắm, mà là người chụp ảnh cố tình không chụp những người đứng ở bên rìa vào trong đó thôi. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc nói, tại sao lại như vậy chứ? Giáo sư Phương Tân mỉm cười, nếu chỉ xem ảnh thôi e rất khó lý giải, nhưng cậu xem chỗ này sẽ hiểu ngay thôi. Ông ấn mấy nút trên bàn phím, màn hình liền hiện ra một đoạn mật mã, phần dịch ra bên dưới đại khái là ngoài ra, cử thêm 5 người nhóm xe tiến vào Tây Tạng. Xe làm đội trưởng, giả bộ điều tra nghiên cứu về sự giống nhau giữa người Tạng và tổ tiên người Aryan Trác Mộc Cường Ba nói, ngoài ra cử thêm, giả bộ, lẽ nào? Giáo sư Phương Tân gật đầu, không sai, tiểu đội xe chỉ là danh nghĩa, nhiệm vụ của bọn họ chính là che giấu mục đích thực sự của Đức Quốc xã khi cho người xâm nhập Tây Tạng. Cùng với 5 người này vào Tây Tạng, còn 8 thành viên khác, đây chính là nguyên nhân các bức ảnh không thể chụp đầy đủ làm như vậy là để đảm bảo rằng, tám người cùng đến Tây Tạng với bọn họ triệt để vô hình trên bất cứ tài liệu nào. Hơn nữa, ngoài các tài liệu đã được giải mật mà cậu và ba tang mang ở Nga về, chúng ta không thể tra ra được bất cứ thông tin nào liên quan đến tám người này ở những kênh khác. Từ điểm này, có thể thấy đảng quốc xã đã bảo mật về tám con người này đến mức độ nào, có thể nói họ là tám con người hoàn toàn không hề tồn tại trên đời này vậy. Tài liệu ở đây, cậu xem thử đi. Giáo sư Phương Tân mở ra một văn kiện khác, đại ý được dịch ra như sau, phái 8. Ký hiệu điều tra khu vực ký hiệu tia chấp tất cả hành động đều nghe ký hiệu đầu tiên chỉ huy, đồng thời cho ký hiệu đầu tiên quyền lực tuyệt đối, ở khu vực ký hiệu tia chấp ký hiệu đầu tiên có quyền như nguyên thủ, phía sau là chữ ký của Hitler. Nhưng 8 ký hiệu ấy vẫn để nguyên, dịch giả không thể dịch thành 8 cái tên được. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên thốt lên, văn kiện đích thân Hitler ký cũng chỉ dùng ký hiệu đại diện cho thân phận thôi sao? Không thể tìm ra 8 tên người này được à? Giáo sư Phương Tân nói, tôi đã thỉnh giáo cả các chuyên gia ký hiệu học rồi, đây là tiếng runic ở Bắc U, cũng là một loại sức mạnh cổ xưa thần bí mà Himi Lee sùng bái. Nhưng dù dịch được những ký hiệu này ra chúng ta cũng không thể biết được tên thực của bọn họ, bởi vì tên mỗi người đều viết tắt bằng hai chữ cái đầu tiên, chẳng hạn như ký hiệu đầu tiên này. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ngón tay của giáo sư Phương Tân, ký hiệu đó trông giống một chữ mễ có điều vạch ngang ở giữa lại thêm hai chỗ ngoặt, một lên trên một xuống dưới. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, đây là ký hiệu biểu đạt hai chữ H và M. H và M, Trác Mộc Cường ba thình lình thốt lên, Hector Merkin. Giáo sư Phương Tân nói, chuyện này chỉ có thể nói là có khả năng xảy ra, chúng ta không có chứng cứ gì khác, không dám khẳng định. Trác Mộc Cường ba nói, vậy còn tia chấp kia? Tia chấp kia đại diện cho Tây Tạng đúng không? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, tia chấp chính là chữ S trong tiếng Runic. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, S không phải Tây Tạng à. Giáo sư Phương Tân cười cười, nói, cậu đừng quên, còn có một nơi bắt đầu bằng chữ S. Trác Mộc Cường ba giật mình sực nhớ ra, Sangrila. Sambala, nói như vậy có nghĩa suy đoán của Son là chính xác, các tài liệu chính thức về thế chiến thứ hai mà chúng ta thu thập được hoàn toàn trái ngược với sự thực. Đức Quốc xã chính vì tìm kiếm Sambala nên mới tiến vào Tây Tạng, việc điều tra vấn đề nhân chủng ở Tây Tạng chỉ là cái cớ, tất cả chuyện này đều có khả năng là do người tên Hector kim kia sắp đặt ra, tên này rốt cuộc là ai? Giáo sư Phương Tân nói, kỳ thực, còn có rất nhiều câu đố chưa lời giải đáp về thế chiến thứ hai. Chẳng hạn như lần người của Đảng Quốc xã tiến vào Tây Tạng này chẳng hạn, đã từng có rất nhiều học giả đặt ra các câu hỏi, ví dụ như nghi vấn về thân phận của xe phớt chẳng hạn. Xe phớt được gọi là nhà bác vật học, rất nhiều học giả đã chỉ ra rằng, nhà bác vật học là từ để chỉ những người có hiểu biết tinh thâm về rất nhiều ngành khoa học tự nhiên khác nhau. Những người như vậy đếm trong lịch sử cũng chỉ có vài người, như là De Vinci, Darwin, Newton. Họ tinh thông cả y học, vật lý, hóa học, thiên văn, địa lý, động thực vật học, đồng thời còn là người dẫn lưu cho cả dòng chảy khoa học kỹ thuật của thời đại mình. Nhưng năm đó Seffert mới 26 tuổi, y có tư cách gì mà trở thành nhà bác vật học chứ? Có học giả suy đoán, nhà bác vật học đó là một người khác, đó mới là người thực sự phụ trách đội thám hiểm, còn xe phất chẳng qua chỉ là kẻ mượn danh mà thôi. Còn nữa, chuyên ngành của năm người thân phận công khai này cũng rất có vấn đề, tạm thời không nhắc đến xe phất nữa, nhưng hãy thử xem chuyên ngành của bốn người còn lại đi. Closer là nhà động vật học, ca nghiên cứu vật lý địa cầu, đồng thời cũng rất tinh thông địa chất và khí tượng học Becker, trên các tài liệu thì người này là nhà nhân chủng học, về chuyên ngành này tôi đã tra xét rất kỹ, kỳ thực tiền thân của nhà nhân chủng học này chỉ là nhà giải phẫu. Trên thực tế, Becker là sinh viên chất lượng cao của Đại học Heidelberg, về sau đã từng thí nghiệm trên cơ thể người trong các trại tập trung, còn cả Edmund Gastap này nữa, nghe nói người này là nhân viên quản lý thiết bị khí tài, nhưng theo các tư liệu chúng ta hiện có, y đã từng ở trong doanh trại huấn luyện của đơn vị đặc công thuộc lực lượng Waffen SS, công tức là đội bỏ gạp đỏ một thời gian rất dài. Giáo sư Phương Tân cười nói, nhà động thực vật học, chuyên gia địa chất, bác sĩ, lính đặc trùng, thêm vào một nhà bác vật học nữa, cậu thử nghĩ xem, nếu chỉ nghiên cứu về chủng người, liệu có cần phái đi một tổ hợp như vậy hay không? Hay thử nói xem, một đội như vậy thì thích hợp làm việc gì hơn chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, giống như chúng ta, đây là một đội thám hiểm điển hình, có thể ra vào những chốn hoang dã không giấu chân người. Giáo sư Phương Tân lại nói, nếu thêm vào 8 người bí mật kia, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nữa, SM thì không cần nói rồi, rất có khả năng y mới chính là người phụ trách thực sự của hành động này, lại là một nhà bác vật học nữa, ngoài ra còn có AFS, cũng là một bác sĩ, GK là chuyên gia cơ khí công trình An, nhà khảo cổ học FF, nhà sử học, ngoài ra còn ba thành viên của đội bỏ cạp đỏ. Nếu nói bọn họ cùng hành động, vậy thì, một nhóm người như vậy sẽ đi đâu, làm gì chứ? Chắc một cường ba nghe mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, trầm giọng nói, bọn họ muốn tìm một nơi có khả năng tồn tại trong lịch sử, đồng thời cũng có thể có rất nhiều cơ quan cảm bấy. Giáo sư Phương Tân tiếp tục di chuột, nói, danh sách vật tư này là một phần các thứ thiết bị máy móc họ mang vào tách Tạng. Trác Mộc Cường ba đọc rất cẩn thận, thấy danh sách liệt kê rất tỉ mỉ nào là quần áo, giày vớ, lều bạt, ba lô, đồ đựng nước, đồ làm bếp, dao kéo, dụng cụ leo núi. Chi chít phải đến mấy trang, đặc biệt là phần binh khí, vũ khí được kê ở đây đủ để mỗi thành viên trong đội vũ trang tới tận răng, thậm chí còn dư thừa ra nữa. Hơn nữa, dựa vào tư liệu phim âm bản, có thể thấy đây chỉ là một danh sách chưa hoàn chỉnh, phía sau còn rất nhiều thứ nữa vẫn chưa được kê ra. Trác Mộc Cường Ba càng xem càng tin tưởng rằng nhóm người này quyết không phải đến Tây Tạng để tìm kiếm tổ tiên của người Arian. Gã ngạc nhiên hỏi, dù là đi tìm sang ri la cũng không cần nhiều thứ đến thế chứ nhỉ? Giáo sư Phương Tân thở dài, đúng vậy, nếu không hiểu về giai đoạn lịch sử ấy, khó mà lý giải được. Một phần vật tư ở đây là để chuẩn bị cho đồng minh của bọn họ. Đồng minh? Ừm, nước Anh, ngạc nhiên lắm phải không? sự thực là trước khi thế chiến thứ hai nổ ra quan hệ của hai nước anh đức vốn rất tốt sau thế chiến thứ nhất nước đức có thể nhanh chóng trỗi dậy như vậy cũng là nhờ sự ủng hộ của hai nước anh mỹ nanh vuốt của đế chế thứ ba từ từ vươn rộng đồng thời trở nên sắc bén nhưng trong toàn bộ quá trình ấy nước anh vẫn giữ thái độ mặc nhiên thừa nhận nhẫn nại nhượng bộ cho đến cuối cùng không thể nhân nhượng được nữa mới thôi đội thám hiểm của sefurt đi qua chính khu vực do nước anh kiểm soát để tiến vào tây tạng bởi vì khi đó bọn họ đã hợp tác hành động. Ở đây tôi có một bản tài liệu, là nhật ký hành trình của FF viết. Tài liệu này không dài lắm, tôi đã in ra rồi đây, cậu thử xem qua đi. Chắc Mộc Cường ba đón lấy mấy trang giấy đó, đọc lướt qua ghi chép của FF. 17 tháng 1 năm 1939, thứ ba. Hôm nay, chúng tôi đến Tuca, SM nói chúng tôi sẽ men theo mạch núi tiến về phía tây, nhưng lại ngấm ngầm hạ lệnh, phải cẩn thận đề phòng sự hợp tác hữu hảo của đám người Anh và sự giòm ngó của các nước khác. Vì vậy, dọc đường, năm người bọn ép không thể không làm bộ điều tra đám người dân tộc tạng, chụp đủ thứ ảnh. Thời tiết ở đây khô hanh, lạnh lẽo dị thường, khiến tôi nhớ đến vùng Interlaken 1. Vậy mà chúng tôi vẫn phải lên núi nữa, cũng may là còn có hơn hai chục tên nô lệ đi theo. Ngày 23 tháng 2 năm 1939, thứ năm. Sau khi hoàn thành công việc đo đạc của ngày hôm nay, bầu trời bỗng đổ tuyết, mới đầu còn là những hạt nhỏ như hạt muối, về sau thành những vạt lớn như lông ngỗng, hai bên bờ sông đã đóng băng từ lâu, chỉ còn lại ở giữa sông một dòng nước nhỏ như suối trên núi tuôn xuống, chảy ra vùng hoa nguyên bằng phẳng minh mông, tựa như một con rắn đang không ngừng ngõ ngoại thân mình, không thấy đầu không thấy đuôi. em nói, năm đó ông MS đã hoạt động ở vùng này và tìm được rất nhiều đầu mối quan trọng, chúng ta nên xây dựng một căn cứ địa ở đây, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhưng tôi lấy làm lạ, Dọc đường tới đây, tôi không hề phát hiện ra bất cứ dấu tích hoạt động nào của con người. em nói, sẽ có, ở ngay phía trước kia thôi có một bộ lạc nguyên thủy. Sao anh ta biết được nhỉ? Có lẽ anh ta đã đến đây rồi, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt em. Ngày 10 tháng 3 năm 1939, thứ sáu. Tuyết lớn không ngừng rơi, theo lý thì không thể có tuyết rơi kéo dài như vậy được, ít nhất là trong lịch sử Tây Tạng mà tôi tìm hiểu được là không có. Hôm nay tôi mới biết chỗ chúng tôi ở đây đã từng thuộc về cương thổ của một vương triều cổ xưa. Đáng tiếc là, tuyết lớn đã biết kín đường đi của chúng tôi, nên tôi chẳng thấy được dù chỉ một di chỉ hoang phế. Nhưng ít em nói, trong khu vực này, có rất nhiều pháo đài không người còn sót lại. Phóng mắt nhìn ra xa, tuyết trắng dồn thành rất nhiều gò đống nhỏ. SM em nói, trông chúng rất giống nấm mồ kiểu Trung Quốc. Tôi thì chỉ cảm thấy gió lạnh buốt cả người, xem ra, SM em hiểu rất rõ về Trung Quốc. Trước nay tôi vẫn tưởng rằng anh ta chỉ biết về Tây Tạng và dân tộc cổ xưa thần bí sống ở mảnh đất đó. Ngày 29 tháng 3 năm 1939, thứ tư. Đây là tòa thành thứ năm chúng tôi thăm dò, người nào người nấy đều đã mệt lửa cả, lại chết mất hai tên nô lệ, thêm vào lũ muốn trốn chạy đêm qua, chúng tôi chỉ còn lại một nửa số nô lệ. Cất hỏi chúng tôi có cần điều động thêm một đợt nô lệ nữa đến không, nếu vậy thì anh ta phải dẫn theo mấy người trở về Ấn Độ. em đã từ chối bọn họ đều có ý đồ riêng của mình cả. Tôi nhận ra được, chẳng ai là không có suy tính riêng của mình, kể cả đám nô lệ kia nữa. Có lẽ, giờ chỉ còn Di Cây và An là không có tâm tư gì, bọn họ gần như đã phát điên lên với những đống đổ nát mới khai quật được, cơ hồ như là không ăn không ngủ. Cảnh tượng chết thảm của bốn tên nô lệ hôm trước, tôi vẫn còn nhớ rõ như in, vậy mà Di Cây lại nói đó là thành tựu lớn của môn cơ quan học. Thật khó mà tin được cổ nhân từ mấy trăm năm trước lại có kỹ thuật đến như thế. Em HM nói đó chính là khoa học kỹ thuật thần bí của phương Đông. Thời kỳ phát triển thành thục đã cách đây cả nghìn năm có lẽ. Những người dân tạng xa xưa đã kế thừa thứ khoa học kỹ thuật ấy một cách hết sức hoàn hảo. Tôi không tin. Nếu nói từ hơn nghìn năm trước người phương Đông đã phát minh và sáng tạo ra các máy móc thiết bị như thế, lẽ ra họ phải bước vào thời đại công nghiệp huy hoàng từ lâu lắm rồi. Đó sẽ là một sức mạnh kỹ thuật mà bất cứ dân tộc hay quốc gia châu u nào cũng không thể theo kịp, chứ không phải lạc hậu kém cỏi như bây giờ. Em HM còn nói. Từ 2000 năm trước, người phương Đông đã dùng chất liệu gỗ chế tạo ra cỗ máy có thể bay lượn trên không trung, đó nhất định là thần thoại. Ngày 7 tháng 4 năm 1939, thứ 6. Sau khi khai quật đống đổ nát thứ 7, sự việc không thuận lợi như trong dự kiến. TXT bị thương rất nặng, mặc dù S và AFS đã dốc hết sức cứu chữa, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải chôn anh ấy dưới đó. Trong mắt SM lộ ra vẻ thất vọng khôn cùng anh ta bắt đầu than trách tài liệu của cất cung cấp không được chuẩn xác cất nói tất cả tài liệu đều là thông tin xác thực của ông ms lưu lại nếu ghép tư liệu của hai bên vào với nhau có lẽ sẽ hoàn chỉnh anh ta còn bảo nhất định là tư liệu của chúng tôi có vấn đề bọn họ cãi nhau rất lớn tiếng nhưng không hề cho chúng tôi tham gia vào cuộc thảo luận đó họ đang nói đến tư liệu gì vậy đã rời nhà sắp được 5 tháng rồi tôi bắt đầu thấy hoài niệm về ngôi nhà xưa của mình rồi ngày 5 tháng 6 năm 1939, thứ hai. Cất và mấy người anh khác đều đã chết cả rồi, tôi không tin đây là tai nạn. Dường như SM đã phát hiện ra điều gì đó, tôi nghe thấy anh ta thảo luận với An rằng, vẫn còn những tài liệu khác chưa tìm thấy được, sau đó anh ta nói với chúng tôi, anh ta sẽ cùng ép trở lại Hasa, dọc đường sẽ ghé thăm chào hỏi các quý tộc và quan viên địa phương, cuối cùng sẽ trở về nước Đức. Anh ta yêu cầu chúng tôi ở lại, trời đất ơi, những ngày tháng ấy đến bao giờ mới kết thúc đây? Trước lúc anh ta lên đường, tôi nói với SM nỗi lo lắng về người anh, cả một đội ngũ cùng xuất phát mà lại không có một người anh nào sống sót trở về, điều này rất dễ khiến phía anh kháng nghị. SM nói không cần lo lắng, sự việc sẽ được giải quyết. Anh ta cười rất thần bí, không, phải nói là rất quái dị mới đúng. Một một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Lúc nãy kể đến đoạn lần đầu tiên hai nước anh, Đức phối hợp tiến vào Tây Tạng, cuối cùng SM giết hết tất cả người anh đồng thời để lại một bộ phận người Đức ở Tây Tạng, chúng ta có thể suy đoán, trong cả quá trình thế chiến thứ hai, bọn họ vẫn đồn trú trong căn cứ địa ở Tây Tạng, thăm dò, đo đạc, tìm kiếm. Tiếp theo đây, tôi sẽ nói về lần thứ hai Đức Quốc xã phái người thâm nhập Tây Tạng như thế nào. Xem hết tập nhật ký hành trình, chắc Mộc Cường ba nói, tản. Tản mạn quá, sao ở giữa lại thiếu nhiều thế nhỉ? Giáo sư Phương Tân nói, lúc chúng ta nhận tài liệu đã như vậy rồi. Có hai khả năng, Thứ nhất là sau khi Đức Quốc xã có được tập nhật ký này, đã hủy một số nội dung không thể xuất hiện trên đời này, thứ hai là sau khi Liên Xô thu được số tài liệu này, đã giấu các nội dung quan trọng đi, chỉ có những nội dung ngoài lề, người xem không ai hiểu thì mới được giải mật. Vì thời gian cách quãng quá lâu, thậm chí chúng ta còn không biết được cuối cùng có mấy người sống sót và ở lại Tây Tạng. Nhưng chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng, lần tiến vào Tây Tạng này, phía Đức và phía Anh đều nắm được một phần tài liệu của Morton Stanley vì vậy mới triển khai hành động liên hợp, và cuối cùng SM đã giết tất cả đám người anh, một mình nuốt hết các thứ họ phát hiện ra được. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng, cũng như người tên FF này đã viết, nước anh chắc chắn sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn đâu. Đúng vậy, giáo sư Phương Tân nói, cậu biết không, theo các tư liệu chính thức, tháng 8, đội thám hiểm xe phớt trở về Đức, tháng 9, nước Đức tấn công chấp nhoáng Ba Lan, đồng thời, anh cũng tuyên chiến với Đức, bọn họ đã không chịu để yên, chỉ có điều, tất cả vấn đề đều đã bị che khuất đi trong cuồng phong bạo vũ của đại chiến thế giới thứ hai rồi. Nhìn Trác Mộc Cường ba miệng há hốc, mắt trợn tròn, nét mặt giáo sư Phương Tân lộ ra đôi phần lo lắng, kỳ thực, còn một vấn đề nữa, từ đầu tới giờ tôi vẫn chưa nhắc tới. Trác Mộc Cường ba định thần lại, vội hỏi, vấn đề gì vậy? Giáo sư Phương Tân nói, vấn đề 13 hiệp sĩ bàn tròn. a Trác Mộc Cường ba kêu lên khe khẽ. Tuy gã mới chỉ nghe Pháp Sư Tháp Tây nhắc đến tổ chức thần bí này một lần, nhưng ấn tượng của gã về nó lại vô cùng sâu sắc, đặc biệt là nét mặt và thái độ của Pháp Sư Tháp Tây lúc nói về tổ chức này, chứng tỏ hiển nhiên đó phải là một điều cấm kỵ không thể tùy tiện nói ra mọi lúc mọi nơi. Giáo sư Phương Tân nói, lần đầu tiên đưa tài liệu về thế chiến thứ hai cho cậu, trong đó có một số tài liệu liên quan đến Hitler mà tôi cho rằng không đáng tin cậy lắm, để tiết kiệm thời gian của cậu, tôi chỉ chọn ra một phần tương đối đáng tin thôi, Phần nội dung ấy nói rằng, trước khi phát tích, Hitler từng tiếp xúc với một tổ chức thần bí, còn có thông tin cho rằng tạp chí Viên Ngọc Đông Phương có quan hệ nhất định với tổ chức ấy nữa. Chính tổ chức đó đã nói với Hitler rằng ông ta là kẻ bất phàm, vận mệnh đã định sẵn rằng ông ta sẽ trở thành người được cả thế giới tôn sùng. Hitler bị mê hoặc như vậy, cộng thêm lần đại nạn không chết trong thế chiến thứ nhất, cuối cùng ông ta mới tin tưởng rằng số mệnh của mình là trở thành người khiến thế giới này phải nhìn lại. Tôi còn nhớ một người bạn nghiên cứu về lịch sử thế chiến thứ hai từng nói, ông ấy dám khẳng định, năm đó, chắc trăm phần trăm không chỉ có mình Hitler bị tổ chức thần bí ấy mê hoặc, mà còn rất nhiều thanh thiếu niên khác nữa, chẳng qua chỉ có Hitler là người thành công nhất mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, tổ chức ấy lẽ nào chính là? Ừm, giáo sư Phương Tân Nhíu mày trầm giọng, vấn đề chính là ở đây, các thành viên của tổ chức ấy tự xưng là Hiệp sĩ Dòng Đền, và tên của tổ chức ấy gọi là Đoàn Hiệp sĩ Dòng Đền. Đoàn Hiệp sĩ Dòng Đền về sau tôi có đọc qua một chút, trong truyền thuyết phương Tây, hiệp sĩ dòng đền, chính là chỉ 13 hiệp sĩ bàn tròn. Hả? Vì vậy mới nói, nếu đúng là thời thanh niên Hitler đã từng bị tổ chức hiệp sĩ dòng đền thu hút, thêm vào các câu đố không thể giải đáp trước và trong đại chiến thế giới thứ hai, tất cả đã trở thành một phần quan trọng trong học thuyết con dối Hitler. Chắc Mộc Cường ba buột miệng, thầy giáo cũng biết thuyết con dối Hitler à? Giáo sư Phương Tân nói, ừm, có đọc qua trong lúc tìm tài liệu cậu cũng nghe nói đến học thuyết này à? À, Son có kể với tôi, nhưng, anh ta nói rất đơn giản. Ừm, là thế này. Thực ra, vì các câu đố không lời giải trong thế chiến thứ hai quá nhiều, mà Mỹ và Nga lại bảo mật các tài liệu liên quan đến chiến tranh rất nghiêm ngặt. Vì vậy, để hoàn nguyên bộ mặt thật của lịch sử, các nhà sử học mới đưa ra một loạt học thuyết táo bạo, nhằm mục đích giải thích các sự kiện diễn ra trong thế chiến thứ hai một cách hoàn chỉnh hơn nữa. Học thuyết con dối Hitler chỉ là một trong số đó mà thôi theo học thuyết này hitler chỉ là một thành viên trong tổ chức thần bí kia ông ta chỉ là nhân vật được đưa ra phía trước mà thôi không những thế từ lúc ông ta vào đảng cho tới khi phát triển đảng quốc xã trở nên lớn mạnh đều nhờ tổ chức thần bí kia ở sau lưng lên kế hoạch sửa chữa thiết kế còn nữa việc nước đức nhanh chóng vươn lên không thể tách rời khỏi sự ủng hộ rất lớn từ phía anh và mỹ có học giả đã chỉ ra rằng mặc dù hitler có danh tiếng rất cao trong nội bộ nước đức ảnh hưởng của ông ta trên trường quốc tế khi ấy không phải là lớn lắm. Mà lúc đó nước Đức cũng không có thứ gì để các cường quốc kinh tế như Anh Mỹ coi trọng cả. Nếu nói Anh Mỹ muốn nâng đỡ nước Đức trở thành quân bài đối trọi Liên Xô, lại càng không thể giải thích được chuyện tiếp tục cho Đức vay một khoản tiền lớn, viện trợ vật tư, đặc biệt là vật tư quân sự trong lúc chính bản thân hai nước gặp suy thoái tài chính, mà nước Đức lại đã tỏ ra hung hăng hiếu chiến như vậy. Do đó, các học giả đã đặt ra giả thiết, việc viện trợ nước Đức thời đó cũng là do tổ chức bí mật kia ở phía sau một tay thao túng, bởi thành viên của họ ở khắp nơi trên thế giới, hơn nữa còn có nhiều thành viên đảm nhiệm chức vụ cao trong chính phủ các nước, vì vậy việc điều vận vật tư đối với họ thật vô cùng dễ dàng. Còn nữa, cậu có biết sự kiện cuộc tháo chạy đâng kết nổi tiếng nhất thế chiến thứ hai không? Khi thế chiến mới nổ ra, liên quân Anh Pháp liên tiếp thảm bại, cuối cùng bị dồn vào đường cùng, 300.000 binh lính bị ép vào một góc, chỉ cần quân Đức khép phòng vây, bọn họ sẽ tuyệt đối không có đường sống. Nhưng đúng lúc đó, Hitler đã đích thân hạ lệnh, quân Đức ngừng truy kích trong 24 tiếng đồng hồ. Chính là 24 tiếng đồng hồ này đã giúp liên quân Anh Pháp có thể chạy thoát theo đường biển. Nếu không sự kiện đơn cách ấy, e rằng lịch sử thế chiến thứ hai đã phải viết lại rồi. Nhưng tại sao Hitler lại hạ lệnh như thế? Tất cả các nhà sử học nghiên cứu về thế chiến thứ hai đều không tìm ra nguyên nhân, mà các quan chức cấp cao trong đảng quốc xã thời bấy giờ cũng hết sức khó hiểu trước mệnh lệnh này. Nếu giải thích theo học thuyết con dối Hitler, thì là lãnh đạo của tổ chức kia đã ra lệnh cho Hitler, yêu cầu ông ta phải trì hoãn truy kích trong 24 tiếng đồng hồ. Còn Hitler, đương nhiên là không dám không tuân theo. Trác Mộc Cường ba cảm thấy dối mù, buột miệng hỏi, vậy, tại sao bọn họ lại ra mệnh lệnh như thế? Giáo sư Phương Tân cười đáp, đến đây thì tôi cảm thấy đã đi quá xa khỏi chủ đề bạc ba la thần miếu mà chúng ta đang tìm kiếm, nên không đi sâu nghiên cứu thêm nữa. Trác Mộc Cường ba lại hỏi, vậy tổ chức thần bí đã châm ngòi cho đại chiến thế giới thứ hai, đến cả Hitler cũng không thể không phục tùng ấy, chính là 13 hiệp sĩ bàn tròn hay sao? Phục tùng à, tôi thấy cũng chưa chắc, giáo sư Phương Tân ngước nhìn về phía xa xa, nói tiếp, các nhà sử học đưa ra học thuyết con dối Hitler này ban đầu cũng có một chút hàm ý đả kích những phần tử tàn dư của đảng quốc xã vẫn còn mù quáng sùng bái Hitler. Theo tôi, dù là có một tổ chức như thế thật, thì giữa Hitler và tổ chức ấy quá nửa cũng là một thứ quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đến thời kỳ sau của cuộc thế chiến, đó tuyệt đối là một trận đại chiến diễn ra khắp toàn thế giới, không một tổ chức nào, không một con người nào có thể xoay chuyển được nữa. Huống hồ, có một tổ chức như vậy hay không vẫn còn rất khó nói. Đúng rồi, những người ủng hộ học thuyết này còn có một luận điệu nữa, chính là về sự bảo mật nghiêm ngặt của hai nước xô Mỹ đối với các tài liệu trong thế chiến thứ hai. Có rất nhiều tài liệu bị đặt thời hạn giải mật là 100 năm, không những vậy, một số còn được bảo mật vĩnh viễn, cũng có nghĩa là, bất kể chế độ nào, những tài liệu ấy cũng phải chịu số phận phủ bụi, cho đến khi nhân loại biến mất mới thôi. Điều này hầu như nhà nghiên cứu nào cũng biết, chỉ có điều tại sao phải bảo mật vĩnh viễn thì thực khó hiểu vô cùng. Còn học thuyết con dối Hitler chỉ ra rằng, chính vì tổ chức thần bí kia có rất nhiều quan chức cấp cao ở chính quyền hai nước xô Mỹ, nên tất cả các tài liệu có đề cập đến tổ chức ấy đều bị bảo mật vĩnh viễn. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt của giáo sư Phương Tân, lẩm bẩm nói, 13 hiệp sĩ bàn tròn, thật sự đáng sợ đến vậy sao? giáo sư phương tân nói nếu cậu cho rằng bọn họ có liên quan rất lớn đến bạc ba la thần miếu chúng ta đang tìm kiếm hay là để tôi tiếp tục tìm hiểu thêm không cần đâu thầy giáo trác mộc cường ba vội nói không cần thiết nếu bọn họ thật sự đáng sợ như trong truyền thuyết sao lại chú ý đến một nhóm nhỏ như chúng ta làm gì chứ tốt hơn hết là cứ tập trung tinh lực vào chuyện bạc ba la thần miếu còn hơn ở đây còn bao nhiêu tài liệu như vậy thầy còn phải phân tích tấm bản đồ và gương đồng nữa những việc ở đây cứ giao cho chúng tôi làm là được rồi. giáo sư phương tân gật đầu, ừm, việc chỉnh lý sắp xếp tài liệu giao cho cậu và mẫn mẫn phụ trách, còn tìm chuyên gia thì cứ để tôi làm. đừng nôn nóng, tư liệu nhiều lắm, vẫn còn chưa dịch ra hết, cứ từ từ thôi. sau đó, lư cánh nam và ba tăng, nhạc dương phụ trách huấn luyện các thành viên mới, son, vương hữu cũng đều tham gia huấn luyện. pháp sư á la và đội trưởng hồ dương đi khắp thế giới mua sắm các trang thiết bị cần thiết thỉnh thoảng lại gửi một số dụng cụ về Tây Tạng, rồi đưa thẳng đến trại huấn luyện. Trương Lập ở trại huấn luyện, chuyên lo việc tháo gỡ các dụng cụ ấy ra phân tích rồi lắp ráp trở lại. Trác Mộc Cường Ba và mẫn mẫn được giáo sư Phương Tân hướng dẫn, đi sâu tìm hiểu Bạc Ba La Thần Miếu, tập trung phân tích các tài liệu mang từ Nga về. Giáo sư Phương Tân đã tốn rất nhiều tâm tư trong việc phân công điều chỉnh, sắp xếp kế hoạch. Mọi người phân tán, bình thường rất ít khi liên lạc với nhau để đảm bảo hành tung không bị kẻ địch phát hiện mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần để báo cáo tiến độ công việc. Cứ như vậy, nhóm người vì bạc ba la thần miếu mà tập hợp với nhau này bắt đầu phối hợp hành động một cách có quy luật. Một tháng sau, Nhạc Dương và Trương Lập bí mật ghé qua, báo với giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường ba một chuyện lớn. Cường ba thiếu ra, dữ liệu máy tính của giáo sư Phương Tân lưu ở trong trại huấn luyện của chúng ta bị ăn trộm. Trương Lập phẫn nộ nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Trác Mộc Cường ba thầm kinh hãi. Để tiện cho việc tra tìm nghiên cứu, Họ đã sao lưu lại tất cả các tài liệu của giáo sư Phương Tân dùng máy tính ghi lại để ở trại huấn luyện. Đó là những tài liệu đầu tiên họ dùng tính mạng đổi về, ngoại trừ một phần của nhà nước, chỉ có của họ là hoàn thiện nhất, đầy đủ nhất, nếu bị trộm, chẳng phải những tổ chức từ lâu đã tìm kiếm bạc Ba La thần miếu kia sẽ cùng đường chạy với bọn họ hay sao? Hơn nữa, họ sẽ còn phát hiện ra các bí mật về tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ ra sói nữa. Nhạc Dương nói, Đĩa cứng vẫn luôn được giữ trong máy tính đặt trong phòng làm việc của giáo quan, bị trộm lúc nửa đêm, tên gian tặc ấy không làm kinh động đến người gác đêm. Kẻ này hiểu rất rõ về bố cục phòng ngự của chúng ta, phán đoán bước đầu là do người bên trong, hơn nữa còn không chỉ có một người. Giáo quan đã tổ chức thanh sát nội bộ, nhưng không phát hiện ra phần tử nào khả nghi. Ngoài ra, giáo quan còn sợ các tổ chức khác có thành viên tiềm phục trong trại huấn luyện, chúng có khả năng sẽ phá hoại hoặc ăn trộm các thông tin truyền qua đường mạng máy tính, vì vậy công việc báo cáo tháng này và các tháng về sau đều sẽ phải thực hiện mặt đối mặt. Ngữ khí của nhạc dương vẫn còn giữ được bình tĩnh. Trác Mộc Cường ba trao mày nói, lẽ nào cả một đối tượng khả nghi cũng không có. Trương Lập nói, tôi cảm thấy Vương Hữu là khả nghi nhất, anh ta không phải bạn bè do chúng ta tìm về, tại sao cứ nằng nặc đòi gia nhập. Còn nữa, anh ta lúc nào cũng mang theo một lọ thuốc, người khỏe mạnh cứ phải uống thuốc liên tục như vậy sao. Trác Mộc Cường ba nói, ồ, thuốc đó tôi biết, vương hữu nói là vitamin nhưng anh ta có lẽ không thiếu tiền nếu đúng là anh ta lẽ nào còn mục đích gì khác nhạc dương cậu thấy sao nhạc dương nói ừm chúng tôi cũng từng rất nghi ngờ vương hữu nhưng giáo quan nói vương hữu chẳng có thân thủ giỏi như vậy anh ta không thể là người hành động chính được còn thuốc kia thì cũng không vấn đề gì cả trong đầu anh nhớ lại lúc mình báo cáo tình hình với lữ cánh nam giáo quan thứ thuốc vương hữu đang dùng kia không phải vitamin mà là ma túy cái gì, ma túy, cậu chắc chắn chứ? Đúng vậy, có lẽ nồng độ không cao lắm, nhưng trong đó chắc trăm phần trăm là có thành phần chất gây nghiện. Ý cậu là, có thể anh ta bị người khác dùng ma túy khống chế, ngấm ngầm ăn cắp dữ liệu của chúng ta. Không loại trừ khả năng đó, có cần tôi giám sát anh ta không? Ừm, đừng làm kinh động, ngấm ngầm giám sát thôi. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, nhất thời cũng không ra đầu mối gì, bèn nói, biết rồi, vậy các cậu phải thắt chặt huấn luyện nữa vào, chuyện này cũng ảnh hưởng khá lớn đến chúng ta đấy, phải không, thầy giáo? Giáo sư Phương Tân ừng một tiếng, như đang trầm ngâm suy nghĩ. Trác Mộc Cường ba đột nhiên sực nhớ ra, khoảng thời gian trước chẳng phải gã đã thương lượng với bọn Trương Lập, lập ra một kế hoạch làm dò dỉ thông tin, để chuyển hướng chú ý của các tổ chức muốn tìm bọn họ nghe ngóng bí mật về bạc ba la thần miếu hay sao? Sự kiện bị trộm dữ liệu lần này, có phải là kế hoạch đó đã bắt đầu đi vào thực thi rồi hay không? nhưng mà tại sao gã hoàn toàn không hay biết gì hơn nữa lấy tất cả tư liệu ghi hình trong quá trình tìm kiếm thần miếu của bọn gã ra làm mồi câu kế hoạch dò dỉ thông tin này chẳng phải đã làm dò dỉ quá nhiều hay sao hay là thật sự có nội gián ăn trộm tư liệu tại sao thầy giáo không lộ ra vẻ kinh ngạc như gã tưởng tượng rốt cuộc chuyện này là thế nào đây Trác Mộc Cường ba đang suy nghĩ theo chiều hướng xấu bỗng nghe giáo sư Phương Tân đằng hắng một tiếng nói ừm được rồi chuyện này chúng tôi đã biết cánh nam nhất định phải tăng cường quản lý, hạn chế các thành viên mới đơn độc hành động, tôi tin là sau này sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu. Các cậu báo cáo tiến độ công việc của mình đi, trương lập, việc cải tiến dụng cụ làm tới đâu rồi? Một mình cậu có hoàn thành được không? Trương Lập nói, các thiết bị mẫu gửi về không nhiều lắm, gỡ ra và lắp lại một mình tôi làm được. Rắc rối là ở các thiết kế cải tạo, mấy bản vẽ tôi thiết kế ra đều không thể thực hiện được. Thợ ở công xưởng nói, dựa theo bản vẽ của tôi không thể nào ra công ra được cái gì cả. Giáo sư Phương Tân nói, chuyện này đơn giản, cậu quét bản vẽ và các số liệu vào máy tính, tôi sẽ tìm chuyên gia hoàn thiện lại là xong. Trương Lập gật đầu, vậy thì không còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ đưa cho giáo quan xem trước nữa, cô ấy cũng hiểu rất sâu về thiết kế máy móc. Kế đó, Nhạc Dương báo cáo tình hình tân binh, nói liền một mạch, tuổi bình quân của đám người này là 35, đang độ tráng niên, có kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã, rất ưa thích các môn thể thao cạnh tranh, bản thân mỗi người đều có cơ sở nhất định về thể năng, quan trọng nhất là tố chất tâm lý của những người này tương đối ổn định. Trước mắt họ đã qua được giai đoạn huấn luyện mở rộng, tiếp theo đây sẽ là huấn luyện cực hạn. Vì hiện giờ chúng ta không tiện để lộ hành tung, chỉ có thể chọn một vài ngọn núi tuyết ở Tây Tạng làm nơi huấn luyện thực địa. Trước mắt chúng tôi đã có kế hoạch sơ bộ, bao gồm leo vách núi, leo vách băng, trượt tốc độ cao trên núi tuyết. Trong những người này, đáng nhắc đến nhất chính là anh Son. Người làm luật sư trí nhớ rất kinh người, các kiến thức về mặt lý luận hoàn toàn không có gì để nói nữa. Mà kỳ thực, từ hồi ở trong rừng rậm châu Mỹ, tri thức lý luận của anh ấy đã hơn cả chúng ta rồi, giờ chủ yếu là tiến hành huấn luyện kỹ năng thôi. Thân thủ của anh son này cũng không kém chút nào đâu, phong độ rất giống pháp sư Á La năm xưa, bất kể là hạng mục huấn luyện nào, cũng chỉ cần làm một lần là thành công. Nếu họ có thể thuận lợi hoàn thành đợt huấn luyện cực hạn chỉ còn đợi các thiết bị mới của Trương Lập để hướng dẫn họ sử dụng nữa là xong. Giáo sư Phương Tân nói, vậy còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới đảm bảo họ có thể theo chúng ta? Nhạc Dương đáp, à, giáo quan nói, nếu tất cả thuận lợi, chỉ cần hai tháng nữa là có thể huấn luyện họ đạt tới trình độ của chúng ta lúc sang châu Mỹ rồi. Đương nhiên, nếu như cần xuất phát sớm hơn, chúng ta có thể rút ngắn giáo trình huấn luyện, chỉ cần họ đạt đủ điều kiện lên đường trong thời gian ngắn nhất, vấn đề mấu chốt vẫn là đầu mối cuối cùng kia thôi. Giáo sư Phương Tân nói, ừm, um, không sai, mấu chốt vẫn là ở chỗ chúng ta. Tôi cũng báo cho mọi người biết một số tiến triển về mặt này. Các cậu đã biết rồi. Tôi và cường ba mẫn mẫn chia làm hai tổ chuyên nghiên cứu các đầu mối khác nhau. Tôi phụ trách việc nghiên cứu phân tích trên mặt khoa học kỹ thuật, cường ba phụ trách tìm kiếm đầu mối trong các văn kiện lịch sử. Ban đầu, bản đồ đã được pháp sư Á la mang về nghiên cứu, cả tấm gương đồng cũng được lữ cánh Nam mang về cho tôn giáo của họ, nhưng đến nay vẫn chưa ra được kết quả gì giờ mới gửi về chỗ tôi, hy vọng có thể sử dụng các máy móc hiện đại mà có được bước đột phá gì đó. Chúng tôi sẽ gắng hết sức, dù không thể phục nguyên tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, thì tôi cũng vẫn còn một đám bạn bè đang bỏ ra nghiên cứu tấm bản đồ kia, nếu họ tìm được đầu mối gì thì chúng ta hãy còn hy vọng. Về phía cường ba, cậu ấy cũng có được khá nhiều đột phá quan trọng khi nghiên cứu các tài liệu lịch sử. Cường ba à, cậu nói cho mọi người nghe đi. Audio điện tử võ tấn bền Trác Mộc Cường Ba nói, ừm, tôi sẽ đi vào trọng điểm trước. Tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra được một số thông tin về Merkin và gia tộc của hắn trong các tư liệu lịch sử rồi. Merkin mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay, cùng với Morton Stanley mà chúng ta đã biết quá rõ, giữa tổ tiên của hai người này có một mối liên hệ nào đó. A, à, Trương Lập và Nhạc Dương cùng giật mình ngạc nhiên. Trác Mộc Cường Ba lại nói tiếp, đương nhiên, chúng ta không có chứng cứ lịch sử xác thực, mà chỉ có thể dựa vào suy đoán để đưa ra kết luận. Trước tiên, mọi người cần biết tới mấy cái tên này. Thứ nhất, là Diego de Landa, giáo sĩ người Tây Ban Nha theo quân viễn chinh tiến vào Maya, người này đã làm một chuyện lớn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử văn minh Maya. Có thể nói, một nửa các di sản văn hiến của người Maya để lại đã bị hủy hoại trong tay giáo sĩ tên Diego de Landa này. Khi người Tây Ban Nha đặt chân lên châu Mỹ, nền văn minh Maya đã lụi tàn. Những người Maya bọn họ gặp toàn mặc da thú, không có chữ viết. Xã hội vẫn còn ở hình thái nguyên thủy, trí lực thậm chí còn thấp hơn người nguyên thủy, vì vậy người Tây Ban Nha chẳng hề tốn chút công sức nào đã chiếm được châu Mỹ. Nhưng rồi sau đó, những người nguyên thủy ấy dẫn họ đến xem thành đá Maya, kiến trúc kỳ vĩ như là của người ngoài hành tinh xây nên, còn cả những đồ trang sức bằng vàng được chế tác hết sức tinh xảo, khiến đám người Tây Ban Nha thảy đều đỏ mắt thèm thuồng. Càng quan trọng hơn nữa là, những người nguyên thủy ấy đã lấy ra rất nhiều văn bản viết trên vỏ cây, đó có lẽ chính là tiếng Maya tuy họ đã quên hết ý nghĩa của văn tự nhưng cũng biết đây là của tổ tiên để lại nên đều cất giữ như bảo vật tất cả các ghi chép đó chỉ do một mình landa đọc duyệt nên các nhà nghiên cứu lịch sử maya hiện đại hầu hết đều cho rằng landa hiểu tiếng maya đáng tiếc không hiểu vì nguyên nhân gì ông ta đã đem tất cả tư liệu về maya thu thập được thiêu dụi chính hành vi này của ông ta đã khiến người đời sau gặp phải vô vàn khó khăn trong việc nghiên cứu lịch sử maya đồng thời cũng khiến lịch sử Maya trở thành một câu đố đến nay vẫn chưa thể giải hết. Trác Mộc Cường Ba ngưng lại dây lát để đổi hơi, tiếp tục nói, còn lý do tại sao ông ta phải hủy hoàn toàn các dấu tích văn hiến Maya ấy, đồng thời gần như điên cuồng truy bắt, dày vò, giết chết những người đã dâng nạp những tài liệu tiếng Maya đó, hoặc những người biết ở đâu còn lưu giữ những dấu tích Maya khác, các nhà sử học đã đưa ra hai lối giải thích. Thứ nhất, là khi đó Landa muốn hủy diệt tín ngưỡng tinh thần của người Maya một cách triệt để, hòng khiến đám người nguyên thủy ấy tin theo chúa nên mới sử dụng những biện pháp cực đoan đó ngoài ra còn một cách giải thích khác nữa là từ những dấu tích văn hiến maya có trong tay landa đã thực sự phát hiện ra điều gì đó mà ông ta cho rằng không thể tồn tại trên đời này vì vậy mà landa đã từng tuyên bố rằng những tài liệu tiếng maya đó đều là lời dối trá của ma quỷ đồng thời gọi những người đã đọc đã thấy qua những tài liệu ấy là giáo đồ dị giáo còn nói nếu không thiêu chết bọn họ những kẻ ấy sẽ trở thành người phát ngôn thay cho ma quỷ cũng vì chuyện này mà ông ta bị triệu hồi về Tây Ban Nha, đưa ra tòa án tôn giáo, đồng thời bị cầm tù ở Tây Ban Nha 11 năm. Về sau, Landa kháng án, một hội đồng bao gồm nhiều học giả đã xá miễn tội cho ông ta. Năm 1573, Landa lại trở về Maya đảm nhiệm chức hồng y giáo chủ. Nhưng trong lần trở lại này, thái độ của Landa lại quay ngoắt 180 độ, từ một kẻ điên cuồng hủy diệt văn hiến Maya, biến thành một kẻ siêu tầm và bảo vệ các tài liệu lịch sử ấy ông ta bắt đầu thừa nhận, trong các tài liệu tiếng Maya từng bị ông ta thiêu hủy, có rất nhiều ghi chép liên quan tới tập tục và khoa học của người Maya. Về sau, ông ta thu thập các tài liệu, viết ra cuốn sách nghiên cứu đầu tiên nền văn minh Maya, tên là Relation de las Cosas de Yucatan, phong vật Yucatan. Rất nhiều nhà nghiên cứu Maya hậu thế đều bắt đầu dựa trên nền tảng là cuốn sách này. Trác Mộc Cường Ba lại ngừng dây lát, rồi nói tiếp, sự việc của Landa tạm tới đây thôi, giờ tôi sẽ nói đến người thứ hai. Người này tên là Diego Garcia de Palacio, cũng là giáo sĩ người Tây Ban Nha, nghe nói ông ta và Landa có quan hệ thân thích. Landa chết năm 1579, nhưng từ khoảng năm 1576, vì tuổi tác đã cao nên ông ta không thể thực hiện công việc khảo sát và tìm kiếm các tài liệu lịch sử cũng như di tích cổ Maya trên phạm vi rộng được nữa. Lúc này, người tên Palacio này liền xuất hiện ở Maya, bắt đầu thâm nhập và tiến sâu hơn về phía Nam châu Mỹ, khảo sát thu thập các tài liệu về tổ tiên người Maya ông ta tập hợp các tài liệu mình siêu tập được, biến thành một tập bản thảo. Bản thảo này và cả bản thảo viết tay của Landa đều không được tiết lộ công khai, mà bị cất giấu ở một nơi bí mật đến tận thế kỷ 19 mới lộ ra. Mọi người nhớ kỹ nhé, điểm này rất quan trọng. Trác Mộc Cường Ba đứng hẳn lên, nói tiếp, tiếp theo là vào chủ đề chính rồi. Trong số tài liệu chúng tôi mang từ Nga về lần này, có một phong thư viết từ khoảng cuối thế kỷ 17. Một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha tên là Marcus Merkin, viết cho một giáo sĩ Tây Ban Nha tên là Palacio Stanley. Nội dung bức thư là người tên Merkin kia hỏi dò Stanley xem bản thảo viết tay của ông cố ngoại Stanley có còn không, trong đó có nhắc đến nơi nào tên là Bạc Ba La hay không. Hả, Nhạc Dương và Trương Lập kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Chuyện tiên hiệp. Trác Mộc Cường Ba nói, sau khi tìm kiếm ở nhiều nguồn, đối chiếu kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện ra ông cố ngoại của Palacio Stanley chính là Diego Garcia de Palacio. Mà trùng hợp hơn nữa là Marcus Merkin và Palacio Stanley, hai người này vừa khéo lại trùng với họ của Merkin và Morton Stanley. Mà số tài liệu này của chúng ta là do Liên Xô đoạt được từ tay người Đức sau Thế chiến thứ hai. Có lẽ người Đức đã thông qua nhiều kênh khác nhau để thu thập tài liệu về Morton Stanley, đây rất có khả năng là một bức thư gia đình được Morton Stanley giữ lại. Càng trùng hợp hơn nữa là Marcus Merkin và người tên Ben Merkin chúng ta đang đối đầu hiện nay đều là người Bồ Đào Nha. Còn một điểm nữa, bản thảo viết tay của Palacio mãi đến năm 1840 mới lộ diện công khai, nhưng những nhà nghiên cứu Maya thời bấy giờ đã chỉ ra rằng bản thảo này bị thiếu trang. Còn Morton Stanley, phán đoán dựa vào các tài liệu trước đây, cho rằng ông ta chịu ảnh hưởng của Stephen nên đã điều tra Maya trước, sau đó mới đột nhiên chuyển hướng qua Tây Tạng, rất có thể là một suy đoán sai lầm. Có khả năng là, ngay từ đầu ông ta đã có kế hoạch như vậy rồi có lẽ ông ta đã phát hiện được một số bí mật trong những thư tín của gia đình, mà chúng ta chỉ mới được xem qua một bức, những thư từ văn kiện khác còn nhắc đến gì nữa thì không rõ. Ngoài ra, việc Morton Stanley nói rằng ông ta nghe được tên bạc ba la thần miếu từ bài sử thi A Lý Vương đã thất truyền, quá nửa cũng là chuyện bịa đặt, bởi vì ngoài ông ta ra, đâu còn vị học giả nào từng nghe bài sử thi ấy đâu chứ. Nhạc Dương nói, tôi lấy làm lạ, tại sao Marcus Merkin có thể trực tiếp gọi ra cái tên bạc ba la, hơn nữa bản thảo viết tay ấy chẳng phải đã bị giấu kín rồi ư. Làm sao ông ta biết đến nó được chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, về chuyện này, không thể không nhắc đến lịch sử của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha vốn thuộc vương quốc Castilla, cũng chính là tiền thân của Tây Ban Nha. Năm 1140, Bồ Đào Nha thoát ly khỏi sự thống trị của vương quốc Castilla, tuyên bố độc lập, đến năm 1143 được giáo Hoàng La Mã công nhận. Từ đó trở đi Bồ Đào Nha đã trải qua rất nhiều vương triều, cường thịnh nhất chính là vương triều Avis. Từ năm 1415 đến năm 1580, người Bồ Đào Nha đã mở đầu thời đại hải quyền, trở thành những người dẫn đầu thế giới về kỹ thuật hàng hải và thám hiểm thế giới. Nhưng khi vương triều Avis sụp đổ, quốc phương Tây Ban Nha đã dùng thế lực của mình ép buộc Bồ Đào Nha quy phục Tây Ban Nha trở lại. Cũng có nghĩa là, vào thời Palacio sống, Bồ Đào Nha từng là nước chư hầu của Tây Ban Nha. Chúng ta thậm chí có thể đặt giả thiết, Tổ tiên của Marcus Merkin và Palacio có khả năng đã từng làm việc chung trong giáo hội, vì vậy ông ta mới biết rõ những bí mật của họ. Ngoài ra, những vấn đề như rốt cuộc Landa đã đọc được gì trong các tài liệu lịch sử của Maya mà khiến ông ta có những hành động điên cuồng như vậy, Palacio nghiên cứu, điều tra những gì, tại sao lại bị giấu đi, đều không thể nào tra tìm lại được nữa. Trương Lập nói, vậy thì Marcus Merkin và Palacio Stanley có thể là tổ tiên của Ben Merkin và Morton Stanley rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, không những vậy, quan trọng hơn nữa là, chúng ta đã biết được từ đâu mà bọn họ thăm dò ra sự tồn tại của bạc ba la thần miếu. Nhạc Dương nói, tôi hiểu rồi, từ cổ cách kim thư lưu lạc ở hải ngoại, chúng ta tìm hiểu được thông tin có thể từng có sứ giả đến châu Mỹ, và mang theo bí mật về bạc ba la thần miếu, vì vậy mới lên đường đến châu Mỹ tìm hiểu. Còn bọn Mắc Kim thì vừa khéo ngược lại, bọn hắn biết được bí mật về bạc ba la thần miếu từ chỗ người Maya, vậy nên mới đến Tây Tạng thăm dò, Trác Mộc Cường ba gật đầu, đúng vậy, đây chính là một thông tin quan trọng mà chúng ta có được nhờ suy đoán, thêm vào tập tài liệu cánh nam cho cậu xem lần trước, chúng ta đã nắm được sở trường của đám thủ hạ đi theo tên Mckin đó rồi. Giờ đây, có thể nói là chúng ta và hắn đã đứng ở cùng một độ cao, sau này nếu có gặp lại, chắc chắn chúng ta sẽ không bị dồn vào thế bị động nữa rồi. Mẫn Mẫn thấy Trác Mộc Cường ba nói có vẻ hơi mệt, liền rót cho gã và giáo sư Phương Tân mỗi người một cốc nước. Trương Lập thò tay ra xin liền bị cô đập cho một cái, nói tự đi mà rót. Cái đó cười nói, ngoài ra chúng tôi còn phát hiện một số điều khác nữa, để tôi nói cho mọi người nghe nhé. Mẫn mẫn xoa xoa tay, nhèn miệng cười ngọt ngào nói, tôi muốn nói đến quan hệ giữa đảng quốc xã và bạc ba la thần miếu trong thế chiến thứ hai. Trước tiên tôi cũng phải nhắc đến mấy cái tên trước đã, nhưng người đầu tiên mà tôi nói đến ở đây nổi tiếng hơn mấy vị của anh cường ba nhiều. Ông ta tên là Heinrich Himmler. Trương lập và nhạc dương đồng thanh ồ lên một tiếng. Người này là thủ lĩnh của Gestapo trong Thế Chiến thứ hai, đương nhiên là không ai không biết đến. Mẫn Mẫn nói, Himmler là kẻ ủng hộ cuồng nhiệt chủ nghĩa chủng tộc. Ông ta sùng bái siêu năng lực và tin rằng người Aryan là chủng người ưu tú nhất. Từ nhỏ Himmler đã ảo tưởng mình có thể chỉ huy một đội quân chiến đấu vô địch, đồng thời có dã tâm thôn tính cả thế giới. Nói ra thật buồn cười. Nghe đầu tư tưởng này của ông ta bắt nguồn từ một cuốn sách dạng nửa khoa học viễn tưởng nửa tôn giáo mà hồi nhỏ ông ta từng đọc. Tác giả cuốn sách đó viết rằng, người Orion đến từ ngoài vũ trụ, họ đã xây dựng trên địa cầu một vương quốc Atlantic hết sức giàu có xinh đẹp. Về sau vì nạn đại hồng thủy, nên mới buộc phải đào vong, lần lượt trở thành tổ tiên của người Tây Tạng và người Đức bọn họ ngày nay. Vì số lượng người sống sót rất ít, nên người Orion không thể không tạp giao với các giống người bình thường trên trái đất, vì vậy về sau đã mất đi siêu năng lực của mình. Himili Medler hết sức tin tưởng vào điều này, đồng thời cho rằng, chỉ cần để người Urian thuần chủng giao phối với người Urian thuần chủng, sinh ra những người Urian thuần chủng, họ sẽ có lại được siêu năng lực của tổ tiên. Tư tưởng này hết sức quan trọng, một loạt sự kiện xảy ra sau này đều bắt nguồn từ đây cả. Trương Lập và Nhạc Dương đều cảm thấy tức cười. Bọn họ chỉ biết Himili Medler là một sát thủ trong thế chiến thứ hai, đã giết hại rất nhiều người Do Thái, đồng thời xây dựng vô số trại diệt chủng ở khắp châu U, còn về nguồn gốc tư tưởng ấy của ông ta, đây mới là lần đầu tiên họ được nghe. Mẫn Mẫn nói tiếp, chính vì tư tưởng điên cuồng này, Himili Metler đã tổ chức một loạt các hành động, trong đó, mấy việc chứ danh nhất đều hoàn thành trong năm 1935 cả. Năm đó, ông ta thành lập quân đoàn đen, chính là lực lượng SS nổi tiếng sau này. Nghe nói, chỉ người nào có huyết thống Aryan thuần khiết mới được tham gia SS. Ngoài việc bản thân có năng lực ưu tú ra, người đó còn phải có gia phả để tra xét. Huyết thống Orion của binh sĩ phải tra ngược đến năm 1800, còn sĩ quan thì cần tra ngược lên đến năm 1750. Nhưng sự tuyển lựa nghiêm khắc này của ông ta vẫn đem lại hiệu quả nhất định, về sau chính đội quân này đã trở thành lực lượng đáng sợ nhất của nước Đức. Ngay cả sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, người ta mới dần dần phát hiện ra, có rất nhiều kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư, nhà khoa học. Nổi tiếng thế giới, trước đây đều ở trong lực lượng SS. Nhưng bọn họ đã che giấu thân phận rất tốt, đồng thời có nhiều cống hiến sau chiến tranh, vì vậy vẫn được mọi người tôn kính. Chuyện một nhà văn Đức từng được trao giải Nobel văn học, đến lúc hấp hối mới tiết lộ thân phận thực sự từng là một thành viên trong lực lượng SS của mình chính là một ví dụ. Nói tới đây, mẫn mẫn ngừng lại dây lát, chắc Mộc Cường ba biết cô lại nhớ đến những nghi vấn lúc vừa mới phát hiện ra đặc điểm của lực lượng SS. Lúc đó, mẫn mẫn nói, giáo sư, anh Cường ba, Hai người xem này, mỗi người trong lực lượng SS này đều tinh anh cả, hai người không cảm thấy, bọn họ rất giống với 13 hiệp sĩ bàn tròn lần trước giáo sư nhắc đến hay sao? Hai người xem đi, sau chiến tranh bọn họ đều trở thành chuyên gia và người có địa vị trong một lĩnh vực nào đó, nhưng ai có thể ngờ trong quá khứ họ lại là những sát thủ bàn tay nhuốm đầy máu tươi cơ chứ? Mỗi người bọn họ đều có một thân phận rất tốt đẹp để ngụy trang, đồng thời lại được tôn kính nữa. Thật đáng sợ quá đi mất, chẳng những vậy trong số họ vẫn còn một số người vẫn luôn sùng bái chủ nghĩa sắc tộc. Nhìn tay bác sĩ này mà xem, nếu không phải ông ta lén lút làm quá nhiều thí nghiệm trên cơ thể người bị phát hiện ra, thử hỏi ai biết được ông ta lại là tàn dư của lính SS cơ chứ? Trong lĩnh vực y học, ông ta vẫn luôn là một người có uy tín được cả giới học thuật thế giới công nhận kia mà. Có điều lúc này, dường như mẫn mẫn không có ý định đả động thêm đến quan điểm đó của mình, cô nhanh chóng tiếp lời, đương nhiên, đây chỉ là một đơn vị trong lực lượng đó. Himili Metler còn triển khai kế hoạch nguồn gốc sinh mệnh cũng chính là kế hoạch nhân giống người thuần chủng mà tiếng thối đã đồn khắp nam châu ngoài ra ông ta cũng thành lập hiệp hội di sản tổ tiên cái hội đồng này chính là điểm trọng tâm mà hôm nay tôi muốn nói với mọi người Himili Metler biên hết các chuyên gia huyết thống nước thuần chủng vào lực lượng SS nhưng ông ta cũng không ngu vì ngoại trừ người do thái các chuyên gia có huyết thống không thuần chủng khác được ông ta xếp vào một chỗ thành lập ra cái gọi là hiệp hội di sản tổ tiên hội đồng này đã quy tụ những chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực trên khắp thế giới mà Himi Limitler thu nạp được. Ngoài chuyên gia các ngành khoa học thông thường như vật lý, hóa học, sinh học, động thực vật học, y học. Ở đây còn có cả những nhà nghiên cứu kỳ dị cổ quái thuộc các ngành như linh học, chiêm bốc học, tinh tượng học. Theo các số liệu thống kê, Hiệp hội Di sản Tổ tiên ước chừng có khoảng mấy trăm thành viên, nhưng không có con số cụ thể rốt cuộc là bao nhiêu người, đến nay cũng chưa thể tìm hiểu rõ hơn. Về sau, khi nước Đức tổ chức đội thám hiểm xe đến Tây Tạng khảo sát lần đầu tiên, có một nửa thành viên trong đó là người của cái hiệp hội này, nửa còn lại của lực lượng SS. Còn một điều quan trọng hơn nữa là, trong cái hiệp hội đó, có một người mà chúng ta không thể không nhắc đến. Nói tới đây, Mẫn Mẫn bước tới bên cạnh giáo sư Phương Tân. Ông đã chuẩn bị sẵn từ trước, không đợi Mẫn Mẫn lên tiếng, lập tức hướng màn hình máy tính về phía mọi người, rồi ngước nhìn cô mỉm cười. Mẫn Mẫn cũng nhoẻn miệng cười đáp lại, đoạn nói với Nhạc Dương, Trương Lập, hai người xem tấm ảnh này đi. Trên màn hình máy tính hiện ra một bức ảnh đen trắng chụp chung hai người, một người hơi lùn, mặc quân phục của Đức Quốc xã, miệng cười hớn hở, hai tay nắm chặt bàn tay người kia, thái độ hết sức vui vẻ cao hứng, người còn lại trông hết sức cao lớn uy mãnh, mặc áo choàng dài có thắt lưng của quân nhân, nhưng không đeo bất cứ phù hiệu gì, đầu cũng đội mũ quân nhân. Y mới chỉ đứng đó thôi, đã khiến người ta cảm giác thấy một luồng áp lực đè nén rồi cả hai người trong ảnh nhạc dương đều không nhận ra nhưng trương lập tức thì giật mình kinh hãi người đàn ông cao lớn kia gần như là cùng một khuôn đúc với mất cũng gương mặt như đao tạc ấy cũng vẻ lạnh lùng tàn khốc ấy giữa đôi hàng lông mày cũng ẩn chứa nét ngông cuồng hoang dã dạ ấy chỉ có điểm khác biệt là người đàn ông này trông còn trẻ hơn thâm trầm hơn mất kin ánh mắt cũng âm hiểm tàn độc hơn hắn trương lập chỉ vào người đàn ông rất giống mất ấy lắp bắp nói người người này y là mẫn mẫn nói người thấp hơn ấy, chính là Himili Mettler, rất ít ảnh bắt được vẻ mặt hớn hở xun xoe ấy của ông ta, kể cả là lúc ở bên cạnh Hitler cũng không, duy chỉ có người đứng bên cạnh y đây mới khiến y lộ ra vẻ mặt ấy mà thôi. Nếu phán đoán của chúng tôi không lầm, tên của người này chính là Hector Merkin. Hả, nhạc dương nhảy dựng, ngạc nhiên thốt lên, lại là một tên Merkin nữa. Mẫn mẫn gật đầu, đúng vậy, ban đầu, tấm ảnh này nằm lẫn trong một đống tài liệu văn kiện về thế chiến thứ hai, chúng tôi cũng không hề chú ý đến, là anh Cường ba tình cờ phát hiện ra người này trông rất giống Merkin, nên bọn tôi mới để ý đến nó. Mọi người chú ý nhìn bàn tay trái của Merkin mà xem, chiếc nhẫn ở ngón giữa ấy, nhìn thấy chưa? Nhạc Dương chú ý quan sát chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa bàn tay trái của Merkin, trong tấm ảnh, chiếc nhẫn đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mẫn mẫn phóng lớn bức ảnh trên màn hình máy tính, sau khi xử lý nhòe, chiếc nhẫn bạc liền hiện lên rất rõ nét. Chính giữa chiếc nhẫn là một hình đầu lâu kỳ dị, hai bên có hoa văn xoắn cuộn, sau phù hiệu ngôi sao sáu cánh ở bên phải là một hàng văn tự cổ. Mẫn mẫn chỉ vào những chữ ấy nói, đây là tên dòng họ Mücke của y, được khắc bằng một loại văn tự hình chêm rất cổ xưa, cũng có thể coi như là tiêu ký của gia tộc. Chúng tôi tin rằng, tên của y được khắc ở mặt bên trong của chiếc nhẫn. Về sau, khi chế tạo nhẫn đầu lâu cho quân đội Đức, Himmler từng nói, ông ta có được linh cảm từ một người bạn. Tôi nghĩ linh cảm đó của Himi Limitler có quá nửa là đến từ người này. Tấm ảnh này không để thời gian chụp, mà chúng ta lại chỉ có tài liệu trên máy tính nên cũng không có cách nào phán đoán được, chỉ có thể dựa vào trang phục trên người của Himi Limitler để suy đoán đại khái. Có lẽ tấm ảnh này được chụp vào khoảng năm 1935. Mọi người chú ý xem bối cảnh phía sau đi, sau lưng hai người này chính là trụ sở hiệp hội di sản tổ tiên thời điểm bấy giờ, sau năm 1935 thì đã đổi sang địa chỉ khác rồi. Nhạc Dương ngạc nhiên nói, nếu chỉ có mỗi tiêu ký của gia tộc Merkin, làm sao mà biết được tên đầy đủ của y chính là Hector Merkin cơ chứ? Mẫn Mẫn nói, có một tài liệu khác nhắc đến chuyện này, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn đánh đồng hai sự việc này với nhau, vì vậy đây mới chỉ là suy đoán. Mẫn Mẫn quay sang nói với Nhạc Dương và Trương Lập về khả năng Hector Merkin làm gián điệp hai mang xâm nhập vào công viên Bletley. Nghe xong chuyện về Hector Merkin, Trương Lập lấy làm lạ nói, nhìn tấm ảnh này, thì Hector McQueen đã được mời đến hiệp hội di sản tổ tiên rồi, sao lại vào được công viên Bledley nữa nhỉ? Chắc Mộc Cường ba lên tiếng, chuyện này chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán thôi. Không biết lúc đó Hector McQueen đã dùng thân phận gì để gia nhập hiệp hội di sản tổ tiên của Himili Metler, nhưng từ tấm ảnh này có thể thấy, y đã được Himili Metler hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng ta đặt giả thiết, y đã lợi dụng cục diện hỗn loạn của chiến tranh và sự cuồng nhiệt của Himili Metler đối với siêu năng lực trình ra kế hoạch tìm kiếm hậu duệ của người Urian thuần chủng ở Tây Tạng, vì vậy mới có chuyến khảo sát đầu tiên của quân Đức ở Tây Tạng năm 1938. Còn lúc gia nhập vào công viên Bletley, có lẽ nhiệm vụ của Y là phá hoại hoặc làm trạch hướng công tác phá giải mật mã Enigma của quân đồng minh. Nhưng lúc đó, trên chiến trường, quân đội Đức đang rơi vào thế yếu, nếu Hector Merkin đã nhìn ra quân Đức không thể nào vãn hồi chiến cuộc nữa, Y hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, trở mặt giúp quân đồng minh phá giải mật mã của người Đức. Như vậy, y đã tự tạo cho mình một con đường rút lui. Ngoài ra, từ năm 1938 đến năm 1945, quân Đức đã hai lần vào Tây Tạng nghiên cứu, rồi Lạt Ma Tây Tạng cũng xuất hiện một cách thần bí ở Đức. Những sự kiện này rốt cuộc có quan hệ trực tiếp với Hector Muckin hay không, tất cả vẫn còn là câu đố chưa lời giải đáp. Hơn nữa, dựa theo những tài liệu chúng ta nắm được trong tay, người tên Hector Muckin này rất có khả năng đã tham gia chuyến đi Tây Tạng lần thứ nhất. Kế đó, gã lại nói về hành động liên hợp của hai nước Anh Đức cùng tiến vào Tây Tạng và chuyện người thần bí được gọi là âm. Trương Lập kêu lên, cường ba thiếu ra, đợi chút đã, anh nói cái ký hiệu kia là tiếng du du gì ấy nhỉ? Tiếng runic, đúng rồi, chính là cái đó. Anh nhắc lại hộ tôi với, chữ SM trong tiếng runic viết như thế nào vậy? Chắc một cường ba liền bật đoạn tài liệu ấy lên màn hình máy tính, nói, đây, chính là cái này. Trương Lập chỉ ký hiệu đó kêu lên, tôi thấy rồi để tôi nhớ lại xem nào chắc chắn là thấy rồi trong lịch sử thế chiến thứ hai thôi cái ký hiệu ấy nổi tiếng lắm sao không nhớ ra được nhỉ vẻ mặt trương lập hết sức nghiêm túc mấy người bọn trác mộc cường ba đều tạm thời ngừng nói chuyện không quấy nhiễu anh nữa trương lập đột nhiên vỗ mạnh vào chán mình nói điệp viên x điệp viên thần bí nhất trong thế chiến thứ hai tôi nhớ ra rồi chuyện là thế nào vậy nhạc dương truy vấn trương lập nói khi thế chiến thứ hai mới bắt đầu Đại sứ quán Anh ở Na Uy có nhận được một bức thư nạc danh, nội dung thư hết sức kỳ quái, viết rằng, nếu nước Anh muốn biết thông tin tình báo của quân Đức, thì đài BBC của anh trong chương trình phát đến nước Đức hãy thêm vào một câu, xin chào, đây là London. Sau khi bức thư này chuyển về nước Anh và được các cơ quan tình báo nước này nghiên cứu kỹ, đài BBC liền bắt đầu thử thêm vào chương trình phát thanh đến nước Đức câu xin chào, đây là London đó. Sự việc phát sinh như vậy, sau khi thay đổi nội dung phát sóng được một tuần, lính tuần tra đại sứ quán Anh ở Na Uy đã phát hiện một cái bọc trên bậc cấp. Không ai có thể ngờ được, bên trong đó lại là các thông tin tình báo quân sự.